mưa trê tác phẩm lịch sử khẩn hoang miền nam biên khảo tác giả sơn nam người đọc xuân hùng lời nhà xuất bản Công cuộc nam tiến của cư dân người Việt gắn liền với lịch sử khẩn hoang vùng đất phía Nam. Ngay từ thế kỷ 16-17, dân cư Việt đã sớm đặt chân trên vùng đất mà như châu Đạt Quang. Từ thế kỷ 13, khi đi sứ đến chân Lạp đã ghi nhận. Bắt đầu vào châu Bồ, vùng biển Vũng Tàu ngày nay. Gần hết cả vùng là bụi rậm của rừng thấp. Những cửa rộng của con sông lớn chảy dài hàng trăm dặm. Bóng mát âm um tùm của những góc cổ thụ và cây mây dài tạo thành những chỗ trú xum xuê. Khắp nơi vang tiếng chim hót và tiếng thú kêu. Vào nửa đường trong sông, thấy những cánh đồng hoang không có một gốc cây. Xa nữa, tầm mắt chỉ thấy toàn cỏ cây đầy rẫy. Hàng trăm, hàng nghìn trâu rừng tụ tập, từng bầy. Tiếp đó, những con đường dốc đầy tre chạy dài hàng trăm dặm. Ghi chú Châu Đạt Quang, Chân Lạp Phong Thổ Ký, bản dịch Lê Hương năm 1973. Hết ghi chú. Hoặc như Lê Quý Đôn trong phủ biên tập lục. Từ cửa biển Cần Giờ, xoài rạp, cửa tiểu, cửa đại. Trở lên, toàn là rừng rậm hàng nghìn dặm. Rõ ràng là trước khi chú Nguyễn và các vua triều Nguyễn thiết lập những đơn vị hành chánh và cai trị, khẳng định vai trò nhà nước chủ quyền trên mảnh đất phía Nam, thì từ rất sớm dân cư Việt vốn là những nông dân siêu tán, thợ thủ công cùng khổ, những binh lính, lao dịch lưu đày Dưới sự áp bức bóc lột của giai cấp địa chủ phong kiến, của chiến tranh địch họa, thiên tai đã buộc phải rời bỏ sớm làng vào Nam khẩn hoang lập nghiệp. Ngay từ những ngày đầu, họ đã phải đối mặt với bao khó khăn thử thách trên bước đường chinh phục thiên nhiên, thuần hóa, đất đai, lập làng dựng nghiệp trên vùng đất mới. Đến đây xứ sở lạ lùng, con chim kêu phải sợ, con cá vùng phải kinh. Hoặc chèo ghê, sợ sấu cắn chân, xuống sông sợ đĩa, lên rừng cọp âm. Thật ra trước khi dân cư Việt đến, vào những năm đầu công nguyên, vùng đất Nam Bộ này đã là một vùng dân cư văn hóa đặc sắc với vương quốc Phù Nam, văn hóa ốc eo, vùng tranh chấp giữa vương quốc Champa và Chân Lạp. Song những nền văn hóa dân cư này đã bị lụi tàn nhanh chóng và theo nhiều nhà nghiên cứu thì vùng đất phía nam này đã diễn ra quá trình hoang hóa mà nguyên nhân trực tiếp và gián tiếp là do những chuyển biến trong cơ cấu dân cư. Sự không thích ứng với những điều kiện chính trị, kinh tế, văn hóa dưới thời chân lạp, tình trạng chiến tranh liên miên giữa chân lạp và chăm ba trên địa bàn Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ và những đợt tấn công của đế quốc Nguyên Mông và các nước Đông Nam Á ghi chú võ sĩ khải địa chỉ văn hóa thành phố hồ chí minh tập một nhà xuất bản thành phố hồ chí minh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hết ghi chú trước khi lưu dân việt đến lập nghiệp các cư dân khmer và các dân tộc ít người khác đã sống lẻ tẻ rải rác trên các dòng đất cao các vùng đồi núi với số lượng dân cư ít ỏi trình độ kỹ thuật thấp kém kết quả khai phá mở đất chưa nhiều do đó sài gòn gia định vẫn là đất tự do của các dân tộc và hầu như vô chủ là đất hoang nhàn cả về kinh tế lẫn chủ quyền. Ghi chú: Trần Văn Giàu, Trần Bạch Đằng, Địa chí văn hóa thành phố Hồ Chí Minh, tập 1, Nhà xuất bản thành phố Hồ Chí Minh năm 1986. Hết ghi chú. Người lưu dân Việt đã không ngừng khai hoang mở đất, lập làng xóm, phố chợ và cùng với lưu dân người Hoa đến sau đó ít lâu. Năm 1679, Dương Ngạn Địch và Trần Thắng Tài đã di dân người Hoa đến Cù Lao Phố, Biên Hòa, Mỹ Tho. Năm 1715, Mạc Cửu mở mang đất Hà Tiên cùng với người Khmer bản địa chinh phục thiên nhiên và định kế lâu dài. Và mùa xuân năm Mậu Dần, năm 1698, chú Nguyễn Cử thống xuất Nguyễn Hữu Cảnh vào Nam Kinh Lược, lấy đất nông nại đặt làm phủ gia định, lấy xứ Đồng Nai làm huyện Phước Long, dựng dinh Trấn Biên, lập xứ gia định làm huyện Tân Bình, dựng dinh phiên trấn, đất đai mở rộng ngàn dặm, dân số được hơn 4 vạn hộ. Có thể nói năm 1698 là mốc chính thức quan trọng xác lập về mặt nhà nước chủ quyền của người dân Việt trên đất đai, làng xã mà họ đã bỏ công khai phá xây dựng. Đó cũng chính là sự gặp gỡ giữa việc thỏa mãn, nhu cầu, nguyện vọng, sinh cơ lập nghiệp của nhân dân với yêu cầu mở cõi, phát triển và củng cố cương vực đất đai của chính quyền nhà Nguyễn ngay từ những năm trước giải phóng khi đất nước còn chia cắt nhà văn sơn nam bằng kinh nghiệm sống với ưu thế tìm tòi chắc lọc trong vốn tư liệu quý của dân tộc tuy trong điều kiện khó khăn về nguồn tư liệu và trong cái cô đơn tìm lối dẫn về cội nguồn về quá trình thiên di sinh cơ lập nghiệp của lưu dân việt trên vùng đất mới phía nam ngót ba thế kỷ qua ngày nay trong điều kiện hòa bình thống nhất nước nhà nhiều công trình nghiên cứu đã và đang được tiếp tục bằng nhiều cách tiếp cận khác nhau để đào sâu, tìm hiểu về lịch sử 300 năm mở đất. Giúp có cái nhìn hoàn thiện hơn, chân xác hơn về những khoảng trống lịch sử trong bước đường mở nước và dựng nước của dân tộc ta. Xin trân trọng giới thiệu cùng bàn đọc Lịch sử khẩn hoang miền Nam Như một hướng tiếp cận về con đường mở nước và dựng nước của dân tộc ta ở vùng đất mới Nam Bộ Nhà xuất bản trẻ lời nói đầu tập võ đánh cờ tướng tắm hơi câu cá chơi hoa kiển tìm lạc thú yêu đương du lịch uống rượu với bạn đọc sách về thiền vân vân là những phương thức có hiệu quả để tìm sự thoải mái thấy mình được hạnh phúc không còn cô độc trong xã hội phức tạp mà con người như càng cô độc thiết tưởng những hình thức tu luyện nói trên tuy hữu hiệu nhưng chỉ là giải trí nhất thời có lẽ ta nên đọc sử, đặc biệt là lịch sử nước nhà. Lúc sau này, những danh từ về nguồn, tìm dân tộc thường được nhắc đến. Nhưng về nguồn không chỉ để thưởng ngoạn là xong. Mỗi hình thức văn nghệ, mỗi vũ điệu, mỗi lá cây chỉ đẹp trong bối cảnh lớn của nó. Cái vỏ sò, vỏ ốc nằm trên bãi cát bao la với đại dương ngoài xa, biển không một cánh bườm, và bãi cát không in dấu chân người hoa sen nở trong đầm giữa biển cỏ hoặc trong ruộng lúa bát ngát với em bé ở trần bơi xuồng bụng hơi đói ta chỉ hết cô độc hết bị căng thẳng thần kinh khi tìm ra cái cớ để giải thích nỗi buồn vô cớ cái cớ ấy có lẽ ta chưa hòa hợp dính liền được với bối cảnh hiện tại như cái vỏ ốc trên bãi hoặc bông sen dính rễ dưới bùn chúng ta đang sống trong lịch sử và hiện tại quả là dính dấp với quá khứ nói gì thì nói khi tìm hiểu một người người ta phải làm công việc cần thiết là sưu tra lý lịch và người việt nam không thể nào hãnh diện đúng mức khi đọc tiểu sử của ông hoa thịnh đốn ông nã phá luân hoặc ông khổng ông thích ca mặc dầu đó là những người của nhân loại đọc lịch sử tai tiếng của mỹ quốc xem phim về anh hùng phiêu lưu khẩn hoang là những phút mua vui hoặc nghiên cứu đứt đoạn. Không thể nào dùng lịch sử của nước khác để làm lịch sử của mình được. Ta trở về với bối cảnh của ta. Trở về lại là hành động tích cực, chứ không là thưởng ngoạn, thụ động. Đi ngang vùng đất ngày xưa là thành chí hòa, ngắm những đám cỏ xanh rờn vừa vươn lên khi mùa mưa trở lại. Ta không khỏi ngậm ngùi. Nhưng bứng vài cụm cỏ trên nền đất đầy máu và nước mắt ấy đem về mà trồng trong chậu thì hóa ra vô duyên tạm thời giải khoai được, nhưng tạo ra một sự cô độc mới. Đến vùng thuộc nhiêu, cai lại, ngâm câu thơ, đất linh bồi đắp cuộc ba dòng của ông học lạc vẫn là chưa đủ. Cũng như khi qua đò máy mỹ thuận hoặc đò máy vạm cống vào buổi mưa lất phất. Tưởng rằng cảnh đẹp, khói sóng tiêu tương hiện về. Phải là một sự chuyển mình, nhập thân vào bối cảnh mới. Ngày xưa, là bóng dáng thằng bé chăn trâu lưng trần phơi nắng thất học ngày nay ngày mai bối cảnh là ruộng lúa máy cày và hoa màu phụ đầu đề lịch sử khẩn hoang miền nam quá lớn đòi hỏi sự làm việc cần cù kiên nhẫn lâu dài của một tiểu bang một nhóm có thẩm quyền nhưng trong hoàn cảnh hiện tại chúng tôi đánh bạo thử vạch một lối để trèo núi cao chắc chắn là có nhiều lối khác để đi tới đỉnh núi Chúng tôi chỉ có hy vọng là dẹp một mớ sỏi gai để thấy bóng dáng đỉnh núi. Tài năng, kiến thức và thời giờ làm việc của một người chỉ có hạn. Cũng may là được giúp đỡ tận tình, đặc biệt của các viên chức ở nhà văn khố, phòng lưu trữ công văn, các viên chức ở Thư viện Quốc gia, Thư viện Khảo Cổ, Thư viện của Hội Cổ học Ấn Hoa. Một số bạn đã giúp đỡ vài tài liệu quan trọng. Dám mong độc giả xem đây là bản khởi thảo. Sau này, đất nước hòa bình, phương tiện dồi dào, nhiều vị thức giả và các bạn trẻ hiếu học sẽ đi sâu vào đề tài này. Để những đức tánh lớn của dân Việt được phát hiện bi hùng hơn, gần sự thật hơn. Tháng 7 năm 1973, Sơn Nam Lưu ý Về chú thích xin tạm viết tắt như sau. GDTC, Gia Định Thành Thông Chí, của Trịnh Hoài Đức, bản dịch của Tu Trai Nguyễn Tạo, do nhà văn hóa Phủ Quốc Vũ Khanh đặt trách văn hóa xuất bản năm 1972, gồm 3 tập, Thượng, Trung, Hạ. Nếu ghi chú GDTC Trung 17, tức là bản dịch nói trên thuộc tập trung trang 17. QTCB Quốc triều chánh biên toát yếu Tất nghiên cứu sử địa Việt Nam Sài Gòn năm 1972 MMC Y dài Minh mệnh chánh yếu Bản dịch của Ủy ban dịch thuật Phủ quốc Vụ Khanh Đặc trách văn hóa xuất bản năm 1972 Đã ra hai tập 1 và 2 MMPB Minh mệnh chánh yếu Thiên Phủ Biên 21 Bản dịch đánh máy của Nguyễn Quang Tô DNNTC Đại Nam Nhất Thống Chí Lục tỉnh Nam Việt Bản dịch tu trai Nguyễn Tạo gồm hai tập Thượng và Hạ Nhà văn hóa Bộ Quốc gia Giáo dục xuất bản năm 1959 Những tài liệu của nhà văn khố Sài Gòn có số hiệu ghi trong văn kiện Đại khái SNL 1678 tức là Service Loco năm 1678. CB 615 tức con sai là River 615. Riêng về số hiệu SNL 1742 là tài liệu chữ nho đa số về đời Minh Mạng. SNL 1755 đa số thuộc đời Tự Đức và SNL 1743 thuộc loại linh tinh đời Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức chưa sắp loại từng văn kiện. Về các tỉnh Rạch Giá, Bạc Liêu và Cần Thơ mà chúng tôi đề cập riêng rẽ. Ví dụ E gạch 7, tức là hợp tài liệu đánh số E gạch 7 trong một về tỉnh Rạch Giá là của văn khố thuộc Rạch Giá. Ví dụ như T gạch 1 ở đoạn nói riêng về tỉnh Cần Thơ là tài liệu lưu trữ về tỉnh Cần Thơ, hộp T gạch 1. Về địa danh Chúng tôi dùng theo ranh giới cũ và địa danh cũ hồi trước năm 1945, ví dụ như vùng Trà Vinh, thuộc vùng tỉnh Trà Vinh, theo ranh giới trước năm 1945, hoặc rạch giá là rạch giá theo ranh giới thời Pháp thuộc, cũng như Cà Mau, tức là quận Cà Mau. Bạc Liêu là tỉnh Bạc Liêu ngày xưa với ranh giới bao gồm luôn quận Cà Mau. Xin bạn đọc chịu khó nhớ lại là xong cho in lại bản đồ nam kỳ với ni tất quá nhỏ thì chẳng lợi ích gì cả về tên người chắc độc giả hẳn tha thứ khi chúng tôi viết không phân biệt nguyễn ánh gia long tổ quốc vì đó là thói quen được chấp nhận cũng như chúng tôi không phân biệt rõ ràng từng giai đoạn khi người pháp mới đến inspector gọi là tham biện vì là tiếng gọi thông dụng và chánh thức thời đó khu vực hành chánh và province gọi là hạt trong dân gian và một số văn kiện chánh thức vì vậy khi hành văn chúng tôi không phân biệt chủ tỉnh và tham biện administrator cũng như chức vụ thống đốc nam kỳ không phân biệt giai đoạn quân sự hay dân sự thời pháp thuộc danh xưng chính thức là quan tham biện chủ tỉnh administrator chef de province nhưng làm việc tại tòa bố Inspection, tỉnh X Với một số độc giả còn trẻ Có thể chúng tôi chưa chú thích đầy đủ Ví dụ như thuế thân, công sư, cai tổng, hội đồng quản hạt Nhưng nếu chú thích quá tỉ mỉ Thì lại hóa ra vô ích đối với những độc giả cỡ 45 tuổi Xin lượng thứ vậy Phần quan trọng nhất của việc khẩn hoang là làm ruộng. Chúng tôi không đề cập tới việc khai thác lâm sản hải sản, ngư nghiệp và các đồn điền cao su, đồn điền trà, vân vân. Tác giả Nhận xét tổng quát Đồng bằng sông Cửu Long, Mê Nam và Yên là ba trung tâm sản xuất lúa gạo có dư để xuất cảng quan trọng nhất thế giới. Việt Nam, Sim, Miến Điện gồm đa số dân sống bằng nghề nông. Ba quốc gia này liên ranh, nằm trong khu vực gió mùa với những nét lớn giống nhau. Lãnh thổ phát triển lần hồi từ Bắc xuống Nam, biết làm ruộng cấy ở đồng sâu, nhờ đó mà sản lượng đạt mức cao so với ruộng tỉa ở đất khô. Mức sống thấp kém. Nam Tiến không phải là mảnh lực huyền bí của riêng dân tộc Việt Nam. Những dân tộc chịu ảnh hưởng Ấn Độ vẫn đạt được kỹ thuật cày sâu cuốc bẩm không kém nước ta việc tôn thờ rắn thần và rồng để cầu mưa, vài môn giải trí như thả diều, trai gái đối đáp nhau, nào phải chỉ xảy ra ở Việt Nam. Dân Việt gặp phải dân Khmer, vốn có nền văn hóa cổ kính khá cao. Vào thế kỷ 13, người Khmer đã tìm ra giống lúa và kỹ thuật dẫn thủy nhập điền, thích ứng, giúp họ thâu hoạch 3 hoặc 4 vụ trong một năm. Cuộc nam tiến của người Sim, người Miến Điện gặp hoàn cảnh khá tốt về địa lý, hai con sông mê nam và imbrau đi thuận lợi cho việc thông thương trong khi hồng hà và sông cửu long có nhiều thác đá từ hạ lưu sông hồng dân việt len lỏi theo mấy cánh đồng lúa nhỏ bé dọc theo bờ biển đông nhiều dông tố để lần hồi về đến hạ lưu sông đồng nai sông cửu long tuy là đặt chân trên đất cao miên nhưng đối thủ đáng nể của người việt đi khẩn hoang lại là người Sim đang nuôi tham vọng đô hộ vùng vạn tượng cao miên và mã lai xiêm quốc lúc bấy giờ đang thời hưng thịnh với tướng giỏi với quân sĩ có kinh nghiệm về chiến đấu đường bộ và đường thủy người việt đã giữ được thế chủ động trong hoàn cảnh gay go khi đặt chân ở đồng bằng sông cửu long nước việt bị chia cắt từ sông ranh công trình khẩn đất và giữ đất lúc đầu chỉ do một số dân từ quảng bình trở vào gánh vác bấy giờ ưu thế của người Việt không là kỹ thuật canh tác cao, nhưng là ưu thế về tổ chức, chánh trị và quân sự. Bộ máy hành chánh khá hoàn hảo đã giúp cho chú Nguyễn theo dõi được tình hình ở những địa phương xa xôi. Quân đội có thể tập trung khá nhanh khi cần thiết. Đơn vị xã hội nhỏ nhất là thôn ấp, đủ khả năng tự trị. Các tổ chức đồn điền có thể tự quản trị về kinh tế và an ninh. Quân xiêm hùng mạnh nhưng đi xa thì mất hiệu năng nước cao miên lúc bấy giờ quá suy nhược vua chúa kém năng lực chỉ biết cầu viện với ngoại bang dân chúng thì ly tán người xiêm thường lùa bắt từng loạt dân cao miên đem về xứ họ để làm nông nô phục dịch vua chúa việt nam thúc đẩy việc khai hoang vì những lý do sau đây mở rộng địa bàn thống trị đất rộng dân giàu thì kinh đô được bảo vệ chu đáo hơn thuế điền và thuế đinh gia tăng nhanh chóng nạn đói kém được giảm thiểu nơi này thất mùa nơi kia bù lại ít có nguy cơ nội loạn dân số tăng gia thêm lính tráng thêm dân sâu bộ đinh và bộ điền tiêu biểu cụ thể cho dân lực tài lực với binh sĩ giữ gìn bờ cõi và trấn áp nội loạn với tiền bạc và nhân công làm sâu vua chúa tha hồ phung phí sống xa hoa xây đắp cung điện lăng tẩm ưu đãi người trong họ mua chuộc quan lại để ngôi vị được ổn định chống các âm mưu ly khai ở địa phương về phía dân chúng khẩn hoang là việc tích cực không phải là hưởng thụ thụ động chờ thời vận phải có yếu tố thiên nhiên tương đối thuận lợi đất quá thấp thì lúa dễ bị ngập quá cao thì gặp nạn thiếu nước từ nơi cư trú đến thửa ruộng đường đi phải gần để khỏi phí thời giờ lui tới lúa đem về nhà không mất nhiều công lao và phí tổn chuyên chở đủ nước ngọt để uống, nấu cơm và cho trâu bò uống. Gia đình đủ vốn liếng, đủ lúa gạo ăn trong khi chờ lúa chín. Lại còn quần áo, tu bổ nhà cửa, thuốc uống, trầu cau, lúa gạo để nuôi heo gà, ghe xuồng, nông cụ. Thêm vào đó, còn yếu tố xã hội vì làm ruộng đòi hỏi, sự hợp quần cần thiết. Sức một người, một gia đình chỉ có hạn, một khoảng ruộng ở giữa tứ bề đất hoang thì hoa màu sẽ bị chim chuột từ các vùng lân cận tập trung lại phá nát năm bảy gia đình góp sức canh tác liên ranh nhau thì sự tổn thất vì chim chuột được giảm thiểu mùa cấy tuy là co giãn xê xích 10 ngày nhưng nằm trong thời gian quy định cấy quá sớm thiếu nước cấy quá trễ cây lúa mọc lên không kịp nước mưa mỗi người chỉ có thể cấy chừng bốn mẫu tay trong một mùa mà thôi đàn bà lo cấy ở nơi này, thì đàn ông lo dọn đất ở nơi kia. Dọn đất cấy quá sớm, cỏ mọc trở lại, trì hoãn, thì nước trong ruộng lên cao, không dọn đất được. Lúa chín mà gặp trễ chừng 5-7 ngày là hư hao. Phát cỏ, cấy lúa, gặt lúa, đòi hỏi sự tập trung nhân công, mướn hoặc đổi công, theo lịch trình không được bê trễ. Phải nhờ người lân cận hoặc người ở địa phương khác đến ngay trong một khoảnh đất nhỏ, mặt đất chưa bằng phẳng, nơi cao, nơi thấp, việc đắp bờ, tác nước vẫn là công trình của nhiều người. Vùng định cư để khai hoang cần liên lạc với vùng phụ cận dễ dàng để giải quyết vấn đề nhân công. Trong một ấp, nhà này không được ở quá xa nhà kia. Gần thôn ấp, phải có nơi bán tạp hóa, có người cho vay, người tiêu thụ lúa. Việc sanh đẻ, cưới hỏi ma chay đòi hỏi các phương tiện tối thiểu. Nhà cửa, tánh mạng người dân phải được bảo vệ, chống trộm cướp, loạn lạc. Lại còn nhu cầu học vấn, nhu cầu về tâm linh, với chùa, miễu, đình, hát sướng. Đơn vị tối thiểu về xã hội vẫn là một làng. Khẩn hoang đòi hỏi nhiều yếu tố cơ bản. Khẩn hoang ở đồng bằng sông Cửu Long là cuộc vận động lớn, toàn diện về chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa vua chúa quy định chính sách điền địa thuế khóa quân dịch và thưởng phạt tùy nhu cầu mà có khi quân sĩ lưu dân và tù nhân phải đóng đồn lập ấp cày cấy ở nơi mất an ninh đất kém màu mỡ khó canh tác nhưng chánh quyền lại cưỡng bách đến định cư có những giai đoạn những khu vực mà chính phủ kiểm soát chặt chẽ việc khẩn hoang nhưng cũng có lúc người dân được dễ giải nhiều vùng đất tuy người cao miên chưa chánh thức nhượng lại cho ta nhưng dân ta đã đến khẩn hoang hoặc ngược lại đã nhượng từ lâu nhưng vẫn còn hoang phế cuộc vận động phối hợp quân sự chánh trị kỹ thuật này có thể chia ra từng thời kỳ một từ các chúa nguyễn đến những năm cuối đời gia long khai khẩn vùng đất phù sa tốt đất dòng ven sông đất cù lao theo nhu cầu phát triển xứ đàn trong phục quốc và củng cố quốc gia còn lại các vùng nước ngập sâu vào mùa mưa, đất quá phèn, rừng sát. Vùng người miên tập trung, trên nguyên tắc thì để nguyên vẹn, rạch giá, sóc trăng, trà vinh, châu đốc. Thành lập các trấn biên hòa, gia định, định tường, vĩnh thanh. 2. Từ cuối đời Gia Long tới cuối đời Minh Mạng, khai khẩn phía hữu ngạn hậu giang, nối qua vùng đồi núi Thất Sơn, vì nhu cầu xác định biên giới Việt, Miên, khai khẩn vùng đồi núi, vùng đất thấp, canh tác những lõm đất nhỏ mà cao ráo giữa vùng nước ngập lụt. Thành lập tỉnh An Giang, tách ra từ trấn Vĩnh Thanh. 3. Từ đời thiệu trị đến đời tự đức, khai khẩn những điểm chiến lược nhằm đề phòng nổi loạn ở phía Hậu Giang, chánh sách đồn điền được thúc đẩy mạnh. Thực dân Pháp đến nhằm mục đích bóc lột dân công, rẻ tiền và xuất cản tài nguyên đã thực hiện được vài việc đáng kể a à, cho đào kinh để chuyên chở lúa gạo giúp giao thông vận tải được dễ dàng đồng thời rút bớt nước vào mùa lụt từ hậu giang ra vịnh Simla, la vùng đất phèn tạm gọi là phù sa mới không còn bị nước ngập quá cao việc chuyên chở sản phẩm về sài gòn ít tốn kém hơn trước thành lập các tỉnh mới rạch giá cần thơ sóc trăng bạc liêu vùng này trở thành nơi dư lúa gạo nhờ dân ít mà mức sản xuất cao khai khẩn rừng tràm và đồng cỏ. B. Thúc đẩy việc làm ruộng xạ, nhờ chọn được các giống lúa thích hợp hơn. Vùng đất thấp ở Long Xuyên, Châu Đốc và Đồng Tháp 10 canh tác được. Còn lại là vùng rừng sát Cần Giờ, rừng nước Cà Mau, rừng Thang bùn U Minh, vùng đất quá nhiều phèn chung quanh Hà Tiên và Đồng Tháp 10. C. Lập đồn điền cao su ở miền Đông. Phần thứ nhất một Nhu cầu phát triển xứ đàn trong, phục vụ và củng cố quốc gia 2. Nhu cầu xác định vùng biên giới, Việt, Miên 3. Nhu cầu chỉnh đốn về nội trị, những đồn điền, chiến lược ở Hậu Giang 4. Làng xóm, điền đất và người dân thời đàn cựu Nhu cầu phát triển xứ đàn trong, phục quốc và củng cố quốc gia những hành động quyết định Vùng Cù Lao Phố Vùng Bến Nghé Sài Gòn Vùng Ba Dòng Vùng Long Hồ Sơ kết thành quả Thương cảng Sài Gòn hình thành và phát triển Việc tổng động viên năm 1789 Những năm Thái Bình đời Gia Long Những hành động quyết định Từ lâu, các chú Nguyễn đã biết về vùng đất ở Đồng Nai và Cửu Long nhưng cơ hội chưa thuận lợi để đẩy mạnh cuộc phát triển về phía Nam. Năm 1623, một phái bộ của Chúa Nguyễn đến U Đông yêu cầu được lập cơ sở ở Prenoco, vùng Sài Gòn, để thu thuế hàng hóa. Năm 1658, khi còn bận rộn giao tranh với Chúa Trịnh ở phương Bắc, Chúa Hiền cho quan khâm mạng trấn biên dinh, Phú Yên đem 2.000 quân đến mỗi xuôi mô xoài để đánh phá, bắt vua nặt ông chân giải về Quảng Bình. Khi ấy, ở mỗi xuôi, vùng Bà Rịa ngày nay, ghi chú mỗi xuôi, mô xoài, DNNTC, tỉnh Biên Hòa ghi núi Trấn Biên ở phía Tây Bắc, huyện Phước Bình sáu dặm, tục danh núi, mỗi xuôi, có hang nai, có rặng tùng xanh, có sư tăng tịch cốc tên là Khát Chân tu trì ở đây. Nay gọi là núi Dinh. Căn cứ vào núi này, ta phỏng định vùng mỗi xuôi ở phụ cận. DGTC Thượng 17 cũng có ghi. Hết ghi chú. Và ở Đồng Nai, đã có lưu dân của nước ta đến sống chung lộn với người cao miên khai khẩn ruộng đất. Người cao miên khâm phục oai đức của triều đình, đem nhượng hết cả đất ấy, rồi đi lánh chỗ khác không dám tranh trở chuyện gì. Ghi chú, GDTC, Trung, Bảy, hết ghi chú. Năm 1672, tình hình vô cùng thuận lợi cho Hiền Vương. Ngài đã thắng Chúa Trịnh, lấy sông Danh, làm ranh giới. Năm 1674, Cao Miên có loạn, thêm lý do để quân Chúa Nguyễn can thiệp. Lần này phá luôn được các đồn binh Cao Miên ở Sài Gòn, Gò Bích và Nam Vang sau khi thắng ở Mô Xoài. Bảy năm sau, năm 1679, Trần Thắng Tài và Dương Ngạn Địch đem binh biền và gia quyến hơn 3.000 người và chiến thuyền hơn 50 chục chiếc đến gần Kinh Đô. Hiền Vương cho phép bọn di thần nhà Minh vào Nam. Chi tiết đáng chú ý là đoàn chiến thuyền này được đưa vào Nam có người hướng dẫn. Đây là cuộc hướng dẫn thần tình, chứng tỏ thời chú Nguyễn, bản đồ và khung cảnh ở đồng bằng sông Đồng Nai và Cửu Long được nghiên cứu khá tường tận. Chú Nguyễn và người hướng dẫn đã đánh giá đúng mức giá trị chiến lược của vùng Mỹ Tho và biên hòa, nơi bọn di thần nhà Minh được phép đến định cư. Sự đánh giá ấy mãi đến sau này vẫn còn là đúng. Miền Nam hãy còn hai nơi quan trọng khác ở phía tây và tây nam. Năm 1699, Nguyễn Hữu Cảnh đem binh lên tận Nam Vang để can thiệp về quân sự. Chuyến về khoảng tháng tư năm canh thìn, 1700 ông cho quân sĩ theo dòng Tiền Giang, trú đóng tại Cái Sao, vùng chợ mới của Long Xuyên. Ba quân bị phát bệnh dịch và ông cũng bị nhiễm bệnh. Ghi chú, GDTC, Hạ, 126, 127, hết ghi chú. Thời gian trú quân ở đây là hơn nửa tháng. Binh kéo đi hai ngày sau là ông mất. Ông có công dẹp yên cao miên, rồi khai thác đất này. Ghi chú, GDTC, thượng 87. Hết ghi chú. Ai trực tiếp khai thác? Chắc chắn là số binh sĩ bị bệnh hoặc một số tình nguyện ở lại vùng cái sao mà khai thác trước khi đất đai này được vua Cao Miên nhượng cho. Bây giờ nhóm này sống treo leo bên bờ sông Tiền. Họ được gọi là dân hai huyện, trực thuộc phủ gia định từ xưa. Năm 1705, Nguyễn Cửu Vân thừa lệnh hành quân lên Cao Miên để đánh quân Sim khi trở về lại cho trú quân ở Vũng Gù, nay là Tân An, lập đồn điền, làm thủ sướng cho quân dân. Ghi chú, GDTC Thượng 45, hết ghi chú. Đắp đồn và đào kinh cho vùng Rạch Vũng Gù và Rạch Mỹ Tho ăn thông nhau, nối liền sông Vàm Cỏ Tây qua Tiền Giang. Ghi chú, GDTC Thượng 63, hết ghi chú. Về phía Vịnh Simla Khoảng năm 1680, Mạc Cửu đã lập ấp rải rác từ Vũng Thơm, Trũng Kè, Cần Vọt, Rạch Giá, Cà Mau, Hà Tiên trở thành thương cảng quan trọng. Thôn ấp định cư nằm sát mé biển, thuận lợi cho ghe thuyền tới lui. Hoặc ở đất cao, theo Giang Thành, sông Cái Lớn, sông Gành Hào, Ông Đốc để canh tác. Trần Thắng Tài, Đồng Nai, Trương Ngạn Địch, Mỹ Tho, Nguyễn Hữu Cảnh, Hậu Giang, Nguyễn Cửu Vân, Vàm Cỏ, Mạc Cửu, Hà Tiên và quân dân đã đi những bước tiên phong trong thời gian ngắn. Nhóm di thần nhà Minh và dân Việt thật sự làm ruộng và định cư nơi đất lạ. Bao nhiêu khó khăn dồn dập xảy tới. Cuộc tranh chấp về quân sự với người Cao Miên, người Sim, mãi đến 134 năm sau, năm 1834, vùng đất mà ông Nguyễn Hữu Cảnh khai sáng còn gặp chinh chiến với quân Sim mặc dầu cuộc Nam Tiến hoàn tất vào năm 1759. Lại còn việc tranh chấp dằn dai giữa anh em Tây Sơn, khiến việc khẩn hoang bị đình trệ hoặc hư hại. Chúa Nguyễn nắm nguyên tắc căn bản là phát triển các đơn vị hành chánh liền ranh nhau. Thoạt tiên Dinh Trấn Biên đóng ở vùng Phú Yên. Năm 1698, trưởng cơ Nguyễn Hữu Cảnh đặt ra gia định phủ, gồm có Xứ Đồng Nai làm huyện Phước Long, dựng Dinh Trấn Biên. Xứ Sài Gòn làm huyện Tân Bình, dựng dinh phiên trấn Rồi lần hồi, vùng Long Hồ nối vào đất Gia Định, vùng Mỹ Tho nối vào Gia Định, vùng An Giang nối vào Long Hồ, Vĩnh Long, vùng Hà Tiên quá suy sụp năm 1805, đời Gia Long. Dinh Vĩnh Trấn, Vĩnh Long, cai quản từ hữu ngạn Tiền Giang đến Rạch Giá, Cà Mau, tức Vịnh Sim La, để rồi năm 1810 trả lại cho Trấn Hà Tiên như cũ. Từ ngàn xưa, dân việc học được kinh nghiệm về định cư. Miền rừng núi bao giờ cũng bất lợi, ít đất thịt, nhiều sỏi đá, nhất là bệnh rét rừng. Sơn làm chướng khí, nguy hại có thể gây nạn diệt chủng. Nhà cửa nên cất nơi đồng bằng, nhưng cất phải cao ráo, gần sông rạch càng tốt, tránh nơi nước động ao tù. Sông sâu nước chảy là cuộc đất lý tưởng về phong thủy, tài lợi dồi dào, nhưng trong thực tế là ngừa được bệnh rét, giao thông thuận lợi có nước để làm ruộng, có nước để uống. Nếu là nơi nước mặn gần biển, thì trên dòng cao vẫn đào diễn được. Năm 1698, khi Nguyễn Hữu Cảnh đặt hai huyện đầu tiên, tình hình khẩn hoang được mô tả như sau. Đất đai mở rộng 1.000 dặm, dân số được hơn 40.000 hộ, chiêu mộ lưu dân từ bố Chánh Châu trở về Nam đến ở khắp nơi, đặt ra phường ấp, xã thôn, chia cắt địa phận, mọi người phân chiếm ruộng đất, chuẩn định thuế đinh điền và lập bộ tịch đinh điền. Từ đó con cháu người Tàu ở nơi trấn biên thì lập thành xã Thanh Hà, ở nơi phiên trấn thì lập thành xã Minh Hương rồi ghép vào sổ hộ tịch. 40.000 hộ tức là 40.000 gia đình. Nhóm di thần nhà Minh đến ở Cù Lao Phố và vùng Mỹ Tho gồm 3.000 người khi tiên khởi. 20 năm sau, con cái của họ lớn dần một số người Trung Hoa khác lần hồi đến làm ăn, mua bán, rồi định cư luôn. Ta thấy còn lại trên 30.000 gia đình Việt Nam gồm có những người lập nghiệp từ trước ở Mô Xoài, Bà Rịa, những người từ Bố Chánh, Quảng Bình trở vào, đến lập nghiệp. Ghi chú Phan Khoan Trang 456-457 dẫn lại Vũ Biên Tạp Lục Họ Nguyễn lấy được đất ấy rồi chiêu mộ những dân ở các phủ điện bàn quảng nghĩa quy nhơn xứ quảng nam di cư đến khai thác lại thu con trai mọi bán làm nô tỳ, cho làm ruộng xứ đàn trong khai trí xuất bản hết ghi chú số người này sống rải rác từ bà rịa đến cù lao phố biên hòa vùng sài gòn vùng mỹ tho địa danh trấn biên bao gồm một vùng rộng rãi từ ranh bình thuận đến tận nhà bè phiên trấn bao gồm tân bình đến phía cần Duột, cần đước tân an phủ gia định thỏa ấy ăn đến tận vùng cái bè tả ngạn tiền giang sau này là châu định viễn đây là những lưu dân nhưng nên chú ý số người có vật lực từ miền trung đến không vốn liếng thì không làm ruộng được người có chút ít vốn nếu chịu mang vào đất mới sẽ trở thành điền chủ phú hào lỵ sở thường đặt ở những nơi quan trọng dân đông kinh tế dồi dào thuận lợi cho việc thương mại và là vị trí có giá trị chiến lược quân sự ở lưu vực sông đồng nai và cửu long dân ta thiết lập được vùng cù lao phố nòng cốt của biên hòa đây là vị trí xứng đáng ải địa đầu trấn biên với đường bộ đường biển nối liền với miền trung đường bộ lên cao miên và đường thủy ăn xuống sài gòn Nhóm dân Trung Hoa theo chân Trần Thắng Tài gây cơ sở lớn ở Cù Lao Phố, chọn vị trí thuận lợi, sát mé sông. Năm năm sau khi định cư, chùa Quang Đế dựng lên. Ghi chú GDTC hạ 110, hết ghi chú. Trần Thắng Tài chiêu nạp được người buôn nước tàu, xây dựng đường phố, lầu quá đôi tầng rực rỡ trên bờ sông, liên lạc năm dặm và phân hoạch ra ba nhai lộ nhai lớn giữa phố lát đá trắng, nhai ngang lát đá ong, nhai nhỏ lát đá xanh, đường rộng, bằng phẳng, người buôn tụ tập đông đúc, tàu biển, ghe sông đến đậu chen lấn nhau. Còn những nhà buôn to ở đây, thì nhiều hơn hết, lập thành một đại đô hội. Ghi chú, DNNTC, Thượng, Biên Hòa, 25, hết ghi chú. Đại phố, bấy giờ là đệ nhất thương cảng ở miền Nam. Phồn thịnh nhờ lý do sau đây. Việc thương mại tổ chức khéo léo. Trần Thượng Xuyên chiêu tập người buôn nước tàu đến kiến thiết. Ghi chú GDTC hạ 113, hết ghi chú. Đây là bọn thương buôn chuyên nghiệp. Có vốn to và giàu kinh nghiệm. Đến sau chứ không phải là người đi theo Trần Thượng Xuyên trong đợt tiên phong. Số người đi đầu gồm đa số là quân sĩ, tức là nông dân nghèo, không vốn. Sông sâu có chỗ thuận lợi cho tàu biển đậu. Đây là vực sâu gần đền thờ ông Nguyễn Hữu Cảnh. Ghi chú GDTC Thượng 22 hết ghi chú. Việc tồn trữ và phân phối hàng hóa được điều hành hợp lý. Nhà lầu, phố xá, bên các nhai lộ lát đá là kho hàng và cũng là nơi giải trí của chủ tàu và thủy thủ. Tàu chạy bơm gặp giá thuận thì mới đến hoặc đi được. Xưa nay thuyền buôn đến Hạ Neo, xong là lên bờ thuê phố ở, rồi đến nhà chủ mua hàng, lại lấy kê khai hàng hóa trong thuyền và khuân cất lên. Thương lượng giá cả, chủ mua hàng định giá mua bao tất cả hàng hóa tốt xấu, không bỏ lại thứ gì. Đến ngày trương bườm trở về, gọi là hồi đường. Chủ thuyền có yêu cầu mua giúp vật gì, thì người chủ buôn ấy cũng chiếu y ước đơn mua dùm chở đến trước kỳ giao hẹn. Hai bên chủ khách chiếu tính hóa đơn thanh toán rồi cùng nhau đờn ca vui chơi. Đã được nước ngọt tắm rửa sạch sẽ, lại không lo sự trùng hà ăn lũng ván thuyền. Khi về, lại chở đầy thứ hàng khác, rất là thuận lợi. Chưa thấy tài liệu cụ thể về các sản phẩm mua bán lúc ấy, nhưng ta đoán là thương gia Huê Kiều nắm độc quyền về xuất nhập cảng từ khi bắt đầu khẩn hoang ngoài những sản phẩm đất đồng nai như gạo cá khô còn một số sản phẩm từ cao miên đưa xuống các loại thảo dược ngà voi sản phẩm nhập cảng gồm tơ lụa vải bô dược phẩm cho đến những xa xí phẩm người tàu thích đồ dùng bên tàu gạch ngói đá xây cột chùa nhan đèn giấy tiền vàng bạc họ cưới vợ việt nam bày ra những thói ăn xài phung phí vào dịp tết những địa điểm định cư lúc ban đầu là vùng bà rịa đồng môn long khánh tân uyên những cánh đồng ở hai bên bờ sông đồng nai gần cù lao phố đất trấn biên lúc bấy giờ ăn đến thủ đức dòng ông tố vùng thủ thiêm nhà bè phía tây thì ăn qua vùng thủ dầu một lái thiêu vùng bến nghé sài gòn nòng cốt của gia định đây là vùng đất dòng ở sông sài gòn rạch thị nghè lên hóc môn gò vấp vùng chợ lớn ngày nay ăn xuống bình điền bình chánh gò đen nối liền đến cần đước cần duột những dòng thuận lợi để làm ruộng và làm rẫy nếu vùng cụ lao phố được ưu thế là có nước ngọt quanh năm thì vùng sài gòn lại bị ảnh hưởng nước mặn từ biển tràn vào dòng cao ráo đào giếng có thể gặp mạch nước ngọt phần còn lại là đất quá thấp vùng sài gòn là prinoco chùa cây mai được gọi là Co nằm trên dòng, phía chợ lớn ngày nay. Năm 1739, đồn dinh đóng ở thôn Tân Mỹ, có tài liệu ghi là Tân Thuận. Phải chăng vì quân sĩ muốn sống ở gần sông lớn, gần nhà bè, để dễ di chuyển và kiểm soát an ninh? Thoạt tiên từ Cù Lao Phố đến Bến Nghé Sài Gòn chỉ dùng đường thủy. Chợ nhà bè thành hình, ứng dụng vào nhu cầu như một chợ nổi ở giữa ngã ba. Hành thông xã Gò Vấp trở thành đơn vị hành chánh từ năm Mậu Dần 1698, Phú Thọ năm Đinh Mẹo 1747, Tân Sơn Nhất năm Kỷ Tỵ 1749. Ghi chú: Ba Lan xe Monographie de gia định Phù Lan dẫn lại Tập sang sử địa số 19 20 trang 11 Hết ghi chú ngay từ năm 1698, người Hoa Kiều lập xã Minh Hương ở vùng Sài Gòn. Nơi đây, họ cũng nắm việc thương mãi. Năm 1770, sử chép chuyện ông Tăng Ân đánh cọp tại chợ Tân Kiển, Tân Cảnh. Ghi chú, DNNTC, Thượng, Gia Định, 91. Hết ghi chú. Năm 1774, chùa Giác Lâm dựng lên, trên gò đất cao ráo. Do người Minh Hương là Lý Thụy Long Quyên Tiền. Chùa Kim Chương, lập năm 1775. Ghi chú GDTC, hạ 8889. Hết ghi chú. Phú Lâm, vùng Bình Điền là đất dòng. Những nơi thuận tiện cho việc canh tác, phải kể là vùng Cần Duột, Cần Đước. Gạo Cần Đước, nước Đồng Nai, nổi danh là ngon và trong mát. Vùng ven biển Nam Kỳ, trừ ra rừng sát, Cần Giờ, và rừng Đước, Mũi Cà Mau, còn nhiều đất rất tốt bên kia cần đước là gò công với nhiều dòng và đất phù sa ở bờ cửa đại ba lai trở thành vừa lúa quan trọng đời gia long đất đã tốt lại ở ven biển lưu dân có thể đi ghe bầu từ miền trung vào vàm mà lập nghiệp ngoài huê lợi ruộng nương còn huê lợi cá tôm đánh lưới ngoài biển vốn là sở trường của dân việt làm ruộng ở những nơi xa lỵ sở để dễ trốn thuế Tha hồ chọn lựa đất tốt, nhờ đường biển, việc liên lạc về quê xứ miền Trung được thuận lợi. Trấn biên và phiên trấn khi mới khẩn hoang, tuy đất không tốt bằng phía cửu long, nhưng vẫn là phì nhiêu so với vùng bình thuận, vì ở gần lỵ sở, gần thương cảng, nên lúa gạo bán có giá. Về mặt an ninh, thì xa sông tiền sông hậu, nên khỏi sợ nạn chinh chiến khi chúa Nguyễn và Simla gây hấn vùng ba dòng nòng cốt của định tường sông cửu long khác hơn sông đồng nai và sông vàm cỏ hàng năm cửu long có nơi nước lụt tràn bờ đất dòng ven bờ sông đất cù lao ở cửu long khác hơn mấy gò ở gần đồng nai vùng cửu long đất thấp đào xuống vài lớp xuống là gặp nước việc trồng cây ăn trái lại dễ dàng khỏi tưới múc nước giếng hay gánh từ mé rạch lên nhà lên rẫy là ít tốn công bờ cửu long thường có bãi bùng bồi đắp nhanh chóng đất cù lao lan ra trong vài năm là thấy cuộc biển dâu việc vận tải giao thông dùng ghe thuyền thay vì dùng xe bò hoặc đi bộ khiêng gánh kỹ thuật cày bừa cũng là ngày tháng cấy hái phải thay đổi cho thích ứng với hoàn cảnh mới dương ngạn địch đem binh lính ghe thuyền chạy vào cửa soi rạp và đại tiểu hải khẩu rồi lên đồn trú ở xứ Mỹ Tho. Ghi chú GDTC Trung Chính hết ghi chú. Đây là cuộc định cư có sắp đặt. Xá Sai Văn Trinh và tướng thần lại Văn Chiêu đem dụ văn sang Cao Miên bảo thu vương chia đất để cho bọn Dương Ngạn Địch ở. Tháng 5, Văn Trinh dẫn cả binh biền Long Môn và đưa ghe thuyền đến đóng dinh trại ở địa phương Mỹ Tho rồi dựng nhà cửa, tụ tập người kinh, người thượng, người miên, kết thành chòm xóm. Sau này mới lập dinh trấn, đều là tùy thời dời đổi, hoặc hướng nam, hoặc hướng bắc, hoặc đem tới, hoặc rút lui, cũng chẳng ngoài địa cuộc ấy. Ghi chú GDTC Hạ 119 Hết ghi chú Trên một ngàn binh sĩ của Dương Ngạn Địch làm ăn tại đâu? Họ không rời khỏi địa cuộc tốt, chọn lựa lúc ban đầu như tài liệu trên cho biết. Chúng ta có thể xác định là dòng cai yến. Ghi chú, GDTC Trung 17. Có lẽ là ông cai tên Yến. Sau nói trại ra cái én, cánh én, bắt đầu từ Khánh Hậu, lăng ông Nguyễn Huỳnh Đức, ngày nay, hết ghi chú. Ăn đến vùng ba dòng, khởi đầu là Tân Hiệp, nay còn gọi là dòng Trấn Định đến thuộc nhiêu cai lại giữa tiền giang và đồng tháp mười lúc mới khẩn hoang hai lỵ sở chánh là biên hòa và phiên an ở gần nhau phía đồng nai các quan thì muốn cho dân chúng phân tán ra chiếm cứ đất phía tây nam nên đặt quy chế rộng rãi không câu thúc về nguyên tắc người khẩn hoang ở vùng gù tân an sông vàm cỏ hoặc mỹ tho đều là dân của hai huyện phước long và tân bình để khỏi chuyên chở đường xa khi đóng thuế bằng lúa và bằng tiền mặt họ có thể nạp tại các kho thuế ở địa phương vừa thuận lợi cho dân các quan cũng khỏi lo sợ nạn thất thâu một số người làm nghề rừng nghề biển hưởng quy chế riêng khỏi lập thôn ấp chỉ cần đôi người thay mặt đứng ra chịu trách nhiệm để kết hợp thành trang trại mang thuộc nậu họ sống định cư hoặc lưu động với người cai trại hoặc người hộ trưởng, người đầu nậu cầm đầu. Ghi chú Thí dụ như Ba tri cá trại Danh từ đầu nậu nay vẫn còn xài Thuộc nhiêu nay ở định tường Phải chăng là một thuộc ngày xưa Hết ghi chú Chính kho thâu thuế Cửu khố trường Dành cho các trại, các nậu Mang tên sau đây Đặt ra từ năm 1741 một quy an hai quy hóa ba cảnh dương bốn thiên mụ năm giang thảo sáu hoàng lạp bảy tam lịch tám bả canh chín tân thạnh ba kho tân thạnh cảnh dương thiên mụ làm chỗ cho dinh trấn biên trưng thâu tô thuế để nạp tải về kinh ghi chú gdtc hạ một một bốn kho điền tô hết ghi chú đều ở phía bắc Hậu Giang, tức là sông Cát, phía đông Cù Lao Phố. Kho Tam Lạch, Tam Lịch, ở vùng Mỹ Tho. Theo cha Jean de Jesus, thì Tam Lạch là nơi quân Đông Sơn khởi sự xưng danh tánh, ta hiểu là vùng ba dòng. Ghi chú, cuộc khởi dậy và chiến tranh của Tây Sơn, tập sang sử địa số 21, trang 59, hết ghi chú. Kho bả canh ở vùng Cao Lãnh ngày nay. Ghi chú: Bia Tiền Hiền Nguyễn Tú ở Cao Lãnh, hết ghi chú. Kho Giang Thảo ở cánh phía Nam thành Gia Định, 4 dặm rưỡi, sau sửa lại là kho 4 trắng. Ghi chú: GDTC hạ 79 là cầu kho ở Sài Gòn ngày nay, xem bản đồ Trần Văn Học. Hết ghi chú. Kho Hoàng Lạp ở huyện Phước Long, Biên Hòa. Ghi chú Phan Khoan, sách đã dẫn 476-477 theo lời Nguyễn Khoa Thuyên từng làm cai bộ Vinh Long Hồ năm 1772. Hết ghi chú. Phải chăng kho này dùng để thâu sáp ong và lâm sản do thợ rừng phía biên giới Việt Miên đóng góp? Kho quy an và quy hóa ở đâu? Có nên suy luận là vùng an hóa ở cửa đại ngày nay lấy hai tiếng sau chót nhập lại. Nguyễn Khoa Thuyên ghi rằng ở Quy An có hơn 100 thôn. Tên Quy An được nhắc tới theo thứ tự sau Tam Lạch và Tân Bình. Ghi chú. Phan khoan sách đã dẫn, 478, hết ghi chú. Bả Canh được Nguyễn Khoa Thuyên ghi lại như là một trại, cùng với hai trại khác là Ba Lai và Rạch Kiến. Ghi chú. Ba Lai, vùng sông Ba Lai, Rạch Kiến, Gò Đen, Rạch Kiến, hết ghi chú. Trên bản đồ, ta thấy có đến bốn kho tập trung ở Cù Lao Phố và Bến Nghé để thuận đường chở chuyên về Kinh Đô Huế và các tỉnh miền Trung khi chúa Nguyễn còn nắm chủ quyền. Mấy kho kia ở Ba Dòng, Tam Lạch, Cao Lãnh, Bả Canh, Quy An có lẽ gần một vàm sông nhánh của Cửu Long hoặc Ba Lai hoặc Cửa Đại. Đời vua Hiển Tôn năm 1691-1725 lập phủ trị ở phía bắc chợ ghi chú GDTC Hạ 119 Trịnh Hoài Đức soạn đầu minh mạng Có lẽ gần chợ Mỹ Tho ngày nay Hết ghi chú Năm Nhâm Thìn 1772 Lập trường đồn đạo Năm 1779 Lấy phần đất nằm giữa Trấn Biên Phiên Trấn và Long Hồ Đặt làm trường đồn dinh có lưu thủ Ký lục và cai bộ Coi việc quân sự, hành chánh, thuế vụ Và bãi bỏ các kho trên Trường đồn dinh đóng ở dòng Cai Yến. Dòng này bắt đầu từ vùng Khánh Hậu thuộc Tân An ngày nay, rồi lại đổi tên là Trấn Định, đóng ở Tân Hiệp. Hai tiếng định tường chỉ xuất hiện từ năm Gia Long thứ Bảy, 1808. Vùng Long Hồ, nòng cốt của Vĩnh Long, An Giang Kiểm soát sông Tiền, sông Hậu là vấn đề mà các chúa Nguyễn quan tâm nhất về mặt quân sự và về canh tác muốn dùng binh lên cao miên phải cho chiến thuyền đi ngược dòng tiền giang để đến ba nam rồi nam vang tiền giang là sông nhiều nhánh gần vàm biển mỗi nhánh khá rộng với bờ đất phù sa cao ráo thuận lợi để trồng đậu trồng khoai đặc biệt là trồng dâu nuôi tầm trồng câu trồng trầu trồng dừa các loại cây ăn trái đất còn lại là ruộng tốt đây là cuộc đất lý tưởng sông sâu nước chảy. Thoạt tiên hai tiếng Long Hồ xuất phát từ tả ngạn Tiền Giang. Năm nhâm tý 1732, chúa Nguyễn sai Quang Khổn suý gia định, chia phần của đất gia định, sau này là của định tường, lập châu định viễn, dựng dinh Long Hồ tại cái bè, gọi là cái bè dinh. Năm 1756 và năm 1757, cuộc nam tiến hoàn tất về mặt chính trị. Trước mặt dinh cái bè, ở vàm rạch cái bè phì nhiêu bên cạnh rạch cái thia nhiều phù sa là cù lao lớn giữa các sông ba lai hàm luông và cổ chiên chưa kể đến mấy cù lao tuy nhỏ nhưng quan trọng ở giữa tiền giang bên kia tiền giang là nơi tập trung nhiều sóc miên vùng trà vinh có thể là trước khi sáp nhập vào lãnh thổ việt nam lưu dân đã đến làm ăn rải rác nhưng cuộc khẩn hoang được xúc tiến quy mô hơn từ khi trở thành lãnh thổ việt nam danh chánh ngôn thuận Hai địa danh Cù Lao Bảo, Cù Lao Minh xuất hiện sau này, xứng danh là Trái Châu của Cửu Long. Phía Cù Lao Bảo có 8 dòng, phía Cù Lao Minh có 11 dòng. Ghi chú Nguyễn Duy Oanh, tỉnh Bến Tre PQVKDTVH 1971, trang 28-29, hết ghi chú. Đặc điểm của những dòng này là chịu ảnh hưởng của nước lớn, nước rồng do thủy triều, nhưng không bao giờ bị ngập vào mùa lục của sông Cửu Long. Nguyễn Cư Trinh và Trương Phúc Du xin dời dinh Long Hồ từ cái bè qua đất tầm bào, tức là vùng chợ Vĩnh Long ngày nay, đồng thời đặt những đồn ở Tây Ninh, Hồng Ngự, Cù Lao Diên, Sa Đéc, Châu Đốc. Dinh Long Hồ kiểm soát Tiền Giang và hai bên bờ Hậu Giang, đồng thời dinh này cũng bao trùm luôn vùng biển Vịnh Sim La với Long Xuyên Đạo Cà Mau, Kiên Giang Đạo, Rạch Giá. Riêng về vùng Ba Thắc, Sóc Trăng, nơi người miên sống quá tập trung, thì việc cai trị vẫn thuộc về họ. Ghi chú GDTC Trung 67, hết ghi chú. Dụng ý của chúa Nguyễn là dùng nơi này để khống chế cao miên. Sông Cửu Long là biên giới Việt Nam, ở miền ba biên giới. Năm 1779, chúa Nguyễn duyệt xem bản đồ nâng vùng Mỹ Tho làm dinh, trường đồn dinh, đồng thời cũng thử bày một chuyến phiêu lưu. Giờ dinh Long Hồ đến Cù Lao Hoàng Trấn ở giữa Hậu Giang. Đương thời có người bàn rằng địa thế Hậu Giang rộng lớn, rừng núi mù mịt, vùng Ba Thắc, Cần Thơ, Trà Vinh có nhiều sóc của Cao Miên mà cách xa dinh Long Hồ nên đặt một đại trấn để khống chế mộ dân đến khai khẩn ruộng đất. Ghi chú GDTC Thượng 101 Hết ghi chú Dinh Long Hồ dời đến Hoàng Trấn năm trước là năm sau 1780 lại lui về chỗ cũ tức là vùng chợ Vĩnh Long đổi tên là Vĩnh Trấn Dinh Kinh nghiệm cho thấy rằng con đường từ Hậu Giang lên Cao Miên quá xa không thuận bằng đường Tiền Giang phía Vĩnh Long Cù Lao Hoàng Trấn ở Hậu Giang được khai thác sớm còn mang tên là Cù Lao Tân Vinh gợi lại hình ảnh của Dinh Long Hồ ngày trước ghi chú Cù Lao Tân Vinh bên cạnh là Cù Lao Tân Quy ngang kế sách giữa Cù Lao Mây và Cù Lao Dung hết ghi chú giữa tiền giang và hậu giang có sẵn nhiều sông rạch lớn nhỏ liền lạc nhau lại còn nhiều dòng đất tốt quanh năm nước ngọt mùa nước lụt không ngập vùng sa đéc những Cù Lao trên sông Tiền sông hậu đều đáng giá nhiều cù lao vừa rộng vừa dài, nơi lý tưởng để làm ruộng, trồng khoai, trồng đậu. Đất biền, chung quanh cù lao rất màu mỡ, năng suất cao. Cù lao dung, cù lao trâu, cù lao dài, cù lao diên, cù lao mây, cùng bình thủy, cù lao năng gù. So với sông Vũng Gù, vàm cỏ Tây, luôn cả sông Đồng Nai, thì Tiền Giang và Hậu Giang đất tốt hơn, khí hậu khá lành, dân cư còn thưa thớt, đòi hỏi nhiều đợt lưu dân đến khai thác. Duy có điều bất lợi là xa gia định, Người miên sống tập trung tại nhiều vùng đất rộng, có thể khuấy rối an ninh. Vùng thất sơn chưa thám hiểm được, lại còn cánh đồng bát ngát, rạch giá, cần thơ, nằm giữa hữu ngạn hậu giang và bệnh sim la. Nước sim đang hồi hăng sức, có thể đột nhập miền biên giới. Một biên giới chưa rõ rệt, khó định cư vì nước ngập quá sâu, không thích hợp với lối cày cấy đương thời. Đồng Châu Đốc, Láng Linh, Tháp Mười. Những chuyến đi về, tẩu quốc và phục quốc của vua Gia Long được thực hiện dễ dàng là nhờ ngài am hiểu địa thế của vùng đất rộng ấy hơn quân Tây Sơn. Nào là sông, mân thích, nối ngang ba kè, tới vùng trà ôm, nơi nhiều người miên sống tập trung. Nào vùng nước xoáy, tấn thối dễ dàng. Lại còn vùng Cần Thơ và rạch Cần Thơ, ăn thông qua sông Cái Bè, rồi sông Cái Lớn, với vùng u minh sông gành hào sông ông đốc ở tận mũi cà mau thời thành trị của họ mạc quá phù du vì không đủ quân và không đủ dân để kiểm soát một vùng hậu giang quá rộng mà trên danh nghĩa thì họ mạc được chúa nguyễn giao cho cai quản sơ kết thành quả thương cảng sài gòn thành hình và phát triển Người Hoa Kiều nắm nội và ngoại thương ngay từ buổi đầu. Họ lại có thế lực quân sự. Ở Cù Lao Phố, Trần Thắng Tài sống thuận thảo với chú Nguyễn. Năm 1700, ông cùng quân sĩ Tùy Tùng tham gia trận đánh quyết định, chiến thắng tại Nam Vang. Con Trần Thắng Tài là Trần Đại Định, cưới con gái Mạc Cửu, tức em gái của Mạc Thiên Tứ. Vợ Mạc Cửu là người Việt Nam, quê ở Đồng Môn, thuộc Biên Hòa. Về sau Trần Đại Định Bị hiểu lầm, buồn tuổi, chết trong ngục. Ghi chú, xem GDTC, hạ 92, 93 với nhiều chi tiết. Hết ghi chú. Dương Ngạn Địch chết vì phó tướng là Hoàng Tấn làm phản. Hoàng Tấn lại bị quân sĩ Việt Nam trừng trị. Họ mạc ở Hà Tiên được Chúa Nguyễn cho hưởng quy chế tự trị. Dòng họ này trung thành với Chúa Nguyễn, nhưng lại bị quân xiêm vương là Phi Nhã Tân quấy rối ông vua xiêm này gốc người triều châu một viên tướng triều châu tên là trần liên đã đem binh qua đốt phá hà tiên quyết sanh tử với mạc thiên tứ hai tên cướp triều châu khác là hoắc nhiên và trần thái cũng gây khá nhiều rắc rối cho họ mạc ở hà tiên có người cho rằng người trung hoa ở hải ngoại thường tự tôn ôm ấp giấc mơ làm bá chủ một cõi nếu có thật vậy thì những giấc mơ ấy không bao giờ thực hiện được ở đất đồng nai ít ra là về mặt chính trị và quân sự. Chỉ một lần hồi năm 1747, khi có thương gia người Phước Kiến là Lý Văn Quang đến cư ngụ tại Cù Lao Phố, nhân thấy việc phòng bị lơ là nên cấu kết với hơn 300 bè đảng xưng là Đại Vương. Cuộc khởi loạn bị dập tắt, Lý Văn Quang và đồng bọn bị áp giải về Phước Kiến. Bây giờ, ta ngại rắc rối về ngoại giao với nhà Thanh. Ghi chú GDTC Thượng 20, 21 với nhiều chi tiết. Hết ghi chú. Năm 1772, chúa Nguyễn suy yếu. Trương Thúc Loan, lộng quyền, nhưng quân sĩ đàn trong vẫn còn mạnh. 10.000 quân ở Dinh Bình Khương, Bình Thuận cùng 300 chiếc thuyền hiệp với quân ở Dinh Long Hồ kéo lên cao miên, đánh thắng một trận lớn để cứu vãn tình thế nguy ngập ở Hà Tiên, cứu mạc thiên tứ khi quân Sim chiếm cứ thành này. Tháng 2 năm 1776, Nguyễn Lữ kéo vào đất Gia Định. Tháng 5 năm ấy, Nguyễn Lữ rút lui sau khi cướp lấy lúa kho, chở hơn 200 thuyền chạy về Quy Nhơn. Ghi chú, GDTC Trung 92, hết ghi chú. Con số này giúp chúng ta thấy phần nào thành quả của việc khẩn hoang ở Đồng Nai và Cửu Long. Một viên cai bộ ở phủ Gia Định là Hiến Đức Hầu Nguyễn Khoa Thuyên. Ghi chú Chúng tôi chép lại theo vũ biên tập lục do Phan Khoan dẫn lại. Hết ghi chú. Báo cáo lại những con số cụ thể về lực lượng quân sự và tình hình chính trị, kinh tế. Sau đây là vài chi tiết về xứ Đồng Nai. Huyện Phước Long, vùng Trấn Biên, có hơn 250 thôn, dân số 8.000 người, lệ thuế ruộng, hơn 2.000 học. Các thuộc Cảnh Dương, Thiên Mụ, Hoàng Lạp, có phỏng 40 thôn nậu, dân số 1.000 người phải nộp thuế. Thuộc ô tất, gồm phỏng 30 nậu, dân số ước 500. Huyện Tân Thành có hơn 350 thôn, số dân hơn 15.000 đinh, thuế ruộng hơn 3.000 học. Quy An có hơn 100 thôn, số dân 3.000 đinh, thuế ruộng hơn 5.000 thủa. Các trại Bả Canh, Ba Lai, Trạch Kiến có 100 thôn, dân 4.000 đinh, ruộng hơn 4.000 thửa. Châu Định Viễn có lối 350 thôn, dân 7.000 đinh, ruộng 7.000 thửa. Nhìn con số trên, ta thấy cửu khố, còn gọi là chính trường biệt nạp, dành cho vùng đất ở xa Trấn Biên và Phiên Trấn. Sau này là Trấn Định, trở thành Mỹ Tho, gồm các thuộc, Cảnh Dương, Thiên Mụ, Hoàng Lạp, Ô Tất, đóng thuế về Phước Long tam lạch quy an bả canh ba lai rạch kiến đóng thuế về huyện tân bình vùng sài gòn tài liệu của nguyễn khoa thuyên cũng nêu rõ quân số các nơi trú quân của chúa nguyễn nhiều thủ ngự đặt ở tiền giang và hậu giang gần vàm rạch mà ta tin rằng ở vùng phụ cận có thôn xóm khá sung túc vàm ông trưởng tân châu chợ thủ, sa đéc, vũng liêm, láng thế, lấp vò, trà ôm, cần chung, cần trong, nay là tiểu cần, cù lao tân dinh, bắc trăng, thuộc trà vinh. Thành tích này khá lớn lao, những vùng đất phù sa ven sông rạch, những cù lao thuận lợi cho việc canh tác cổ truyền, ruộng cày, mỗi năm một mùa gặt, đều có người chú ý đến, không bỏ sót. Đồng bằng Cửu Long hơn đồng bằng Đồng Nai rõ rệt về mặt canh tác, sản xuất lúa gạo với nhiều triển vọng tươi sáng hơn. Trước năm 1776, thương cảng lớn nhất của miền Nam là Cù Lao Phố. Năm 1776 và 1777, quân Tây Sơn tràn vào gia định, đánh Cù Lao Phố. Chiếm dở, lấy phòng ốc, gạch đá, tài vật, trở về quy nhân. Ghi chú GDTC hạ 114 nên hiểu đây là đá chạm làm cột chùa, miễu, cùng các loại ngói gạch có men nhập cảng từ Trung Hoa. Hết ghi chú. Nông nại đại phố, tức là thương cảng Cù lau phố, suy sụp luôn. Thương gia Hoa Kiều bèn kéo nhau xuống vùng chợ lớn ngày nay để lập phố Sài Gòn, sát với chợ Tân Kiển, thành hình từ trước năm 1770. Thương cảng Sài Gòn, nên hiểu là chợ lớn ngày nay, thành hình và phát triển nhanh từ năm 1778 từ khi quân Tây Sơn nổi lên. quan quân hội cả ở Trấn Phiên An, thuyền buôn cũng dời đậu ở sông Tân Bình, sông Sài Gòn. Ghi chú GDTC Thượng 22-23, hết ghi chú. Nhưng 4 năm sau, năm 1782, Nguyễn Nhạc tới 18 thôn vườn trầu bị phục kích thua thảm hại. Hộ giá ngạn của Tây Sơn tử trận. Nhạc nhận ra bọn phục kích là đạo quân Hòa Nghĩa gồm nhiều người tàu theo giúp nguyễn ánh nhạc bèn giận lây Phạm người tàu không kể mới cũ đều giết cả hơn một trăm ngàn người từ bến nghé đến sông sài gòn tử thi quăng xuống sông làm nước không chảy được nữa cách hai ba tháng người ta không dám ăn cá tôm dưới sông nhiều con xô lụa chè thuốc hương giấy nhất thiết các đồ tàu mà nhà ai đã dùng cũng đều đem quăng xuống sông. Chẳng ai dám lấy. Qua năm sau, thứ trà xấu một cân giá bán lên tới 8 quang. Một cân kim bán một tiền. Còn loại vật khác cũng đều cao giá. Nhân dân cực kỳ khổ sở. Ghi chú GDTC thượng 48-49 hết ghi chú. Ngoài việc trả thù riêng người Tàu, Nguyễn Nhạc còn có dụng tâm tiêu diệt đầu não kinh tế của miền Nam nơi chủ Nguyễn nắm được nhân tâm từ lâu. Suốt thời gian tẩu quốc và phục quốc, Sài Gòn được xem là kinh đô của Nguyễn Ánh, năm 1779-1801. Sài Gòn được ưu thế là gần vùng Mỹ Tho và Long Hồ. Việc chuyên chở lúa gạo và sản phẩm từ Tiền Giang tuy khó khăn, nhưng lúc bấy giờ kinh rạch vẫn tương đối thuận lợi cho loại ghe có sức trọng tải nhẹ. Nhìn trên bản đồ, ta thấy sông rạch chằng chịt. Vào mùa mưa, nước sông tràn đầy nhưng mùa nắng nhiều khúc không lưu thông được hoặc lưu thông khó khăn phải sang qua ghe nhỏ kéo bằng sức người hoặc sức trâu sông rạch lại quanh co không đủ nhân công để vét công trình đào kinh khởi đầu với sáng kiến của nguyễn cửu vân để cố gắng nối liền sông vũng gù vàm cỏ tây qua sông mỹ tho tức là vàm cỏ tây qua tiền giang sau lại đào sâu thêm tuy nhiên vì có giáp nước khiến phù sa hai đầu dồn vào nên bị cạn. Thuyền to phải chờ khi nước lớn mới qua được. Đã có tạm đường thông thương từ Mỹ Tho qua Vũng Gù. Vũng Gù thông qua Vàm Cỏ Đông đến Bến Lức. Theo đường nước đến Ba Cẩm rồi theo sông Bình Điền đến chợ lớn. Năm 1772, Nguyễn Cửu Đàm, con của Nguyễn Cửu Vân, đào kinh ruột ngựa, nối liền rạch cát, đến kinh lò gớm, mà trước kia ghe thuyền không qua lại được. Chỉ có một đường nước động móng trâu. Ghi chú GDTC thượng 42, mãi đến thời Pháp thuộc vẫn theo lộ trình này để chở sản phẩm từ lục tỉnh đến chợ lớn Sài Gòn. Hết ghi chú. Phía Gò Công, Cần Duột cũng có đường thủy lên rạch cát. Phía Hậu Giang, khi tranh chấp bằng quân sự với Tây Sơn, Nguyễn Ánh vẫn tấn thối theo đường sông từ Sài Gòn Gia Định đến tận Sa Đéc. Cần Thơ, Cà Mau, Rạch Giá. Giờ đến Sài Gòn, thì thể thức phân phối và tích trữ hàng hóa không được thuận lợi như lúc ở Cù Lao Phố. Khi thuyền cập bến, không có chủ lớn, bao trữ nên phải gánh đến các chợ bán lẻ linh tinh. Kịp khi muốn mua thổ hóa đem về, thì đi tìm đông hỏi tây rất nhọc sức. Lại có bọn thổ côn giả dạng làm người giàu có nói dối, mua xong rồi tìm nơi trốn tránh, thản hoặc mất vốn quá nhiều thì phải cầm ghe lấy tiền ở đến mùa đông để truy tầm bọn ấy làm cho kẻ viễn thương ngày càng cực khổ ghi chú GDTC thượng 22-23 hết ghi chú tệ đoan xảy ra vì địa bàn hoạt động của Sài Gòn rộng hơn Cù Lao Phố nhưng chỉ là lúc giao thời về sau cũng chính thương gia Huê Kiều đứng ra tổ chức hệ thống mua bán hoàn hảo hơn ở Vàm Hậu Giang từ lâu người miên sống tập trung tại vùng Ba Thắc, Sóc Trăng, trên đất dòng cao ráo, làm ruộng khéo léo, gạo nổi tiếng là ngon. Thay vì trở lên Sài Gòn, thương gia địa phương đứng ra chịu mối với các ghe buôn từ nước ngoài đến. Một thương cảng hình thành từ xưa, phỏng đoán là ở vùng Bãi Sầu, Mỹ Xuyên ngày nay, nơi sông Ba Xuyên ăn thông ra Hậu Giang. Theo nhật ký của cố đạo Lava vào năm 1768, thì thương cảng này mang tên là Basas, thành lập ở mé sông, nơi đất thấp với nhà lợp mái. Ở đây dùng tiền quan, quan 600 đồng của Việt Nam. Một đồng bạc con ó trị giá 5 quan, tức 3.000 đồng. Chợ bán gạo, nhiều loại trái cây, rau, gà, vịt, heo. Thuyền chủ toàn là Trung Hoa. Dân ở chợ đa số là người Trung Hoa. Quan cai trị là người cao miên thuyền buôn đều của người Trung Hoa, đậu san sát từ 100 đến 150 chiếc để mua gạo và mua đường. Không hiểu họ đem tới đây bán những món gì. Ghi chú, dẫn lại do Maclaret, Lacheology, Du Delta, Du de Mekong, Tomler, trang 139-140, đây là chợ bãi sầu ngày nay, hoặc có thể là vàm tấn, đại ngãi ở phía bắc. Hết ghi chú nên nhắc đến thương cảng Hà Tiên mà các thương gia ngoại quốc thường đề cập tới được phòng thịnh một thời nhờ xuất cảng sản phẩm của Cao Miên phần lớn khi Mạc Cửu và Mạc Thiên Tứ còn hưng thời. Việc tổng động viên năm 1789 Cuộc tranh chấp bằng võ lực giữa Tây Sơn và Nguyễn Ánh làm nguy hại cho nông nghiệp. Nói chung thì quân Tây Sơn không thu phục được nhân tâm trừ một trường hợp là cuộc chiến thắng quân sim ở rạch gầm xoài hộp vào năm 1784. Quân sim do hai tướng Chiêu Tăng và Chiêu Sương với lực lượng hùng hậu kéo đến nhưng Trịnh Hoài Đức, người viết sử thiên vị rõ rệt về phe Nguyễn Ánh cũng đã thú nhận. Binh sim đến đâu đều cướp bóc khó bề hạn chế nên vua Nguyễn Ánh lấy làm lo. Đã vậy mà binh sim lại kiêu hãnh lòng dân bất phục ghi chú GDTC trung 100 hết ghi chú. Ở Trấn Vĩnh Thanh, trong lúc Tây Sơn vào chiếm cứ thì dân chúng đều chôn cất của cải không dám phơi bày ra cho nên bọn cường đạo không cướp lấy được vật gì. Ghi chú GDTC hạ 20 hết ghi chú. Chợ phố lớn Mỹ Tho, nhà ngói cột chạm, đình cao chùa rộng, ghe thuyền ở các ngã sông biển đến đậu đông đúc là một đại đô hội rất phồn hoa huyên náo. Từ khi Tây Sơn chiếm cứ đổi làm chiến trường đốt phá gần hết. Từ sau Mậu thân năm 1788 trở lại đây người ta lần trở về, tuy nói là trù mật nhưng đối với lúc xưa chưa được phân nửa. Ghi chú GDTC hạ 119 hết ghi chú. Chính sách của Tây Sơn ở miền Nam là phá căn cứ địa chặn các đường thủy từ Sài Gòn, Cần Giờ đến vùng vàm sông Cửu Long, chặn các vị trí chiến lược nối Tiền Giang qua Hậu Giang, Hậu Giang đến Vịnh Sim La, từ vùng Long Xuyên, Cà Mau ra Phú Quốc, qua Sim. Thủy quân của Tây Sơn đồn trú hoặc tuần tiểu tới lui vùng Băng Cung, Ba Thắc, Phú Quốc. Vàm sông Mân Thích, Trà Ôm, Sa Đéc sông Ba Lai. Khi chiếm đóng, chính sách kinh tế và việc tổ chức hành chánh thay đổi như thế nào? Nguyễn Huệ chịu trách nhiệm từ Huế ra Bắc Phần nguyễn lữ phò mã trương văn đa lưu thủ hóa ở đất gia định không biểu dương được tài năng gì lạ ngoài những hành động quân sự quân tây sơn bị cô lập ở đất gia định vì những lý do sau đây dân khẩn hoang mang ơn các chúa nguyễn họ được khá giả hơn lúc ở miền trung đất tốt còn nhiều chưa cần một chính sách điền địa mới hoặc một sự thay trào đổi chúa quân tây sơn không thâu phục được người huê kiều đốt chợ cù lao phố đốt chợ sài gòn chợ lớn, phá chợ Mỹ Tho, là hậu thuẫn kinh tế do Nguyễn Ánh. Người cao miên ở Trà Ôm, người Đồ Bà, Trà Châu Giang đều có cảm tình và tích cực ủng hộ Nguyễn Ánh nhờ đường lối chánh trị mềm dẻo. Lúc bấy giờ, Tây Sơn nặng lo những vấn đề ở Bắc Hà, cựu thần nhà Lê và còn lo đối phó với quân nhà Thanh. Quân Tây Sơn đánh giá quá thấp sức chịu đựng của Nguyễn Ánh, nhất là chuyện Nguyễn Ánh cầu viện với nước Pháp. Pháp quốc lúc bấy giờ đang nuôi nhiều tham vọng. Việc tổ chức quân đội của Pháp đạt kỹ thuật cao với hải quân mạnh và võ khí tốt. Hành động của bá Đa Lộc tuy phiêu lưu nhưng gây nhiều hậu quả trầm trọng. Tháng 9 năm 1788, chiến thuyền và sĩ quan Pháp đến trong khi Nguyễn Huệ lo ứng phó với tôn sĩ nghị ở Thăng Long. Tháng 8 năm Mậu Thân 1788, Nguyễn Ánh thâu phục thành gia định. Tại gia định năm ấy lập ra kho bốn trấn làm kho chung cho cả bốn trấn Phiên An, Biên Hòa, Vĩnh Thanh và Định Tường để thâu trữ thuế khóa, chi cấp, bổng hướng, ghi chú GDTC, hạ 79. Đây là nền kho gian thảo cũ tại bến chợ Cầu Kho, Sài Gòn ngày nay. Hết ghi chú. Tháng 6 năm 1789, Nguyễn Ánh đưa ra chánh sách rõ rệt, lấy việc tăng gia sản xuất làm trọng, đặt ra các quan điền toán gồm 12 người, trong đó có Trịnh Hoài Đức, Lê Quang Tịnh, Ngô Tùng Châu, Hoàng Minh Khánh đi khắp bốn dinh phiên trấn, trấn biên, trấn vĩnh, trấn định để đốc xuất quân dân. Chăm làm việc ruộng đất tốt, được 100 thùng lúa hoặc làm ruộng đất xấu được 70 thùng lúa trở lên thì được tưởng thưởng. Nếu là phủ binh, binh lính phục vụ tại các công sở được miễn một năm khỏi đi đánh giặc. Nếu là dân được miễn một năm khỏi làm việc quan, làm sâu, những người dân lậu không vô sổ bộ có thể làm ruộng dưới quyền chăm sóc của các quan điền toán xem như là lính nếu thiếu vốn thì được vay trước sau sẽ trả ghi chú QTCB 23 hết ghi chú vào tháng 10 năm 1890 ngoài việc đặt thêm sở đồn điền nhằm khuyến khích quân sĩ tại ngũ tích cực cày cấy bấy lâu vì chiến tranh nhiều vùng đất phải bỏ hoang binh sĩ thuộc dinh trung quân và quân các vệ thuyền đến khẩn ruộng tại thảo mộc câu sông vàm cỏ gọi là trại đồn điền nhà nước cấp ngưu canh điền khí và lúa giống đậu bắp giống hễ cắt hái xong là đem nộp vào kho chánh cơ nguyễn bình coi việc ấy các quan địa phương phải lập đội đồn điền mỗi năm một người trong đồn điền nạp 6 học lúa ai mộ được 10 người trở lên cho làm quan quản trại trừ tên trong sổ làng khỏi đi lính về mặt quân sự ngài sai lựa quân chiến tâm tức là quân tinh nhuệ hết lòng đánh giặc tập luyện kỹ càng được cấp lương và tiền rất hậu để tích trữ thêm lúa gạo phòng khi hành quân tái chiếm các thành miền trung ngài đặt ra lúa thị túc thị nạp tức là thứ thuế phụ thu ngoài thuế điền Năm nhâm Tý 1792, mỗi người nộp lúa thị túc từ 1 tới 5 phương. Năm kỷ mùi 1799, vùng Bình Định, Phú Yên, mỗi mẫu ruộng nợp 17 thăng gạo. Năm canh thân 1800, ở gia đình, mỗi người nạp 2 phương, người già, người tàn tật nộp phân nửa. Ruộng một mẫu nộp một phương gạo, một phương gạo bấy giờ trị giá 7 tiền 30 đồng. Những năm dùng binh, số thuế và số lúa, thị túc, phụ thu vẫn không đủ để chi tiêu. Nhà nước thu thuế trước thuế năm tới. Ghi chú Phan Khoang SDG 658 hết ghi chú. Về thuế ruộng, mỗi năm nhà vua thâu hai kỳ. Ghi chú Nguyễn Triều Long Hưng sự tích Trung tâm học liệu 15 hết ghi chú nhà nước giữ độc quyền mua những hóa hạn liên hệ tới nhu cầu quân sự như kẽm, sắt, đồ đồng, diêm, lưu hoàng. Năm 1791, đặt thêm lệ về việc khẩn hoang. Sau khi khẩn, 3 năm mới thâu thuế. Ai muốn khẩn thì nộp đơn trong thời hạn ngắn là 20 ngày. Quá thời hạn ấy, đất hoang sẽ giao cho quân sĩ cày cấy, dân không được giành nữa. Ghi chú, WTCB 23, 33, hết ghi chú. Lúa gạo đất gia định tích cực góp phần vào việc phản công của Nguyễn Ánh. Năm 1795 và năm 1796, chở tiền gạo ở gia định ra trữ tại thành Diên Khánh. Năm 1799, lúc ngài ra quy nhân, quân lính lại chở thêm quân lương, chẳng hề thiếu thốn. Năm 1802, sử chép là gia định đói lắm. Ngài sai quân trấn phát gạo kho cho dân mượn, cùng ra lệnh giảm thuế ruộng cho tỉnh gia định. Phải chăng vì lúa gạo dùng vào việc quân quá nhiều? Tháng 2 năm 1790, Nguyễn Ánh cho quân xây thành Sài Gòn theo hình bát quái. Còn có tên là Quy Thành, kiểu thành vô ban của Pháp do Olivia de Pumanen vẽ kiểu và coi xây cất. Đây là gia Định kinh. Nguyễn Ánh xem như kinh đô của mình với thái độ tự tin. Từ thành có đắp quan lộ lên biên hòa, quan lộ xuống Trấn Định, Mỹ Tho đến cây lại Đường rộng sáu tầm, hai bên đường có trồng cây mù u và cây mít, là thứ cây thổ nghi. Nguyễn Ánh tự tin là phải. Bây giờ lúa gạo gia đình có nhiều, quân sĩ đang thừa thắng, một số sĩ quan pháp lại trực tiếp giúp đỡ. Ngài ra lệnh tấn công Quy Nhơn lần thứ nhất năm 1790. Nguyễn Huệ băng hà, lại có cuộc tấn công lần thứ hai, lần thứ ba để rồi năm 1801 đến Huế. Về sau năm 1814, vua Gia Long còn nhắc nhở gia định là nơi trung hưng, ngày xưa chỉ có một đám đất và một toán quân mà khôi phục đất cũ. Ghi chú: QTCB 5287 hết ghi chú. Nên nói thêm rằng đó là đám đất tuy diện tích nhỏ hẹp nhưng tốt gồm đất dòng và đất Cù Lao của Đồng Nai và Cửu Long. Và toán quân không đông đảo nhưng gồm toàn những nông phu đã chịu cực khẩn hoang đến khi đi lính, cầm gươm rồi mà còn phải cày cấy, phải đóng thuế. Đó là hình ảnh của Võ Tánh với 10.000 quân ở vựa lúa Gò Công xin theo chân ngài. Nguyễn Ánh vĩnh viễn rời đất Đồng Nai để về Huế Đô. Nhưng đất Đồng Nai gia định vẫn còn giữ vai trò cũ vai trò vựa lúa, vai trò tiền đồn của nước Việt. Vua Cao Miên và vua Sim càng thèm thuồng vùng đất phì nhiêu này. Những năm Thái Bình đời Gia Long Gia Long xưng hoàng đế ở Huế, vùng gia định dứt nạn binh đao trong khoảng thời gian ngắn, nhưng là khá dài so với thời chú Nguyễn và các trào vua kế tiếp. Từ Bình Thuận trở vào, về mặt hành chánh đặt ra gia định thành với quan tổng trấn cầm đầu, nắm khá nhiều quyền hạn, lãnh coi việc binh dân, sâu thuế và hình phạt của năm trấn, phiên an, biên hòa, định tường, vĩnh thanh và hà tiên, lại coi luôn trấn bình thuận về mặt quân sự. Ghi chú GDTC Trung 28 hết ghi chú. Dân số lần hồi đông đúc, các tổng trước kia đa số đều thăng làm huyện, huyện thăng làm phủ. Việc phòng thịnh của thương cảng Sài Gòn và lị sở của các trấn được ghi khá đầy đủ qua gia định thành thông chí do Trịnh Hoài Đức, người đương thời biên soạn. Đường giao thông vận tải nắm ưu thế vẫn là đường thủy, du khách Hoa Kỳ và John White năm 1819 có đến Sài Gòn, ghi lại trong quyển sổ tay như sau. Thành lũy Sài Gòn xây bằng đá ong, kế bên một cơ thủy trại, gần đó là xóm nhà của dân cư gồm những lều lụp sập, thấp hẹp, xóm buôn bán, ở về hướng đông, khi Đức Gia Long dẹp yên giặc Tây Sơn, thì dân chúng tụ về thành rất đông. Họ sửa sang nhà cửa lại mới. Một phần lớn các gia đình này dồn về phía Tây của thành lũy nhà vua. Ghi chú, Vương Hồng Sển, Sài Gòn năm xưa, 54, trích dẫn và dịch lại. Chú thích của Vương Hồng Sển như sau. Đây có lẽ tác giả muốn nói sớm tân khai, tục danh chợ sỏi một bên khác nữa là vàm bến nghé. Hết ghi chú. Thời buổi ấy, dọc theo hai bên bờ sông và bờ kinh rạch, có vài chỗ được cẩn đá hay xây gạch kỹ càng, chạy nối dài non ngàn thước tây. Về công lộ, có đường cũ, đã lót đá, nguyên miếng lớn dễ coi, nhưng phần nhiều vẫn quanh co, uống khúc, và không được chăm sóc tu bổ nên không được sạch. Về nhân số, thì thành Sài Gòn phỏng độ lối 180.000 dân bổn thổ và 10.000 người Trung Quốc. Năm 1822, lại có một thú y sĩ quý danh là ông Finlayson, tháp tùng phái đoàn Crawford, cũng có đến viếng Sài Gòn. Finlayson viết, Sài Gòn gồm hai thành phố, mỗi cái đều rộng lớn, bằng kinh đô nước Simla, ấy là Sài Gòn, Finget trên nền cũ của kho Giang thảo, quân thảo, lập năm 1741, một trong chín kho quan trọng thời chú Nguyễn, vua Gia Long cho dựng kho bốn trấn, dành trữ thuế nộp bằng lúa của vùng Đồng Nai, Cửu Long. Nay là vùng đất giữa đường Phát Diệm, rạch cầu kho, xưa là Bến Chiếu, đường Huỳnh Quang Tiên, rạch bần, Bến Chương Dương và đường Trần Hưng Đạo. Chùa Kim Cương và Miễu Công Thần đều nằm trong vùng đất, nay là cơ sở tổng nhà cảnh sát. Theo địa đồ Trần Văn Học, họa năm Gia Long 14, trích Sài Gòn năm xưa của Vương Hồng Sển. Nên hiểu, Pin Ghét là Bến Nghé, Sài Gòn ngày nay, còn là Sài Gòn chợ lớn ngày nay. Mức sản xuất lúa gạo lúc bấy giờ gia tăng như thế nào? Chúng ta không có con số cụ thể. Chỉ biết là năm 1804, vua Gia Long sai các quan địa phương trữ lúa thuế vào kho cho nhiều. Kho đồn điền của gia đình thành dựng năm 1000 805, gồm hai dãy kho ngói, mỗi dãy gồm 6 gian. Trữ số lúa đồng điền để làm số lưu trữ, còn dư thì trữ theo kho ở các trấn. Theo nền cũ của kho Giang Thảo, Quân Thảo, lập năm 1741, một trong chín kho quan trọng thời chúa Nguyễn, Gia Long cho dựng kho bốn trấn, dành trữ thuế nộp bằng lúa của vùng Đồng Nai, Cửu Long. Nay là vùng đất giữa đường Phát Diệm rạch cầu kho xưa là bến chiếu đường huỳnh quang tiên rạch Bần bến Chương dương và đường trần Hưng đạo chùa kim cương và miễu công thần đều nằm trong vùng đất này nay là cơ sở tổng nhà cảnh sát năm 1804 nước Lữ tống phi luật tân đói xin đông gạo gia định vua cho đông năm trăm ngàn cân gạo năm 1817 vùng long hồ sa đéc đủ sức bán cho cao miên nhân nạn đói đến 10.000 học lúa. Năm 1816, có lệnh cấm thuyền buôn không được chở lúa gạo ra nước ngoài. Đường thủy cũng được tu chỉnh lại nhằm chuyên chở lúa gạo từ sông Cửu Long lên Sài Gòn. Năm 1819, sửa lại cho rộng và cho sâu con kinh nối liền từ Vũng Gù, Tân An đến Rạch Mỹ Tho mà Nguyễn Cửu Vân đã cho đào từ năm 1705. Dùng non 10.000 dân phu trong trấn định tường. Đào xong, vua đặt tên là Bảo Định Hà. Cũng năm 1819, Sai Huỳnh Công Lý, đốc xuất dân phu, đào con kinh nối liền từ cầu Bà Thuông, Thị Thông đến kinh ruột ngựa. Kinh ruột ngựa đào từ năm 1772. Vua đặt tên là An Thông Hà, vừa rộng vừa sâu, hai bên bờ để đất trống, đưa sản phẩm từ Tiền Giang lên Sài Gòn. Dựng sông sâu rộng, ghe thuyền đậu dài 10 dặm. Theo hai con nước lên, nước rồng, thuyền bè qua lại chèo chóng ca hát, ngày đêm tấp nập, làm chỗ đô hội lưu thông khắp ngã, thật là tiện lợi. Hương binh được bãi cho về cày ruộng năm 1810. Lúc chiến tranh, nhiều cường hào lợi dụng thời cơ, chiếm đất của dân nên vua định lệ quân cấp công điền công thổ. Năm 1804 Và công điền công thổ không được bán, bất cứ vì lý do gì, Ai làm ruộng ẩn lậu, không khai báo để đóng thuế, thì có thể mất đất, đất giao cho người tố giác. Vấn đề cho vay được đặt ra trên nguyên tắc một vốn, một lời, tức bất quá bổn. Người cho vay trái phép và con nợ lường gạt đều có tội. Từ năm 1806, khi mất mùa vì thiên tai hạn hán, lục lội, thì có lệ là chủ ruộng phải khai báo trước khi gặt để được miễn thuế. Khai báo gian hoặc quan lại mà giấu không chịu báo cáo thì tội đồng nhau. Khi thâu thuế thì có người đáng tin cậy ngồi coi, đề phòng nạn người coi kho làm khó dân, chê lúa xấu tốt, đông ít đông nhiều để ăn hối lộ. Trịnh Hoài Đức ghi chép rằng người địa phương ít dùng những địa danh về hành chánh. Họ dùng tên của những lị sở hoặc chỗ nhóm họp đông lớn hoặc chỗ địa đầu mà gọi đại khái tổng quát. Trong dân gian gọi Trấn Biên Hòa là Đồng Nai, Bà Rịa. Trấn Phiên An là Bến Nghé, Sài Gòn. Trấn Định Tường là Vũng Gù, Mỹ Tho. Trấn Vĩnh Thanh là Long Hồ, Sa Đéc. Trấn Hà Tiên là Cà Mau, Rạch Giá. Ghi chú GDTC Thượng 33, hết ghi chú. Trong một trấn, tại sao chỉ lựa chọn hai vị trí? Và tại sao lựa vị trí này mà không lựa vị trí khác? dân gian nói thành thói quen ắt có lý do riêng theo chúng tôi nghĩ đó là họ muốn xác nhận nơi làm ăn sung túc làm ăn có nghĩa là mua bán cày cấy sài gòn là thành phố của người trung hoa dựng lên lúc ban đầu nặng về bán sỉ trong khi thành phố bến nghé do người việt xây dựng về sau nặng về bán lẻ và là khu hành chánh vũng gù tức là vùng chợ tân an ngày nay tuy không có chợ lớn nhưng đáng chú ý nhờ khẩn hoang lâu đời Đất khá tốt. Ghi chú vũng gù do tiếng miên. công bông khô. Bến bò âm lại. Hết ghi chú. xã đét nằm trong trấn Vĩnh Thanh. Là nơi sung túc dân cư trù mật. Sống nhờ huê lợi ruộng đất. Và vườn cây ăn trái. Trấn Hà Tiên với lị sở nổi danh là đẹp nhưng nghèo. Không thể sản xuất đủ lúa gạo, cá mắm. Chỉ có vùng xung quanh chợ Cà Mau và chợ Rạch Giá là dễ đánh lưới và làm ruộng dễ trúng mùa. Tàu bườm Hải Nam ra vào chở cá khô, gạo. Gia định thành thông chí, trong một cương vực chí, đã nêu rõ danh sách các huyện, tổng, thôn ở toàn cõi gia định thành. Hồi đời Gia Long, vùng nào tập trung nhiều làng xã, trên diện tích nhỏ, thì nhất định là đất tốt, khẩn hoang có kết quả. Vùng nào có quá ít làng xã trên diện tích quá rộng thì đất xấu. Nguyên tắc lập làng xã là có người, tức là dân bộ. Dân bộ phải nhiều đến mức nào đó, thường là 10 người mới lập được một làng. Một cương vực trí giúp ta thấy hình ảnh khá rõ rệt về tình hình khẩn hoang lúc bấy giờ. Một thí dụ cụ thể là vùng Bến Tre ngày nay, tức là khái quát vùng Cù Lao Bảo và Cù Lao Minh thời Pháp thuộc. Tuy diện tích nhỏ nhưng là một huyện, lấy tên là huyện Tân An, với hai tổng Tân Minh 72 thôn và An Bảo 63 thôn. Riêng tổng Hòa Bình, vùng Gò Công, chợ Gạo, An Hóa có đến 86 thôn, không kém vùng Đông Dân Sài Gòn, chợ lớn. Trong khi ấy, một huyện ở vùng khó khẩn hoang với diện tích to rộng chỉ có 37 thôn. Huyện Vĩnh Định bao gồm phía hữu ngạn Hậu Giang, từ biên giới Châu Đốc đến Vàm Ba Thắc ở Biển Đông và chưa phân ra thành tổng như ở miệt trên. Một nơi khác, đất phèn và nước mặn là mũi Cà Mau, nay là An Xuyên và một phần của Bạc Liêu, chỉ có 40 xã thôn. Vùng Đạch Giá, Kiên Giang ngày nay, trừ Hà Tiên, gồm một huyện với hai tổng. Tổng thứ nhất là Kiên Định có 7 thôn, tổng thứ nhì là Thanh Giang có 4 thôn. Trong số này lại có những nậu, những thuộc, tức là xã thôn chưa thành hình đầy đủ. Đồng ruộng ở gần Sài Gòn gồm dân số đông đúc. Lúa bán cao giá, hoa màu phụ dễ khai thác. Hóc Môn, Bà Điểm, Gò Vấp hoặc phía Phú Lâm, Bình Tiên, Bình Tây, Bình Đông. Những con số trên chỉ ghi những thôn xã do người Việt thành lập. Phía Hậu Giang ruộng nương chưa đến nỗi ít oi. Dân số không quá thưa thớt. Chỉ vì phần cương vực chí không ghi lại dân số, diện tích các sóc cao miên, tập trung ở vùng Trà Vinh, Bạc Liêu, Cần Thơ, Rạch Giá, Sóc Trăng. Riêng về vùng gần chợ Hà Tiên ghi 6 phố, sở của người Tàu, 26 sóc cao miên và 19 xã thôn Việt Nam. Trong số này có 12 thôn ở đảo Phú Quốc. Huyện Kiến Hòa, đất rộng phì nhiêu, minh mông bát ngát. Nhiều người lo việc canh nông làm gốc. Trong nhà có chứa vừa lúa gạo đầy dãy. Một phong tục chí của Trịnh Hoài Đức ca ngợi trường hợp huyện Kiến Hòa, Trấn Định Tường. Định Tường lúc bấy giờ khá rộng rãi. Huyện Kiến Hòa nói trên bao gồm trọn vùng gò công, vùng chợ gạo, luôn cả vùng đất giữa sông Ba Lai và cửa đại, tức an hóa ngày nay, vùng gò công nổi danh đất tốt, gạo ngon. Đất ở bờ, cửa tiểu và cửa đại là phù sa cao ráo. Ghi chú, tỉnh Kiến Hòa trước năm 1975 không dính dấp gì nhiều đến địa phận huyện Kiến Hòa ngày xưa cả. Xem gò công cảnh cũ người xưa của Việt Cúc tập 2, tác giả xuất bản năm 1970, ghi rõ các vùng đất dòng. Hết ghi chú. Nói riêng về từng trấn, định tường, với gò công làm nằm cốt, là vựa lúa quan trọng nhất của xứ gia định về đất ruộng ở nơi có núi đồi và có đồng bằng như miền trung theo lệ từ lâu cứ phân chia ra sơn điền và thảo điền sơn điền có năng suất kém thảo điền có năng suất cao vì vậy mà trong việc quy định thuế điền luôn luôn thảo điền chịu thuế cao hơn ở vùng đồng bằng cửu long để tiện việc thuế khóa nơi nào đất mới trưng khẩn thì khai là sơn điền mặc dầu không có núi để chịu thuế nhẹ vài năm sau khi đất đã thành thục trở thành đất thuộc thì nâng lên làm thảo điền ruộng ở đồng bằng đồng nai và cửu long chia ra hai loại đứng về mặt kỹ thuật cày bừa mà xét sự phân biệt này qua thời pháp thuộc vẫn còn đất cày đất phát ruộng đất cày thường là tương đối cao chờ mưa mới cày thường là khai thác lâu năm nếu không cày thì mặt đất quá cằn cỗi thiếu chất màu mỡ cày để trộn đất lên vùng phiên an biên hòa gồm loại ruộng cày ruộng đất phát là đất thấp còn mới ít khai thác mặt đất còn nhiều cỏ và phân nếu cày thì đất phèn phía dưới lại trồi lên làm hư lúa trịnh hoài đức ghi là trạch điền để chỉ loại đất phát này muốn làm ruộng đất phát khi xa mưa nước lên cỡ ba tất tay thì phát cỏ trịnh hoài đức dùng chữ trảm phạt nhưng không nói rõ là phát bằng thứ dụng cụ gì. Theo ý kiến chúng tôi, nông dân thời ấy dùng cây phản mà người miên đã dùng từ trước. Phản giống như cây mã tấu, cán phản uống lại theo góc thước thợ. Lưỡi phản dài cỡ 7-8 tấc tay. Người phát cứ nghiêng mình mà chém. Dùng cây cù nèo gạt cỏ qua một bên rồi chém tiếp. Phát cỏ xong xuôi. Dùng cây bừa cào thứ to mà dọn cho đất trống trải. Sau đó là cấy với cây nọc. Đất không cày, nếu dùng tay mà cấy thì không tài nào khoét lỗ để nhét cây mạ được. Ruộng đất phát, trạch điền ở Vĩnh Thanh, một học giống thâu được 300 học. Trong khi ruộng cày ở Phiên An, Biên Hòa, một học lúa giống chỉ đem lại 100 học. Ghi chú GDTC hạ 30-31 Trịnh Hoài Đức không ghi rõ hình dáng cây phản hoặc các công cụ khác. Theo chúng tôi thì làm ruộng đất phát không cày cào cỏ rồi cấy bằng nọc là việc mà người miên đã áp dụng từ trước ta bắt chước theo rồi cải tiến thêm trịnh hoài đức khen đất phát có năng suất cao ông không ghi thêm là lần hồi khi chất màu mỡ đã hết thì đất phát thua xa đất cày hết ghi chú giống lúa xạ lên cao theo nước lụt tuyệt nhiên không thấy nhắc tới lúc bấy giờ việc mua bán liên lạc với cao miên cũng khá thường xuyên Lúa xạ có nhiều ở cao miên. Tại sao ta không cho du nhập để giải quyết việc trồng tỉa? Ở phần đất rộng mênh mông, phía đồng tháp 10 và phía châu đốc. Theo thiện ý chúng tôi, bây giờ đất dòng ở bờ sông còn nhiều, chưa cần khai thác lại quá xa. Tận vùng châu đốc và đồng tháp. vả lại, lúa xạ không ngon cơm, bán thấp giá trên thị trường. Trong gia định thành thông chí, không lời lẽ nào đề cập đến lối canh tác một năm hai mùa ruộng khi người Pháp chiếm nước ta hồi thế kỷ 19. Ở Nam Kỳ vẫn chưa làm được một năm hai mùa. Ruộng hai mùa đòi hỏi đất cao ráo, để có thể đắp bờ mà giữ nước hoặc tát nước vào ruộng cạn. Đắp bờ và tát nước đòi hỏi nhân công. Các thửa ruộng phải liền lạc gần nhau. Người nông phu lúc bấy giờ vì đất còn tốt và rộng nên chưa nghĩ đến cách khai thác thâm canh ấy. Lúc rảnh rỗi, họ trồng đậu, khoai dễ sinh lợi và ít tốn công hơn. Doãn Uẩn từng là thự án sát tỉnh Vĩnh Long vào năm 1833, sau làm đến tổng đốc An Hà, ghi lại vài chi tiết về cách làm ruộng. Việc trồng lúa thì cứ phát rạp, lau sậy, bừa cỏ hai ba lần rồi cấy, không phí sức nhiều. Nhưng đã cấy rồi thì không cần chăm nom tới, cũng khỏi phải lo nước hạn vào những tháng 7, 8, 9 Lục tục cày cấy Đến những tháng 11, tháng chạp Mới lần lượt gặt hái Rồi gom nhóm lại để ngay ngoài ruộng Tới ra viên lối tháng 2, tháng 3 Mới cho trâu đạp Lấy lúa hột Ghi chú Doãn ủng Trấn tay kỹ lược Bản chép tay của viện khảo cổ Trang 16 Hết ghi chú Cổ nhân nói Xuân canh, hạ vân, thu thâu, đông tàng xét ra không thể hoàn toàn đúng với mọi vùng hoặc thổ ngơi không điều hợp thổ tục thì theo thói quen mà làm hoặc giả khí hậu có sớm có tối khác nhau riêng tôi cũng chưa thấu đạt được vậy cũng như nói về hoa quả tại nhiều tỉnh dưa đều đại khái chính vào mùa hạ mà nam kỳ lại chính vào đông xuân tại bắc kỳ sen nở mùa hạ mà kinh kỳ huế lại trổ bông vào giữa thời gian giao mùa đông xuân còn Nam Kỳ thì bốn mùa sen đều có hoa cả. Ghi chú Doãn Uẩn, sách đã dẫn trang 20 hết ghi chú. Về phong tục ở miền Nam lúc bấy giờ, Trịnh Hoài Đức ghi lại khá nhiều chi tiết. Xin lượt kê vài đoạn, chứng tỏ việc khẩn hoang đem lại mức sống sung túc. Ở gia đình, có khách đến nhà, đầu tiên gia chủ dân trầu cau sau dân tiếp cơm bánh, tiếp đãi trọng hậu không kể người thân sơ quen lạ tông tích ở đâu ắt đều thâu nạp khoản đãi cho nên người đi chơi không cần mang tiền gạo theo mà lại có nhiều người lậu sâu trốn thuế đi đến xứ này ẩn núp bởi vì có chỗ dung dưỡng vậy ghi chú gdtc hạ xem trọn mục phong tục chí nên nhớ ông trịnh hoài đức là người minh hương hết ghi chú đất gia định nhiều sông kinh cù lao bãi cát nên trong mười người đã có 9 người biết nghề bơi lội chèo thuyền lại ưa ăn mắm ngày ăn ba bữa cơm mà ít khi ăn cháo lại có thói đùa cợt thách đố nhau ăn uống thật nhiều doãn uẩn tiếp cũng có kẻ nghèo phải đi ăn xin nhưng mỗi tháng họ chỉ đi xin một lần cũng đủ sống rồi họ thường tựa nhau nơi đình miếu mỗi người đều có mùng màn riêng trộm cắp cũng ít xảy ra trâu thì có chuồng nhốt ngoài đồng Rất thích ca hát Không ngày nào là không có múa hát Ghi chú, Doãn Uẩn Sách đã dẫn trang 17 Hết ghi chú Người Tàu còn khai thác ruộng muối Ở vùng biển Sắp Trăng, Ba Thách Biên Hòa nổi danh với nghề trồng mía Làm đường Rừng Tây Ninh sản xuất nhiều gỗ tốt Đặc biệt là dầu rái để chét ghe Làm đuốc. Nhu cầu xác định vùng biên giới Việt Miên. Biên giới Việt Miên đời Gia Long. Những thành quả ở miền biên giới. Việc lập làng. Vài vấn đề nội an. Loạn Lê Văn Khôi. Các vùng người Miên đông đúc. Biến cố quân sự ở An Giang và Cao Miên. Lập địa bộ năm Minh Mạng thứ 17. Đời Gia Long. Vấn đề biên giới ở Gia Định Thành đã tạm ổn định. Các hải đảo quan trọng đều có người Việt đến khai thác. Tại đảo Côn Lôn, Côn Nôn, lúa, bắp, khoai, đậu, tuy không đủ dùng, nhưng dân ở đảo kết đoàn làm binh sĩ, gồm ba đội, khai thác hải sản, trồng câu. Giặc cướp Mã Lai chỉ đến quấy rối tạm thời. Đảo Phú Quốc, phía Vịnh Simla được bố trí phòng thủ cẩn thận. Dân Phú Quốc đã từng hết lòng ủng hộ Gia Long tổ quốc gồm 12 thôn xã và thuộc Hòn Sơn Rái có dân lập thành một thôn. Riêng về Hà Tiên thì không còn quan trọng, từ khi bị giặc Xiêm đốt phá năm 1771. Hậu duệ của họ Mạc tuy được Gia Long chiếu cố, nhưng thiếu tài kinh bang tế thế. Vả lại, trọng tâm việc thương mại đã nghiêng hẳn về phía Sài Gòn, Đà Nẵng. Việc buôn bán với Cao Miên thì đã có Sa Đéc, Cái Bè Vua Gia Long cho các tàu buôn và ghe buôn ở Hạt Hà Tiên được miễn thuế năm 1810, đồng thời di chuyển một số quan lại, viên chức ở bốn trấn miền trên, đến tăng cường cho trấn Hà Tiên, gia tăng binh sĩ để lo việc tuần phòng giặc biển. Năm sau, năm 1811, vua cho Trương Phước Giáo và Bùi Đức Mân đến Hà Tiên để tu chỉnh thành phố, chiêu dụ lưu dân. Người Trung Hoa, người Cao Miên, người Chà, gọi là Chà Châu Giang, đều có dành khu vực cư trú riêng, khá phân minh. Tuy nhiên, thương cảng Hà Tiên không sao hưng thịnh được như trước. Vua Gia Long đặt quân bảo hộ ở Cao Miên, nhưng như đã nói, đối thủ của dân Việt vẫn là vua Sim với chính sách hung hăng đang tìm cách mở rộng biên giới. Từ năm 1795, Sim chiếm cứ luôn vùng Bát Tam Bang và Sim Riệp của Cao Miên năm 1814, lấn luôn vùng Melupri và Sung thuộc tả ngạn sông Cửu Long, thọc sâu vào lãnh thổ Lào và Miên. Vua Sim còn có tham vọng nam tiến xuống bán đảo Mã Lai. Về mặt nội an, từ lúc tẩu quốc, Gia Long nắm được tình thế đối với các vùng tập trung sóc Miên. Năm 1780, người Miên ở Trà Vinh làm loạn, nhưng tướng Đỗ Thành Nhân dẹp được với chiến thuật khá tinh vi. Năm 1757, nhờ lãnh tụ Miên là Nguyễn Văn Tồn theo chúa Nguyễn, nên vùng Trà Ôn sống yên ổn, chẳng có mầm mống phản loạn. Người miên trở thành dân binh giữ an ninh, đóng đồn tại địa phương. Họ hưởng chế độ tự trị khá rộng rãi. Nhờ đó mà những chỗ gò hoang đất trống đã được khai khẩn thành ruộng vườn trồng tỉa. Ghi chú GDTC Thượng 82 hết ghi chú. Vua Gia Long cũng ra lệnh cho quân và dân trong đất gia định trả lại những phần ruộng đất chiếm của người cao miên và không tán thành việc dùng người miên làm đầy tớ năm 1816, việc bảo vệ biên giới Việt Miên, địa thế Châu Đốc Hà Tiên không kém Bắc Thành, Vua Gia Long đã quan niệm rõ rệt như thế. Bắc Thành đã ngăn ngừa nạn xâm lăng của Trung Hoa, Hà Tiên Châu Đốc để ngăn ngừa giặc Sim và giặc Cao Miên. Giữa ta và Cao Miên, biên giới có phần giáp với Trấn Phiên An và Đồng Tháp Mười, nhưng con đường chiến lược bấy lâu vẫn là sông Cửu Long cụ thể là Tiền Giang, nơi đối phương có thể từ Nam Vang đổ xuống nhanh chóng, rồi thọc vào định tường. Về phía vịnh Simla, còn rạch giá Hà Tiên ở sát mé biển. Đồn lũy ở Hà Tiên và Châu Đốc đã có từ lâu, kể cả đồn Tân Châu, đồn Sa đéc Lằn ranh biên giới giữa ta và Cao Miên khi Cao Miên dân đất tầm phong long là vùng người Miên gọi là Meat -trut, nghĩa là mỏ của con heo. Ta âm lại là Ngọc Luật, Mật Luật. Đại Khái lấy sông Châu Đốc làm ranh giới. Đồn Châu Đốc ở phía Tây và sông Châu Đốc. Thủ sở phủ Mật Luật Cao Miên ở bờ phía Đông sông Châu Đốc. Ấy là địa đầu quan ải Trấn Vĩnh Thanh và nước Cao Miên. Vua Gia Long đặt tên vùng Châu Đốc là Châu Đốc Tân Cương, đặt chức quản đạo. Từ đồn Châu Đốc đến Vịnh Sim La, đường ranh giới quá mơ hồ. Vàm sông Châu Đốc ngược về phía Bắc tiếp đến vùng Thất Sơn và Rạch Giang Thành. Năm thứ 14 năm 1815, vua Gia Long ra lệnh cho trấn thủ Vĩnh Thanh là Lưu Phước Tường đem dân binh trong trấn hạt 3.000 người để xây đồn. Xung quanh có hào thông với sông Cái, xây vào tháng Chạp. Ngài giải thích với vua Cao Miên rằng đắp đồn châu đốc là giữ yên trấn Hà Tiên, làm nơi tiếp ứng cho thành Nam Vang. Ngài muốn nói đến quân Sim sẽ can thiệp vào Cao Miên ngài lại ra lệnh xây đồn cho nhanh, kéo bận rộn đến việc cày cấy của đám người đi làm sau. Đồn cháu đốc vừa xây xong, vua gia long xem địa đồ, nêu ý kiến. xứ này nếu mở đường thủy thông với Hà Tiên, thời nông thương đều lợi cả. Ngày sau dân ở càng đông, đất mở càng rộng, sẽ thành một trấn to. Nhưng Nguyễn Văn Nhân, Tâu Can nên ngài bỏ ý kiến ấy. Tuy nhiên, đó chỉ là bỏ tạm thời. Ngài muốn lập một trấn mới tách ra khỏi Trấn Vĩnh Thanh quá dài. Trấn Vĩnh Thanh ăn từ biên giới Cao Miên đến Biển Đông. Ngài muốn cho lưu dân quy tụ để mở đất. Một người tàu làm quan cho bên Cao Miên tên Diệp Hội được gọi về. Bấy lâu, Diệp Hội được tiếng làm mẫn cán, xử việc gì dân cũng bằng lòng. Diệp Hội được cử làm cơi phủ châu đốc, khiến chiêu tập người ta, người thổ, người tàu vào đó cho đông. Hệ có biết nghề trồng cây, nuôi súc vật, buôn bán hay nghề làm gốm cho tùy nghề nghiệp làm ăn người nào thiếu vốn thì nhà nước cho vay lại truyền dụ cho quan tổng trấn gia định rằng dân mới phủ tập nên dạy làm các việc lợi ích khiến dân được an cư lạc nghiệp chờ các việc hình thành rồi sẽ tâu lên vua gia long hiểu rõ tình hình vùng biên giới châu đốc xứ này có đồi núi chăn nuôi súc vật dễ dàng từ xưa người miên giỏi nghề làm gốm nên thử cải tiến lại rất tiếc là đất ở vùng thất sơn quá xấu chỉ có thể làm nồi cà ràng gạch ngói chứ không làm tô chén được ghi chú chúng tôi gặp ở châu đốc một cái dĩa xưa tương truyền đời gia long hình thức khéo giống dĩa bàn để uống trà nhưng không có trắng men đất đỏ như ngói có lẽ đời dịp hội chăng hết ghi chú việc quy tập lập ấp lúc bấy giờ cũng khó vì dân việc thưa thớt ở phía nam gần cần thơ và gần vĩnh long có nhiều đất tốt chưa khẩn hết đi làm ăn ở tận biên giới châu đốc là chuyện phiêu lưu người tàu người cao miên với nghề làm đồ gốm nghề chăn nuôi trồng cây được nhắc tới là phải trước khi muốn khơi động sinh hoạt kinh tế cho vùng châu đốc ngài ra lệnh cho nguyễn văn thoại thoại ngọc hầu đào con kinh sau này gọi là thoại hà gọi nôm na là kinh núi sập trong năm 1817, vào tháng 11, dùng 1.500 dân sâu, gồm người Việt và người Cao Miên, đào hơn một tháng mới xong. Đây là con đường mà trước kia dân thường đi, nhưng chật hẹp. Nay đào nới rộng thêm. Thoại Hà đã có sẵn ở khúc đầu và đoạn chót. Chỉ vét lại phần giữa để nối liền từ Hậu Giang qua Rạch Giá, bên bờ Vịnh Sim La. Ngọn của Rạch Giá là Rạch Sóc suông địa danh Miên sử ghi là khe sông mục đích trước tiên của đào kinh vẫn là quân sự ngài nghĩ chỗ ấy gần chân lạp địa thế rậm rạp lắm đàn thủy đi qua kiên giang thì lắm bùn và cỏ ngài ra lệnh cấm dân không được chặt cây trên núi sập nơi con kinh này đi qua chắc vì muốn giữ phong thủy nhưng việc đào kinh nối liền châu đốc qua hà tiên ở biên giới vẫn là mối bận tâm của ngài kinh thoại hà đào sông ở phía nam cũng như con kinh Vĩnh Tế sắp đào ở phía Bắc, vẫn nhằm mục đích đưa thủy quân của ta từ Hậu Giang ra Vịnh Sim La thật nhanh. Để giữ Kiên Giang và chợ Hà Tiên, người quân Sim đem binh đến Thình Lình. Khi vỗ về và động viên dân trong trấn Vĩnh Thanh, Ngài nói thẳng là Công trình đào sông ấy, nối châu đốc qua Hà Tiên, rất khó. Việc nhà nước và cách phòng giữ bờ cõi quan hệ rất lớn. Bọn ngươi tuy là khó nhọc một lần mà lợi ích cho muôn đời về sau phải bảo nhau biết, chớ nên sợ nhọc. Trước khi đào kinh, Ngài cũng trấn an sứ giả của Cao Miên. Kinh Vĩnh Tế đào 5 năm mới xong, ngưng rồi lại tiếp tục. Có đoạn dễ đào vì nhằm nơi đất ruộng, xin lầy. Khúc kinh này qua vùng bến đổi, nhưng có khúc đất cứng, có đá, sát chân núi. Mùa nắng phải ngưng lại vì thiếu nước uống cho dân phu. Vua Minh Mạng tiếp tục công trình do Gia Long đề xướng. Lê Văn Duyệt huy động đến 55.000 dân công gồm người Việt ở Vĩnh Thanh, Định Tường và người Miên ở Đồn, Uy Viễn, trà ôm do Nguyễn Văn Tồn cầm đầu. Mãi đến nay, dân gian còn nhắc lại những khó khăn khi đào con kinh này. Lớp thì chết vì bệnh, lớp thì trốn về dọc đường bị xấu ăn thịt. Nói đến kinh Vĩnh Tế, vua Minh Mạng không che giấu mục đích quân sự. Đức Hoàng Khảo Thế Tổ Cao Hoàng Đế Ta, Gia Long, mưu sâu, nghĩ xa, chú ý việc ngoại biên. Việc ấy, việc đào kinh, không lợi gì cho chân lạp những thành quả đầu tiên nên nhớ là trấn vĩnh thanh đời gia long và đầu minh mạng bao gồm các tỉnh thời pháp thuộc bến tre trà vinh vĩnh long sa đéc sóc trăng long xuyên châu đốc cần thơ nói chung thì phía nam đã có dân cư đất không bị ảnh hưởng ngập lụt hàng năm của sông cửu long và hậu giang phía bắc thì quá thưa thớt trừ vùng sa đéc tân châu Vùng này nay thuộc Cần Thơ, Phong Vinh, Long Xuyên, Châu Đốc chưa có người Việt đến định cư nhiều. Tại Cần Thơ, Ô Môn, Thốt Nốt, đất khá cao và tốt, dân ta đến lập thôn xóm. Nhưng người miên còn chen chúc gần đấy. Hữu ngạn Hậu Giang, phía biên giới hầu như không người ở, trừ mấy cụ lao trên sông. Đây là vùng bị ngập lụt quá sâu, cấy lúa không được. Ai siêng năng thì chỉ chọn vài dòng đất nhỏ, vùng gò ở ven sông, hay giữa đồng mà làm ruộng kiểu móc lõm, tức là theo hình thức da beo. Nhưng lối làm ăn này quá phiêu lưu. Khi nước sông lên quá mức bình thường thì bị lục, hoặc mùa màng bị chim chuột cắn hại, đầu hôm sớm mai. Kinh Vĩnh Tế chưa xong là Thoại Ngọc Hầu cho phép dân lập làng với quy chế rộng rãi. Từ Cù Lao Năng Gù đến Bình Thiên theo sông Hậu, và dọc theo bờ Kinh Vĩnh Tế, từ Châu Đốc đến Thất Sơn, người khẩn đất cứ dân đơn Thoại Ngọc Hầu lúc bấy giờ được trọn quyền ở biên giới với chức vụ khâm sai thống chế, án thủ châu đốc đồn, lãnh bảo hộ cao miên quốc ấn, kim quản hà tiên trấn biên vụ, phê vào đơn rồi đóng ấn son, bảo hộ cao miên quốc chi chương là xong. Tờ đơn được đóng dấu này có giá trị như tờ bằng khoáng. Dọc theo kinh Vĩnh Tế, nhiều người thử làm ruộng trên phần đất phía nam, bờ kinh đắp cao dễ cất nhà, kinh rút bớt nước thuận lợi giao thông một số lưu dân đến mấy vùng đất cao ở chân đồi chân núi phía thất sơn mà canh tác rải rác trên bờ kinh quân sĩ xây nhiều đồn bão nhỏ giữ an ninh lại còn đường lộ đắp từ bờ kinh chạy vòng quanh liền lạc nhau gọi là xa lộ để tiện việc di chuyển và để khi mùa lụt nước ruộng rút nhanh người khẩn hoang lúc bấy giờ nghĩ ra sáng kiến đào nhiều con kinh ngắn gọi là cửa gà đổ ra kinh Vĩnh Tế. Bên phần đất mới khẩn hoang để thăm ruộng hoặc chở lúa từ ruộng về nhà dễ dàng hơn. Lệnh của Triều đình cấm ngặt không được khẩn vào phần đất hiện có của người Cao Miên làm chủ. Núi Sam, gần Châu Đốc, nối liền vào chợ với con lộ đắp đất. Làng Vĩnh Tế thành lập gọi là Vĩnh Tế Sơn thôn, làng ở núi Vĩnh Tế, tức là núi Sam. Thoại Ngọc Hầu tỏ ra xứng đáng làm đúng lời dụ mà vua Minh Mạng đưa ra vào năm thứ hai, 1821. Châu Đốc là vùng sung yếu, nhà ngươi phải khéo léo trong mọi trường hợp, trấn an phủ dụ nhân dân địa phương, trước hết phải chiêu mộ dân buôn, xây dựng xóm làng, làm cho đinh số hộ khẩu ngày càng tăng, ruộng đất ngày càng được khai khẩn thêm. Thoại Ngọc Hầu mất năm 1829, thống chế Nguyễn Văn Tuyên thay thế. Rồi năm 1832, người bảo hộ chân lạp, giữ đồn châu đốc là Ngô Bá Nhân. Tính đến năm Minh Mạng thứ 19, 1838, dọc theo kinh Vĩnh Tế qua phía Thất Sơn, các thôn sau đây hình thành. Lần hồi dân chúng xin khẩn thêm đất, đa số là vụ đậu thổ, tức là đất làm rẫy. Vĩnh Tế Sơn Thôn từ châu đốc vào. Nhân Hòa Thôn, An Quý Thôn, Thân Nhân Thôn giữa An Quý và Vĩnh Bảo. Vĩnh Bảo Thôn giữa Thân Nhân và Long Thạnh, Long Thạnh Thôn giữa Vĩnh Bảo và Vĩnh Ngương, Toàn Thạnh Thôn giữa Nhân Hòa và An Thạnh, Vĩnh Gia Thôn giữa Vĩnh Điền và Vĩnh Thông, Vĩnh Lạc Thôn giáp với An Nông. Từ Biển Đông trở lên Châu Đốc, tức là hữu ngạn sông Hậu Giang, có vài khu vực đáng để không chịu ảnh hưởng nước lục. Vùng Ba thắc Sóc Trăng đã có người miên khai khẩn từ lâu rồi. Phía Bắc Sóc Trăng từ đời Gia Long thấy ghi làng Tân An Rạch Cần Thơ, Làng Thới An, Ô Môn, Làng Thới Thuận, Tân Thuận Đông, vùng Thốt Nốt, Làng Bình Đức ở Rạch Long Xuyên, Làng Bình Lâm ở Năng Gù. Làng này cách làng kia hàng chục cây số, nằm trên các vùng đất gò, đất dòng. Các thôn xóm này đều bám sát vào bờ Hậu Giang. Cù lao ngoài sông cái thì phì nhiều hơn. Ven cù lao, đất cao ráo, thích hợp để trồng khoai, trồng đậu, Nhìn các bản đồ kèm theo đơn xin khẩn đất đời minh mạng ở vùng này, ta thấy đa số đồng bào khẩn theo lối móc lõm, ở ngọn, ở ngay ngã ba rạch. Đông đúc nhất là vùng năng gù. Ghi chú, năng gù, tiếng miên, senenco, sừng bò, senen ra năng, cô ra gù, hết ghi chú. Chắc cà đao, ghi chú, chắc cà đao, tiếng pret đao, rạch có mây rừng mọc hết ghi chú đất khẩn liên ranh nhau tiếp giáp vào phần đất làm ruộng làm rẫy là đất lâm ở vùng mé sông là rừng me thanh trúc lâm vì là bờ sông cái nên chim cò bay tới lui đáp xuống bãi sông tre chịu được ngập lụt hàng năm mà không chết ta có thể đoán rằng mực nước ở đồng ruộng vùng cần thơ thốt nốt ô môn hồi đời minh mạng tương đối cao hơn bây giờ vào mùa lục. Bây giờ chưa có nhiều kinh đào đổ nước ra Vịnh Simla như sau khi người Pháp đến. Rạch Cần Thơ nổi danh là Phì Nhiêu, đất tốt, không bị ngập. Vùng Cái Răng trở thành làng vào đời Minh Mạng rồi phát triển thêm. Năm Minh Mạng thứ 15, 1834, làng Thường Thạnh của Cái Răng tăng thêm dân cư, tách ra một làng mới lấy tên là Trường Thạnh. Rạch Bò Ót, được dân khẩn hoang chú ý. Rạch Cái Côn, đã có làng từ đời Gia Long, làng Phú Mỹ. Ấy thế mà năm Minh Mạng thứ 19, 1838, còn đến năm khoảng rừng rậm hoang vu. Làng Bình Mỹ cũng thành lập từ thời Minh Mạng, ăn tới rạch cái dầu. Vùng Thốt Nốt, đời Gia Long chỉ có làng Thới Thuận. Qua Minh Mạng, lại có thêm các làng Tân Thuận Đông, Vĩnh Trinh. Những làng kể trên trở thành phần đất của các tổng mới lập. Châu Phú, Định Thành, Định Phước, thuộc huyện tây xuyên có nghĩa là bờ phía tây của hậu giang từ cần thơ trở xuống thuộc về huyện vĩnh định với các tổng định thới định an định khánh phía sa đéc vùng cái tàu thượng cái tàu hạ nha mân và những cù lao trên tiền giang đã đông đúc dân cư từ thời gia long Đề minh mạng còn lưu lại vài văn kiện xác nhận việc xúc tiến khẩn hoang ở vùng vĩnh an với nhiều đơn xin khẩn đất Nam Minh Mạng thứ 12 khẩn thêm ở các thôn Tân Dương, Tân Đông, Tân Phú Đông, Phú Mỹ, Tân Hòa, Tân Quý, Tân Thuận. Nam Minh Mạng thứ 19 và 20 khẩn thêm ở các tổng An Thới, An Thạch, An Mỹ, An Trường. Những vùng Nha Mân, Cù Lao Tòng Sơn, Rạch Cái Vồn được chú ý nhất. Từ đời Minh Mạng về sau, phần đất phì nhiêu, nhiều huê lợi của An Giang vẫn là phía Tiền Giang với Sa Đéc, và các vùng phụ cận. Việc lập làng, sự phân chia điền địa Vua Minh Mạng đặc biệt khuyến khích việc lập ấp ở vùng Châu Đốc. Năm 1830, thành thần trấn gia định Tâu. Hạt Châu Đốc là vùng biên cương mới mẻ, ruộng đất chưa được khai khẩn hết. Xin triển hoãn việc thâu thuế. Vua phán, đó là vùng biên giới quan trọng của quốc gia, Trẫm muốn vì nhân dân mà giữ gìn, cho nên phải đặc biệt chú ý tới việc cai trị. Đó chính là kế hoạch biên phòng. Còn vấn đề thuế khóa đinh điền, đâu phải là việc cần tính toán trước. Rồi ngài cho miễn thuế 3 năm. 3 năm sau, thành thần gia định, tâu xin thâu thuế. Ngài ra lệnh, những xóm làng tân lập được miễn thuế thêm 3 năm nữa. Riêng thuế thân, thuế điền thổ được hoãn thêm 1 năm nữa. Một tài liệu khác cho biết thêm con số, đồn châu đốc mới lập được 41 xã, thôn, phường, dân đinh chỉ mới được hơn 800 người. Nhưng năm sau, năm 1831, tổng trấn gia định thành lại tâu với lời lẽ bi quan. Đồn châu đốc xã dân mới thiết lập, địa thế ruộng đất khó khai khẩn. Vua cho bộ hộ biết, đồn ấy là nơi địa đầu quan yếu, ta đã từng xuống chỉ chiêu tập dân buôn bán cho vay tiền gạo để lập ấp khẩn điền quay quần sinh sống đó là ý niệm quan trọng của ta trong việc củng cố vùng ngoại biên cương nhất sơ việc khai khẩn còn khó khăn nên đã được triển hạn nhiều lần năm ngoái đây quan trấn thành đã có lời xin lần thứ hai trẩm đã khoan miễn cho ba năm tiền dung tiền sâu cùng dịch vụ và đã phán bảo phải dùng nhiều phương pháp để chiêu dụ thu nạp để cho đồng án ngày càng mở mang sinh sống dồi dào. Đã hơn một năm nay mà vẫn chưa thấy thi thố phát triển điều gì, liền vội cho là tình trạng khó khăn. Đó phải chăng là lối làm việc tắt trách cho xong chuyện? Này, truyền chỉ cho thành thần, quan trấn gia định, phải nghiêm sức. Các quan chức của đồn phải tất tâm thi thố. Hầu làm cho đất rộng dân đông. Đúng hạn ba năm phải có đủ hồ sơ về triều đình khen thưởng. Không thể đổ cho là tại tình hình mãi được. Vua quan tâm đến vấn đề biên giới châu Đốc và tiên đoán những rắc rối sắp xảy ra giữa Việt Nam và La không riêng ở mặt trận Cao Miên mà còn ở cả mặt trận Lào. Ngài muốn quy dân gần như vô điều kiện, miễn thuế hai đợt. Hai năm sau, cuối năm quý tỵ 1833, quân Sim tràn qua. Làng ấp ở vùng Kinh Vĩnh Tế và Thất Sơn lúc bấy giờ thành lập với quy chế dễ dãi. Thí dụ như trường hợp ở làng Phú Cường, tách ra từ làng An Nông, năm Minh Mạng thứ 12, 1831, vào tháng 3, Trương Văn Nghĩa đứng đơn, xin khẩn vùng đất hoang từ núi Chân Tầm Lon tới núi Trà Bét, bây giờ thuộc làng An Nông. Lúc đầu, Trương Văn Nghĩa và đồng bọn 11 người đến khai phá. Sau chiêu mộ thêm được 4 người nữa, đã có nền tảng để lập làng mới lấy tên là Phú Cường. Cả bọn xin đến năm thứ 17, 1836, sẽ đóng đủ thuế. Khi mộ được thêm dân và lập bộ, đơn được phú bồi cho tuy biên phủ để tra khám và chuẩn cho vào tháng 11. Năm Minh Mạng thứ 15, 1835 Qua văn kiện trên, ta thấy việc cứu xét kéo dài từ năm 1831 khi Trương Văn Nghĩa khẩn đất xin để lập bộ và đóng thuế. quan địa phương thâu đơn, chờ đến 3 năm sau mới chánh thức chấp nhận. Trong thời gian chờ đợi, Bọn người khẩn hoang tha hồ làm ăn, khỏi đóng thuế, khỏi khai báo gì cả. Làng Trường Thạnh tách ra từ làng Thường Thạnh, rạch cái răng, Cần Thơ, lập vào năm minh mạng thứ 15, năm 1834, do hai người đứng đơn. Làng Tân Lập này gồm 8 người dân có tên trong bộ làng Trường Thạnh, 8 người dân lậu và một niên lão 67 tuổi. Họ chịu đóng thuế năm khoảng đất, hạng Sơn Điền, thuế nhẹ, đây là vùng có an ninh đất tương đối tốt cách xa châu đốc hàng trăm cây số ngàn nên không thấy ghi những điều khoản dễ dãi cho vùng biên giới sử thường nhắc tới việc cho phép tù nhân đi khẩn hoang chúng tôi gặp tài liệu về một hộ thợ săn tập trung thợ săn thú rừng gọi là thuộc tỉnh biệt nạp lạp hộ được hưởng quy chế của một làng nhưng không có đất đai cầm đầu là hộ trưởng tên nguyễn văn luật người ở Kinh Vĩnh Tế 55 tuổi. Hộ trưởng phải chịu trách nhiệm thuế vụ cho 7 người do ông Bảo Lãnh, thuế đóng bằng ngà voi, 150 cân mỗi năm, gia nhập hộ thợ săn. Có một người quê ở Cái Thia, Định Tường, một người ở vùng chợ gạo, Định Tường, đặc biệt là một người quê ở Vĩnh Tế, can tội đồng lõa ăn cướp, đang bị phát vãn, lưu đày lên trấn Tây, Cao Miên, để làm đồn điền binh. Về sự phân chia đất đai, đặc biệt là vùng thốt nốt, -nope, nhiều điền chủ khẩn hoang, đất rộng tới 26, 28 hoặc 60 mẫu. Trong khi tính trung bình, mỗi phần đất của dân khẩn hoang là 2 hoặc 3 mẫu. Ở đất tốt mé sông cái hoặc cù lao, việc phân khoanh nhỏ bé hơn, trung bình từ 1 tới 2 mẫu. Mãi đến năm minh mạng thứ 19, 1838, tỉnh An Giang vẫn còn được triều đình nâng đỡ so với các tỉnh khác tỉnh thần dân bộ sổ, ghi rõ số dân đinh. Vì dân đinh có phần tăng, nên xin tăng thêm ngạch lính giảng. Vua xuống dụ rằng, hạt ấy lâu nay mong được nhiều dắt dạy dỗ, hộ khẩu mỗi năm một tăng. Nay lại nhân được Thái Bình nên cùng với dân nghỉ ngơi, khiến cho cùng lo việc cày cấy, đào giếng mà an nghiệp, để dân chúng càng ngày càng thêm đông đảo, thịnh vượng, hà tất phải xin thêm ngạch lính giảng làm chi? ý vua muốn nói tới việc xâm lăng của quân Sim mà vùng cháu đốc hứng chịu hậu quả nặng nề nhất trong thời gian vừa qua. Ghi chú về việc khẩn đất ở An Giang đời Minh Mạng và các sở đất, chúng tôi tham khảo SNL 1742. Hết ghi chú. Vài vấn đề nội an Lê Văn Khôi Các vùng người miên đông đảo Tháng 7 năm 1832, tả quân Lê Văn Duyệt, tổng trấn gia định thành mất. Vì có thù hằng lâu ngày với tả quân, vua Minh Mạng thừa cơ hội này đưa toán vệ binh Minh Nghĩa về Quảng Ngãi. Sau khi chôn cất tả quân xong, vua Minh Mạng còn ra lệnh đưa cơ An Thuận về Kinh. Tháng 10 năm ấy, gia định thành không còn là đơn vị quan trọng nữa. Vua bãi bỏ chế độ tổng trấn, tất cả đổi là tỉnh, trực thuộc vào triều đình Huế tháng 11 năm ấy, vua cho nguyên tổng đốc tỉnh Sơn Tây là Lê Đại Cương làm tổng đốc An Hà, kim lãnh ấn bảo hộ chân lạc. Việc thuyên chuyển một viên chức từ Sơn Tây vào Nam không phải là điều lạ nếu ta biết rõ chính sách của vua Minh Mạng là triệt hạ uy thế và nhân tâm mà tả quân Lê Văn Duyệt đã gây được ở Kinh Vĩnh Tế do Ngài Đốc Xuất đào ra trong hoàn cảnh khó khăn. Tỉnh An Giang chánh thức, thành hình với hai phủ Tuy Biên và Tân Thành. Năm 1835, lấy thêm đất Ba Thắc, lập thành phủ Ba Xuyên. An Giang chiếm trọn miền hữu ngạn của Hậu Giang. Phía Bắc thì gồm luôn vùng Vĩnh An, Sa đéc cắt ra khỏi trấn Vĩnh Thanh lúc trước. Lê Văn Khôi nổi loạn, thành công nhanh chóng trong đợt đầu, chiếm lần hồi sáu tỉnh, nhưng giữ không được lâu. Dân chúng tuy mến mộ công đức tả quân Lê Văn Duyệt, nhưng cá nhân Lê Văn Khôi không đủ uy tín hơn nữa ngày qua tháng lại dân chúng thấy lê văn khôi không tin vào dân trong nước lại còn trực tiếp hoặc gián tiếp làm việc cổng rắn cắn gà nhà lê văn khôi có chút ít tinh thần tiến bộ chống lại chế độ tập quyền hà khắc của vua minh mạng một tài liệu cho biết là khi được hỏi về ruộng nương và tình hình an ninh tại các tỉnh tỉnh thần vĩnh long tâu rằng trước đây bọn giặc lê văn khôi chiếm cứ tỉnh thành các thôn ấp đều bị chúng đốt phá, rồi chúng còn chiếu theo nóc nhà dân, đem tiền trong kho ra tán cấp, đến hơn một ngàn quan. Nay dân tình, nguyện y số đem nạp lại. Vua ra lệnh miễn cho. Việc lấy tiền trong kho chia đều cho dân, lúc đang xảy ra, chắc là được dân hoan nghênh. Và dân đem nạp lại cho quan khi bọn phản loạn bị dẹp, chưa chắc vì tình nguyện, vì sợ đúng hơn loạn lê văn khôi chỉ là một trong những mối lo sợ của vua minh mạng vì lúc bấy giờ ở bắc kỳ loạn lạc nổi lên với cường độ đáng kể lý do chánh là nạn đói kém và quan lại tham nhũng nhưng cuộc khởi loạn lê văn khôi tạo cơ hội cho quân xiêm đánh ta trong đó có mặt trận lào riêng mặt trận an giang là quan trọng hơn cả từ lâu vua chúa nhà nguyễn lo lắng về các vùng người miên định cư tập trung nhiều nhất là địa phận trấn vĩnh thanh ngày xưa vùng trà ôn được yên ổn nhờ có Nguyễn Văn Tồn, một người miên hữu công, trong thời gian phục quốc được mang họ Việt Nam, nắm được nhân tâm. Nguyễn Văn Tồn chết, con là Nguyễn Văn Vị được trưng dụng và có ra tận Huế Đô, Bãi kiến vua. Vùng Lạc Hóa, Cầu Kè, Tiểu Cần, năm 1834 đặt ra xã thôn, tùy theo sóc lớn nhỏ, quan đến tận nơi khám xét để định rõ thuế khóa. Vùng Ba Thắc, sắp trăng kế sách. Vua Gia Long khi còn ở đất gia định thì cho người miên ở địa phương lập đồn điền mỗi năm nạp lúa sưu thuế. Năm 1792, nặc ấn ở Sim về. Vua đem đất ấy cho lại. Năm 1835, các quan lại người miên ở địa phương yêu cầu ta giúp đỡ. Vua Minh Mạng cho người miên hưởng chế độ tự trị rộng rãi với quan phủ coi việc nội an. Mãi đến khi người Pháp đánh nước ta, quan phủ vẫn là người miên. Vùng ô môn phía bắc cần thơ là nơi người miên tập trung đáng kể về sau họ phân tán rút về phía hậu bối xa bờ hậu giang đại nam nhất thống chí ghi là thổ huyện ô môn vùng chợ hà tiên rạch giang thành vùng thất sơn là những trung tâm gần biên giới nơi mà vấn đề an ninh không được toàn hảo mặc dù triều đình đã chú ý từ thời gia long hà tiên đất nhiều phèn quá xấu trừ vài lõm nhỏ ở sườn đồi mà người Trung Hoa đến làm rẫy, người Việt đến đánh cá, ven biển. Vị trí chợ Hà Tiên tuy tốt về phong thủy, trên lý thuyết, nhưng quân xiêm đánh chiếm chết nhoáng. Người miên ở Thất Sơn và ở Hà Tiên thường liên lạc với nước họ. Hệ cơ hội đến là nổi loạn. Vào cuối đời minh mạng, năm 1835, theo lệnh nhà vua, tuần phủ Trần Chấn lập đồn điền ở núi Đá Dựng. Chữ gọi là Châu Nham sát biên giới quân sĩ vừa cày ruộng vừa luyện tập chính sách của vua minh mạng đối với người miên luôn cả người lào người mường là nhất thị đồng nhân xem tất cả cùng là người nghe qua thì như dân chủ nhưng thực chất là muốn bắt buộc các sắc dân phải theo luân lý theo cách tổ chức thôn xóm cúng tế của người việt và tàu và buộc lấy họ thí dụ sơn thạch kim Kiên Biến cố quân sự ở An Giang và ở Cao Miên Tháng 6, Lê Văn Khôi nổi loạn. Thì tháng 11, quân Sim đem binh đánh nước ta. Quý tỵ 1833. Bề ngoài như để cứu Lê Văn Khôi, nhưng bên trong là quân Sim chọn đúng thời cơ để thủ lợi. Quân sĩ ta lúc bấy giờ bị tiêu hao và bị cầm chân khá nhiều. Một số vào trong thành phiên an theo Lê Văn Khôi. Một số thì bao quanh chờ cơ hội tái chiếm. Trong đợt tấn công đầu tiên, quân Sim làm chủ tình thế. Tướng Sim chỉ huy cuộc hành quân cấp tốc này là Tây có tài, tên là Phi Nhã Chất Tri. Sử gia Tây Phương gọi là tướng Bò Đinh. Phi Nhã chỉ là chức tước. Tháng 11 năm Quý Tỵ 1833, Hà Tiên mất. Tháng 12, thành Nam Vang rồi đến đồn Châu Đốc, cũng mất theo. Nhưng vua Minh Mạng bình tĩnh đối phó, bố trí cẩn thận và giữ bí mật. Quân Sim thừa thắng, từ Ba Nam cho chiến thuyền đổ xuống theo Tiền Giang. Đây là con đường chiến lược vô cùng quan trọng. Nếu cứ tiến thêm thì đến Sa Đéc, Rạch Gầm, Định Tường, thọc vào trung tâm miền Nam, nơi nhà cửa đông đúc, nhiều tài nguyên. Quân ta liền phản công. Tại Tiền Giang, nơi Vàm Thuận sử ghi là thuận cảng, thuận phím, cửa của vàm nao phía tiền giang. Ta chiến thắng, giặc phải dừng lại, rồi tạm rút lui về Ba Nam với dụng ý đánh theo đường bộ đến Tây Ninh. Nhưng mặt trận này không mở ra được. Vài mươi ngày sau, qua tháng Giêng năm Giáp Ngọ 1834, Thủy quân Sim lại theo đường cũ, đến vùng mà chúng đã thua hôm nọ để quyết chiếm ít Hầu Tiền Giang. Đến Vàm Thuận không thấy gì xảy ra, chúng thử tiến thêm đến rạch Củ Hủ, vùng chợ thủ. Khi ấy, giặc nhân lúc nước xuống, theo bờ sông phóng hỏa đốt bè, ngăn thủy trở quân ta. Rồi chúng lại sấn tới đánh. Quản vệ Phạm Hữu Tâm, đốc binh đánh từ giờ dần đến giờ tỵ Quân giặc chết nhiều, thay chồng nhau, giặc liền lui. Ngài, vua Minh Mạng xuống dụ ban khen. Ghi chú. QTCB 169. Xem Nguyễn Thiệu Lâu, Quốc sử tập lục, khai trí xuất bản từ trang 450. Bia võ công. QTCB 189. Ghi Phạm Hữu Tâm đánh ở Thuận Cảng và chiến sai. Hết ghi chú. Đây là trận đánh kéo dài từ 3 4 giờ khuya đến 9 10 giờ khuya. Giặc chết nhiều, thay chồng lên nhau. Trận này khiến ta nhớ tới trận rạch gầm ở dưới Mỹ Tho vào năm Giáp Thìn, 1784, Nguyễn Huệ đã thắng quân Sim. Ghi chú Nguyễn Thiệu Lâu, trang 451, hết ghi chú. Từ Vàm Thuận đến chợ thủ thuộc huyện Đông Xuyên, tỉnh An Giang, bao nhiêu tàn phá diễn ra, nhưng quân ta lại thừa thắng thâu phục đồn châu đốc. Thâu phục thành Hà Tiên rồi chiếm thành Nam Vang từ tay quân Sim. Giặc Sim đồng thời cũng đánh ta theo mặt Quảng Trị và Nghệ An trên đất Lào, nhưng bị chặn lại. Ta rượt theo đến vùng biển Hồ, Tôn Lê Sáp, tận căn cứ địa của quân Sim. Cũng năm giáp ngọ vào tháng 4, Trương Minh Giảng, bây giờ là Tổng đốc An Giang, Hà Tiên, từ Nam Vang trở về, ra lệnh tu bổ đồn châu đốc lại, rồi nghĩ đến việc dời tỉnh lỵ Hà Tiên qua phía Giang Thành, xa bờ biển dễ phòng thủ hơn. Vừa lúc ấy, lại hay quân xiêm cũng do phi mã chất tri cầm đầu đang kéo qua cao miên với lực lượng là 5.000 quân. Quân ta đến nơi trấn áp, đóng đồn tại Vũng Xà Năng, Không Môn xe Năng. Năm thứ 16, 1835, vua Minh Mạng cho đổi đồn An Mang ở Nam Vang, làm thành trấn Tây, định chế độ cai trị. Đứng đầu là một vị tướng quân, hai vị tham tán, quan lãnh binh, quan đồn điền, việc này chỉ gây thêm mệt nhọc cho quân dân ta từ năm trước nước dân lạp bị đói kém đến nỗi có người phải ăn các thứ tấm cám nên phải xuất ra từ các kho hai tỉnh định tường và vĩnh long chở lên cao miên một vạn vuông gạo để phát chẩn cho dân khỏi siêu tán chánh sách đồn điền được ban hành ở trấn tây người đi đồn điền gồm tù phạm của nam kỳ lục tỉnh ai trốn về thì bị tập nã gắt gao ghi chú SNL 1743. Tù Biên Hòa là Lê Văn Lụy, lên trấn Tây làm đồn điền, trốn về, bị tầm nã. Hết ghi chú. Theo lời Trương Minh Giảng năm 1839, thì ở trấn Tây, dân tù người Việt chiêu tập thành lập được 25 xã thôn với 470 dân đinh, 340 mẫu điền. Theo quy chế thì 3 năm sau mới đóng thuế. Ở trấn Tây, người Tàu cư ngụ khá đông, Số người có sản nghiệp là 220, xin thành lập 5 bang. Năm Minh Mạng thứ 18 1837, Trương Minh Giảng mở rộng thêm ảnh hưởng, lấn sát vùng mà người Xiêm chiếm đóng ở Biển Hồ. Biển Hồ, Tonle Lê Sáp, được gọi là Hồ Hải, vì hình dáng có cái eo giống như cái bầu đựng rượu. Đây là khu vực nhiều huê lợi. Trương Minh Giảng xin lập ba phủ Hải Đông, Hải Tây và Sơn Định ở phía Đông phía tây ở biển hồ và ở núi đậu khấu dãy Kada Momes đồng thời lập đồn điền tập lính trữ lương cho người Việt và người Miên đến khẩn hoang tìm cách dạy tiếng Việt dạy chữ cho người địa phương để việc cai trị được dễ dàng. Một ngàn người Sim trốn khỏi vùng quân Sim kiểm soát để theo ta năm 1837. Năm 1839, dân miên ở vùng Ban do Sim kiểm soát cũng trốn về tạo thêm nhiều gánh nặng cho quan quân đến bảo hộ, như cấp phát gạo muối cho họ. Nhưng một số người miên thích sống lưu động. Vua Minh Mạng bắt buộc họ phải có gia cư để dễ lập sổ bộ. Lính miên thì chia nhau cày ruộng, phân nửa ở tại ngủ, phân nửa về quê, mỗi năm chỉ tập trung đầy đủ vào tháng 10. Mùa nắng, lúa gạo sản xuất ở Cao Miên lúc bấy giờ không đủ cung cấp cho việc binh. Vua Minh Mạng hiểu thị cho dân sáu tỉnh Nam Kỳ. Ai nạp lúa xay gạo để làm quân nhu, lên hành trấn tay, thì được thưởng phẩm hàm, miễn thuế thân. Miễn đi lính và làm sâu, ai cấp 2.500 học lúa thì được thưởng chánh cử phẩm. Cuối đời minh mạng năm 1840, xảy ra cuộc tranh tài giữa Phi Nhã Chất Tri và Trương Minh Giảng. Nếu từ lâu Trương Minh Giảng thắng, thì phen này lần hồi lâm vào thế yếu. Nhân tâm ở cao miên lúc bấy giờ rất bất lợi, loạn lạc nổi lên đối phó không kịp. Phần lớn do các quan của ta cai trị không công bình lại thêm tham nhũng. Việc đóng quân ở cao miên có thể tạm tổng kết như sau. Về chánh sách, vua chúa phong kiến Việt Nam cũng như Sim là cứ luôn luôn mở mang bờ cõi. Đất cao miên là nơi tranh chấp, đánh qua cao miên, đưa các quan cai trị là phiêu lưu, nhưng thử hỏi, nếu không làm việc ấy, để cho Sim chiếm đóng cao miên, sát châu đốc, sát Hà Tiên, sát Tây Ninh, liệu lãnh thổ ta có được yên ổn, vẹn toàn? Đây là cuộc tấn công để phòng ngự. Về quân sự, khi nào quân Sim chiếm vào lãnh thổ của ta thì họ thua. Hệ nắm vững đường thủy chiến lược từ Nam Vang đến Tân Châu là ta thắng. Cứ điểm quan trọng nhất là Ba Nam ba cầu nam trên sông Tiền Giang. Ngược lại, khi nào quân ta phiêu lưu đến vùng biển hồ, sát căn cứ của quân Simla là ta bị khó khăn, nếu không nói là thua. Nguyễn Công Trứ, từng dẹp giặt nồng văn vân ở Bắc Kỳ, đã dân sớ và so sánh. So với sự thế đảng giặc nồng văn vân, thời việc dẹp giặt thổ, cao miên, này hơi khó và chậm. Nay giặt thổ dậy khắp nơi, trong chỗ hoang mãn, trong bốn mặt đều là tre gai rậm rạp, nước sâu bùn lầy, không phải như cây lớn, núi cao có thể đốn phá tìm đàn đi băng được. Huống chi, đàn đem lương từ Trấn Tây, Nam Vang, đến chỗ quân thứ, một lần đi tám ngày đàn mà chỉ đủ ăn một tháng. Chúng tôi trộm nghĩ, trước phải đánh được giặc sim, rồi sau đó đánh giặc thổ mới dẹp yên được. Tình hình năm 1849 thật bị đát. Cũng theo lời tâu trên của Nguyễn Công Trứ, thời bấy giờ, từ An Giang đến Trấn Tây, từ An Giang đến Hà Tiên, quân giặc, đóng đồn cả. Về chính trị, có sự kỳ thị rõ rệt, nhưng nặng nhất là vì lý do văn hóa. Người cao miên chịu ảnh hưởng văn hóa Ấn Độ với những tập tục địa phương, thích sống rầy đây mai đó. Vì còn tàn tích mẫu hệ, việc cưới gã của người miên hơi khó hiểu, không giống người Việt theo phụ hệ, vì vậy bị hiểu là loạn luân. Cách mặc cách ăn, ăn bóc, mặc xà rong của người miên không hợp với cảm quan của nho sĩ Việt, cùng là tục lệ hỏa thiêu. Ngay đến đạo Phật, người miên theo hình thức tiểu thừa, nghĩa là khác với cách tụng niệm, cách ăn uống của chùa theo đại thừa. Và quyền hạn của giai cấp tăng lữ ở Cao Miên cũng khá rộng. Quan lại Cao Miên, dưới thời đô hộ của vua Minh Mạng phải mặc áo đội mão như quan lại Việt Nam, từ việc tuyển chọn, quan lại, cách thu thuế, nói chung công việc hành tránh ở Cao Miên ngày xưa khác với Việt Nam. Doãn ẩn viết trong trấn Tây kỷ lược, họ cũng chưa biết đạo dựng nước, ta chỉ còn mong ở sau này ngày càng củng cố mở rộng thêm, tránh thể duy tân dần, chắc sẽ không còn phát lậu như trước nữa vậy. Trong khi ấy giới bình dân Việt Nam và người miên sống chung đụng nhau dễ dàng. Lúc canh tác, bắt cá, chế biến thức ăn, ta cũng bắt chước vài kỹ thuật của người miên. Việc người Việt cưới vợ miên không phải là không có. Lập địa bộ năm minh mạng thứ 17, 1836 Đây là lần đầu tiên mà ở đất gia định lập địa bộ với quy mô lớn, lưu lại bằng chứng cụ thể, Mỗi thôn vẽ một bản đồ các sở đất, loại đất, diện tích, ranh giới bốn phía, ghi tên điền chủ Lệnh vua ban ra vào tháng 2 Phái đoàn này do Trương Đăng Quế cầm đầu Với Nguyễn Kim Bản, cả hai đều sung chức, kinh lược đại sứ Nhưng Nguyễn Kim Bản mang bệnh Trấn Tây Đại Tướng là Trương Minh Giảng thay thế Trương Đăng Quế là binh bộ thượng thơ Nguyễn Kim Bản là lại bộ thượng thơ Hai vị phó sứ là Tôn Thất Bạch và Nguyễn Khắc Trí. Tháng 7 năm ấy, phái đoàn trở về, công tác hoàn thành. Vua ban thưởng và xuống dụ cho nội các. Trương Đăng Quế là người công bằng vô tư, nên việc làm đến chỗ thành tựu đúng như mệnh lệnh của trẫm. Tuy không thể so sánh với việc đi dẹp biên cương, mở rộng bờ cõi ngoài biên giới, nhưng mới nhất, sơ đi kinh lý mà bờ cõi được phân minh so với việc mở đất đai cho rộng biên giới có khác gì sử chép tiếp. Sau đó, sáu tỉnh Nam Kỳ không phải tăng thuế ruộng, mà tiền tài vẫn bội thu. Thuế điền thổ Nam Kỳ được định lại sau khi đạt điền. Kết quả là tăng thuế cho công quỹ, nhưng người khẩn đất bị thiệt thòi nhiều là không được giữ ruộng đất ẩn lậu như trước. Năm 1836 rồi năm 1839, vua Minh Mạng quy định về thể lệ thưởng phạt dành cho các viên chức địa phương. Đất khẩn thêm thì thưởng, bỏ hoang thì phạt. Hậu quả đi tới đâu? Việc đạt điền có lẽ đã làm cho dân khẩn hoang, mất hào hứng phần nào vì thuế vụ. Năm 1837, liền sau khi đạt điền và ban hành lệ khen thưởng, theo báo cáo của các tỉnh Hà Tiên, Vĩnh Long, Định Tường, thì con số khẩn thêm không được bao nhiêu. Riêng tỉnh Biên Hòa lại càng thấy vắng vẻ. Đến như gia đình, An Giang, tới nay vẫn còn chưa tâu báo làm việc không đứng đắn như vậy thiệt nên trị tội xứng đáng hãy dặn tổng đốc tuần phủ bố chánh án sát mấy nơi ấy nhắc nhở các phủ huyện sở tại hãy hết lòng khuyến khích làm cho nông dân vui vẻ quay về việt nông đem những ruộng đất hoang phế trong hạt mà khai khẩn cho hết ghi chú đào trí phú võ đức khuê phan thanh giảng nguyễn đắc trí phụng thượng dụ hộ bộ cung lục ngày năm tháng chín Minh mạng thứ 18, LS 1743. Hết ghi chú. Nhu cầu chỉnh đốn về nội trị Những đồng điền chiến lược ở Hậu Giang Ngăn chặn giặc sim năm 1842 Thành lập các đồn điền chiến lược Những chi tiết cụ thể Vua Minh Mạng mất để lại gánh nặng ở phía biên giới Việt Miên Loạn lạc đã phát khởi ngay từ khi cuộc chinh phạt của tướng Trương Minh Giảng đang diễn ra tại phía biển hồ. Tuy rằng về hình thức là dẹp xong, nhưng mầm móng còn đó. Người miên cư ngụ trên lãnh thổ Việt Nam dường như sẵn sàng, hưởng ứng, chống đối quan lại địa phương. Khi ở cao miên phong trào lên cao, quân sim lại khéo phao tin tuyên truyền. Người cao miên lúc bấy giờ, ở Nam Kỳ, lại bực dọc với chánh sách. Nhất nhị đồng nhân của vua Minh Mạng bắt buộc họ phải lấy tên, lấy họ như người Việt. Lại còn chủ trương cải cách tổ chức nông thôn cổ truyền của Sóc Miên khiến họ mất quyền tự trị. Vùng biên giới Hà Tiên, An Giang bắt đầu xáo trộn vào năm 1838. Tên Ghi làm chức ăn phủ cho ta, cấu kết với người Sim. Năm sau, viên quản cơ người Miên ở An Giang là Hàng Biện, cùng đồng bọn làm phản rồi bỏ đi. Một số đông lính Miên cũng chạy theo chúng, nhưng rồi một số quay trở lại. Vua truyền lệnh tha tội cho những người biết hối cải. Năm 1840, tình hình thêm bi đát. Người miên ở Tịnh Biên, An Giang, nổi loạn khiến quan tri phủ bỏ trốn. Loạn quân kéo về phía biên giới Hà Tiên đánh đồn Châu Nham, đã dựng. quan binh nhiều kẻ bị hại. Tháng 10 năm ấy, giặc từ Thất Sơn gồm hơn 2.000 người kéo qua tận Kiên Giang, phá chợ rạch giá, đắp đồn ở hai bên bờ rạch này. Vùng xà tôn, tri tôn cũng bị khuấy động. Ghi chú, QTCB 232. Có lẽ ông Phó Cơ Điều mất nhân cơ hội này ở giếng cây trăm, rạch sỏi, kiên giang. Hết ghi chú. Năm thiệu trị nguyên niên, tất cả các vùng người miên sống đông đúc đều nổi loạn, quan quân vô cùng vất vả. Ba khu vực quan trọng nhất là vùng Trà Vinh, bao gồm các khu vực rộng lớn từ Tiền Giang qua Hậu Giang, Trà Vinh, Cầu Kè, Tiểu Cần, Cần Trong, sử gọi là vùng lạc hóa. Cuộc khởi loạn gia dẫn và có quy mô kéo dài từ tháng 3 đến tháng 10 năm 1841. Người cầm đầu là Lâm Xâm, còn đọc là Lâm sum Người địa phương gọi là Sà Na Xôm hoặc Sà Xôm, tức là viên tướng tên Xôm. Thủ đoạn sách động là dùng bùa ngải do các tên thầy bùa đưa ra rồi loan tin thất thiệt. Ai không theo chúng sẽ bị trời phật hại. Ai theo thì được cứu thoát. Võ khí là dao mát, chà rạc, phản kéo cổ thẳng, trở thành cây mã tấu. Thoạt tiên, loạn quân chiếm trà vinh, đồn nguyệt lãng của ta. Ghi chú, làng nguyệt lãng nay nhập với đông hóa, thành làng nguyệt hóa, ngoại ô chợ trà vinh. Hết ghi chú giặt lại lôi cuốn được mấy sóc miên ở rạch Cần Trong, nay là Tiểu Cần. Xuống đến Bắc Trang, ra đến mé sông Hậu, vùng Trà Điêu. Có lúc giặt thắng thế, chiếm giữ một vùng dài hơn 30 cây số ngàn, gồm toàn sóc miên. Trận gây go nhất xảy ra ở vùng Trà Sử, nay gọi là Hiếu Tử. Bố chánh Trần Tuyên và Tri Huyện, Huỳnh Hữu Quang đều tử trận. Số loạn quân lên đến 7-8 ngàn. Ngoài Lâm Sâm còn tên tổng cộng, tức là cai tổng tên cộng, và một tên tự xưng là phò mã đội. Ghi chú, xem bản triều bạn nghịch liệt truyện, bản dịch Bộ Quốc gia Giáo dục năm 1963, trang 85, Trần Tuyên Người quản Trị, xem thêm wtcb 321, hết ghi chú. Tham dự cuộc tảo thanh ở vùng Lạc Hóa, gồm có Tổng đốc Bùi Công Huyên Tham tán thành trấn Tây là Nguyễn Tấn Lâm và Nguyễn Công Trứ cũng rút về nước tiếp tay. Ngoài ra còn tướng Nguyễn Tri Phương. Nguyễn Tri Phương dời binh tiến đánh, tuy phá tan được luôn, nhưng chỗ này tan rã thì chỗ kia quy tụ lại. Cứ đánh phía đông, giữ phía tây, không thể nào diệt hết được. Khi Trương Minh Giảng rút lui về An Giang, ta được thêm 3.000 quân sĩ đến tiếp ứng ở mặt trận Lạc Hóa. Trong đám Lạc quân đầu thú có cả người Việt và người Tàu, phải chăng là những người Việt trước kia theo Lê Văn Khôi? Này trốn lắm. Vùng Sóc Trăng, trung tâm, cuộc khởi loạn là Ba Xuyên, Trà Tâm. Ghi chú. Phải chăng vùng Phú Tâm, trên đường Sóc Trăng, Bạc Liêu, hoặc Trị Tâm, sân bay Sóc Trăng ngày nay. Hết ghi chú. Từ tháng 3, cũng năm Tân Sửu, Thoạt Tiên, giặc bị phân tán rồi, tập trung tại Sóc Sâm, đóng đồn mà chống cự. Tháng 11, quân của Nguyễn Tấn Lâm và Nguyễn Tri Phương đánh hai mặt giáp lại. Giặc tan, vua thiệu trị cho Nguyễn Tấn Lâm ở lại Ba Xuyên, dẹp đám tàn quân và lập an ninh. Theo truyền thuyết, lãnh tụ loạn quân ở đây là Sanetia, vùng thất sơn, vĩnh tế. Nếu Trà Vinh và Sóc Trăng nối liền nhau, bên này và bên kia sông Hậu, dân đông, kinh tế phì nhiêu. Người miên sống tập trung thì vùng thất sơn lại là nơi mà người miên dễ tấn thối và khuấy động với hàng chục ngọn đồi lớn nhỏ nhiều thung lũng dân cư thuần nhất lại ở sát biên giới cao miên năm thiệu trị nguyên niên giặc tụ tập tại lẹt đẹt ghi chú lẹt đẹt không biết vùng này ở đâu nay có vùng rầy đét bên sườn núi cấm vùng láng tượng bên chợ rạch giá có rạch chung sư phải chăng là cần sư hết ghi chú quân ta dẹp tan rồi đánh luôn tới cần sư phía tịnh biên cũng có loạn vài ngàn tên nhưng dẹp được nguyễn tri phương đến núi tượng để đánh loạn quân ở hai huyện hà dương và hà âm tình hình khuấy động hà dương gồm vùng núi cấm núi tượng hà âm gồm các làng dọc theo biên giới bên kinh vĩnh tế sở dĩ loạn quân dám kiêu ngạo vì bên kia biên giới phi nhã chất tri đem quân Sim đến dựng đồn lũy ở bờ sông Vĩnh Tế, rồi qua lại gây sự với những đồn bảo của quân ta. Quang binh bèn chia đường đi tiểu trừ, giết và làm bị thương rất đông, chiếm lấy được bảy đồn. Hai bên bờ sông Vĩnh Tế một loạt được dẹp yên. Bọn giặc trong các đồn ở núi Cấm, núi Tượng, nghe tin bèn chạy trốn. Quân Sim gặp sự thất bại tan rã ấy, muốn tăng thêm binh, và chiến thuyền để trở lại một lần nữa giúp dân miên gây sự vừa lúc ấy nước họ có việc nên ngưng nhưng tình hình ở cao miên thất sơn và kinh vĩnh tế chỉ là tạm thời lắng động năm sau cuộc xâm lăng đại quy mô lại diễn ra nếu lần trước chiến sự xảy ra tại tiền giang từ vàm thuận tới chợ thủ thì lần này mặt trận chánh lại diễn ra ở vùng thất sơn và kinh vĩnh tế Ngăn chặn giặc Sim năm 1842 Trong khi nổi loạn xảy ra ở Lạc Hóa, Trà Vinh, thì tình hình trên cao miên rất tồi tệ. Vua Thiệu Trị đồng ý các đại thần là nên rút quân về An Giang, thật khéo và lặng lẽ. Voi đem về không tiện, thì làm thịt cho quân sĩ ăn. Những người Việt trước kia gồm đa số là tù phạm lên cao miên làm ăn, thì lựa chỗ mà cho ở lại. Tháng 9 năm Tân Sửu 1841, quân sĩ ta rút về An Giang. Khi về đến nơi, tướng Trương Minh Giảng mất vì bệnh, nhưng lý do chánh là vì buồn giận triều đình. Quân Sim không lỡ bỏ cơ hội, mở ngay cuộc xâm lăng vào lãnh thổ Việt Nam. Lần này, sự bố trí của quân Sim khá chu đáo, chiến thuật thay đổi hẳn. Lại còn một số yếu tố đáng chú ý, yếu tố chánh trị. Đó là những người Việt đa số là tù phạm bị đầy làm đồn điền. Khi mới lên ngôi, vua thiệu trị đã nghĩ tới số phận của họ nhưng trong xứ trấn tây giặc thổ chưa được yên mà những tên tù phạm khi trước can án phát quân hiện đương sai phái ở đó phải đợi khi yên giặc rồi sẽ nghĩ bây giờ vùng nam vang có người con trai tự xưng là con của hoàng tử cảnh lấy hiệu là hoàng tôn có nghĩa là cháu nội vua gia long đang tụ tập một số đông gồm sim lào hán việt nam thổ những đứa trốn tội theo cũng nhiều lắm phải chăng trong số tù nhân bị phát quân lên cao miên đời minh mạng gồm nhiều người can tội dính líu xa gần tới cuộc khởi loạn lê văn khôi ở sài gòn và các tỉnh đưa kẻ tự xưng là hoàng tôn về nước chỉ là một trong những lý do của quân xin hành động chánh trị này không gây được xúc động tâm lý đáng kể dù sao đi nữa ta cũng thấy phi nhã chất tri là kẻ tinh tế và đa mưu tháng Giêng năm nhâm dần 1842, chiến thuyền Sim đến vùng đảo Phú Quốc, tấn công để dò xét. Nguyễn Công Trứ, người đã từng dẹp giặt tàu ô ở Vịnh Hạ Long, thử trổ tài, nhưng bị sóng gió ngăn trở. Bọn Hoàng Tôn đưa 5.000 người đến sách xô. Thành phần gồm người Sim và Lào. Người Sim có thói bắt dân vùng bị chiếm làm nô lệ, làm lính. Sách xô là vị trí quan trọng giữa Tiền Giang và Hậu Giang. Ghi chú, Doãn Uẩn, Trấn Tây Kỳ Lược, nói rõ về vùng này. Sách sô là cát trắng, theo tiếng miên, hết ghi chú. Tướng Nguyễn Tri Phương nhận định rằng, Tiền Giang là con sông quan trọng ăn thông giữa trung tâm An Giang, Vĩnh Long và Định Tường. Xin đem binh thuyền bố trí sẵn. Việc xảy ra nhằm lúc vua thiệu trị đang ra Hà Nội để nhận lễ thụ phong của sứ tàu. Tháng 2, Quân Sim lại tăng cường hải quân đến gần Cần Vọt, Quảng Biên, Campos. Ta bố trí giữ tại cửa Hà Tiên, Kim Dữ, rồi binh thuyền của Sim kéo đến Bạch Mã, Kép, Đông Đảo hơn với ý định chiếm Lư Khê, rạch vượt phía nam Hà Tiên, bờ biển và chiếm Tô Môn, cửa Đông Hà bên cạnh núi Tô Châu để bao vây Hà Tiên. Sim kéo mấy vạn binh tràn vùng Kinh Vĩnh Tế, ta chống đỡ không kịp cánh quân chánh của quân xiêm đánh từ bờ biển vịnh xiêm la qua theo vùng hà tiên chớ không theo từ nam vang mà thọc xuống theo sông tiền như mấy lần trước trước nguy cơ ấy vua thiệu trị cho quân lực từ huế kéo vào tăng cường cùng với lính thú từ quảng nam quảng ngãi đợt tấn công đầu tiên của xiêm bị chặn lại ở khắp các mặt trận vĩnh tế tiền giang và hậu giang nhưng quân xiêm chưa rút lui cho củng cố thành lũy chiếm trọn vùng núi cô tô Tô Sơn thuộc giải Thất Sơn. Tháng 5 năm ấy, ta kéo vào chiếm lại chiến khu Cô Tô mà quân Sim vừa xây dựng trên lãnh thổ của ta. Đây là nơi người miên sống tập trung từ lâu đời. Binh ta gồm 5 đạo, mỗi đạo 1.000 quân đem súng lớn đặt tại Tri Tôn, xà tón mà bắn phá lũy giặc. Nguyễn Tri Phương đem đại binh đến núi Cô Tô, giặc tan, một số đông ra đầu thú gồm người Tàu và người Miên, có đến số ngàn. Vua thiệu trị sai Nguyễn Công Trứ điều động việc lập ấp, khuyến khích, khẩn ruộng. Nhưng ta tin rằng việc làm này không đi tới đâu cả. Đất ở chân núi từ lâu đã được người miên canh tác. Họa chăng các quan của ta chỉ lo chỉnh đốn an ninh trong các sóc miên. Rồi ta kéo quân lên phía Nam Vang, truy nã. Tháng 7 năm 1845, giặc miên lại đến bờ kinh Vĩnh Tế, tại làng Vĩnh Điền, phá rối Trường Lũy. Trường Lũy là bức tường thành mà ta dựng lên, trồng tre gai, xa xa có đồn nhỏ dọc theo kinh vĩnh tế. Khi Pháp đến còn di tích này, nhưng giặc bị đánh lui. Năm 1845, ta thắng vài trận đáng kể. Đến lượt Nguyễn Tri Phương và Doãn Uẩn thi tài với Phi Nhã Chất Tri. Ta tiến đến Vũng Long. cơm Bông Luân Cao Miên thì nhận sự bảo hộ song phương của Sim và Việt Nam. Thành lập các đồn điền chiến lược hậu quả của năm loạn ở vùng An Giang, Trà Vinh, Ba Xuyên, Hà Tiên như thế nào? Chắc là trầm trọng lắm. Hễ loạn lạc là đốt nhà cướp của, bộ sổ mất mát, quan lại tham nhũng, cường hào, thổ mục tha hồ húng hiếp dân. Ở những vùng người miên sống tập trung, việc bình định chỉ có nghĩa là gìn giữ được an ninh. Mầm móng bất mãn vẫn còn. Vua Thiệu Trị mất năm 1847, Ngài gánh tất cả những hậu quả của vua Minh Mạng để lại. Tình thế không suy sụp là nhờ tướng tài, giàu kinh nghiệm chiến trường và quân hết lòng. Doãn Uẩn dựng chùa Tây An ở núi Sam năm 1847 là việc có nhiều ý nghĩa với nhân tâm thời bấy giờ và nhất là đối với cá nhân một nho sĩ hăng hái nhưng thấm mệt. Công tác khẩn hoa ngưng trệ nếu không nói là đổ vỡ phần nào ở Hậu Giang. Năm thiệu trị thứ ba, 1843, đào thêm con kênh nối liền Tiền Giang, từ Tân Châu đến Phủ Châu Giang phía Hậu Giang. Kinh này ngắn nhằm mục đích quân sự để chiến thuyền đi nhanh từ Tân Châu đến Vịnh Sim La khi hữu sự. Qua kinh Vĩnh Tế, dân phu từ hai tỉnh Vĩnh Long và An Giang tập trung lại. Đợt đầu đào dở giang rồi ngưng. Số dịch lại coi việc đào kinh đã bức hiếp, khiến dân phu bất mãn, trốn né rất nhiều. Sau mùa gặt, dân phu lại được huy động lần thứ nhì. Một tài liệu của Phủ Hoàng Đạo tỉnh Vĩnh Long, Bến Tre, Cù Lao Bảo, cho biết dân phu phủ này đi đào kinh Vĩnh An gồm 8 đội, mỗi đội 50 người, có viên phó tổng hoặc lý dịch coi sóc. Mỗi đội mang theo 10 cây cuốc, 10 cây mai, phản, rìu, cây mù u, gầu nước, giống, gánh, kỳ, mỗi thứ 30 cái, lại còn dây tre dài hơn một trượng. Viên chức ở tỉnh tới địa điểm đào kinh trước để cất trại cho dân phu ở. Cứ 15 ngày thay đổi một lần cho dân nghỉ ngơi. Ghi chú SL 1755 Công văn của Tri Phủ Hoàng Đạo năm thiệu trị thứ ba ngày 27 tháng Chạp. Hết ghi chú. Khi đào xong vào tháng 4 năm Giáp Thìn năm 1844 đặt tên là Long An Hà. Nội loạn vừa dẹp xong Tổng đốc An Hà là Nguyễn Tri Phương và Tuần Phủ An Giang là Doãn Uẩn, điều trần ba việc, năm 1844. Xin lượng bớt các điều lệ thanh tra. Xin tước trừ ngạch hư trong bộ sổ dân. Xin tha các hạng thuế thiếu lâu nay. Mấy điều trên chứng tỏ dân An Giang, đặc biệt là vùng kinh vĩnh tế, siêu tán quá nhiều. Lắm người đến nơi khác làm ăn. Kẻ ở lại, bám đất, thì đành chịu trực tiếp ảnh hưởng chiến tranh. Các sở đồn điền biên hòa, định tường được khả quan hơn, giao lại cho dân địa phương cày mà nạp thuế làm ruộng công, trở thành đồn điền cho dân mướn. Lính khai thác đồn điền thì triệt về tỉnh, lo việc khác. Ở Tây Ninh, giáp biên giới miên, cũng xúc tiến lập đồn điền từ năm 1843. Vua tự đức lên ngôi, gánh bao nhiêu hậu quả. Trương Quốc Dung dân sớ tàu tài lực trong dân so với năm trước mười phần kém đến năm sáu mà các quan địa phương thường hay trau dồi tiếng tốt hỏi số dân thì tâu rằng tăng hỏi mùa màng thì tâu rằng được chỉ muốn cho mình được tiếng khen vua tự đức răng các quan đã dụng tâm làm nặng nhẹ bắt lính đòi thuế lo hối lộ quan trên góp tiền kẻ dưới đời minh mạng thiệu trị đã xảy ra nội loạn rồi vua tự đức cố đề phòng nhưng khó cứu vãn nhất là đối với miền Bắc và miền Trung nơi đói kém thường xảy ra. Lại còn nạn ngoại xâm của thực dân Pháp mà Ngài không tuyên đoán nổi mức trầm trọng. Tháng Giêng năm Canh Tuất, 1850, cho Nguyễn Tri Phương làm Thượng Thơ Bộ Công làm Kinh Lược Đại sứ Nam Kỳ. Nguyễn Tri Phương giữ chức vụ này đến cuối năm 1858 để rồi trở về Kinh lo đối phó với thực dân Pháp. Nguyễn Tri Phương am hiểu tình hình các tỉnh Tiền Giang, Hậu Giang luôn cả cao miên. Từ hồi thiệu trị, ông đã đặt chân đến những nơi hẻo lánh và nguy hiểm nhất như Thất Sơn, Vĩnh Tế, Trà Vinh, Ba Xuyên. Tóm lại, những vùng mà người miên sống tập trung. Năm Quý Sửu 1853, vua tự đức cho phép lập đồn điền, lập ấp ở xứ Nam Kỳ, theo lời tâu của đình thần. Tại sao có việc lập đồn điền này? Từ trước đã có chánh sách đồn điền rồi, nhưng lần này đưa ra cấp bách nhằm đối phó kịp thời với tình hình siêu tán ở vùng biên giới và hậu giang nguyễn tri phương nói thẳng mục đích đất nam kỳ liền với giặc miên dân siêu tán nhiều nay mượn điều chiêu mộ để dụ dân về đốc việc khai khẩn để nuôi dân ăn thật là một cách quan yếu để giữ giặc và yên dân đó lập đồn điền và lập ấp là hình thức tổ chức nhằm phục vụ chiến lược lớn giữ giặc và yên dân nội dung tóm tắt như sau thành phần Dân ở khắp lục tỉnh Nam Kỳ, cùng các tỉnh từ Bình Thuận trở ra phía Bắc, theo nguyên tắc tình nguyện. Địa điểm thành lập, ở hai tỉnh An Giang và Hà Tiên, còn dư thì cho qua vùng Kinh Vĩnh Tế, tỉnh Biên hoặc Ba Xuyên. Hình thức tổ chức, có hai hình thức, lập đồn điền và lập ấp. A. Mộ dân lập đồn điền. Dân sống tập trung làm lính đồn điền. Đây là hình thức bán quân sự. Ai mộ được 50 người thì tổ chức thành một đội. Người mộ được làm xuất đội về sau khi cày cấy có kết quả, đội này cải ra thành một ấp. Viên xuất đội mặc nhiên trở thành ấp trưởng theo quy chế dân sự. Ai mộ được 500 người thì tổ chức thành một cơ, gồm 10 đội. Người mộ đội được bổ nhiệm làm chánh đội, thí sai phó quản cơ. Khi đất trở nên thành thuộc, cơ này trở thành một tổng, theo quy chế dân sự. B. Mộ dân lập ấp. Dân trong ấp sống theo quy chế dân sự, không bị câu thúc nhiều, con số tối thiểu để lập một ấp là 10 người. Đủ số ấy mới được chọn đất mà khai khẩn lập bộ. Nên hiểu đây là 10 người dân cam kết chịu thuế. Lần hồi ấp này quy tụ thêm một số lưu dân. Bọn này không cần vô bộ. Cứ sống theo quy chế dân lậu. Khi ruộng đất thành thuộc, dân đông hơn thì nâng thành một làng. Người Tàu cũng có thể đầu mộ, lập ấp. Có lẽ khen thưởng những người mộ dân lập ấp được 30 người thì tha sâu thuế trọn đời. 50 người thời thưởng chánh cửu phẩm. 100 người thời thưởng chánh bát phẩm. Nên nhớ là muốn mộ dân thì phải có vốn lớn để nuôi dân, vay tiền và vay lúa ăn. Các ông bá hộ, tức là chủ nợ, đồng thời cũng là ân nhân. Khi chết thì trở thành tiền hiền, thờ trong đình làng. Đây là nội dung lời tâu đặc biệt của Nguyễn Tri Phương. Người cao miên ở các sóc thuộc ba xuyên và tịnh biên mới quy tụ về theo ta sau các biến loạn đời thiệu trị đáng lý là phải đem phân tán khắp nơi nhưng ta lại cho họ trở về quê quán nếu tiếp tục sống như thế họ sẽ có cơ hội để làm loạn như trước bởi vậy dân khắp nam kỳ lục tỉnh nếu muốn ứng mộ qua tịnh biên ba xuyên để lập ấp thì cứ cho nhưng họ phải sống trong các tổng đã thành lập rồi nhưng nay thì đã siêu tán dân không còn đủ số. Tù phạm ở lục tỉnh, ai mộ được một đội hoặc một thôn, 50 người, thời cho làng chúng nó bảo kiết, sẽ tha tội rồi đưa đến vùng Kinh Vĩnh Tế, thuộc tỉnh An Giang, hoặc vùng Rạch, Giang Thành, tỉnh Hà Tiên, để cày ruộng, tùy theo công việc kết quả tới đâu, hạnh kiểm ra sao sẽ liệu định mà giải quyết. Qua lời tâu của Nguyễn Tri Phương, ta thấy có dụng ý cho tù phạm đái công chuộc tội, vì vùng Vĩnh Tế và Giang Thành là nơi khó khai khẩn, lại ở sát biên giới, nguy hiểm hơn các nơi khác. Năm sau, năm 1854, sáng kiến của Nguyễn Tri Phương gặp nhiều sự khen chê của các quan, thấu tai vua. Nguyễn Tri Phương tâu về lợi ích của chánh sách nói trên và nhìn nhận rằng tôi xét việc đồng điền vẫn lợi nước lợi dân mà không lợi cho tổng lý, vậy nên tổng lý đặt điều để phỉnh dân. Những người nói bất tiện đó chẳng qua bị chúng phỉnh mà thôi tổng lý tức là cai tổng và lý trưởng họ chống đối vì chính sách này khiến cho dân trong làng trong tổng có thể qua vùng khác đất khác làm ăn làng tổng của họ trở nên thưa thớt thiếu người đóng thuế và làm sâu hoặc những phần đất hoang trong làng trong tổng sẽ bị cắt ra để trở thành một làng một ấp khác địa bàn hoạt động và số dân mà họ cai trị bấy lâu nay bị thâu hẹp lại nhân dịp ấy nguyễn tri phương báo cáo kết quả đầu tiên sau một năm lập được 21 cơ đồn điền và phỏng chừng 100 làng. Đồng thời Nguyễn Tri Phương cũng xin khen thưởng những địa phương mà việc khẩn hoang thâu kết quả tốt. 100 làng, ấp, nói trên, quy tụ, 10.500 người. Ghi chú Nguyễn Thế Anh, Kinh tế và xã hội Việt Nam dưới các vua Triều Nguyễn, Lửa Thiên, Sài Gòn năm 1971, dẫn lại, trang 161, hết ghi chú. Con số quy tụ năm 1854 hơi cao, tính đổ đồng cho mỗi ấp, vì đã tính luôn cả dân lậu, chủ điền và tá điền trong những năm mới quy tập. Con số năm 1866 rất thấp, tính đổ đồng cho mỗi xã thôn. Căn cứ vào bộ, chỉ ghi những người dân đinh, không ghi đám dân lậu, tá điền. Tóm lại, lập đồn điền, lập ấp là chính sách đúng, nhằm củng cố vùng biên giới An Giang, Hà Tiên và vùng có nhiều người miên ở Vĩnh Long, Lạc Hóa. Đồng thời, với các tỉnh nói trên những tỉnh còn lại ở Nam Kỳ cũng tổ chức đồng điền để khẩn hoang. Đáng chú ý nhất là đồng điền ở Gia Thuận, huyện Tân Hòa, Gò Công, thuộc tỉnh Gia Định do Trương Định cầm đầu. Lực lượng bán quân sự của đồng điền trợ giúp đắc lực cho quân sĩ Triều đình giữ thành Chí Hòa và còn tham gia các cuộc khởi nghĩa về sau. Những chi tiết cụ thể. Lập đồng điền là chính sách tốt, tuy nhiên người dân chịu khá nhiều hy sinh cực nhọc, họ bị cưỡng bách, như trường hợp đám dân nghèo ở làng Tân Niên Tây, nay thuộc Gò Công. Họ là dân lậu, hương chức làng, tống khứ họ qua Gia Thuận để gia nhập đồng điền. Nhưng vài ngày sau, họ bỏ trốn, qua cư ngụ tại làng, kiển phước, để cho dân số trong đồng điền khỏi bị hao hụt. Viện đội của đồng điền Gia Thuận là Bùi Văn Cẩm báo cáo lên và quan huyện cho phép viên đội này truy nã bọn dân vừa trốn, gồm 5 người. Dù sao đi nữa, làm dân lậu trong một làng có nếp sinh hoạt thuần thục vẫn khỏe thân hơn là bị bắt đi nơi khác để làm đồn điền. Trong trường hợp nói trên, xảy ra vào năm tự đức thứ 11 năm 1858, người dân có phản ứng vì khi bận rộn cày cấy, thì làm sao họ có thể diễn tập về quân sự như quan trên mong muốn? vả lại, cày cấy ở đất hoang, đòi hỏi nhiều công phu hơn ở vùng đất thành thuộc, tốn công nhiều nhưng huê lợi không bao nhiêu trong những năm đầu tiên. Về nhu cầu gìn giữ biên giới, Tổng đốc An Hà, An Giang, Hà Tiên là cao hữu dực đã đưa nhiều kế hoạch thúc ép dân đến nỗi các quan ở nội các phải can thiệp. Năm tự đức thứ bảy, 1854, một năm sau khi ban hành quy chế đồng điền, Trương Văn Quế, Trương Văn Uyển và Võ Đức Nhu bái yết vua, nhắc lại việc làm và yêu sách của Cao Hữu Dực, rồi đi đến một kết luận mà nhà vua đã đồng ý. Phải mộ người và tập luyện lần lần thì việc làm mới có kết quả. cứ chờ năm 3 năm rồi hãy hay. nhà vua hiểu rằng các quan địa phương thấu rõ hoàn cảnh và có xin nhiều việc về vấn đề đồng điền. tóm lại phải cho dân sống dễ dàng, góp công từ từ, không cần con số quá đông. ca hữu dực, xin việc chế quân phục. dân đồng điền khi thao diễn có sắc phục riêng và việc thao diễn thường xuyên. hai việc ấy không cần kiếp lắm nên làm sổ sách để ghi số lưu dân, dân lậu từ từ gom thành đội để khai khẩn cho hợp với hoàn cảnh. Sau 3 năm chuẩn bị, thì hai điều trên, sắc phục và thao diễn mới làm được. Cũng năm 1854, ta có một tài liệu về việc lập đồn điền. Đây là một đội 50 người dân lậu, xin khẩn hai khoảnh đất tổng cộng 200 mẫu của làng Thường Thạnh, nay là cái răng Cần Thơ. Đội trưởng Nguyễn Văn Tấn đứng đơn, có thôn trưởng, hương thôn và dịch mục ký tên thôn trưởng làng Giáp Ranh, làng Như Lăng, ký vào để xác nhận vấn đề ranh giới. Viên cai tổng cũng ký vào. Đơn này được quan tổng đốc An Hà phê. Đồng điền nói trên thu hút dân của làng Thường Thạnh và các đất của làng này bớt ra đến 200 mẫu. Ta hiểu tại sao việc lập đồng điền thường bị các làng có đất tốt chống đối. Nếu là các đất xấu ở nơi nước mặn đồng chua thì chẳng ai tranh cản làm chi năm tự đức thứ 9 năm 1856 có một tài liệu theo đó các ấp trưởng của chín ấp Thanh Thiện, An Mỹ, Phú Hữu, Vĩnh Lộc, Phú Thạnh, Mỹ Thành, Vĩnh Thới, Phú Mỹ, Phú Khai họp cùng đội trưởng và bốn ông bá hộ cùng đi tu khám điền đạt để đo đạt rồi khai vào sổ bộ. Chẳng hiểu ngày nay các ấp nói trên nằm trong địa phương nào, nhưng ta thấy sự phối hợp giữa ấp trưởng, đội đồn điền và vai trò các ông bá hộ, giúp vốn. Chúng ta thử xác nhận vị trí của vài đồn điền thành lập dưới thời tự đức. Việc làm này khó khăn vì một số đồn điền lần hồi trở thành làng xã, một số khác về sau bị thực dân Pháp giải tán. Vùng Tân Châu còn tài liệu liên quan đến ông đội chính tài ở Vịnh Đồn. Theo đó, vào những năm 1853 và 1856, ông được viên chỉ huy bảo Tân Châu cho làm ấp trưởng, rồi tái đắc cử ấp trưởng. Năm 1860, ông được cấp cho một vi bằng cấp sự để đi mộ lính ở thôn Phú Lâm. Ông đội chính tài sau thăng chức hiệp quản trong đội binh Giang Nghĩa. Dọc theo kinh vĩnh tế, những làng mạc thành lập từ đời minh mạng và thiệu trị ắt đã tiêu điều lúc quân xiêm tràn tới và chiếm đồn châu đốc. Trung tâm quy tụ lưu dân được nói nhiều nhất trong vùng này, đời Tự đức, là Tịnh Biên và bờ kinh vĩnh tế nhưng ở đây như nguyễn tri phương quy định họ phải sống trong các tổng đã thành lập rồi tức là bổ sung vào các làng cũ có ranh giới có bộ đinh bộ điền từ đời minh mạng để tránh việc lấn vào ruộng đất của người miên riêng về các đội do tù phạm lập ra đưa về giang thành hoặc vĩnh tế thì không thấy dấu vết cụ thể ngày nay tìm lại cũng quá khó khăn vì người địa phương nếu là con cháu của tù phạm cũng che giấu hoặc không biết rõ việc này và chính ông cha của họ cũng che giấu lai lịch vì thể diện đối với các làng khác tu sĩ đoàn minh huyên sau này là giáo chủ của phật giáo bửu sơn kỳ hương đã đến vùng tịnh biên tại thới sơn để lập trại ruộng quan địa phương không ưa thích nhưng ta không thấy tài liệu nào nói đến việc ngăn cản chứng tỏ khẩn hoang vùng biên giới đời tự đức là công tác được khuyến khích người chàm sống tập trung ở châu giang ngang châu đốc tổ chức lại thành từng đội có quan hiệp quản cầm đầu tại vùng trà vinh lạc hóa nơi người miên từng gây náo động hồi đầu đời thiệu trị nguyễn tri phương đã lập đồn điền ở vùng cầu ngang trà cú ước vài ngàn dân một người miên là thạch in đã làm hiệp quản đồn điền khi pháp đến ông này ra làm cai tổng tại ngã ba trà cú có ông đội mười nhân ghi chú Nguyễn Liên Phong, Nam Kỳ Phong Tục Nhân Vật Diễn Ca, Phát Toán, Sài Gòn, năm 1909, 78-79, về tỉnh Trà Vinh. Hết ghi chú. Tại vùng Mỹ Tho, Nguyễn Tri Phương lập đồn điền ở miền Xoài Tư. Ghi chú, Nguyễn Liên Phong, sách đã dẫn, Nguyên khi thiết lập đồn điền hãy còn nền chợ, ở ngoài Xoài Tư, trang 68, hết ghi chú. Tại vùng Ba Xuyên, việc lập ấp lập đồng điền phát triển nên lập thêm một huyện mới ở Nhu Gia, năm từ đức thứ 13, năm 1860. Nói chung các đồng điền chiến lược, các ấp nói trên được thiết lập xen kẽ vào vùng có người miên cư ngụ tập trung. Vì vậy mà ngày nay du khách phải ngạc nhiên khi gặp những xóm đông đúc người Việt Nam với nếp sống thuần thục ở chung quanh toàn là sóc miên, nhất là ở Trà Vinh, Thất Sơn và vùng Sóc Trăng. Việc lập ấp lập đồn điền xúc tiến trong vùng non 6 năm là thực dân Pháp đánh chiếm thành gia định. Tuy nhiên, sau khi các ba tỉnh miền Đông cho Pháp, năm 1864, vua tự đức chuẩn cho Trần Hoáng làm tuần phủ Hà Tiên, kim sung chức, dinh điền ở An Giang. Hà Tiên, Vĩnh Long, kết quả chắc là mong manh vì thực dân lại đánh vào ba tỉnh miền Tây năm 1867. Đồng thời với quy chế lập ấp và đồn điền năm 1835, vua tử đức định lệ người cày mướn ruộng. Gặp năm mất mùa, nếu nhà nước miễn thuế cho chủ điền theo tỷ lệ nào, thì chủ điền phải theo tỷ lệ ấy mà bớt lúa ruộng cho tá điền. Đây là việc làm có chút ít tiến bộ. Năm 1850, khi được sung Nam Kỳ kinh lực sứ, Nguyễn Tri Phương chú ý đến nạn cho vay nặng lời. Từ lâu, theo lệ triều đình, thì cho vay riêng tư hay cầm cố tài vật, bất luận là năm tháng lâu mau thì chỉ lấy một vốn một lời mà thôi. Mỗi tháng tiền lời không quá ba phân, ai trái lệnh thì bị phạt 40 roi. Lời dạy của hình bộ nói rất kỹ, như mượn một lượng bạc, cứ mỗi tháng ba phân mà lấy lời, kéo dài tới 33 tháng thì bạc lời đã đầy một lượng thức, là ngang với số vốn rồi. Như con nợ, không trả tiền lời đều đặn. Nếu trả kéo dài -10 năm mười năm thì cũng giữ nguyên một vốn một lời là dứt nợ. Nguyễn Tri Phương nhắc lại nguyên tắc ba phân mỗi tháng. Gần đây nghe gia đình tỉnh có hộ phú cho vay, phần nhiều trái lệnh cấm cho nên con nợ không thể trả, thường bị chủ nợ làm khổ. Người lính mang nợ không yên trong cơ ngủ, mà dân sống không yên cho nên có người sinh tâm phải ăn trộm, chứ không phải nhất thiết vì tham. Cổ nhân thường nói, cho vay tiền không bằng cho vay đức trái tài bất như trái đức nên giảm thuế bớt tô triều đình thường ra kế an dân sao người ta lại tham để làm hại nhau bởi vậy bản chức thể đức ý của triều đình lấy an dân làm nhiệm vụ đã sức cho phủ huyện bảo cho người phóng trái trừ người từ trước đã trả được ít nhiều còn kỳ dư là bất lực hãy hoãn cho họ một năm để cho họ an cư sanh sống chậm việc thúc bách đòi nợ họ. Mấy nét trên đây giúp soi sáng một khía cạnh quan trọng của việc lập áp di dân. Các ông bá hộ đứng ra đỡ đầu đều thủ lợi quá đáng. Lời kêu gọi của Nguyễn Tri Phương chắc ít được lưu ý. Nguyễn Tri Phương khuyên các chủ điền cũng là bá hộ, là chủ nợ nên giảm địa tô. Điều này lại càng khó được hưởng ứng vì luật pháp không hề quy định rõ rệt. Cứ để cho người chủ đất thao túng. Năm tự đức thứ 13, 1860 là năm bi đát. Tháng Giêng, quân sĩ Cao Miên gây sự đánh vào An Giang và Hà Tiên, nhưng ta đuổi được. Quân Cao Miên qua chiếm vùng Thất Sơn. Tướng Nguyễn Tri Phương được phái vào Nam để lo chiếm lại thành Sài Gòn. Sau khi nguyên soái Pháp, Page đưa ra một dự thảo hòa ước rất ngặt nghèo cho ta. Tổng đốc Vĩnh Long, Trương Văn Uyển, truyền cho dân dũng trong đồn điền, trong ấp phải thao diễn tại tỉnh các đồn trong làng canh phòng cẩn mật Dân trong ấp phải chăm lo việc nông Các nhà phú hộ thì tích trữ Lúa thóc để bán cho nông dân Hoặc cho vay Ai bán hết thì bị phạt nặng Mặt khác Phải ngừa gian thương Chở lúa gạo bán ra vùng giặc Đất không được bỏ hoang Lúa phải tích trữ Để dân khỏi bị khốn Trong lúc Thanh hoàng bất tiếp Lúa bắt đầu chín Chưa gạt ăn được làng xóm điền đất và người dân thời đàn cựu lập làng mới khẩn đất chủ điền chủ nợ và tá điền cách đo lường thời đàn cựu trước khi người pháp đến đất nam kỳ đã là nơi việc cai trị có tổ chức thành nề nếp khá minh bạch người pháp nghiên cứu kỹ lưỡng sửa đổi hoặc noi theo phần nào để áp dụng có lợi cho việc thực dân những tài liệu sau đây phần lớn rút từ những bài giảng về cách cai trị thời đàn cựu do viên tham biện nhiều kinh nghiệm là G. B. Eli Asin Luro đem dạy tại trường hậu bổ Sài Gòn vào năm 1857. Luro từng là sĩ quan tham gia đánh chiếm và bình định xứ Nam Kỳ. Thời ấy tài liệu tuy bị mất mát nhưng còn khá nhiều. Vài viên chức thời đàn cựu đã giúp Luro biên soạn đặc biệt là ông Trần Ngương Vị, bác phẩm cựu trào, tục danh ông Hạp, làm việc cho Pháp, tăng lần đến đốc phủ sứ, theo quy chế đàn cựu, thời tự đức, ở mỗi tỉnh có 5 phòng, phòng lại, phòng hộ, phòng lễ, vân vân Ông Hạp là viên chức đứng đầu một phòng, tương đương với chức vụ trưởng ty ngày nay. Mỗi công văn đều lần lượt do thơ lại thảo ra, trình cho ông Hạp. Ông Hạp trình cho viên kinh lịch hoặc thông phán xem kỹ trước khi trình lên quan bố chánh. Sau đó quan bố chánh mới trình lên quan tổng đốc. Ông Hạp Trần Ngương Vị là người vùng Lấp Vò, Long Xuyên, nên trưng ra nhiều tài liệu về vùng này. Về địa bộ, năm minh mạng thứ 17 Như đã nói, ở Nam Kỳ, đây là lần thứ nhất triều đình tổ chức việc đo đạt do Trương Đăng Quế cầm đầu, cùng với một số viên chức chuyên môn từ Kinh Đô vào, nên phân biệt địa bộ và điền bộ. Địa bộ ghi rõ từng khoảnh đất, diện tích, loại đất, ranh giới tứ cận, tên người chủ. Điền bộ gọi nôm na là bộ điền, chỉ ghi tên người chủ đất, loại đất, diện tích, đặc biệt là số thuế phải đóng. Địa bộ nặng nề chi tiết liên quan đến tên họ chủ đất, ranh giới, diện tích, mà không ghi số thuế hàng năm trong khi điền bộ chỉ chú trọng về thuế má. Thuế ấy ai phải trả? Năm Minh Mạng thứ 17, mỗi làng phải lập một địa bộ gồm ba bổn giống nhau, bổn giáp, gửi về, hộ bộ ở Kinh Đô, bổn ất, giữ lại tỉnh, nơi văn phòng, quan bố chánh, bổn bính, giữ tại làng. Từ đó về sau, mỗi khi mua bán đất, nhà nước lấy địa bộ minh mạng này ra điều chỉnh. Xin đơn cử, làm thí dụ, bổn địa bộ minh mạng của thôn Tân Bình, thuộc Tân Phú Tổng, Đông Xuyên huyện, Tân Thành Phủ, tức là vùng lấp vò thuộc tỉnh an giang nay thuộc tỉnh đồng tháp hương chức gồm thôn trưởng hương thân hương hào đứng tên lập ra có cai tổng và phó tổng thừa nhận thiệt sau đó là viên tri huyện thừa duyệt thiệt các viên chức của tỉnh tỉnh phái cũng ký vào theo thứ tự thơ lại của án sát sứ ti thừa cứu thông phán của bố chánh sứ ti thừa tỷ quan bố chánh và quan án sát của tỉnh an giang thừa Hạch thiệt, các viên chức từ kinh đô đến kinh phái ký vào theo thứ tự. Thơ lại của Tào Chánh ty thuộc Bộ Công Thừa Cứu, viên ngoại lang của Bộ Lễ Thừa Tỷ, chủ sự của Bộ Binh Thừa Phúc Cứu. Tổng cộng các hạng điền trong làng Tân Bình là 208 mẫu. Trong số này ruộng canh tác gồm 88 mẫu, 19 mẫu thảo điền và 69 mẫu sơn điền. Đất ruộng đổi thành vườn cao, có gia cư 11 mẫu. Đất ruộng đổi thành vườn chuối, tre có gia cư 13 mẫu. Đất trồng dâu và trồng mía 10 mẫu. Đất trước kia trồng dâu, nay trồng đậu khoai 17 mẫu. Đất trồng tre 30 mẫu. Đất trồng lá dừa nước 30 mẫu. Đất trước kia trồng dâu nay đổi thành đất lập chợ phố 5 mẫu. Ngoài ra còn đất gò quá cao, đất làm nghĩa địa, đất bỏ hoang không đo đạt diện tích. Về sự phân khoảnh đất rộng, 19 mẫu thảo điền đã kê khai chia làm 3 sở, 5 mẫu, 6 mẫu và 8 mẫu. Về sân điền chia làm 4 sở, 17, 18, 12 và 20 mẫu. Địa bộ của làng chỉ có tên họ 5-7 ông điền chủ mà thôi. Khu đất dành để cất chợ là 5 mẫu, do hai người đứng tên làm chủ. Cuối bổn địa hộ, hương chức làng cam kết không khai thêm bớt. Nếu sai lạc hoặc còn đất ẩn lậu mà không khai, thì chịu tội. Về điền bộ, tức là bộ ghi thuế điền, trước sau chỉ lập ra có bốn lần từ hồi nhà Nguyễn tới khi thực dân Pháp đến, gọi là đại tu điền bộ, làm chuẩn để thêm bớt vào những năm sau. Bốn lần ấy là năm thiệu trị thứ ba, năm tự đức nguyên niên, năm tự đức thứ 11, năm tự đức thứ 16, cũng làng Tân Bình lấp vò nói trên. So với địa bộ minh mạng hồi 12 năm về trước, có sự thay đổi rõ rệt đất ruộng chịu thuế đã giảm về diện tích trong khi các loại đất trồng đậu khoai và trồng tre vẫn như cũ trong địa bộ minh mạng không ghi đất công điền nhưng trong điền bộ sau này ghi rõ các sở công điền có lẽ diện tích sút giảm do dân qua các làng khác làm ăn hoặc có sự ẩn lậu về diện tích để trốn thuế đây là một làng thuộc tỉnh an giang thành lập từ đời gia long nên dân lậu rút bớt qua các làng tân lập khiến các chủ điền vì sợ đóng thuế không nổi nên hiến cho làng để làm công điền một số đất khác thì lần hồi canh tác rồi cũng bỏ hoang. Đất thiệt trưng tổng cộng 165 mẫu, trong đó điền, đất làm ruộng và 58 mẫu và thổ các loại trồng tỉa khác là 106 mẫu. Thảo điền gồm 1 sở công điền 5 mẫu và 10 mẫu tư điền khác chia làm 2 sở. Sơn điền gồm 42 mẫu trong đó công điền 3 sở, tư điền 2 sở. Đáng chú ý là có một sở 12 mẫu do Mai Văn Ngọc làm chủ ông này vì can án theo ngụy phải chăng là theo ngụy khôi nên đất bị tịch biên đem vào công điền ngoài số đất ruộng nói trên trong những phần đất trồng tre trồng dâu trồng khoai đậu không thay đổi mấy trong làng tân bình bộ điền ghi rõ 18 mẫu liệt vào loại hoang phế vì dân đã thất lạc từ năm thiệu trị thứ năm bỏ hoang dưới 5 năm lại còn 28 mẫu ghi là loại cửu kinh hoang phế tức là bỏ hoang lâu hơn một số đất lần hồi trở thành xấu lúc trước đất canh tác được nhưng về sau đất chai lần xanh ra sỏi loại đá ong lại còn vài mẫu đất phù sa mới bồi ghi vào bộ một số người khẩn đất trước kia bỏ xứ mà đi không biết lý do đất trở thành công điền lại có người chết không có con cháu thừa tự nên đất cũng trở thành công điền về thuế đất năm tự đức nguyên niên thấy ghi rõ trong bộ như sau thảo điền mỗi mẫu thâu tô 25 thăng, thập vật tiền là 3 tiền. Sơn Điền, mỗi mẫu thâu tô túc 23 thăng, thập vật tiền là 3 tiền. Tan căn thổ, đất trồng dâu mỗi mẫu 2 quang. Viên lan thổ, đất lập vườn cao mỗi mẫu 1 quang 4 tiền. Vu đậu thổ, đất trồng khoai đậu, mỗi mẫu 8 tiền. Thổ trạch, mỗi mẫu 8 tiền. Thanh trúc thổ, đất trồng tre, mỗi mẫu 4 tiền. Già dạ dịp thổ, đất trồng lá dừa nước, mỗi mẫu 4 tiền. Biểu thuế trên đây tính theo lệ đã ban hành từ năm Minh Mạng thứ 17. Lập làng mới. Đời tự Đức ở Nam Kỳ lục tỉnh, nhà nước khuyến khích lập làng để thúc đẩy khẩn hoang, thâu thêm thuế đinh và thuế điền. Việc lập làng được hưởng ứng, bất kể dân giàu hay dân nghèo. Người giàu thường là bá hộ, được dịp ban ân bố đức cho số dân đi khẩn đất. Trong giai đoạn đầu, người khẩn đất cần vốn liếng để sắm nhà cửa, ghe xuồng, nông cụ, quần áo, gạo để ăn, tiền để xài. Ông bá hộ cho vay tiền, vay lúa với mức lời rất nặng, trên 50% mỗi năm. Ngoài ra nếu ông bá hộ trực tiếp khẩn đất, thì có thể canh tác với nhân công mướn rẻ. Đó là những người bạn làm ruộng ăn lương hàng năm. Khi rảnh việc cày cấy, gặt hái thì chủ bắt chèo ghe, sửa nhà, đắp bờ, đào mương vườn. Bạn làm công luôn luôn mượn tiền, trước, với tiền lời rất nặng, Lắm khi vì đau yếu hay cờ bạc, vợ con phải làm việc thay thế để trừ nợ. Người nghèo không gia cư đã túng thiếu đổ nợ ở các làng cũ, nếu có chí thì đi nơi khác xin lập làng mới, chịu khó làm ăn thì có thể trở thành điền chủ nhỏ, được làm hương chức. Trong nhiều trường hợp, người đi lập làng thường lôi kéo theo nào là bạn thân, nào là bà con xa, bà con gần, để trong việc làm ăn hàng ngày họ sống trong bầu không khí thân mật và tin cậy hơn. Đơn xin lập làng làm ra hai bổn dâng lên quan bố chánh. Trong đơn ghi rõ: A, ranh giới tứ cận của làng mới lập. B, tên những người gia trưởng điền hộ. C, ranh giới các sở đất xin khẩn, tên chủ đất, diện tích, loại đất gì, sơn điền, thảo điền hoặc vu đậu. D, nêu rõ tên làng mới, xin đặt tên. E, xin miễn thuế, miễn sưu và miễn lính trong 3 năm. G, ghi tên những người dân bộ, bộ đinh để bảo đảm có số thuế tối thiểu trong tương lai. Quan bố chánh nhận đơn chỉ cần biết rõ ranh giới làng mới và tên tuổi của dân lập làng, gồm dân đã từng đứng bộ trong làng khác và dân lậu, rồi phê vào mấy chữ Phú hồi sở tại phủ viên khám biện. Khi nhận được lệnh, quan phủ bèn đến tận nơi với vài nhân viên, lại lệ, đòi hương chức các làng kế cận, luôn cả viên cai tổng để xác nhận rằng làng mới xin lập không lấn ranh vào những làng đã có, ở bốn phía và chẳng ai ngăn cản dân xin lập làng phải có mặt để xác nhận chịu khẩn và chịu đóng thuế sở đất của người này không lấn ranh vào sở của người kia dân lậu xin lập làng cũng đến để được điều tra xem có tội trạng tiền án hoặc có giả mạo tên tuổi không quan phủ cho đo diện tích để biết lần đo trước của dân làng có chính xác chăng dư hoặc thiếu xem ranh giới từng sở đất tên người chủ loại sơn điền thảo điền đất trồng dâu trồng khoai đậu luôn dịp ấy quan phủ nhìn nhận cho người xin lập làng làm chức thôn trưởng cấp cho con dấu nhỏ hình chữ nhật theo nguyên tắc con dấu phải làm bằng cây vì vậy gọi là mộc ký hoặc nói gọn là con mộc đồng thời quan phủ cho phép làng cũ hủy bỏ tên những người dân đã di chuyển để ghi vào sổ bộ của làng mới lập quan phủ soạn tờ phúc bẩm trình với quan bố chánh việc mình đã làm kèm theo bản đồ tổng quát của làng tân lập vị trí các sở đất, loại đất, tên người xin khẩn, diện tích. Trên bản đồ thường vẽ hình cây lâm vồ, chòm tre, lung bầu hoặc hình chùa miễu để làm chuẩn. Thôn trưởng ở mấy làng giáp ranh đồng ký vào. Tờ phúc bẩm này được quan phủ dân cho quan bố chánh làm hai bổn. Khi nhận được quan bố chánh phê trình biện, chuyển lên quan tổng đốc thì được phê chiếu biện khi chấp thuận. Một bổn có lời phê trên đây lại gửi trả xuống cho quan phủ hoặc quan huyện lập tức quan phủ hoặc quan huyện đến làng dân lập lần thứ nhì để làm tờ khám án lưu rô dịch là jugeman process verbal trong tờ này ghi là đã đến nơi gọi các viên cai tổng thôn trưởng kế cận đến để xác nhận rồi kê khai các sở đất diện tích loại đất tên người khẩn như trong tờ phúc bẩm bên dưới là chữ ký của thôn trưởng hương thân của dân làng Tân Lập cùng các ông cai tổng sở tại và lân cận. Tóm lại, việc lập làng chia ra ba giai đoạn. Dân đơn quan bố chánh, quan phủ hoặc quan huyện đến nơi làm tờ phúc bẩm. Khi được quan tổng đốc đồng ý, quan phủ trở lại làng làm tờ khám án. Trường hợp làng Châu Quới Tân Lập tách ra từ làng Châu Phú, nay là vùng chợ Châu Đốc. Lúc mới làm đơn, xin chỉ có 7 người dân đứng tên, hai người dân có bộ cũ năm người dân lậu khẩn đất các loại tổng cộng 66 mẫu trong đó chỉ có hai mẫu thảo điền và ba mẫu sơn điền giúp ta thấy rõ tình trạng làng xóm lúc bấy giờ quan trên tỏ ra dễ dãi những người đứng tên là tiểu điền chủ sau này sẽ quy tụ thêm dân đến làm công hoặc làm tá điền cho họ nói chung hương chức làng hương dịch chia ra làm hai hạng các chức lớn và các chức nhỏ các chức nhỏ là người thi hành đi gặp dân để truyền lệnh của các chức lớn. Muốn được làm hương chức cần có điều kiện tuy đơn giản nhưng gắt gao, phải cư ngụ trong làng, có hàng sản hoặc uy tín lớn. Thí dụ như người nghèo nhưng ông ta ngày xưa làm quan hoặc đã sáng lập làng. Lúc ban đầu chỉ đặt ra thôn trưởng, xã trưởng và hương thân. Theo Lưu Rô, chức hương thân do Nguyễn Tri Phương bày ra. Lần hồi, khi làng đông dân, thuế má dồi dào thì cử thêm ấp trưởng, cai tuần, trùm cả, thủ hộ, biện lại, biện đình. Hương chức lớn thì có thêm hương hào, hương sư, hương chánh, hương lễ. Nhiều người cho rằng hương chức làng là tổ chức dân chủ. Đó là nói quá đáng nếu không sai lạc. Tổ chức phong kiến của phe đảng thì đúng hơn. Khi thiếu một người hương chức thì mấy người sáng lập làng hoặc những người đang làm hương chức bèn nhóm lại rồi cử người trong nhóm, trong phe. Dân nghèo không hàng sản, tức là không điền đất hoặc không vốn liếng to để làm nghề mua bán thì chỉ được quyền đứng ngoài xa mà nhìn hoặc là nấu nước pha trà cho các ông hương chức khi họ bầu cử lẫn nhau vua chú ngày xưa nhắc nhở đến dân dân vi quý hoặc gọi tổng quát là bá tánh nhìn qua bộ điền hoặc địa bộ của làng ta thấy tên họ của những người dân mà thời phong kiến đề cập tới đó là những điền chủ lớn nhỏ những ông bá hộ dân lậu không tên trong bộ không được nhìn nhận là dân việc khẩn đất lần hồi khi gia long bắt đầu cai trị thì việc khẩn hoang không còn quá dễ dàng như lúc mới bắt đầu nam tiến nhà nước kiểm soát kỹ lưỡng việc khẩn đất nhằm mục đích thâu thuế thời tự đức trên nguyên tắc thì đất hoang hoang nhàn ai làm đơn xin khẩn trước là người đó được hễ đất bỏ hoang không đóng thuế là đem cho người khác trưng khẩn để nhà nước khỏi bị mất thuế đất tạm bỏ hoang trong trường hợp chủ đất chết không con thân nhân chưa hay biết thì giao tạm cho người khác chờ có người đến nhìn nhận không đóng thuế đất có thể bị mất muốn đóng thuế phải đăng vào địa bộ muốn được đăng vào địa bộ thì phải làm đơn theo thủ tục nhà nước luôn luôn thúc giục dân khẩn đất ghi vào địa bộ và đóng thuế để khỏi phải tranh cản về sau nhất là trường hợp đất tốt ở nơi đông dân cư gần đường giao thông tiện lợi. Nhiều sự trừng phạt thích đáng dành cho kẻ ẩn giấu diện tích, canh tác lậu. Năm Gia Long thứ 9, theo lệ thì khi gặp đất canh tác lậu thuế, đất không xin ghi vào bộ. Kẻ tố giác được hưởng phần đất ấy, xin ghi vào bộ để làm chủ, tức là hưởng công lao khẩn hoang của kẻ đi trước. Nếu người tố giác không muốn khẩn, thì đất vẫn còn là của chủ cũ, chủ cũ phải lập tức hợp thức hóa nếu là vùng đất tốt. Tên giáp khai 5 mẫu, nhưng thực tế cày cấy đến 8 mẫu, người tố giác có thể xin trương khẩn 3 mẫu thặng dư. Lệ năm minh mạng thứ 15 sửa đổi chút ít, kẻ nào canh tác trên phần đất rộng hơn diện tích đã khai trong bộ thì bị phạt. Theo tiêu chuẩn là 3 quan mỗi mẫu đất lậu, tiền phạt đem thưởng cho kẻ tố giác, đất lậu ấy không bị tịch thâu. Nếu khẩn một khoảnh đất riêng rẽ, hoàn toàn trốn thuế từ lâu thì đất bị tịch thu giao cho kẻ nào chịu đến canh tác và chịu đóng thuế. Lệ năm tự đất nguyên niên đặt ra, hệ đất mới khẩn mà chưa làm ruộng, chủ hoàn toàn trốn thuế, thì giao cho người tố giác làm chủ, ghi vào bộ. Nếu đất trước đó có canh tác, có đóng thuế nhưng trải qua một thời kỳ bỏ hoang, lâu hay mau, chủ trở lại canh tác mà không chịu đóng thuế, thì chủ đất bị phạt ba quan mỗi mẫu, đất không bị tịch thâu. Tóm lại, thời tự đức chỉ bị tịch thâu giao cho người khác khi là đất hoang, mới khai khẩn, kẻ tố giác phải chịu đóng thuế năm trước và năm hiện tại mà thôi. Lệ còn quy định hình phạt bằng roi cho kẻ khai gian diện tích. Luật lệ khẩn đất ngày xưa định như sau. Đất đã ghi vào bộ, biết rõ ranh giới và diện tích mà bỏ hoang vô thừa nhận. Thì dân làng cứ làm đơn xin phục khẩn, quan bố chánh có trọn quyền định đoạt. Đất mới bỏ hoang dưới 5 năm, được miễn 1 năm thuế điền. Đất bỏ hoang khá lâu, cửu kinh hoang phế miễn 3 năm chủ đất chết không con thừa tự thì làng cho người khác tới lãnh ghi tên vào sổ bộ diện tích đã biết rõ rồi nếu muốn khẩn nới rộng một sở đất đã vô bộ từ trước chủ đất cứ làm đơn quan trên sẽ chấp nhận sau khi khám xét trường hợp tăng trưng nếu là sở đất to ở vùng hoang nhàn chưa ai khai khẩn thì theo thủ tục khá phức tạp giống như thủ tục xin lập một làng mới a làm đơn dâng lên quan bố chánh để xin khẩn kèm theo bản đồ sơ sài ghi tứ cận ranh giới quan bố chánh sẽ phú hồi cho quan huyện sở tại khám xét b quan huyện gọi hương chức làng và những người chủ đất giáp ranh đến khám xét lại mục đích chánh là đề phòng trường hợp lấn vào phần đất mà người khác đang khai khẩn nhưng chưa xin vô bộ kịp rồi lập tờ phúc bẩm chờ quan bố chánh duyệt xem c quan huyện cho viên chức tới lập tờ án khám xác nhận cấp đất trên thực tế thủ tục khẩn đất quá khó khăn ngày xưa đường giao thông bất lợi dân ở vùng sóc trăng phải vượt đường xa đến tận chợ châu đốc để dân đơn lên quan bố chánh hơn trăm cây số ngàn lại còn bao nhiêu sở phí linh tinh lo lót cho đính lệ cho các viên chức và quan huyện đi làm phúc bẩm và án khám lo lót cho hương chức làng người dân nghèo thiếu vốn liếng để giao thiệp và lo hối lộ thì chẳng bao giờ làm chủ đất được lương bổng của các quan rất ít oi đứng về pháp lý và luân lý khổng mạnh các quan lớn nhỏ được phép tha hồ nhận tiền hối lộ gọi là lọc làm chuyện ích lợi cho dân dân đền ơn thì cứ hưởng một cách thoải mái lương tâm chẳng rây rứt chủ điền chủ nợ và tá điền dân trong làng phải ghi vào bộ để chịu thuế dân có nghĩa là đàn ông con trai tất cả dân làm bất cứ nghề gì cũng phải ghi trên nguyên tắc thì vậy nhưng ở làng có rất nhiều người không ghi tên vào bộ đinh đó là dân lậu rốt cuộc chỉ những người điền chủ mới ghi tên chịu thuế lu rô giải thích hương chức làng đã qua mặt triều đình và triều đình làm ngơ vì nếu áp dụng luật lệ quá gắt gao một số đông trong làng sẽ bỏ trốn vì đóng thuế không nổi chi bằng chấp nhận một số ít dân đóng thuế mà làng xóm tồn tại việc ruộng nương được điều hòa dân lậu là ai là tá điền tức là những người không đủ thế lực, không đủ vốn khẩn đất. Họ mướn lại đất của chủ điền. Là tá điền, khi mướn đất, họ phải làm tờ tá điền. Gọi tắt là tờ tá, tức là tờ mướn đất để làm ruộng. Mỗi mùa họ đông cho chủ điền. Một số lúa gọi nôm na là lúa ruộng, chữ nho gọi là tá túc, lúa mướn đất. Nên phân biệt với tô túc là số lúa mà chủ điền đóng cho nhà nước trong thuế bằng hiện vật cộng với số tiền mặt. Thời phong kiến luôn cả thời pháp thuộc. Giữa chủ điền và tá điền không có quy định nào rõ rệt do nhà nước đưa ra về số lúa ruộng, tá túc mà tá điền phải đóng cho chủ điền, theo tỷ lệ hoặc giá biểu nào cả. Tá điền chỉ biết trông cậy vào lòng nhân đạo của chủ điền mà thôi. Luân lý khổng mạnh thường nhắc đến hai tiếng tích đức là nhắm vào chủ điền trong việc đối xử với tá điền. Giới tá điền, giàu có lòng tốt thì chẳng có ai dưới tay để mà ban bố về pháp lý tờ tá tờ mướn đất là văn kiện do chủ điền và tá điền tự ý ký kết nếu tá điền vi phạm điều giao kết với chủ điền tố cáo nhờ quan làng sử năm nào tá điền không trả nổi thì chủ điền giữ giấy ấy lại xem như là giấy nợ hợp pháp một số hương chức và thân hào tuy không đứng bộ không làm chủ sở đất nào trong làng nhưng lại có ưu thế đối với đất gọi là công điền do làng làm chủ nhưng hương chức làng không được tự ý bán trong bất cứ trường hợp hoặc vì lý do nào họ đứng ra mướn đất công điền với giá rẻ rồi cho dân mướn lại với giá cao hơn họ đóng vai trung gian mà ăn lời trên lý thuyết thì sự thành lập công điền nhằm mục đích giúp cho công quỹ của làng thâu thêm lúa và tiền để dùng vào công ích đồng thời giúp một số tá điền có đất làm ruộng nhưng người tá điền chẳng được ân huệ gì cả người chủ điền thời xưa được quyền hưởng lộc do tá điền đền ơn cho vì chủ điền đã giúp tá điền có đất mà cày, có nơi cất nhà, có chỗ vay mượn lúc đau ốm. Khi vay, con nợ phải mang ơn. Chủ điền là ông vua nho nhỏ trong đất đai của họ. Tá điền đóng vai thần dân của tiểu Giang Sơn. Chủ điền bắt buộc tá điền làm công nhật, tức là làm thí công. Mỗi năm vài ba ngày, tùy theo lòng nhân đức của mỗi chủ điền, lúc có đám dỗ, lúc chủ điền gả con, ăn mừng tuổi thọ ngủ tuần, lục tuần, đặc biệt là trước ngày Tết tá điền phải đến làm cỏ vườn bữa củi xây lúa chèo ghe ngoài số lúa ruộng ghi trong giấy mướn đất tá điền còn góp một số hiện vật gọi là công lễ thí dụ như vài lít rượu nếp thứ ngon một thúng nếp trắng một cặp vịt vào dịp đám dỗ trong gia đình chủ điền hoặc ngày tết theo kiểu chư hầu cống sứ cho thiên tử đáp lại nhiều chủ điền tỏ ra rộng lượng bố thí và tích đức cho con cháu mình bằng cách đốt bỏ giấy nợ của tá điền loại giấy nợ không thanh toán nổi từ mấy năm trước vì mất mùa hoặc đau yếu, thân phận đàn ông làm tá điền gẫm lại còn khỏe hơn đàn bà. Đàn bà trong gia đình nghèo, lo lắng cực nhọc trong ngoài, gặt lúa, cấy lúa, bữa củi, nuôi heo, gà, xây lúa, giả gạo, lại còn nuôi con. Con trẻ lớn lên đôi khi trở thành một thứ bất động sản mà cha mẹ đem cầm cố cho người khác để chăn trâu. Khi nào dứt nợ hoặc đủ tiền chuột thì mới được về nhà. Về mức sống cụ thể của chủ điền, chúng tôi không sưu tầm được tài liệu để so sánh. Hoặc trường hợp tiêu biểu, trong tài liệu của Luro có sao lục lại tờ chia tài sản của một điền chủ ở Tân Thành Phủ, Vĩnh Phước Thôn, tỉnh An Giang, tức là địa phận Sa đét, đất rộng phì nhiêu. Ông điền chủ này kê khai tài sản để chia cho con cái. Ba sở đất cộng là 75 mẫu, hai đôi xuyến vàng, bảy đôi bông vàng, 10 đôi xuyến bằng vàng, tử kim, bốn bộ ngũ sự, chân đèn lư hương, 10 sâu chuỗi hổ, hổ phách, 50 đính bạc, mỗi đính 10 lượng, tức là 500 lượng bạc, 1.000 đồng bạc điểu ngân, bạc con ó mẻ tây cơ, 15.000 quan tiền kẽm và một số nợ mà người khác chưa trả cho ông. Ông Điền Chủ nói trên làm tờ chia tài sản vào năm minh mạng thứ 20, năm 1839, để lại một nhà ngói ba căn. Chẳng hiểu ngoài nghề làm Điền Chủ, cho tá Điền vay, ông còn buôn bán gì khác không? Về giá đất, có tài liệu như sau. Lẽ dĩ nhiên giá thay đổi tùy theo địa phương, tùy loại đất và vị trí gần xa đường giao thông, phố chợ. Đất tốt, thảo điền, ở định tường, 10 mẫu, 9 sao, 8 thước, trị giá 1682 quang, bán đất năm thiệu trị thứ bảy đất hơi xấu sơn điền ở phú mỹ thôn vùng thị nghè gia định năm mẫu sáu cao bảy thước cố vô thời hạn mại lai thục với giá 650 quan khi có tiền cứ chuột lại đúng số tiền trên không ăn lời năm tự đức thứ năm đất ở Long Thành, Biên Hòa loại Sơn Điền hai mẫu ba xào cầm với giá 190 quan hẹn 3 năm thì chuột lại trả vốn và trả lời theo luật định ba phần năm tự đức thứ năm về lúa ruộng nay gọi là địa tô xưa gọi là tá túc ở làng Nhân Ngãi tổng Dương Hòa Trung tỉnh Vĩnh Long 10 mẫu đất cho tá Điền mướn với giá là 50 phương lúa, hẹn tháng 2 âm lịch năm sau. Khi làm mùa xong phải đông cho chủ điền. Thuế điền thì do chủ điền đóng. Năm tự đức thứ tư. Về lúa ruộng, ở làng Vĩnh Điều, Phủ Tịnh Biên, tỉnh Châu Đốc, mướn sơn điền 10 mẫu trong 10 năm, mỗi năm 500 quan tiền mặt, hoặc thay vào đó, đông lúa hộp, túc tử 500 dạ, tá điền phải đông lúa hoặc trả tiền vào tháng 2 âm lịch. Sau khi làm mùa, chủ điền chịu đóng thuế điền cho nhà nước. Nếu trong thời gian trên tá điền không canh tác hết, còn đất bỏ hoang phế thì khi giao trả đất cho chủ điền phải làm cỏ cho sạch. Năm Quý Dậu 1873, khi người Pháp vừa xâm chiếm nước ta. Về việc mướn trâu của chủ điền để cày và kéo lúa ở làng Mỹ Trà, Cao Lãnh. Mướn một con trâu đực 6 tuổi, một con trâu cái 5 tuổi, mỗi năm trả 80 dạ. Vào năm Bính Ngọ đời Thiệu Trị 1846, nếu trâu đau thì cho chủ biết kịp thời, phòng khi trâu chết có chứng cớ. Bán trâu ở làng Tân Sơn, Vĩnh Long, một con đực 5 tuổi, một con cái 4 tuổi và một con nghé chưa đủ 1 tuổi, với giá 400 quang, năm giáp tuất, 1874, khi người Pháp đã qua xứ ta. Tài liệu nói trên chỉ là giấy tờ, trên thực tế chắc có khác. Lại còn vài tài liệu về giấy nợ, nhưng chỉ ghi là ăn ba phân lời theo luật định. Trong thực tế, theo Luro, việc cho vay lúa ăn làm mùa tính lời 50% trong vòng 5-3 tháng lại còn vài chủ điền bắt ép tá điền phải vay mặc dầu tá điền đã đủ ăn nếu không vay nợ thì chủ điền không cho mướn đất ruộng người có đất thì ít khi nào chịu bán đất vì còn bận biểu về tình cảm về thể diện với xóm làng hơn nữa còn chữ hiếu ông bà để đất lại con cháu phải gìn giữ cho bằng được nhiều khi mồ mã ông bà còn nằm trong ấy bởi vậy túng tiền thì mang đất, mà cầm hoặc cố. Cầm thì phải chịu lời, trong khi cố thì không phải chịu tiền lời. Lắm khi vì cần tiền nhiều và nhắm sức mình khó trả, chủ đất đem cố trong thời hạn 10 hoặc 20 năm, lệ quy định quá 30 năm, con nợ không được quyền chuộc lại. Trong suốt thời gian đất bị cầm hoặc cố, thường là người chủ nợ hưởng lợi, đem đất ấy cho người khác canh tác, mà thâu lúa ruộng. Việc cầm cố thường xảy ra nhất là đối với người có đứng bộ vài sở đất. Họ không dám vay nợ quá nhiều, vì vay nhiều thì chẳng có cách nào trả nổi. Vay bạc, không có đất cầm hoặc cố, thường chịu lời hơn 50% mỗi năm, giàu cho tiết kiệm và mùa màng thâu hoạch ở mức trung bình, huê lợi ruộng nương, chỉ đem lời độ 20% mà thôi. Cách đo lường thời đàn cựu Đời tự đức, đơn vị để đo là một thước, còn gọi là thước quan lấy tiêu chuẩn là 22 đồng tiền đời Gia Long, xếp liền nhau. Phỏng định tương đối chính xác là 526 ly, tức là hơn 5 tấc 2 tính theo mét. Một thước quan chi ra 10 tấc, một tấc 10 phân để đo diện tích ruộng đất. Lệ xưa định một mẫu là diện tích của một hình vuông mỗi cạnh 150 thước quan tính ra mẫu tay hecta là 62 Ares 2521 theo cố đạo Tabe thì một mẫu thời đàn cựu to hơn là 73 Ares 0890. Một mẫu chia ra 10 sào, một sào chia ra 15 thước, còn gọi là cao. Người thời xưa quan niệm đơn giản rằng mẫu là sở đất hình vuông, sào là sở đất hình chữ nhật, với bề ngang là 15 thước, bề dài là 150 thước. Người Pháp ra nghị định ngày 3 tháng 10 năm 1865 để thống nhất việc đo đạt. Họ quy định đại khái hai mẫu ta ngày xưa là một mẫu tay, hecta. Như vậy có sự sai biệt thật ra, hai mẫu ta là 125 ares, tức là to hơn một mẫu tay. Một mẫu tay chia ra là 100 sào tay, 100 ares. Về đông lường, trên nguyên tắc thì dùng học để đông lúa, dùng vuông để đông gạo. Một học chia ra 26 thăng, một thăng là 10 hiệp, một hiệp được 10 thượt. Một học tính ra 71 lít, 905, đem cân nặng cỡ một tạ. Một vuông chia ra làm 13 thăng, phân nửa của học, tính ra nhằm 35 lít, 953. Một hộp lúa khi xây ra thì được một vuông gạo, tính đổ đồng. Trong thực tế, khi mua bán đổi chác, người dân thường đông lúa gạo bằng vuông, gọi nôm na là dạ. Người Pháp quy định một vuông là 40 lít, lúc ban đầu còn thâu thuế điền bằng lúa và một số tiền mặt theo lệ đàn cựu. Một vuông nâng lên là 40 lít, thay vì non 36 lít như thời xưa, có lợi cho nhà nước thực dân hơn, dễ tính toán, với con số tròn trịa là 40 lít. Ghi chú, từ mục này trở về trước, phần thứ nhất, hệ nói đến mẫu, tức là mẫu ta chứ không phải mẫu tay. Từ phần thứ hai, nói đến mẫu, tức là mẫu tay, hết ta, hết ghi chú. Phần thứ hai Một, nghĩa quân thất trận và nông gia mất ruộng. 2. Khái quát về việc khai khẩn thời Pháp thuộc ở Nam Kỳ 3. Vùng rạch giá, đất rộng người thưa 4. Vùng Bạc Liêu, Cà Mau, xa xôi và phức tạp 5. Cần Thơ, đầu cầu và thủ đô của Hậu Giang 6. Những triệu chứng bất ổn Nghĩa quân thất trận và nông gia mất ruộng Ba nhân vật đắc lực nhất tình trạng xáo trộn gia cư và tài sản vài thí dụ điển hình vấn đề lưu dân ở sài gòn bến nghé sài gòn trong sinh hoạt mới luật về đất công thổ tình hình các tỉnh dưới mắt người pháp hình ảnh miền quê dưới mắt một người việt trường hợp một vụ người việt cướp đất người việt điển hình một vụ người pháp lập tiểu quốc ở cù lao năm thôn công ty tylerfer thực dân pháp gây xáo trộn toàn diện cho việc khẩn hoang ở miền nam mạng sống người dân không được bảo đảm nói chi đến mùa màng đất ruộng thực dân không dung túng hạng dân lậu như hồi cựu trào đất ruộng cũng thay đổi chủ giới quan lại nho sĩ bị phân hóa một số theo thực dân pháp nhưng chỉ được chúng xài ban đầu vắt chanh rồi bỏ vỏ một số khác thì giữ thái độ tùy thời tự biện hộ là minh triết bảo thân nhưng ở miền nam thực dân đưa miếng mồi khá ngon là khẩn đất cơ hội tốt cho ông nhiêu cậu ấm trở thành điền chủ để rồi lúc rảnh rang uống rượu ngâm thi công kích vu vơ chán đời lúc về già một số đông cố ý lẩn tránh không hưởng bất cứ ân huệ nào của tân trào sống nghèo với nghề dạy trẻ hút thuốc coi quẻ diệt dạy đờn ca về thôn xóm mà vui với điền viên, mơ đời nghiêu thuấn. Biết vinh biết nhục, tuy nhiên sanh kế khó khăn, khiến cho các ông phải lâm vào cảnh. Chỉ nhện lăng nhăng cò vướng cánh, bãi lau lẫn bẩn, cả quên sông. Nho sĩ dùng võ lực kháng pháp nổi danh là thủ khoa huân, đáng danh chí sĩ. Chiến sĩ văn hóa là ông đồ chiểu, liều mạng đến mức gàng là ông cử trị, ông nhiêu phan thiên hộ dương là điền chủ trương định coi việc đồn điền cũng là điền chủ nguyễn trung trực là nông dân dân chài anh chài lịch thoạt tiên thực dân lúng túng chưa tìm ra thể cai trị thích hợp việt nam là dân có trình độ văn hóa khá cao và nét độc đáo khác hơn các thuộc địa da đen ở châu phi thực dân cố ý dùng chánh sách đồng hóa về mặt hành chánh để dễ cai trị sửa đổi lề lối làm việc, cùng là cách soạn thảo công văn, cách thâu thuế, dự trù thuế, cách giam giữ, cách đấu thầu, tức là sắp đặt bộ máy hành chánh quan liêu mới thay cho những thủ tục quan liêu cũ. Bảo vệ những tệ đoan phong kiến, gọi cho ra vẻ sang trọng là bảo vệ văn hóa dân tộc. Duy trì hữu tục ở thôn quê, đình làng sôi thịt. Các ông hương chức làng vẫn tha hồ bầu cử lẫn nhau trong phe phái. Duy trì chế độ bắt dân làm sâu, xá bẩm các quan to quan nhỏ. Tham biện chủ tỉnh Pháp được gọi là quan lớn trong công văn với lời lẽ sợ sệt của người dân thời đàn cựu. Trăm lại quan lớn xuống phước cho dân nhờ. Không quy định biểu giá mướn ruộng, chủ điền muốn cho mướn giá nào tùy theo lòng nhân đạo. Nhưng điểm đáng chú ý hơn hết trong lúc đàn áp các phong trào chống đối là dùng luật bản xứ, tức là luật gia long với những biện pháp vô nhân đạo tra tấn công khai, kẻ tòng phạm bị kết tội như chánh phạm, tru di tam tộc, bắt vợ con, cha mẹ của tội nhân. Quan thống đốc được đón rước theo nghi lễ ngày xưa dành cho vua hoặc quan kinh lược với bàn hương án. Ba nhân vật đắc lực nhất Lúc đánh chiếm và bình định xứ Nam Kỳ Lục tỉnh, thực dân đã kiếm được ba tên tay sai độc ác mà chúng dung túng lúc ban đầu. Đành rằng nếu kẻ này không làm việc gian đắc lực thì còn kẻ khác nhưng phải nhìn nhận rằng chính vì bọn này mà phong trào kháng Pháp bị suy giảm nhiều. Đó là Lãnh Binh Tấn, Tổng đốc Phương, Tổng đốc Lộc. Khi Pháp đánh thành Sài Gòn năm 1859, cả ba đều còn trẻ. Lộc 20 tuổi, Phương 18 tuổi, Tấn 22 tuổi. Lãnh Binh Huỳnh Công Tấn trước là tay chân của Trương Định chống Pháp ở Gò Công, bị Pháp bắt, cung khai mọi việc và lập công lớn là dẫn quân Pháp bao vây đám lá tối trời để giết chủ cũ. Ghi chú. Xem hồ sơ lãnh binh tấn. SNL 2754. Riêng chi tiết này do tấn kể lại với Pauline Vion. Trong thơ ngày 31 tháng 7 năm 1869, khác với truyền thuyết cho rằng Tấn tự ý rời bỏ Trương Định để theo Pháp. Hết ghi chú. Tấn cũng tham gia trận bao vây đảo Phú Quốc để nhìn mặt và bắt Nguyễn Trung Trực. Nói chung thì Tấn không nuôi tham vọng lớn chỉ có khả năng giới hạn. Pháp xài tấn để gìn giữ vùng Gò Công và Bến Tre là nơi tấn thường lui tới nhiều, am hiểu nhân dân và địa thế. Tấn lãnh trách nhiệm dọ thám, theo dõi những người kháng Pháp, lợi dụng địa vị để bắt bớ người này tha lỏng người kia. Lẽ dĩ nhiên vì tư lợi. Tấn làm giàu nhờ tổ chức sông bạc, chiếm đất, bắt dân làm sao phục vụ việc làm ăn riêng tư. quan tham biện, người Pháp, ở địa phương chán ngán lối làm việc luôn tuồn và thất nhân tâm vì tấn lớn quyền. Thực dân phong cho chức lãnh binh của lính Mã Tà, tức là chức vụ quân sự cao nhất trong một tỉnh thời đàn cựu. Về sau thực dân không phong chức này cho ai nữa vì ở thuộc địa, quyền chỉ huy quân sự nằm trong tay người Pháp. Chẳng qua là sự khích lệ lúc ban đầu để tấn hăng hái hoạt động. Tấn là người thất học, quê mùa nên ngây thơ đến mức dám chê bai tố cáo đến quan giám đốc nội vụ lề lối cai trị của quan tham biện Pháp ở hạt Bến Tre. Bởi quan tham biện chúng tôi xưa là quan coi binh, chưa từng biết việc dân cho nên ra việc quan, làm thì làm bậy, nói thì chẳng thông lý sự bằng dường như kẻ ngu si dốt nát. Tấn lại lập công, tố cáo. Chúng tôi nghe bà con hai cậu, con Phan Thanh Giảng. Những người làm giặc trốn ở trong làng Bảo Thạnh nhiều lắm, quan giám đốc nội vụ, director, the interior, phẫn nộ, trách mắng và tìm cách đổi tấn về miền Đông Nam Kỳ. Nhưng tấn lại được chút tín nhiệm nhờ qua cần duột, bắt phó đốc binh đàn cựu là bùi duy nhất, đang hoạt động chống Pháp với danh nghĩa tham biện toàn hạt. Bắt năm 1869, thời kỳ bắt giết bừa bãi đã qua, Pháp muốn chiêu an và tấn lọt vào mê hồn trận. Pháp cho một tay sai khác là huyện Vĩnh tố cáo Tấn về tội lạm quyền. Tấn tự bào chữa bằng cách tố lại sự lạm quyền của huyện Vĩnh. Sau cùng, Tấn chết năm 37 tuổi vì bệnh trong chiếc ghe hầu trên đường Gò Công, Sài Gòn. Tổng đốc Đỗ Hữu Phương, sanh quán ở chợ đuổi. Pháp chiếm Sài Gòn, Phương trốn lên bà điểm chờ thời. Khi hành chí hòa thất thủ, nhờ cai tổng phước ở Bình Điền dẫn ra trình diện với Francis Garnier, bấy giờ làm tham biện hạt chợ lớn, lãnh phận sự dọ thám và kêu gọi những người khởi nghĩa ra hàng. Về mặt quân sự, Phương rất khôn ngoan, chỉ tham gia vài trận đánh cho Pháp tin cậy. Trận đánh bà điểm, lúc bấy giờ lọt vào tay cậu Hai Quyền, con Trương Định, vào tháng 7 năm 1866. Vài ngày sau, truy nã tới Bến Lức Tháng 11 năm 1867, cùng Tôn Thọ Tường đi Bến Tre để chiêu dụ hai cậu con trai ông Phan Thanh Giảng. Tháng 6 năm 1868, xuống rạch giá dẹp cuộc khởi nghĩa Nguyễn Trung Trực. Tàu mắc cạn, nghĩa quân đóng đồn ở Sóc Xuân, gần chợ rạch giá, chống cự mãnh liệt. Phương và bọn Mã Tà gần 200 người, đã gần hết đạn, nhưng vẫn cố thủ để chờ viện binh. Tháng 7 năm 1868, được làm đốc phủ sứ ở Vĩnh Long, góp phần truy nã nghĩa quân khi tên phó tổng ác độc ở Vũng Liêm bị giết. Năm 1878, qua Pháp dự hội chợ quốc tế. Năm 1881, gia nhập quốc tịch Pháp và lại qua Pháp chơi, thăm các con đang du học. Hai lần vào những năm 1884 và 1889. Là một trong những người đề xướng việc thành lập trường nữ trung học ở Sài Gòn. Xin chép vài chi tiết liên quan đến việc đàn áp của Phương để chứng minh rằng Tuy lọt vào Tây Pháp, nhưng ở vùng chợ lớn, phong trào chống Pháp vẫn mạnh. Bắt Quảng Thiện và Quảng Việt ở Lò Gớm. Năm 1866, có cuộc nổi dậy ở vùng chợ lớn, nên hiểu là tỉnh chợ lớn. Nguyễn Văn Hoang bị bắt. Năm 1867, xảy ra nhiều vụ ám sát cũng ở chợ lớn. Pháp gọi Phương đến để cho thêm tài liệu và điều tra. Năm 1871 và năm 1875, có khởi nghĩa ở Phước Lộc cần ruột. Phương ra công dọ thám. Năm 1873, Phương trình cho thực dân Pháp danh sách một số lãnh tụ kháng Pháp sắp khởi nghĩa ở các tỉnh miền Tây. Cuộc khởi nghĩa này do Trần Tuân điều khiển từ Khánh Hòa. Năm 1879, tố giác kịp thời âm mưu nổi dậy của nhóm Thiên Địa Hội ở Sóc Trăng. Năm 1881, cùng với một cha sở ở Lương Hòa, Tân An, tố giác âm mưu các cuộc nổi dậy ở Long Hưng, Lộc Thành và ở vùng Thất Sơn. Năm 1878, điều khiển việc sửa con kinh nước mặn, bắt dân ở tổng Lộc Thành Hạ làm sâu. Nhiệm vụ quan trọng của Phương vẫn là dọ thám vùng, chợ lớn, cần ruột và tân an. Về mặt chính quyền, trước tiên làm hộ trưởng. Bây giờ, thành phố chợ lớn chia ra làm 20 hộ. Năm 1868, Phương trình cho thực dân Pháp danh sách những người đáng tin cậy, có thể làm chức hội tề. Năm 1872, được chỉ định làm hội viên hội đồng thành phố chợ lớn. Năm 1879, làm phụ tá cho xã Tây chợ lớn. Như ta biết, chợ lớn là nơi tập trung thương gia Huê Kiều. Phương không bỏ qua cơ hội làm giàu, giải quyết mọi áp phe, dùm cho thương gia, đãi tiệc, viên chức pháp, làm trung gian lo hối lộ. Nhờ vậy mà làm giàu nhanh chóng, tuy thế lên cao đến mức quan toàn quyền, bôn đuôi khi vào Nam còn ghé nhà Phương ăn uống, có lẽ nhờ dịp này mà được quan toàn quyền cho khẩn trưng sở đất ruộng lớn đến 2.223 mẫu Tây. Trong lúc dọ thám, Phương tỏ ra khéo léo, tránh gây thù oán công khai. Nhờ đó mà so với lãnh binh tấn và tổng đốc lộc bề ngoài thấy như là Phương hiền lành, cứu người này, bảo lãnh người kia. Nhưng trời bất dung gian đảng, Phương bị mất tín nhiệm vì đã bảo lãnh, xin chứa chấp và theo dõi thủ khoa hung trong nhà. Suốt khoảng 3 năm sau khi bị đày ở Kenya rồi được ân xá. Thủ khoa Huân biết lợi dụng hoàn cảnh để liên lạc với những Huê Kiều theo thiên địa hội ở chợ lớn và tới lui vùng Tân An để cổ suý tổ chức cuộc kháng pháp. Chuyện vỡ lỡ ra, tưởng chừng Phương mang họa. Bấy lâu ngoài thủ khoa Huân, Phương đã từng bảo lãnh nhiều người mà thực dân Pháp không tin cậy cho lắm. Kẻ thù của Phương là Tổng đốc Lộc, thừa dịp này làm núng, đưa điều kiện là giam lỏng Phương trước khi dẹp cuộc khởi nghĩa thủ khoa huân. Nhưng rút cuộc, Phương vẫn ung dung, càng mau giàu thêm và được thăng tổng đốc. Nên hiểu là tổng đốc hàm, vì theo quy chế quan lại bổn xứ do thực dân ở Nam Kỳ bày ra, chỉ đến ngập đốc phủ xứ là hết. Ghi chú, hồ sơ Đỗ hữu phương SL312 là tài liệu căn bản mà chúng tôi dùng. Thủ khoa huân bị đầy ở Kenya, chứ không phải ở đảo Genyong xem thêm Vương Hồng Sển, Sài Gòn năm xưa, từ trang 162 về lãnh binh tấn, tổng đốc Phương, tổng đốc Lộc. Hết ghi chú. Tổng đốc Trần Bá Lộc. Đây là tay sai đắc lực số 1, vượt hẳn hai nhân vật trên. Háo thắng, ham địa vị, ưa tàn sát theo lối phong kiến. Khi Pháp chiếm thành Mỹ Tho, Lộc sốt sắng tìm cơ hội, bèn tản cư với chiếc ghe chở đầy tiền kém. Tiền của ai? Đến trình diện với cha Marx. Bây giờ cha sở này kim luôn chức tham biện. Năm 1861, ngay sau khi làm việc, Lộc được cấp cho căn nhà lá, gia nhập lính mã tà rồi lập công lên cai, lên đội. Ngoài thời giờ làm lính, Lộc còn giữ trách nhiệm giữ kho lúa cho nhà nước và được quan tham biện cho ân huệ là đem cơm dư của lính về nhà mà nuôi heo. Nhờ hăng hái điềm chỉ và bắn giết, năm 1865 làm huyện, ngồi tại cái bè để canh chừng vùng Đồng Tháp. Cái bè là vị trí chiến lược, trên Tiền Giang, có thể đi thẳng lên Cao Miên. Bây giờ một số quan lại đàn cựu gom về bình cách, thuộc nhiêu, cai lại, lập đồn để liên lạc với Thiên Hộ Dương trong bưng. Lộc đánh quân sĩ đàn cựu ra khỏi cai lại, rồi cuộc tấn công đại quy mô của Pháp diễn ra. Lộc đóng vai quan trọng, đánh từ cần lố để nối với mấy cánh quân khác đánh từ đồn hữu, phía bến lức, và đồng tiền phía cai lại. Năm 1867, Thăng làm phủ, rồi năm sau góp công đánh đuổi và bắt sống tổng binh bút khi ông này đánh vào toán quân Pháp trú đóng tại Sa Đéc, đình làng Tân Quy Đông. Lộc coi huyện Tân Thành, Sa Đéc, sau được gọi về cái bè, Thăng đốc phủ sứ, ngày 15 tháng 8 năm 1868. Bây giờ ở Rạch Giá, Nguyễn Trung Trực khởi nghĩa, tỉnh lỵ này bị tái chiếm. Nguyễn Trung Trực chạy ra đảo Phú Quốc, Pháp kéo binh bao vây đảo, Lộc dùng thủ đoạn cố hữu là giết thân nhân những người trong cuộc. Nguyễn Trung Trực phải ra mặt để cứu sống những người bị bắt làm con tin. Lộc lãnh trách nhiệm điều tra, rồi trình cho Pháp danh sách 170 người liên can với Nguyễn Trung Trực. Từ năm 1868 đến năm 1871, Lộc góp phần giải vây đồn Cái Bè. Bấy giờ bị bốn ông Long, Thận, Rộng, Đức tấn công. Bốn ông này đều bị Lộc giết. Rồi đến vụ tên Tham biện Vĩnh Long là Salicetti bị giết khi đến Vũng Liêm đàn áp cuộc khởi loạn. Lộc đụng với nghĩa quân ở Láng Thế gồm đa số là người miên. Cuộc chiến khá sôi nổi, nhiều phen tưởng chừng Lộc thua trận. Nhưng sau rốt, nhờ khí giới tốt nên thắng. Năm 1875 lại nỗ lực dẹp cuộc khởi nghĩa của Thủ Khoa Huân có phủ đức tiếp tay để chặn phía cửa tiểu đề phòng thủ khoa huân trốn theo đường biển lọc ruồng vùng còn lại thủ khoa huân bị bắt gần chợ gạo trận này pháp giao toàn quyền bắt giết nên lính của lọc ruồng cát lùm bụi đến mức nai chồm cọp chạy tán loạn vào xóm Năm 1878, dẹp cuộc khởi nghĩa của ông và Khả Hai vị này toan đánh thình lình chợ Mỹ Tho. Năm 1883, đàn áp cuộc khởi nghĩa của người Miên ở Trà Bét, Cao Miên. Ở miền Trung bấy giờ, Mai Xuân Thưởng nổi lên. Pháp dẹp không nổi, nên nhờ bàn tay gian ác của Lộc. Lộc mộ 1050 lính Mã Tà, đem về thành Ô Ma, Sài Gòn, tập dược, rồi đến chiến trường thi hành thủ đoạn, bắt thân nhân của Mai Xuân Thưởng và của những người theo quân khởi nghĩa lộc tỏ ra hách dịch làm việc lấn quyền các sĩ quan pháp ở địa phương lúc hành quân lộc dùng con dấu thuận khánh tổng đốc tức là tổng đốc của hai tỉnh bình thuận khánh hòa khi xong việc về cái bè vẫn thích dùng con dấu ấy lộc lại đề nghị pháp tách hai tỉnh này ra khỏi trung kỳ nhập vào nam kỳ vì chính quân sĩ nam kỳ tức là của lộc đã ra tay dẹp loạn nhưng đề nghị này khó thi hành về già Lộc đau ung thư bao tử nhưng vẫn hăng hái ra tay kinh bang tế thế. Lộc ra tay chỉnh trang vùng cái bè, học được phép đo đạt nên đem áp dụng, phóng mấy con lộ ở chợ này. Lộc lại xin bắt dân sâu để đào kinh trong vùng đồng tháp. Ban đầu làm thử, kinh bề ngang rộng 3 mét, nhưng lại bắt dân làm sâu đợt nhì, nới rộng ra 10 mét. Nối liền từ bà bèo đến rạch ruộng năm 1897, gọi là kinh tổng đốc Lộc. Thực dân cho phép đặt tên, Lộc trở thành người điền chủ lớn nhất của tỉnh Mỹ Tho khi mua lại Cù Lao Năm Thôn và đất ở Cù Lao Rồng. Tóm lại, Lộc đóng vai trò tích cực trong việc đàn áp các phong trào Thiên Hộ Dương, Nguyễn Trung Trực, Thủ Khoa Huân, Mai Xuân Thưởng. Pháp dung túng cho Lộc làm những việc giả mang, vô nhân đạo mà chúng không muốn làm, sợ mang tiếng xấu về chúng. Nhưng, được chim thì treo ná, thực dân lần hồi trở nên lạnh nhạt đối với kẻ đã quá sốt sắn với nhiệm vụ, lỗi thời. Pháp cho người nói xấu công khai rằng chức tổng đốc của Lộc là bất hợp lệ, chỉ dùng ở Trung Kỳ chứ không dùng ở xứ thuộc địa, do đó phải sửa lại là Tổng đốc Hàm Honorere. Lại còn chức vụ khâm sai mà Lộc đã tự phong khi in thiệp chúc Tết năm 1888. Lộc cho rằng khâm sai là chức vụ hợp pháp vì ông ta thừa lệnh quan thống đốc Nam Kỳ ra ngoài trung dẹp các cuộc nổi dậy. Nhưng có người tố cáo rằng Lộc tự xưng khâm sai của triều đình Huế, với dụng ý làm loạn về sau. Lộc thích đàn áp các phong trào khởi nghĩa với đạo quân riêng, lúc ban đầu gồm trăm người, nhưng về già, thực dân chỉ để cho năm người lính hầu mà thôi. Một chi tiết đáng chú ý là vào năm 1868, Lộc đã đi bắt quân làm ngụy ở phía Trà Đư, đem về Châu Đốc nộp cho quan tham biện. Đây là những người thuộc nhóm Bửu Sơn Kỳ Hương ở Thất Sơn lời phê của các quan tham biện giúp chúng ta hiểu rõ thái độ của thực dân đại khái họ biết lộc tàn ác nhưng họ xài trong thủ đoạn dùng người và luật lệ bổn xứ để đàn áp người bổn xứ một viên chức quá kỹ lưỡng quá tận tâm trong vài trường hợp không cẩn thận trong việc dùng phương tiện nhưng lại đạt mục đích chắc chắn lộc sanh tật uống rượu tính tình thay đổi rõ rệt ba năm trước khi chết lộc được viên tham biện mỹ tho phê như sau Người ta có thể phàn nàn lão già này về những hành động ác độc lúc trước đã trở thành chuyện huyễn hoặc, khó tin. Nhưng tôi cho là trong hàng ngũ viên chức bổn xứ hiện nay, khó tìm được một người biết kính bề trên, dám tận tụy với chính nghĩa của nước Pháp bằng ông ta. Ghi chú, hồ sơ Trần Bá Lộc, SNL 311. Ngoài ra còn Huỳnh Văn Chính, Dictudo Sơ Đô, Sơ Khuôn Trần Bá Lộc, Tính Đức Thư Xã, Sài Gòn năm 1939 và George Durwell, Trần Bá Lộc, Thống Đốc, Đà Thuận Khánh, Sài Gòn, Lê Mạc, năm 1901, hết ghi chú. Tình trạng xáo trộn về gia cư, tài sản Trong giai đoạn khá dài, dân chúng chịu cảnh ly tán, kẻ lương thiện có thể bị vạ lây. Chỉ cần bị tịnh nghi, là bị tù bị đày ra côn nôn hoặc đại hải đã buộc bông hoặc qua tận mỹ châu ở thuộc địa pháp nổi danh ma thiên nước độc xứ canenne gọi là cai danh quận hoặc qua tận đảo antilles sát nam mỹ châu hoặc qua nhà tù ở toulon ngoài việc nhắm mắt cho bọn việt gian bắn giết tống tiền và hăm dọa thực dân Pháp còn ngang nhiên phán quyết những bản án hành chính. Jugement Administrative Theo đó, tham biện chủ tỉnh được quyền đề nghị bỏ tù, đầy ra công đảo hoặc các lãnh thổ hải ngoại thuộc Pháp. Những người chỉ bị tình nghi, vu cáo là làm loạn, nhưng chưa tìm được bằng chứng cụ thể. Thống đốc Nam Kỳ hoặc Giám đốc Nội vụ, Director de Interior Lúc đầu dịch ra chữ nho là lại bộ thượng thơ, xét lại rồi chuẩn y. Một dịp cho bọn Việt gian địa phương tha hồ báo cáo để giật ruộng vườn nhà cửa. Thoạt tiên, bọn tham biện chủ tỉnh bắt bớ tù đầy quá nhiều. Đến mức 3 tháng sau, ngày 23 tháng 11 năm 1868, Đô Đốc Oia gửi văn thư khiển trách viên tham biện hạt Vĩnh Long đã làm dụng. Ngày 9 tháng 3 năm 1875, Dupere ra lệnh dứt khoát rằng tài sản của những người bị lên án phản loạn đều bị tịch thâu. Tiền bán tài sản này dùng trợ cấp cho gia đình bọn lính Mã Tà tử trận lúc đi ruồng bố. Nhưng năm sau, ngày 25 tháng 8 năm 1876 lại có lệnh tài sản của bọn phiến loạn đem bán ra thay vì đem thưởng cho kẻ tố giác thì lại thuộc về nhà nước. Nhà nước tùy trường hợp mà thưởng riêng. Trong thực tế, ruộng đất do con của Trương Định làm chủ đã bị bán đấu giá từ năm 1869. Nhưng không ai ra mua. Kinh nghiệm vụ khởi nghĩa thủ khoa huân cho thực dân biết rằng một số không ít hương chức hội tề làm việc cho Pháp đã tán trợ trực tiếp hoặc gián tiếp những người nổi dậy. Do đó, Đô đốc Nam Kỳ đã ký Nghị định số 123 ngày 20 tháng 5 năm 1875 quy định từ rày về sau làng nào làm loạn hoặc đồng lõa với loạn quân thì bị xóa tên, giải tán, sáp nhập qua làng lân cận. Tài sản của hương chức hội tề bị tịch thâu, hương chức hội tề bị quản thúc ở tỉnh xa. Nghị định ngày 25 tháng 5 năm 1881 ban hành quy chế thổ trước Indirenap. Theo đó tham biện chủ tỉnh được quyền xét xử bỏ tù trong vài trường hợp. Khỏi cần đưa qua tòa án, gọi nôm na là ở tù bố tức là ở tù theo lệnh của tòa bố, lúc pháp mới qua. Có quan bố chánh như thời đàn cựu, nhưng là quan bố người Pháp. Bộ thuộc địa tán thành việc bắt giam một số đông người mà không cần truy tố ra tòa, để đề phòng cuộc khởi nghĩa mà thực dân được tin là sắp bùng nổ ở Mỹ Tho vào năm 1883. Cho đó là áp dụng quy chế thổ trước. Đồng thời bộ cũng cho phép thống đốc Nam Kỳ được quyền câu lưu trong thời hạn nhất định những phần tử bị tình nghi và ân xá cho họ khi nào thấy thuận lợi. Ngày 5 tháng 9 năm 1884 Đối với người Tàu, Bộ thuộc địa tán thành biện pháp mà Thống đốc Nam Kỳ áp dụng để trừng phạt những người theo thiên địa hội ở Sóc Trăng. Ngày 1 tháng 9 năm 1882, theo đó nạn nhân bị trục xuất về Tàu, tịch thâu tài sản, bang Triều Châu ở Sóc Trăng phải xuất tiền trả lương cho bọn lính mã tà do nhà nước tuyển thêm để giữ an ninh trong tỉnh đồng thời ban này phải chịu phạt nếu trong hàng ngũ thiên địa hội lại có người trong ban gia nhập việc kháng pháp ở nam kỳ lục tỉnh khá rầm rộ thực dân và tây sai đã giẫm nát những vùng gần tỉnh lỵ đến tận thôn xóm hẻo lánh dân chúng hăng hái vì bấy giờ triều đình huế hãy còn họ hy vọng vào sự can thiệp của triều đình đi theo pháp thì sợ về sau sẽ bị trừng trị việc Pháp chiếm ba tỉnh miền Đông với hiệp ước năm 1862 không làm cho dân chúng tuyệt vọng. Họ sẵn sàng tản cư qua ba tỉnh miền Tây. Ngay sau hiệp ước năm 1862, trong bức thơ trả lời cho nguyên sói Pogna, đề ngày 6 tháng 8 âm lịch năm tự đức thứ 15, ông Phan Thanh Giảng tỏ thái độ đứng đắn về việc giải giới những người còn cầm khí giới ở ba tỉnh miền Đông. Những người này được ông Phan gọi là dân mộ nghĩa, mộ nghĩa nhân. Ông viện cớ là già nua và bất tài, nên chưa thể nào thực thi chuyện tước khí giới đám người mộ nghĩa ấy được. Việc ấy, nhà cầm quyền Pháp ở ba tỉnh miền Đông cứ ra lệnh kêu gọi những người quản xuất quân nghĩa giỏng. Sau khi mất ba tỉnh miền Tây, dân chúng vẫn tiếp tục chiến đấu. Dân ở nông thôn, dời chỗ nhiều lần, xa xanh quán, họ hàng thất lạc, thay tên đổi họ để khỏi bị tập nã so với cõi bắc kỳ và trung kỳ làng mạc miền nam bị phá tán nhiều hơn ngoài mục đích bình định thực dân còn nhằm hủy hoại văn hóa thành lũy bị san bằng trăm phần trăm tại sài gòn cũng như ở các tỉnh gia phả không còn và người có căn cư lại trở thành lưu dân đất ruộng đổi chủ sau khi hạ thành chí hòa thực dân muốn giữ các tổ chức đồn điền cũ để việc sản xuất lúa gạo không bị đình trệ và việc cai trị ít bị xáo trộn. Nhưng đến ngày 22 tháng 8 năm 1861 lại giải tán vì đồn điền là cơ sở chống đối mạnh mẽ. Vài thí dụ điển hình Vào cuối năm 1868, Đô đốc Oye ban hành quyết định số 473 ra giải thưởng cho những ai bắt nộp những lãnh tụ kháng Pháp, gồm 11 người với giá 1.000 quan mỗi người. Cậu Hai Quyền, con Trương Định, bấy giờ cỡ 25 tuổi. Hàng Lâm Phu, Tổng Binh Thành, ấp Quyền, Phó của Trương Định, Tổng Binh Hinh, Tổng Binh Cách, Cậu Tư, Cậu Năm, hai con của Phan Thanh Giảng, Tổng Binh Thành, gốc ở Thất Sơn, trước đấy có ở Rạch Giá, Phó Nguyên Soái Dương, vượt ngục Mỹ Tho năm 1867, hiện đang ở Ba Động. Tổng binh thành mà thực dân hài rõ gốc ở Thất Sơn chính là nhân vật quan trọng thuộc giáo phái Bửu Sơn Kỳ Hương, Đức Cố Quảng. Hàng Lâm Phu không rõ là ai, trong nguyên văn không bỏ dấu. Và hai người với giá 500 quan đốc binh sắc, đề đốc đạo, trước đấy đạo ở Mỹ Tho. Quyết định nói rõ là lính hoặc viên chức bổn xứ hữu công có thể lên cấp bậc ngoài tiền thưởng các viên cai tổng hương chức hội tề nếu có hành động cản ngăn việc truy tầm không sốt sắng tập nã sẽ bị trừng phạt theo luật đàn cựu loi zanamic vào dịp khởi nghĩa thủ khoa huân thực dân pháp cố ý phá tán cơ sở nông thôn đến tận gốc rễ khủng bố luôn những ai sống dưới sự cai trị của chúng nhưng còn thái độ ấp mở cả một vùng rộng lớn từ tân an từ vùng chợ gạo tới sát chợ mỹ tho dài theo Tiền Giang, phía rạch gầm, đều chịu họa lây. Đồng bào nhân sĩ Mỹ Tho chợ gạo đã hết lòng ủng hộ cuộc khởi nghĩa này với sự tán trợ của hương chức hội tề. Chủ tỉnh Mỹ Tho được quan thống đốc cho xuất ra 6.500 quan để trả những chi phí về cuộc hành quân chống thủ khoa huân là 4.481 quan, tiền còn lại thì dành trợ cấp cho vợ con bọn lính tử trận nhưng thực dân không mất gì cả, lại còn lời cho ngân sách khi ra lệnh phạt những người đã tham gia khởi nghĩa nhưng không ra đầu thú và trình diện kịp thời. Phạt bằng tiền theo quy định của Thống đốc Nam Kỳ ngày 5 tháng 7 năm 1875. Và Thống đốc Nam Kỳ cũng trừng phạt 47 làng trong tỉnh Mỹ Tho đã gián tiếp hoặc trực tiếp ủng hộ thủ khoa huân. Quyết định ngày 5 tháng 7 năm 1875, tổng số tiền là 53.700 quan. Lẽ dĩ nhiên, Hương chức làng gánh chịu và dân làng phải chia sớt để khỏi bị rắc rối lúc hành quân và truy nã thực dân còn tịch thâu được 1.515 quan hương chức hội tề ở hai làng sông Thạnh và Bình Dương đã góp cho quân khởi nghĩa 387 đồng trị giá 2.147 quan là tiền do làng thâu thuế được nhà nước ra lệnh bồi thường bằng cách tịch thâu và bán tài sản của hai vị hương chức hội tề làng sông Thạnh có tham gia khởi nghĩa, đã bị giết. Số tiền còn lại thì một ông hương chức hội tề làng Sông Thạnh và năm ông ở làng Bình Dương phải bồi thường cho đủ. Các người này lẽ dĩ nhiên là bị cách chức. Vào tháng 9, cũng vào năm 1875, Thống đốc Nam Kỳ ra lệnh quyết định phạt hương chức làng Mỹ Đức, tỉnh Châu Đốc về tội cho phép một người phản loạn từ mỏ cày Bến Tre đến trú ngụ mà không bắt buộc kẻ lạ mặt xuất trình giấy tờ của địa phương cũ cho phép thay đổi nơi cư trú. Ghi chú CP 6.440 Có nên đặt giả thuyết Người lạ mặt này là đức bổn sư của Phật giáo Tứ Ân Hiếu Nghĩa từ mỏ cày đến trước khi vào vùng Thất Sơn. Hết ghi chú Hạ ngương giáp tý đầu năm Gẫm trong thiên hạ không an chỗ nào Lại thêm lục tỉnh Tân Trào Nhân điền sổ bộ biết bao nhiêu người thấy vui mà chẳng dám cười, bơ vơ tôi chúa, gẫm đời không cha. Có người ở cù lao ba, Phật sai xuống thế mới ra cứu đời. Ghi chú, sắm người đời, tương truyền của ông sư vải bán khoai ở Châu Đốc, xem thêm hệ phái tứ ân hiếu nghĩa, sách Ấn Tống năm 1971. Hết ghi chú. Nhóm người muốn tạo lập đời theo quan niệm tôn giáo tụ hợp lần hồi đến thất sơn hẻo lánh. Có cọp beo nhưng xa khu vực thực dân kiểm soát. Lại được ưu thế là gần biên giới Việt Miên. Tuy nhiên, những làng tân tạo này vẫn bị thực dân đến quấy rối. Vùng an định ở núi tượng bị phá xóm, đốt chùa về tội lập hội kín. Đầu năm 1872, vùng rạch cái tàu, ven rừng U Minh Hạ, tuy là thưa thớt nghèo nàn xóm làng chưa thành nếp, nhưng hai anh em Đỗ Thừa luôn và Đỗ Thừa Tự đã khởi nghĩa, giết được lính Mã Tà. Đỗ Thừa Tự có lần ẩn lánh ngoài khơi Vịnh Sim La, tận Hòn Sơn Rái, nơi thảo am của thầy Đức, người tu hành ở treo leo ngoài biển khơi vẫn nặng lòng vì nước. Ghi chú SNL 1.840 xem hồ sơ Võ Văn Trước, Phạm Tấn Trì, hết ghi chú. Về sau hai anh em họ đổ bị bắt và xử tử, nghĩa quân thì bị đày Tham biện rạch giá xử họ trong phiên tòa gọi là tòa án bổn xứ. Tribunal Indice. Chính ông ta làm chánh án. Tên chủ tỉnh, Benoit, nổi danh là tàn ác và thích khảo cứu, đã nhân danh dân chúng nước Pháp mà buộc tội và tuyên án đúng luật An Nam. Theo đó, người làm loạn bị xử trảm kể luôn những bọn đồng lõa, không cần phân biệt tội nặng nhẹ giữa chánh phạm và đồng phạm. Tuy nhiên, viên chủ tỉnh cho ân giảm đổi án tử hình, thành ra 20 năm lưu đày trường hợp phạm tấn trì. Một can phạm cũng trong vụ khởi nghĩa này là võ văn trước, người làng Đông Thái bị xử lưu đày chung thân. Nay hãy còn nhiều danh tánh can phạm do thực dân xử theo biện pháp cao hứng, tùy theo sự tố cáo với tan chứng mơ hồ họ là chiến sĩ vô danh đa số bị lưu đày từ thanh niên đến kẻ già nua từ kẻ thất học đến kẻ đậu tú tài ngụ ở làng mạc vùng mỹ tho bà rịa tây ninh cao lãnh tân an cần thơ sóc trăng sa đéc gò công thủ dầu một long xuyên vĩnh long châu đốc bến tre thân nhân của họ nhờ các quan địa phương chuyển đơn kêu nài trường hợp ông võ văn tòng từng làm đội quản lãnh bằng cấp để khởi nghĩa Bị bắt vào cuối năm 1864 Vừa bị đầy ra công nôn Một tháng là chết bệnh Ấy thế mà 15 năm sau Vì gia đình chưa hay tin Nên con là võ văn toán Lại làm đơn xin ân xá Vì cha đã thọ án được 15 năm rồi Trường hợp của ông Tú Tài Trần Văn Trà Bị đầy qua nè, Vợ làm đơn xin ân xá Xin giảm án quá nhiều lần Mà không được chấp thuận Mặc dầu có tri phủ Tôn Thọ tường đứng ra làm tờ bảo lãnh với quan trên, như ông còn hồ nghi, sự gì thì xin tha nó ra rồi dạy nó phải ở tại Sài Gòn. Sau nó còn làm sự gì quấy phá thì tôi cũng xin chịu chung với nó. Vụ ông quản hớn giết phủ ca ở Hóc Môn được xử tại gia định, vào ngày 12 tháng 9 năm 1885, gồm 37 người lãnh án. Trong đó 14 người bị lên án tử hình. Cũng năm 1885 này ở Cao Miên, phong trào chống Pháp lên cao. Người Miên ở Hà Tiên và người Việt hợp tác nhau đánh Pháp vài trận. Quân khởi nghĩa gom đến trăm người ở vùng Mũi Nai, chợ Hà Tiên và rạch vượt Ba Hòn. Vấn đề lưu dân ở Sài Gòn Sự khủng bố ở thôn quê khiến nhiều người mất công ăn việc làm kéo lên Sài Gòn chợ lớn ở vùng ngoại ô nhưng họ chưa thích ứng được với hoàn cảnh sanh sống mới Do đó thực dân khó khăn trước phong trào mà chúng gọi là Lưu Manh Du Côn Sài Gòn. Từ năm 1864, Đô đốc La Grandia ra quyết định bắt buộc những người Việt cư trú ở Sài Gòn phải ghi tên vào bộ vì nhiều vụ cướp bóc xảy ra từ lâu. Hạn 8 ngày không đến làng để khai lý lịch và ghi tên vào bộ thì bị phạt từ 5 đến 10 quan và ở tù từ 8 ngày đến 2 tháng. Non 2 tháng sau, có lệnh nghiêm ngặt hơn. Bắt xét những người Việt hiện đang cư trú xung quanh thành Sài Gòn cũ và vùng đặc thị nghè, luôn cả người Tàu. Ai có giấy tờ của làng cũ thì bị đuổi trở về. Ai không căn cư, chẳng làng xã nào nhìn nhận thì bị nhốt để chờ ngày đầy ra côn đảo hoặc đảo buộc bon. Thực dân đề phòng gắt gao vì được tin sắp có khởi nghĩa tại Sài Gòn. Mãi đến năm 1875, vùng ngoại ô Sài Gòn vẫn chưa yên tĩnh. Một tay sai đắc lực của thực dân từng điềm chỉ những người cầm đầu khởi loạn lại bị giết, bỏ xác gần chùa ở ranh giới ba làng, Tân Thới, Bình Hưng và Bình Hưng Đông. Thống đốc Nam Kỳ ra lệnh hương chức hội tề ba làng nói trên về tội không phát giác kịp thời và giấu nhẹm. Tiền phạt cộng chung là 1.000 quan, trong đó 500 quan xuất ra trợ cấp cho gia đình nạn nhân. Đến năm 1887, quan tham biện hạt thứ 20. 20 E. Aron Sau đổi lại là tỉnh Bình Hòa, rồi đổi là tỉnh Gia Định. Báo cáo tỉ mỉ hơn, nhận định rằng thành phần bất hảo nào thợ thất nghiệp, lao công việc và tàu, bọn đánh xe ngựa, bọn làm bồi cho tay đang thất nghiệp. Đồng đảo nhất là bọn lưu dân từ khắp các tỉnh Nam Kỳ tự về tìm phương kế sanh sống. Bọn này thường tỏ ra ngạo mạn bất phục tùng luật pháp vì có lệnh không cho áp dụng quy chế thổ trước tại hạt gia định nên viên chức không còn khả năng trừng trị họ họ cứ ung dung làm điều sái quấy hệ bị bắt là 24 giờ sau họ được thả ra theo luật định năm 1899 tình hình ở tỉnh gia định và ngoại ô Sài Gòn thêm bi đát hơn du đảng tụ tập ở bà điểm bà quẹo để lộng hành chỉ huy bọn nài ngựa ở trường đua cầm đầu bọn ăn trộm ở Hòa Hưng. Hương chức làng Hòa Hưng không dám hó hé. Ăn cướp đánh tại làng Bình Sơn trên sông Sài Gòn. Có tên cướp, xăm mấy chữ, anh hùng nhất xứ. Tổng đốc Phương nhận định rằng, từ năm 1895, việc du côn càng ngày càng thêm, hiệp với bọn thiên địa hội mà hà hiếp dân sự. Ai giận ai thì mướn nó đánh phá, muốn được cử làm hội đồng, cai tổng thì mướn du côn coi chừng ai không bỏ thăm cho phe thì chẳng đánh. ở nhà quê, du côn lại nhà giàu mượn tiền năm 30 ba mươi đồng. ai thưa với làng thì nó đốt nhà, mượn không bao giờ trả, chẳng ai dám tố cáo. bọn du côn còn hăm he hương chức làng rằng nếu bắt chúng, sau khi ở tù về chúng giết chết. bắt thì tòa theo luật lan xa, không cầm tù lâu, bởi vậy chẳng ai dám bắt. trở về tụi nó sẽ dữ hơn. Nếu tòa phạt năm bảy ngày, cả bọn góp tiền mướn thầy kiện lãnh ra. Tổng đốc Phương yêu cầu đầy bọn Du Côn đi làm sâu vào dịp mở đường xe lửa Lan Biang. Du Côn thứ dữ thì phạt một năm tù, thứ vừa thì phạt sáu tháng. Làng xã phải kê khai tên tuổi bọn Du Côn trong làng. Năm 1901, bọn Du Côn đánh nhau giữa ban ngày. Cách tòa bố gia đình có 500 thước, đánh nhau mà không bao giờ thưa gửi tới cò bót. Tại sòng bạc ở Gò Vấp, lính Mã Tà phải xin lỗi bọn du côn chứa bạc vì đã trót đến xét bắt. Mỗi xứ đều có anh hùng riêng. Đường Mông Siêu, vùng Đất Hộ, Phú Nhận, vùng Bình Hòa, vùng Gò Vấp. Nổi danh nhất là bọn Ba Thiên và Sáu Thám. Chúng hẹn nhau đến Lăng Cha Cả hoặc ngã tư Phú Nhận mà so tài, theo luật Giang Hồ. Du Côn ở đất hộ, mà qua cầu thì bọn du côn phú nhuận hành hung. Bên trong vấn đề trừng phạt du côn là cuộc tranh chấp về quyền hành giữa các tham biện chủ tỉnh và cơ quan tư pháp vào năm 1901 và năm 1902. Nhà tư pháp Đông Dương do Esso cầm đầu muốn áp dụng luật pháp chống những bản án hành chánh mà tham biện các tỉnh bấy lâu đã lạm dụng để đầy ra côn đảo những kẻ mà quan làng không thích mặc dầu không có bằng cớ các viên chức hành chánh thì cho là nếu căn cứ vào luật pháp thì làm sao bắt bọn du côn được điển hình nhất là lập luận của tham biện biện tỉnh gia định bảo rằng dân thuộc địa chỉ sợ sức mạnh của người pháp mà thôi không nên đối xử bình đẳng vì dân du côn xem việc ở tù sướng hơn là sống ở ngoài đời và làm sao trưng được bằng cớ để buộc tội khi bọn du côn ăn thề kết nghĩa với nhau trong quán rượu Chớ không ghi trên giấy trắng mực đen. Ghi chú SL223 Hồ sơ này rất dài, nhiều tài liệu lý thú. Nên nhớ ở Hương Cảng, Tân Gia Ba, từ khi tiếp xúc với Tây Phương cũng phát triển anh hùng, thiên địa hội, như Sài Gòn, chợ lớn. Hết ghi chú. Phong trào gọi là Du Côn Sài Gòn vào đầu thế kỷ, gồm những thành phần như sau. Bọn bất lương, đâm thuê chém mướn, không lý tưởng gì cả, một số người theo thiên địa hội muốn tạo khu vực ảnh hưởng riêng để làm ăn nắm độc quyền về bến xe chứa cờ bạc một số nông dân mất cơ sở làm ăn ở thôn quê lên thành phố nhưng chưa thích ứng được với hoàn cảnh mới họ vẫn giữ ốc tự tôn cho rằng xã hội nông nghiệp đàn cựu đẹp đẽ hơn xã hội mà người tây phương đặt trên đầu dân ta họ có tinh thần chống pháp mãi đến đệ nhất thế chiến anh chị ở sài gòn chợ lớn còn là đề tài lưu truyền trong dân gian những án thơ bình dân, những người mù nói thơ đờn đọc huyền vẫn ca ngợi năm ti, sáu nhỏ, sáu trọng, hoặc tiết tháo của thầy thông chánh, cậu hai miên, mặc dầu thực dân tìm cách ngăn cấm. Bến Nghé, Sài Gòn trong sanh hoạt mới Trong khi vùng ngoại ô Sài Gòn chưa bình định xong, thì thực dân Pháp chánh thức cho phép tàu ngoại quốc vào thương cảng Sài Gòn mua bán. Ngày 22 tháng 2 năm 1860. Năm 1860 có 246 chiếc tàu máy và thuyền bờm của các nước Âu Châu và Trung Hoa, tổng cộng sức trọng tải là 63.299 tấn nô đã ăn 53.939 tấn nô gạo trị giá khoảng 5.184.000 quan và các sản phẩm linh tinh khác trị giá 1 triệu quan, đồng thời hàng hóa nhập cảng vào Sài Gòn trị giá ước lượng 1 triệu quan, cộng thêm 500.000 quan á phiện để tiêu thụ trong xứ. Đây là năm đầu mà thương cảng mở cửa, xuất cảng hơi nhiều vì gạo từ năm trước còn ứ động lại. Vì thành Sài Gòn mất nên ghe bầu từ ngoài trung không vào ăn gạo như trước được. Năm 1861, mức xuất cảng gạo sụp, năm 1862 lại sụp hơn vì ảnh hưởng cuộc khởi nghĩa của Trương Định ở vựa lúa quan trọng miền Nam lúc bấy giờ là Gò Công. Nhưng năm 1862 lại xuất cản thêm 1 triệu 200 ngàn quan cá khô cho Cao Miên qua thương cảng Sài Gòn. Ba loại gạo mà giới xuất cản chuộng nhất là gạo Gò Công, rồi đến gạo Vĩnh Long, gạo sản xuất từ Sóc Trăng, vùng Bãi Xào, gạo Ba thắc thì được giá trên thị trường Trung Hoa hơn. Ngày 16 tháng 6 năm 1865, Đô đốc Rose cho phép thành lập ủy ban nghiên cứu phát triển canh nông và kỹ nghệ ở Nam Kỳ. 4 tháng sau, ủy ban ra tạp chí chuyên môn dành nghiên cứu các sản phẩm nông nghiệp và kỹ nghệ mà An Nam có thể phát triển trong tương lai, nhằm giúp đường hướng cho bọn thực dân làm ăn. Ngoài ra, nhiều tờ công báo cũng ra đời từ năm 1862, 1865, đáng chú ý là bọn thực dân ở Sài Gòn chia phe nhóm, ra báo pháp ngữ, công kích lẫn nhau như Lende băng đăng de Sài Gòn Era Nouvelle và công kích luôn chính sách của thống đốc. Tờ gia định báo ra vào tháng 4 năm 1865 bằng chữ quốc ngữ nhằm mục đích phổ biến thông cáo nghị định đến các làng, các tổng. Năm 1865, dân đinh trong bộ ở ba tỉnh miền Đông là 35.778 người. Năm 1866, được 39.369 người, một phần do sự đăng bộ của đám dân lậu một phần là những người chạy giặc trở về trình diện để bảo vệ đất đai ruộng vườn cho khỏi mất. Năm 1867, Pháp đánh chiếm ba tỉnh miền Tây, nhờ đó mà dân số Nam Kỳ được thêm khoảng 477.000 người, kể cả Nam Phụ, Lão Ấu. Diện tích ruộng đất tăng thêm khoảng 123.000 mẫu Tây và nhiều huê lợi khác, chừng 3 triệu quan. Năm 1883, đường xe lửa Sài Gòn-Mỹ Tho bắt đầu hoạt động. Hãng tàu chạy sông, ra đời vào năm 1883 1884 gọi Nôm Na là tàu Mỹ xuất phát từ Mỹ Tho rồi từ đó nối về Sài Gòn bằng xe lửa hoặc tàu Nam Vang vì chạy tới Kinh Đô Chùa Tháp thoạt tiên để thử phát triển các giống lúa, thảo mộc và gia súc thực dân cho lập nông trại làm thí điểm do nhà nước tài trợ tại khu đất Ô Ma ăn liền lên đồng tập trận rộng hơn 50 mẫu trồng một mẫu lúa giống đem từ miếng điện nhưng thất bại còn dư là để cho cỏ mọc thử nuôi ngựa giống. Năm 1855, Ủy ban thành lập Viện Bảo tàng thuộc địa hoạt động lai rai, thu lượm những mảnh tượng đá xưa, sưu tập cây cỏ ngoài côn đảo, trồng cây kỹ nghệ và vài trăm loại thảo dược đem về từ Thượng Hải. Riêng về cây cà phê, năm 1873, Thống đốc Nam Kỳ khuyến khích trợ cấp cho những người Pháp thử trồng tỉa. Dưới mắt của một số thực dân và sĩ quan hải quân Pháp, thì vùng Sài Gòn, không kể vùng chợ lớn ngày nay, giống như quê hương của họ ở xứ Normandy. Họ khen ngợi vùng chợ quán và vùng gò vấp, nơi dân Việt định cư lâu đời, có vườn tược, mỗi nhà đều có hàng rào bằng cây tươi với đường xá quanh, có nối liền xóm nhỏ, bên đường là cây cổ thụ che mát. Thực dân nghĩ đến việc thiết kế thành phố và trong việc làm đẹp thành phố, họ cố ý làm cho đất Sài Gòn mất vẻ cổ kính mà dân Việt đã tạo từ 170 năm qua. Nhà và đất có bằng khoáng có đóng thuế thổ cư rồi đều mặc nhiên bị truất hữu theo quyết định của đô đốc chỉ huy quân lực kim chức thống đốc ký ngày 20 tháng 2 năm 1862 đất chia thành từng lô bán bằng bạc con ó không nhận trả bằng tiền kẽm tất cả nhà cửa vườn tược trên lô đều bị bán luôn nếu chủ đất đấu không kịp giá thì có thể xin bồi thường với người đấu giá được muốn khiếu nại phải xuất trình toa vé xác nhận sở phí các nhà trước kia nếu có luật lệ tàn ác này khiến nhiều gia đình cố cựu ở vùng Sài Gòn phải mất nhà mất đất vì họ không đủ tiền để đấu giá cho kịp bọn thực dân và bọn cường hào đang có tiền chưa nói tới một số đông người đã chạy giặc không dám về trình diện để cho những người mất đất tạm thỏa mãn nhà nước ra quyết định ngày 6 tháng 5 năm 1862 dành vùng đất giữa kinh tàu hủ rạch ông bé và rạch ông lớn cho những người bị mất đất phía Sài Gòn và khuyên những người chủ đất ở vùng Rạch Ông nên khiếu nại trong vòng 30 ngày. Những người mất đất ở Sài Gòn lại trở thành kẻ thù của người mất đất ở Rạch Ông. Ngày 2 tháng 2 năm 1863, để xẻ đường lộ và phóng kênh đào ở vùng Sài Gòn, thực dân ra lệnh ai có mồ mã của thân nhân phải hốt cốt trong vòng 15 ngày. Phía Chí Hòa, Hòa Hưng, Phú Thọ xưa kia là làng xóm trù mật mà dân đã tản cư từ khi Nguyễn Tri Phương cho đắp thành chí hòa, ăn từ chí hòa đến tận bà quẹo. Phần đất này bị chia ra từng lô từ 20 mẫu đến 35 mẫu, bán hoặc cho mướn dài hạn, chỉ dành riêng cho người Pháp mà thôi. Vùng bên kia sông thuộc Khánh Hội và Thủ Thiêm cũng phân lô bán từ năm 1861. Mấy chợ nhỏ ở mé sông Sài Gòn ngày xưa bị dẹp bỏ, dành cất phố xá và công sở quyết định ngày 12 tháng 8 năm 1864 cho phép cất một nhà chợ ở đầu cầu ông Lãnh. Công việc không trôi chảy như ý muốn. Mãi đến tháng 6 năm 1874, chợ này mới cất xong. Một số đất tốt được cấp vô điều kiện cho thân hào nhân sĩ hữu công vào năm 1873 để cất nhà. Tháng 8 năm 1880, cho đấu giá đất thổ cư chợ lớn và bình Tây, đa số người mua được là Huê Kiều và Ấn Kiều. Thể thức mà người Pháp dùng bấy giờ là cho đấu thầu mọi dịch vụ, quan lại tha hồ tham nhũng và thương gia giỏi, chạy áp phe, thì làm giàu nhanh chóng. Thương gia Pháp và Đức kiều, tha hồ làm mưa làm gió, nào là đấu giá xây cất đồn bót, dinh thự ở Quy Nhơn, ở Bắc Kỳ, Hải Phòng, cung cấp mùng mền cho bọn lính sơn đá, đèn thắp ngoài đường, thức ăn cho lính, cho tù, cho bệnh viện, nhất là cung cấp vôi, xi măng, cây, ván, gạch, người Trung Hoa nhiều thế lực nhất là quan tài. Lại có nhiều dịch vụ đấu thầu khác mà người Trung Hoa chiếm ưu thế. Khi chiếm ba tỉnh miền Tây vừa xong, công ty Hoa Kiều Bang Hop nắm độc quyền về Á Phiện ở ba tỉnh này. Ngày 28 tháng 8 năm 1867, và số tiền kẽm thu thuế của dân cũng được Hoa Kiều đấu giá mua lại. Công ty Tang Kenshin và Bang Hop mua 90.000 quan tiền kẽm ở kho bạc Sa Đéc năm 1868, mua luôn 120.000 quan ở Mỏ Cày, 25.000 quan ở Mỹ Tho, Hoa Chi gấp chợ, Bến Đò ở Sài Gòn và các tỉnh thường lọt vào tay người Ấn. Ghi chú, nhà văn khố tàn trữ rất nhiều tài liệu về điều kiện sách, đấu thầu lúc bấy giờ, từ số CB 6.500, hết ghi chú. Từ năm 1861, riêng vùng chợ lớn, Pháp cho đấu thầu Hoa Chi Sòng Bạc, quy định là 10 sòng, cuối năm ấy lại áp dụng cho vùng Sài Gòn. Năm sau, 1862, cho toàn ba tỉnh miền Đông. Người Trung Hoa rành về tổ chức sòng bạc nên nắm độc quyền khai thác. Người Trung Hoa được ưu đãi vì đã giúp đắc lực để xuất cảng lúa gạo và phân phối các sản phẩm nhập cảng. Không nên chê trách dân Nam Kỳ thuở ấy không biết nắm mấy độc quyền to lớn này. Ta nên thấy vấn đề rõ hơn. Người Trung Hoa đã tạo lập hệ thống buôn bán từ khi mới khẩn hoang lập chợ Cù Lao Phố, chợ Sài Gòn. Dầu cho người Việt muốn tranh thương thì cũng chẳng tài nào làm nổi. Huê Kiều ở chợ lớn dính liếu đến các nhóm tài phiệt ở Tân Gia Ba và những Huê Kiều chuyên mua lúa gạo ở Tân Gia Ba đến chợ lớn lại được phép thành lập một bang riêng với ít nhiều tính tự trị. Người Huê Kiều có vốn lớn đem từ ngoại quốc sang để tung khắp hang cùng ngõ hẻm để cờ bạc, thưởng thức nhan sắc của ca nhi họ được phép thành lập nhà xẹt riêng để giải trí. Bàn chuyện đầu cơ, chuyện lo hối lộ với bọn Pháp hoặc là buôn lậu. Hàng chục nhà xẹt khác trở thành nơi tụ tập riêng của từng tổ hợp. Nào là của người Phước Kiến, của nhóm thương gia Huê Kiều gốc Tân Gia Ba, thương gia chuyên mua bán lúa gạo, nhóm thương gia chuyên mua bán lúa gạo Quảng Đông, thương gia Huê Kiều ở chợ lớn hoặc thương gia Huê Kiều ở chợ lớn thuộc quốc tịch Anh. Họ cất chành trữ lúa, mỗi nhóm giữ quyền lợi riêng, hoặc lập nhà máy xây lúa, mua ghe chài. Luật lệ về công thổ Danh từ công thổ chỉ những loại đất còn hoang hoặc có chủ khai khẩn rồi bỏ phế trở thành vô thừa nhận. Ngay trước, đất là của vua. Người Pháp đến, xác nhận đất là của thuộc địa. Domaine de la Colonie Mặc nhiên, nhà nước làm chủ tất cả đất đai trong toàn cõi thuộc địa. Muốn là sở hữu chủ, phải có sự chấp nhận về mặt pháp lý của thống đốc Nam Kỳ. Ở tỉnh thì chủ tỉnh là người được ủy quyền của quan thống đốc trong phạm vi nhỏ. Nhiều nghị định liên tiếp ra đời rồi điều chỉnh lại vì sự thi hành không trôi chảy như ý. Đại khái, nghị định ngày 30 tháng 3 năm 1865 và 29 tháng 12 năm 1871 định rằng nhà nước sẽ đo đạt điều tra về đất đai để lần hồi cho dân khẩn. Những điền chủ cũ có ghi tên trong địa bộ phải trình diện để khiếu nại trong vòng 3 tháng kể từ ngày gián yết thị tại địa phương và đăng trên công báo. Quá thời hạn trên thì đất ấy thuộc về nhà nước, xem là công thổ. Nhà nước bán theo giá thuận mãi với giá là 10 quan mỗi mẫu tay. Riêng những người hữu công với nhà nước, đất có thể cấp không. Người dính liếu đến việc chống Pháp, trong điều kiện ấy làm sao dám trình diện một số đất có chủ lại trở thành công thổ. Những người không dính dấp gì tới quốc sự cũng bị thiệt thòi quyền lợi. Họ tiếp tục đệ đơn khiếu nại. Mặc dầu thời gian 3 tháng niêm yết đã trôi qua, họ không biết chữ. thường chức làng lắm khi giấu giếm bản yết thị đó để thủ lợi hoặc người chủ đất tản cư qua vùng khác. Khi hay biết, thì về quá trễ. Châu Tri của Giám đốc Nội vụ ngày 7 tháng 5 năm 1879 trong tờ phúc trình lên hội đồng quản hạt. Con là Colonia, đề ngày 11 tháng 10 năm 1881 của Giám đốc Nội vụ, thì cách thức khẩn đất hiện hữu quá rắc rối. Trước kia thời đàn cựu, hệ ghi tên vào bộ điền, đóng thuế là làm chủ đất. Theo luật mới, khi khẩn trưng 10 mẫu đất xong, muốn làm chủ thì phải mua với giá 10 quan mỗi mẫu và nộp bản đồ. Gọi nôm na là bông đồ đo đạt chính xác theo phương pháp mới và được quan thống đốc phê chuẩn, như vậy bất lợi cho dân và cho nhà nước. Nhà nước thiếu nhân viên chuyên về khám đạt, gọi nôm na là họa đồ, kinh lý, để đi khắp các tỉnh các làng, tiền vốn vẽ bản đồ, tiền in tờ bằng khoáng lại cao hơn giá bán 10 quan mỗi mẫu. Nghị định năm 1878 cho phép dân khẩn đất, được miễn thuế 4 năm đầu tiên nên người nghèo vào đơn xin trưng khẩn quá nhiều nay cứ đặt ra điều kiện dễ dãi, thể ghi tên vào bộ điền, chịu đóng thuế là coi như đã làm chủ. Nhưng người khẩn đất chỉ được miễn thuế trong năm đầu mà thôi, năm sau phải đóng đủ. Tờ phúc trình này cũng khuyến cáo các tham biện chủ tỉnh không nên cấp những lô đất to hơn 20 mẫu, đề phòng nảy sinh ra giai cấp đại điền chủ. Năm 1885, nhìn chung là ít ai chịu khẩn đất ở diện tích rộng hơn 20 mẫu, đa số dân nghèo đều làm đơn xin trưng khẩn dưới 10 mẫu. Vì sợ đóng thuế không nổi, kẻ nào xin khẩn sợ đất to là nhắm vào đất tốt để đầu cơ bán lại. Từ năm 1882 đến năm 1885, số đất được dân xin khẩn là 9.055 mẫu. Về công điền, tên tham biện Nikolai đã làm tờ phúc trình dứt khoát để tước đoạt không cho hương chức làng hưởng quyền hạn rộng như xưa. Nikolai trình bày, theo Nghị định 29 tháng 10 năm 1871 và 22 tháng 8 năm 1882, hệ phần đất nào không ghi vào địa bộ với chủ sở hữu rõ rệt thì theo quy chế đất công thổ, trước khi người Pháp đến, hương chức làng có quyền đối với đất hoang trong địa phận họ cai trị. quan bố chánh chỉ can thiệp khi đất ấy đã có người canh tác nhưng người ấy không đóng thuế hoặc đóng thuế ít so với diện tích. Hương chức làng ngày xưa được quyền gọi dân tới khẩn, bắt buộc họ làm đơn vẽ bản đồ sơ sài rồi chịu thuế. Nikolai nhắc lại những nguyên tắc của Nghị định năm 1871. Đất hoang, chưa vô bộ, chỉ có quan thống đốc Nam Kỳ mới được phép cho trưng khẩn, bán hoặc đổi. Chỉ có tham biện chủ tỉnh, thừa ủy quyền của thống đốc Nam Kỳ mới được phép quy định ranh giới công thổ. Đất nào có chủ thời đàn cựu, nhưng sau 3 tháng truyền rao trên công báo mà chủ không nhìn nhận hoặc thiếu bằng cớ cần trưng ra khi nhìn nhận thì sẽ không được tranh chấp nữa và sẽ thành công thổ tóm lại công thổ đất hoang vô chủ trong địa phận mỗi làng không phải là đất của làng dẫu là về mặt tinh thần tượng trưng hương chức không có quyền cấp đất hoang hoặc cho dân tạm khẩn hoặc cày cấy tạm quyền ấy là của tham biện chủ tỉnh thay mặt cho nhà nước bấy lâu vì chưa hiểu nguyên tắc ấy nhiều nơi hương chức còn tự ý cấp đất hoang. Quan toàn quyền Đông Dương đã ký nghị định ngày 2 tháng 1 năm 1892 để ngăn cản tình trạng trên. Với sự quy định ấy, thôn xóm chỉ còn tự trị về mặt hình thức mà thôi, vì trong thực chất, hương chức, làng chẳng còn quyền hạn gì đối với đất đai bỏ hoang cả. Ngay đến sở đất, gọi là công điền của làng, phải được nhà nước thừa nhận, thì mới là hợp pháp. Tình hình các tỉnh dưới mắt của người Pháp Tài liệu vào thời người Pháp mới đến, tuy dồi dào nhưng phiến diện, chỉ là sự nhận xét và báo cáo chủ quan của vài viên chức nặng ốc thực dân. Xin lực kê đôi ba tài liệu, gọi là chỉ dẫn mà thôi. Một, báo cáo của Bolivian, giám đốc nội vụ vào tháng 9 năm 1865, tỉnh Mỹ Tho ở vào ải địa đầu, Vĩnh Long bấy giờ thuộc về triều đình Huế, chia ra bốn hạt tham biện. Mỗi hạt do người Pháp trực tiếp trông coi. Dân làng đã tự động, chống quân làm loạn. Tháng rồi, bốn lãnh tụ trước kia theo trương định bị bắt và giết ở phía Gò Công do người bổn xứ giết. Nên hiểu là bọn theo Pháp như lãnh binh tấn. So với năm rồi, diện tích làm ruộng tăng thêm 50%. Dân ở Sài Gòn và Biên Hòa tăng thêm, đó là dân hồi cư. Tỉnh Biên Hòa được khả quan từ khi lập đồn bảo chánh, một số dân miền thượng giúp đỡ Pháp để chặn quân từ Bình Thuận đột nhập. Người thượng theo Pháp vì dư đảng của Trương Định đối xử vụng về với họ. Tỉnh Sài Gòn, Gia Định không còn loạn quân nhưng bọn cướp còn đánh phá ghe thuyền, di chuyển lễ tẻ. Có chừng 20.000 ghe thuyền lớn nhỏ, chở chuyên hàng hóa. Phân nửa số này di chuyển thường trực. Vian đề nghị cho tàu máy đi tuần theo sông rạch. Mỗi tàu chỉ cần hai người Pháp, sáu tên lính mã tà là đủ. Trước kia, chợ quan trọng ở nơi xa, nước cạn, vì vậy bọn giặc tàu ô, khó, khuấy rối. Bây giờ cũng vì nước cạn mà tàu máy khó tới. Phải chăng muốn ám chỉ vùng ba cụm lừng danh, gần sông Vàm Cỏ, có lẽ là Vàm Cỏ Tây, còn một nhóm bảy người ta gan và một số loạn quân ẩn nấu. Trước sau gì, chúng cũng bị dẹp. Đây là lính Tagan từ phi luật tân qua đánh ta lúc trước. Vian nhận định rằng, quan lại thời đàn cựu hóng hách với dân, nạn nhân của chế độ cũ là những điền chủ và thương gia giàu có. Hai hạng này được Pháp chú ý trọng dụng. Vian khen ngợi, họ hăng hái hoạt động và có óc thực tế. Họ sẽ giúp người Pháp thâu phục nhân tâm. Á phiện đem cho nhà nước Hoa Chi 1 triệu 200 ngàn quan mỗi năm. Vian cho rằng, mỗi người bổn xứ hút trước khi Pháp đến Á phiện không hại gì cả, nếu hút có độ lượng. Đề nghị nên tiếp tục cho hút, vì dân Trung Hoa hút khá nhiều, nhưng vẫn giữ được. Đức tánh cố hữu là hăng hái và siêng năng. Hoa chi sòng bạc thâu được 400.000 quan vào năm rồi, nhưng gây xáo trộn trong làng xóm. Hương chức làng vì mê cờ bạc nên ăn cắp công quỷ và ăn hối lộ. Nông phu đánh bài, trẻ con cũng vậy, sanh nạn trộm cắp. Đề nghị dẹp hoa chi cờ bạc, nếu cần thì chỉ cho phép mở sòng bạc tại Sài Gòn mà thôi. Về thuế bến, thì tàu Pháp và tàu Tây Ban Nha hưởng ưu tiên khỏi đóng. Đề nghị nên bỏ thuế này cho tàu buôn của nước khác để thương cảng thêm tấp nập. Gạo tăng giá 5 lần hơn lúc trước nhờ xuất cản được. Ruộng làm nhiều thì lúa bán cao giá. Ruộng canh tác lậu thuế quá nhiều, có đến phân nửa diện tích trốn thuế. Vài năm nữa, nếu đo đạt xong, thuế điền sẽ thâu được gần bằng 2 mà khỏi cần tăng giá biểu thuế. Vì anh cho rằng giá biểu thuế điền còn quá thấp. Số dân công làm sâu trị giá là 1 triệu quan mỗi năm với số bạc mặt tương đương. Chưa chắc mướn được nhân công để đào kinh. Đắp lộ như người Pháp đã làm. Đây là việc cưỡng bách làm sâu thời đàn cựu mà người Pháp duy trì. Giá đường non một quan một kg, dầu phộng 60 quan một tạ dầu dầu dừa 8 quan 10 lít, câu khô bán qua Trung Hoa 60 tới 80 quan mỗi tạ. Điền chủ bổn xứ cho tá điền vay ăn lời từ 5 đến 10 phân mỗi tháng. Tá điền phải chịu điều kiện là dùng hoa màu thâu hoạch được để thế chân. Thông lệ là tháng 7 dương lịch, chủ điền cho tá điền vay, tới tháng 1 dương lịch năm tới là trả gấp đôi. Vì nhận xét thêm về mức sống và trình độ văn minh của dân Nam Kỳ, khá cao, sang trọng, mỗi chợ đều có đủ thứ nghề, nào là dệt chiếu, nào là trại mọc, lò đặt rượu, nhà dệt, lò nhuộm, trại hòm hoạt động mạnh, hòm, quan tài, hạng thường bán 30 quan, mỗi năm sản xuất từ 20 đến 30 ngàn cái, tức là trong 3 tỉnh miền Đông Nam Kỳ, xài 1 triệu quan về hòm, người Việt chú trọng đến cái hòm của mình từ khi còn sống. Về tiền lệ, Vian nêu vài chi tiết, đáng chú ý, một quan tiền kẽm gồm 600 đồng, ăn một quan tiền Pháp. Một quan tiền kẽm đời các vua sau này cân nặng từ 1 kg 10 đến 1 kg 15, trong khi tiền kẽm thời Gia Long cân nặng hơn 1 kg 20 đến 1 kg 25. Trong quan tiền kẽm thông dụng có khoảng 5 phần 7 là tiền đời Gia Long. Bạc nén, mỗi nén nặng 375 g, 10 lượng, nhà nước nhận khi thâu thuế là 74 quan 61, nhưng bạc nén đem ra chợ đổi ra được 95 đến 100 quan tiền ta hoặc từ 16 đến 20 đồng bạc con ó. Một nén vàng mà Vian cho là ít khi thấy xài, cân nặng khoảng 336 gram, dân xài với giá từ 1.400 đến 1 rưỡi quan. Kho bạc nhà nước nhận xài với giá chính thức là 1.050 quan. Đồng bạc con ó lúc đầu khó xài trong dân gian. Một đồng con ó đổi ba quan mà thôi. Phổ biến rất chậm, ở thôn quê chưa thấy xài. Thời ấy vì xài nhiều thứ tiền khác nhau, nên có nạn đầu cơ tùy theo mùa, có thể đem lợi cho bọn người chuyên đổi tiền. 2. Báo cáo của Pauling Vian ngày 17 tháng 9 năm 1867 giúp thấy sơ qua tình hình ba tỉnh miền Tây vừa bị Pháp chiếm từ ngày 20 tháng 6, tức là non ba tháng trước. Mục đích của viên giám đốc nội vụ này là tìm hiểu nguyện vọng, giải thích cho dân, hiểu, thiện chí của người Pháp. Mặt khác, thử nghiên cứu cách thâu thuế điền bằng tiền mặt thay vì thâu bằng lúa như thời đàn cựu. Theo Vian, lúc trước ba tỉnh miền Tây có từ 4 đến 5 ngàn lính đàn cựu. Nay chỉ cần tuyển chọn 900 người là đủ dùng vào việc trị an, bớt tốn công quỹ để nuôi lính, nên tuyển chọn lính mã tà trong gia đình dân có bộ, khá giả, được đảm bảo hơn là lựa trong đám lưu dân. Vian xuống tàu ngày 31 tháng 8 năm 1867, từ Mỹ Tho, với 25 lính mã tà từ gò công gửi qua tăng cường cho trà vinh. Trước đó có 50 lính mã tà đã đến trà vinh rồi. tới bến tre, vi anh còn thấy di tích của dinh phủ hoàng trị thời đàn cựu đã bị bắn sập từ năm 1862. quan tham biện làm việc trong căn nhà lá tiếp tay với tham biện là hai quan huyện, một là cựu cai tổng ở gò vấp, một là tây phú hộ ở gò công. tham biện bến tre lúc bấy giờ là chambo. theo ý kiến chambo thì dân Bến Tre sẵn sàng đóng thuế bằng tiền bô, thắc mắc vì sự hiện diện của một số quan lại cựu trào đang cư ngụ dưỡng già tại Bến Tre xem như là những phần tử có hại cho an ninh chắc ám chỉ những người ở Ba Tri như ông Đồ Chiểu tàu đến rạch cầu Ngang cách chỗ tàu đậu chừng 4.000 thước quân sĩ đang giao chiến với loạn quân lát sau Pháp tái chiếm cầu Ngang đêm ấy Vian ngủ tại cầu Ngang được biết rằng tất cả dân làng đều theo bọn phiến loạn. Từ ngày 28 tháng 8 dương lịch, tại làng Tân Lập, dân nổi loạn giết một thơ ký và ba lính mã tà. Một tết cao miên chừng 200 người đến xin quy thuận và điềm chỉ bọn cầm đầu phản loạn chừng 54 tên, nhưng bọn này đã trốn mất, đến Vĩnh Long. Bây giờ, dân còn đang sợ, chợ Vĩnh Long có đường xá lót bằng gạch vụn, chợ Sa đét rộng rãi và náo nhiệt. Quang tham biện Sa đét mách cho Vian biết, huyện Phong Phú, Ô Môn, Cần Thơ, ở quá xa cần lập tại đó một hạt tham biện phong phú là vùng giàu có nhưng chưa kiểm soát được vian đi từ sa đét qua rạch giá theo rạch lấp vò ở chặng đầu thấy dân đông đúc sung túc ra hậu giang đến đông xuyên tức là long xuyên ngày nay thấy cù lao trên sông có nhiều rẫy mía khá tốt vian tiếp tục hành trình qua rạch giá theo kinh núi sập thoại hà kinh nhiều cỏ tàu khó chạy vì chân vịt thường bị vướng mũi quá nhiều không thấy nhà cửa ở hai bên bờ kinh Sáng ngày 9 tháng 9 đến rạch giá Khúc gần chợ Bề ngang rạch chừng 30 đến 40 thước Hai bên đầy nhà cửa và ghe xuồng Nước chảy mạnh Tại vàm biển ngoài những ghe cỡ nhỏ Còn có một chiếc Golette Vian Muốn nói loại tàu bườm hải nam Trọng tải chừng 80 tông nô Của người tàu ở Campuchia Đến đậu từ 3-4 tháng rồi Chờ khi thuận gió sẽ rời bến Vàm rạch giá cạn. Vì vậy đã cho cắm mấy hàng cọc dài ra biển để hướng dẫn cho tàu khỏi rướng lên bãi bùng. Quân sĩ và tham biện ngủ trong đồn cũ thời cựu trào. Tu bổ khéo léo. Mỗi góc đồn chừng 80 mét. Đồn này không đầy một năm sau là bị Nguyễn Trung Trực đốt trụi. Tư thất tham biện lợp lá còn tốt. Dinh tham biện ở hữu ngạn rạch giá. Trên dòng cao nhiều cát. Gần đấy có xóm nhà và vườn cây ăn trái. Thời cựu trào Người tàu ở đây có quyền hạn nhiều, ít nhiều tự trị, phỏng định chừng 800 người, khó tin cậy, đề nghị tăng cường cho rạch giá vài lính người Pháp. Mấy ông cai tổng ở Cà Mau, bây giờ Cà Mau thuộc về hạt tham biện rạch giá, đang gom mấy khẩu thần công thời cựu trào đem về đồn. Tại Cà Mau có 20 lính Mã Tà, nhưng xin thêm 120 lính nữa để tăng cường. Hạt rạch giá ruộng ít, dân ít, nếu bắt thêm 100 lính thì dân chịu không kham không như ở Sa Đéc và Vĩnh Long, nơi đông dân hơn. Người cao miên ở Rạch Giá, đông gần bằng người Việt Nam. Có nuôi bò nhưng không phải nuôi để ăn thịt. Vian anh muốn cho lính và viên chức Pháp ở Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Rạch Giá được ăn thịt bò đầy đủ. Trở về Đông Xuyên, Lâm Xuyên, để xuống Ba Xuyên. Từ Vàm Rạch Ba Xuyên đến chợ Sóc Trăng tốn 10 giờ vì nước cạn. Tàu chạy được một khoảng, khoảng còn lại phải đi ghe, trên đường tới Sóc Trăng có nhà thờ công giáo nhỏ. Chợ Sóc Trăng nhiều gạo, gạo ngon và bán thật rẻ. Nhiều ghe từ Vĩnh Long, Sa Đéc, Mỹ Tho chợ lớn đến mua. Lính Mã Tà ở Sóc Trăng gồm một số từ Hóc Môn đổi tới. Nên khi gặp ông Phủ, Trần Tử Ca, cùng đi với Vi An thì họ quá mừng. Họ nhớ nhà. Tới đây 25 người, đã chết 3 người. 6 năm về trước, người miên Sóc Trăng đã nổi loạn, chống cựu trào. Ông Phủ U là người miên hợp tác với Pháp. Lúc ở Sóc Trăng, Vi được tin gửi về cho biết lính Mã Tà ở Cà Mau vừa bắt được bá hộ chương, người cầm đầu phản loạn bấy giờ. Chuyến về, Vi được phủ trực cho biết các tham biện mà ông ta gặp đều đã đồng ý là nên giải tán hẳn các đồn điền đàn cựu, đất ruộng thì giao trả lại cho làng cũ, vì đa số dân đồng điền đều theo phe làm loạn trong thời gian qua. Ở tỉnh Sài Gòn, gia đình việc giải tán đồn điền đã thi hành có kết quả từ năm 1861. Hình ảnh miền quê dưới mắt một người Việt Năm 1894, ông Dương Tế Mỹ làm chức kinh lịch. Lectre, một chức vụ không quan trọng, chuyên phiên dịch những giấy tờ chữ nôm, chữ nho ra quốc ngữ, gửi về Nam Kỳ xoái phủ một tờ trình, góp vài ý kiến cải cách xã hội. đời tháng 10 Dương Lịch, năm 1894. Bây giờ, Dương Tế Mỹ đã nghỉ việc, cư ngụ tại làng Minh Đức, tỉnh Trà Vinh. Xem qua, ta hiểu được một phần nào bộ mặt của miền quê hồi cuối thế kỷ 19. Ý kiến của ông Mỹ có thể tóm tắt như sau. Nạn đánh me lan tràn. Người Huê Kiều làm chủ sòng mà thủ lợi. Việc đánh me được nhà nước hợp thức hóa để thâu hoa chi. Vì cờ bạc mà sanh nạn trộm cắp. Con nít 12 tuổi cũng biết đánh me đề nghị nhà nước nên kiểm soát nghề nghiệp và lý lịch của dân cho kỹ hơn. Bọn làm bồi cho tay sống lưu động là bọn du đảng nguy hiểm, nên nhốt bọn chúng lại, nên mở mang tiểu công nghệ cho dân có thêm việc làm, nên phát triển trồng bông vải, yêu cầu nhà nước đừng đánh thuế rượu đế, rượu nếp nấu theo phương pháp cổ truyền. Người Tàu chịu đóng thuế, đặt rượu nếp bán lại cho dân. Mấy nhà máy rượu ấy bỏ hèm. Hèm là thứ mà dân ta dùng để nuôi heo rất tốt, để bù vào thuế rượu, nhà nước có thể tăng thuế thân hoặc thuế điền. Hồi đàn cựu, ai muốn nấu rượu thì cứ tha hồ, nhờ đó mà dân nhậu thưởng thức nhiều thứ rượu nếp với hương vị độc đáo khác nhau, chẳng khác nào rượu nho bên Pháp gồm nhiều loại. Người Hoa Kiều nắm độc quyền, lập nhà máy đặt rượu, nên dân chỉ thưởng thức có một thứ rượu mà thôi. Thể được tự do đặt rượu, dân có thể tìm thứ rượu ngon theo sở thích mà uống. Nếu nhà nước bỏ thuế rượu, sẽ có chừng 15% dân chúng được nhờ, Họ xây nếp đặt rượu bán, lấy hèm để nuôi thêm heo, do đó giá thịt heo sẽ rẻ. Có đến 3 phần tư dân chúng mang tật cờ bạc. Mấy ông cai tổng ở Trà Vinh đã thật sự trở thành tai họa lớn cho dân. Mỗi lần bầu cử cai tổng, nhiều người dám tốn 1.000 hoặc 2.000 đồng để lo hối lộ với quan trên hoặc bày tiệc mua chuột cảm tình trước. Tuy tốn kém lớn, nhưng trong năm đầu tiên, các ông lấy được vốn và thêm lời, tiền thâu vô phỏng định từ 2.500 đến 3.000 đồng, với chi tiết như sau. Nhận lễ vật của dân và của làng vào dịp Tết, 120 đồng. Nhận lễ vật của dân vào ngày mùng 5 tháng 5, 120 đồng. Nhận của hương chức làng mỗi tháng khi hương chức đến hầu là 80 đồng. Nhận hối lộ của hương chức khi làng lập bộ thuế đinh và thuế điền, khai thêm khai bớt cho nhẹ thuế, 300 đồng. Cho chứa cờ bạc mỗi tháng thâu 50 đồng ăn hối lộ rải rác, khi đi thăm các làng 200 đồng, bắt dân làm công nhật, tức là làm sâu cho cá nhân, làm ruộng, phát cỏ vườn, đào mương vườn, chèo ghe thí công, ăn hối lộ khi sự kiện 700 đồng một năm, ai lo tiền nhiều là thắng kiện, chứa chấp bọn ăn trộm, chia tiền bạc với chúng, cướp đoạt ruộng đất của dân để cho mướn lại, ai muốn làm đám dỗ phải làm đơn, muốn được phép phải lo tiền. Bọn tay sai của cai tổng, biện, người chạy giấy, Tha hồ tống tiền bọn hương chức Hưởng hoa hồng riêng là 17% Bọn này trở nên giàu có Vài viên cai tổng có từ 10 đến 15 bà vợ Tất cả đều do các ông trợ cấp Cai tổng thường lạm quyền Khám xét thơ của dân Hoặc tờ trác của quan trên gửi về làng Đề nghị cho các ông cai tổng Đổi vùng để bớt những tệ đoạn nói trên 10 phần thế nào Cũng có 8, 9 hoặc hơn nữa Đây là tiếng nói của một viên chức thân Pháp tuy còn máu phong kiến nhưng bất mãn vì thực dân đã tỏ ra phong kiến hơn phong kiến với hình thức giả hiệu tự do bình đẳng, bác ái đáng chú ý là chuyện cướp đoạt ruộng đất Trường hợp một người Việt cướp đất của người Việt Tài liệu rút từ bản báo cáo của Đốc Phủ Sứ Trần Tử Ca đề ngày 29 tháng 11 năm 1869 hai năm sau khi mất ba tỉnh miền Tây xảy ra ở tỉnh Vĩnh Long Phủ Ca là người tận tụy với Pháp, về sau bị giết ở Hóc Môn, ấy thế mà vẫn bất bình và can thiệp không được. Người bị tố cáo là cai tổng Nguyễn Văn Dõng thuộc tổng Bình Chánh, huyện Vĩnh Trị, tỉnh Vĩnh Long, Vũng Liêm. Năm trước loạn quân còn hăng hái hoạt động, phủ trực được thực dân tin cậy giao cho huyện này. Tổng Dõng xin với phủ trực cho mộ 30 người để làm lính giữ trật tự trong vùng, nhưng lại dùng số người này để phục dịch việc riêng tư. Bây giờ phủ trực cho khai con kinh tại Bưng Trường, hai bên bờ đất tốt phát cỏ rồi cấy là xong khỏi cày phủ trực truyền cho dân lậu ở các làng cứ đến đó mà khẩn đất sau ba năm thì nộp thuế lập làng mới giống như thời đàn cựu dân làng kéo đến làm ruộng lập được ba tổng tính hơn hai mươi làng mỗi làng mười tên dân khẩn ruộng hai mươi mẫu một số dân khác cũng tới con kinh này vì đất ở quê quá xấu họ làm ruộng thêm lấy huê lợi đem về đóng thuế ở quê quán vì là cơ hội để khẩn đất nên số lính mà tổng giỏng đã mộ trước kia bèn trốn tới kinh này làm ruộng, gia nhập vào các làng mới lập. Tổng giỏng kêu nài, phủ trực lần sau chỉ cấp cho 5 người tùng giả do dân làng nạp. Tùng giả là người sai vặt, cận vệ của cai tổng hoặc hương chức làng. Theo quy chế xưa, có ăn lương tượng trưng. Tổng giỏng quá khôn, nhân cơ hội này làm đơn đến tham biện chủ tỉnh. Xin khẩn riêng đất hoang 20 mẫu, tức là diện tích quy định cho một làng phần đất này giáp Bình Thắng Thôn, Đông, Bình Thọ Thôn, Tây, Thạnh Mỹ Thôn, Nam, Long Khánh Thôn, Bắc, đơn được chấp thuận. Phủ trực đã chỉ rõ ranh giới phần đất như trên cho tổng giọng biết. Vì mẹ chết nên phủ trực nghỉ phép 3 tháng, thừa cơ hội ấy, tổng giọng trở thành vua một cõi, từ sở đất vừa được phép khai khẩn, ông ta lấn ranh quan thôn Bình Thắng phía đông, lấn 150 mẫu dành cho bà con bên vợ làm tổng giỏng bèn dân đơn lên quan phó tham biện mà tố cáo. Vì có đào kinh mới nên dân đã bỏ làng do ông vừa lập mà đi. Xin quan trên ra lệnh cho dân trở về làng cũ. Quan phó tham biện chấp thuận và cho giỏng một tờ trát để đuổi dân. Dân mới làm ruộng đang lúc bắt mạ, gieo mạ nên do dự không chịu về. Giỏng bắt họ mà đóng trăng. Một thứ gông làm bằng ván khoét và đánh đập. Đỗ hữu phương, sau này là tổng đốc phương, bấy giờ là đốc phủ sứ tại chợ Bình long lo việc dẹp loạn bèn thâu lại lệnh, đuổi ấy giao lại cho phủ trực vừa mãn thời hạn nghỉ phép trở lại nhiệm sở bấy giờ dân làng bình thắng giáp ranh đất của dõng lại đâm đơn tố cáo dõng về tội lấn đất làng họ phủ trực đòi dõng tới nhưng dõng lánh mặt rồi đi thẳng lên tỉnh mà tố cáo phủ trực với phó tham biện trở về tổng dõng khoe với dân làng rằng phó tham biện dạy làng bình thắng phải thường cho ông ta mỗi công đất là 8 dạ lúa và 8 quan tiền, ruộng 1.368 công, tức non 150 mẫu mà giọng đã lấn ranh, bồi thường với giá 10.944 quan, năm sau đất tốt hơn, phải bồi thường đến 13.680 quan. Bây giờ, có lẽ phủ trực, làm hậu thuẫn bên trong, vì khi cho đạo kinh, ông ta đã có tham vọng chiếm đất. Dân làng Bình Thắng tố cáo giọng 13 khoảng làng Long Hội tố cáo 27 khoản, làng An Hội tố cáo 21 khoản, quan tham biện giao cho Phủ Ca xét xử. Phủ Ca đến huyện Vĩnh Trị, hai làng khác tố cáo thêm, và khi đến làng Bình Thắng lại nhận đơn tố cáo khác. Tổng giỏng không chịu đến để giáp mặt với làng, Phủ Ca đành đến Mân Thích. Nguyên văn ghi là Mơn Thích, gặp Tổng giỏng. Cuộc điều tra của Phủ Ca cho thấy rõ Tổng giỏng phạm vào các tội, chiếm làng Bình Thắng 150 mẫu, Chiếm của làng Bình Thọ hơn 100 mẫu. Dõng còn mượn tiền bạc, lúa gạo của làng và của dân 512 quan mà không trả. Nhưng quan tham biện Vĩnh Long chỉ cho phép Phủ Ca xử vụ chiếm đất làng Bình Thắng mà thôi. Các khoản khác đều bỏ qua. Phủ Ca đề nghị tịch thâu cây súng riêng của Dõng, đầy Dõng lên Sài Gòn hoặc trảng bàn một năm để sửa mình. Phủ Ca cho biết thêm là Dõng lợi dụng những người theo nghịch mà Dõng tha tội cho. Sau khi thông dâm với mẹ của tội nhân, bắt tội nhân làm đầy tớ riêng, lại bắt dân làng làm đầy tớ riêng cho vợ bé, bắt hương chức làng đóng thuế cho phần đất của anh vợ. Ai muốn được cử hương thân, hương hào, phải lo hối lộ mỗi người năm quan, bằng không thì đánh 40 hoặc 50 roi và nhiều khoản khác. Ghi chú, tờ báo cáo này nằm trong hồ sơ của lãnh binh tấn. Hết ghi chú. Sự việc kết thúc ra sao? Ai phải, ai quấy? Điều chắc chắn là bọn theo Pháp thời bấy giờ giành giật quyền lợi, ăn thua nhau dựa vào những gốc to là bọn Pháp. Bọn Pháp sử dụng dân bổn xứ trong việc trừ nội loạn và đồng thời cũng thích ăn hối lộ, chỉ tội cho người dân bị oan khổ, nào quan Tây, quan Ta, tốn công khẩn hoang. Luật lệ, nghị định của các quan thống đốc chỉ là hình thức. Điển hình một vụ người Pháp lập tiểu quốc ở Cù Lao Năm Thôn. Công ty Telefer Trước khi chiếm ba tỉnh miền Tây, nhà nước đã kêu gọi người Pháp nên mua đất ruộng vì là dịch vụ có lời nhanh chóng, ví dụ như ruộng ở làng Bình Lập, Tân An. Vào năm 1865, mỗi mẫu, hecta đem lại lợi tức 140 quan mỗi năm, nhưng bán chỉ có 100 quan mỗi mẫu. Thực dân tiên đoán, gạo xuất cản dễ và cao giá nên nhất định giá đất ruộng sẽ tăng lên. Khi trước, mỗi mẫu đem lại lợi tức từ 30 đến 40 quan. Nhưng từ khi thương cảng Sài Gòn mở cho tàu buôn ngoại quốc vào, giá gạo tăng gấp 4 lần thời đàn cựu. Một trong những người Pháp lạc quan, táo bạo nhất trong vụ làm ăn về ruộng đất là Tyler vốn là sĩ quan hải quân, từng tham gia chiến trận. Ông ta xin phép nghỉ không ăn lương, dành thời giờ mà khai thác nông nghiệp. Cha của Tyler là dân biểu bên Pháp, nhà giàu có vườn nho. Vào cuối năm 1864, Tyler để trình với tổng tham mưu quân đội Viễn Chinh ở Sài Gòn một dự án. Bây giờ là giai đoạn quân sự nên nhà binh nắm rất nhiều quyền hạn. Tyler Fur muốn dẫn thủy nhập điền để làm ruộng mỗi năm hai mùa, nhờ đó mà mức sản xuất lúa gạo sẽ tăng gấp đôi. Kinh Bảo Định nối từ chợ Tân An đến chợ Mỹ Tho, Vàm Cỏ Tây đến Tiền Giang. Có thể chọn làm thí điểm, kế hoạch tiến hành như sau. Đắp, đập, chặn hai đầu kinh này lấy nước ngọt lát lên ruộng. Dùng 3 máy chạy bằng hơi nước, mỗi máy 50 mã lực. Chạy mỗi ngày 12 giờ là tác được 486.000 thức khối. Mỗi mẫu tay chỉ cần 1.000 thức khối nước là đủ làm ruộng. Nếu trừ hao nước bốc hơi là 10%, cứ 10 ngày máy chạy một lần là đủ. Ai có đất hai bên bờ kinh thì cứ đào mương mà hứng nước vào ruộng, trả lại cho công ty mỗi mẫu và mỗi mùa lúa là 100 quang. Việc tác nước vào mùa nắng giúp mỗi năm làm được hai mùa. Nước dưới rạch tác lên có sẵn phù sa là thứ phân quá tốt. Dân khỏi tốn tiền mua phân bón ruộng. Lần hồi sẽ khai thác thêm. Áp dụng cách tác nước bằng máy này khắp cánh đồng bao la. Thoạt tiên kế hoạch được chú ý. Nhà cầm quyền nhờ các viên tham biện tìm thử ở Tráng Bàn, Tây Ninh hoặc Mỹ Tho một số đất liên lạc rộng khoảng 1.000 mẫu để thực thi nhưng tìm không ra. Kế hoạch đẹp đẽ trên giấy tờ bị dẹp qua, nhưng Taylor không thối chí. Khoảng năm 1886, lại lập một công ty lấy tên Công ty Trồng Tỉa và Dẫn Thủy ở Nam Kỳ, hoạt động chừng 5 năm, là phá sản luôn. Gây bao nhiêu thắc mắc cho nhà nước, Taylor muốn lập một tiểu quốc ở Cù Lao Năm Thôn, Mỹ Tho, trên Tiền Giang mà ông ta chiếm trọn. Ngoài ra còn khẩn ở Tân An 189 mẫu đất, lập một đồn điền khác. Đất ở Tân An và ở Cù Lao Năm Thôn mà Taylor Phơ trưng khẩn không phải là đất hoang, nhưng là dực của dân. Vốn của công ty là 300.000 quan. Cù Lao Năm Thôn là vùng đất trù phú nhất nhì của sông Tiền, khai khẩn từ hồi chú Nguyễn, nổi danh nhờ Huê lợi ruộng, trồng cau dừa, trồng dâu nuôi tầm. Trước khi thực dân đến đã lập xong Năm Thôn, vì vậy mà gọi là Năm Thôn. Cù Lao bỏ hoang vì dân chạy giặc, nên nhớ đây là vùng sát bên cái bè, nơi tổng đốc Lộc trấn đóng. Mãi đến 6 năm sau, chỉ có 8 gia đình trở về xin lãnh phần đất mà trước kia họ làm chủ. Viên tham biện cho phép, số đất được dân nhìn nhận trở lại, có 36 mẫu mà thôi. Tyler Fur đến, thoạt tiên, trưng khẩn một lô 300 mẫu tay, nhà nước cấp cho bằng khoáng, rồi xin khẩn trọn cù lao, nhưng nhà nước đưa ra giá quá cao nên việc không xong. Khi làm bá chủ phần lớn cù lao này, trong thực tế là chiếm trọn, Tyler Fur đến gặp số người đã hồi cư, họ hứa sẵn sàng bán đất cho y, 36 mẫu vừa kể trên, sau khi họ có bằng khoáng. Tạm thời, họ sẵn sàng mượn tiền của công ty để làm ăn. Lẽ dĩ nhiên, công ty hài lòng. Muốn làm ruộng mà thiếu dân thì làm sao thực hiện được? Điều đáng chú ý là trước khi cấp cho Telefer lô đất to này, nhà nước đã niêm yết suốt 3 tháng trong tỉnh Mỹ Tho, nhưng mấy người chủ đất cũ chẳng ai ra tranh cản. Không dám tranh cản thì đúng hơn. Telefer trở nên hóng hách, công khai tuyên bố rằng cù lao này thuộc trọn quyền sở hữu của y dân ở trên cù lao bị đối xử như tá điền như cu ly lại còn quả quyết rằng nhà nước không được quyền lập lại làng xóm như thời đàn cựu vì lập làng là phải bớt ra một số đất để làm công điền việc bóc lột bắt đầu trước tiên lập một nhà máy xây lúa để có đủ lúa cung ứng cho nhà máy hoạt động y bàn mua lúa đứng lúc lúa gần chín của dân trên cù lao với giá rẻ đây là hình thức cho vay gọi là cho bạc lúa lại còn cho vay bạc ăn lời với tỷ lệ cao, không thua mấy ông điền chủ thời đàn cựu, 50 phân một năm, và cho vay cắt cổ. Một người nọ vay 250 quan phải trả vốn và lời trong năm tháng liền, với tiền lời 50%, đồng thời con nợ phải ký giấy để cố miếng đất trị giá 1.000 quan không trả được số bạc nói trên, thì phải chịu mất đất. Tyler còn mơ ước viễn vong là loại bỏ trung gian huê kiều trong việc mua lúa y cho người đem tiền đến các chợ phụ cận mua lúa về với triển vọng là sẽ mua ghe chài mà chở lên sài gòn bán thẳng ra ngoại quốc sau khi xây ra tại cù lao từ cù lao năm thôn y dòm ngó qua sóc trăng toan cạnh tranh mua lúa ở hậu giang và lập chành trữ lúa lại yêu cầu quan tham biển sóc trăng cho bắt dân địa phương làm sâu để cất chành lúa tại chỗ thí công cho y nhưng đơn bị bác bỏ y nhập cảng thẳng từ bên pháp một số nồi niêu son chảo, vải bô, khăn mùi xoa, luôn cả rượu chát do gia đình bên Pháp sản xuất để bắt buộc dân trong cù lao mua hoặc đổi lúa mà họ canh tác được. Đây là bắt chước người Hoa Kiều dùng hàng hóa đổi lúa nhưng hàng hóa của y lại không có giá trị thực tiễn đối với dân. Thấy việc làm ruộng không được khả quan như dự định bèn đặt kế hoạch trồng cây vani để chế bột thơm gia vị trồng bông vải, trồng dâu nuôi tầm, trồng mía. Hằng ngày áp dụng chế độ cai trị riêng sáng và chiều, cho đánh trống. Các gia trưởng trong đám tá điền phải tập hợp để điểm danh như ở trại lính. Dân trên cù lao chỉ phải đóng địa tô cho y và khỏi đóng thuế cho bất cứ ai cả. Khi gặp chuyện thắc mắc, y viết giấy đòi dân tới văn phòng mà quát nạt. Tự xưng là ông quan ba, ai làm sái quấy cứ phạt tiền và phạt vài chục roi như quan thời đàn cựu. Đến năm 1868, theo lời y, dân thêm đông đảo và cả lớn bé chừng 1.200 người y cho lập hai làng, canh tác chừng 200 mẫu. Những làng này không được quyền có đất công điền. Nhưng việc gì phải đến, cứ đến. Và năm 1868, mùa màng thất bát, đa số dân trên Cù Lao trốn qua đất liền mà ở để giật nợ. Những người lãnh tiền để mua lúa cung cấp cho nhà máy xây cũng biệt tích. Y làm đơn thưa với quan tham biện và tòa án Mỹ Tho, nhờ xét xử bọn dựt nợ và bọn không chịu đông lúa ruộng. Trong thời gian khai thác Cù Lao, y tỏ ra hách dịch, khinh thường bọn quan lại người Pháp ở địa phương, nên đây là dịp tốt để họ trả thù. Những con nợ đều được xử trắng án, vì y đã ăn lời quá cao hơn luật định, y làm đơn thưa với thống đốc Nam Kỳ, nhưng viên chức đi điều tra bèn tố cáo ngược lại. Y tự biện hộ rằng, cho vay nặng lời là để bù những vụ giật nợ, y ăn ở hiền lành, vì nếu độc ác thì bị dân nổi loạn giết rồi. Y khoe khoang là đã phát thuốc thí giúp dân chúng bớt bệnh hoạn. Theo y, phải dùng biện pháp mạnh đối với dân bổn xứ, vì họ là bất hảo. Sau cuộc điều tra, nhà cầm quyền cho lập trở lại trên cù lao năm làng như trước. Với công điền, Tyler nổi giận cho rằng người An Nam nhờ y giúp đỡ lập nghiệp, nay lại muốn đuổi y ra khỏi cù lao thay vì mang ơn. Rốt cuộc, công ty phá sản vì nhà nước thực dân không muốn dung túng trường hợp lập tiểu quốc mà tư nhân kinh doanh nắm trọn quyền về quân sự, hành chánh và tư pháp. Về nhân tâm, chính Tyler cũng nhìn nhận là có một số tá điền giựt nợ rồi trốn đi làm ăn cướp hoặc theo phiến loạn. Người vui mừng nhất khi thấy công ty phá sản là Tổng đốc Lộc. Lộc thèm thuồng cù lao phì nhiêu này từ lâu nhưng không dám tranh giành. Lộc liền mua đấu giá phần đất của Tyler khẩn. Dân ở cù lao thời đàn cựu phải chịu mất đất luôn. Lộc chết, giao lại cho con là Trần Bá Thọ và thọ lại tự tử, tử vì khai thác lỗ lã lúc sau này trên Cù Lao. Khái quát về việc khai khẩn thời Pháp thuộc ở Nam Kỳ Ảnh hưởng của Kinh Đào Trường hợp đặc biệt ở Bạc Liêu, Rạch Giá Luật lệ về Trưng Khẩn Vựa lúa miền Nam Thành hình trong hoàn cảnh mới Sau đây là vài con số gọi là để chỉ dẫn lúc người Pháp cai trị đến cuối năm 1929 rút phần lớn từ tài liệu của viên chức pháp soạn ra. Lúc bấy giờ, việc thống kê đã tương đối chính xác, ranh giới các tỉnh đã cố định, chỉ trừ giai đoạn sơ khởi. Tuy nhiên có nhiều việc ghi trên giấy tờ, trên nghị định nhưng không áp dụng đúng mức hoặc bị méo mó. Trường hợp những nghị định cho khẩn đất, trường hợp nhà băng canh nông cho vay hoặc những báo cáo chánh thức căn cứ vào tài liệu do hương chức thời xưa sưu tầm về dân số, sản lượng. Dân số vào năm 1873 1 triệu 500 ngàn người. Đất đã khai thác 600 ngàn mẫu tay làm ruộng và 90 ngàn mẫu tay vườn tược, hoa màu phụ, dừa, cau, thuốc, mía, bắp, v. vân vân. Dân số vào năm 1929, 4 triệu 500 ngàn người, tăng gấp 3 lần. Đất đã khai thác 2 triệu 440 ngàn mẫu tay làm ruộng và 170 ngàn mẫu trồng bắp, mía, dừa, thuốc, đậu, v. vân vân. Trong số này kể luôn 87.000 mẫu trồng cây cao su. Ngoài ra, còn vườn cây ăn trái từ 12.000 đến 15.000 mẫu. Như vậy, riêng về ruộng nương, diện tích tăng gấp 4 lần sau khoảng 60 năm thực dân cai trị. Đường giao thông vào năm 1929, quốc lộ gọi là lộ Đông Dương, 1.013 km, liên tỉnh lộ 1.028 km, tỉnh lộ 1.783 km, tổng cộng 3.824 km. Ngoài ra, còn 3.243 km hương lộ xấu và nhỏ, lắm khi mùa mưa không dùng được. Kinh Đào, Kinh Sáng Múc hoặc Đào Tây, 1.664 km. Miền Đông Nam Kỳ, đất cao, nhiều rừng là khu vực đa canh. Miền Tây Nam là khu vực độc canh. Đất miền Đông Đại Khái chia ra 150.000 mẫu làm ruộng, hơn 80.000 mẫu trồng cao su, 7.500 mẫu trồng mía, 800 mẫu vườn tược, thuốc trong tỉnh gia định. 600 mẫu trồng gòn ở thủ dầu 1, 450 mẫu trồng cà phê, trong đó 300 mẫu ở thủ dầu 1, lại còn vài vườn tiêu ở Bà Rịa. Đất miền Tây Nam dành ưu tiên cho ruộng lúa, chiếm khoảng 2 triệu 400 ngàn mẫu. Trong tổng số đất có trồng tỉa của miền này là 2 triệu 460 ngàn mẫu, tức là 97% diện tích trồng trọt. Ngoài ra nên kể thêm khoảng 20.000 mẫu vườn cây ăn trái. Ruộng lúa miền Tây, đứng hàng đầu

28 triệu 239 ngàn 500 canto. Mùa 1928-1929 21 triệu 500 ngàn canto. Tính đổ đồng Mỗi người ăn từ 175 đến 219 kg mỗi năm. Ngoài ra còn dùng để nấu rượu, nuôi gia súc. Số dư đem ra xuất cảng. Lúc trước, miếng Điện là nước xuất cảng lúa đứng đầu thế giới. Nhưng từ năm 1925, Nam Kỳ lại dẫn đầu gạo Nam Kỳ kém phẩm chất hơn gạo miến điện vì quá nát nhiều tấm về cao su Tuy phát triển mạnh nhưng chỉ có 1,9 phần trăm của tổng số sản xuất trên thế giới năng suất lúa còn kém đất tốt thâu hoạch 1.600 kg lúa mỗi mẫu đất trung bình và đất xấu từ 400 đến 600 kg thua xa các nước khác lúc bấy giờ ở các tỉnh miền Hậu Giang chưa biết phân hóa học là gì ảnh hưởng của kinh đào Trước khi người Pháp đến, những vùng thuận lợi có sông đạch đều làm ruộng rồi. Trong thời cai trị của người Pháp, có thêm hai việc lớn. Đào kinh thêm ở những nơi có thể làm ruộng được, tạo đường giao thông chuyên chở, rút bớt nước lục, rút bớt phèn. Vài giống lúa xạ được canh tác có kết quả ở những nơi nước lục quá cao mà loại lúa thường, lúa cấy không sống nổi. Việc đào kinh cứ gia tăng từ năm 1880. 1. Năm 1880-1890, 2 triệu 110.000 thước khối đất. Năm 1890, diện tích ruộng là 932.000 mẫu, tăng 169.000 mẫu so với thời đàn cựu. 2. Năm 1890-1900, đào 8 triệu 106 ngàn thước khối. Năm 1900, diện tích ruộng là 2 triệu 212.000 mẫu, tăng 280.000 mẫu so với năm 1890.

Số thước khối phải đào để khẩn thêm một mẫu ruộng là 12 thước khối, rồi tăng lên 28, đến 83, rồi phải 161, đến mức 144 thước khối. Như vậy là có nghĩa là trong tổng quát. Càng ngày, việc đào kinh càng tốn kém hơn. Năm 1890, muốn khai thác một mẫu đất mới, chỉ cần đào 12 thước khối. Năm 1930, muốn khai thác thêm một mẫu đất, phải đào đến 144 thước khối, hơn 10 lần, hiện tượng trên đây có thể giải thích a, trước khi người Pháp đào kinh sáng đã có một số đất khá tốt, có năng suất cao sẵn rồi, không đào thêm một thước đất nào nữa thì cũng có dư lúa để bán ra ngoài. b, diện tích đất hoang chỉ có giới hạn, càng đào kinh thì diện tích ấy càng thu hẹp lại. c, tới mức chót có đào thêm kinh nơi đất quá xấu thì diện tích ruộng canh tác cũng không tăng bao nhiêu. Người khẩn đất không thích đến làm ăn thưa thớt, không như trong đợt đầu tiên đào kinh qua vùng đất tốt. Hơn nữa, việc sản xuất lúa gạo đòi hỏi nhiều yếu tố khác, ngoài yếu tố thuần túy kỹ thuật, vay mượn vốn để làm mùa, quy chế cho trưng khẩn, giá cả trên thị trường quốc tế. Tính đến năm 1930, thì những tỉnh có đất phù sa tốt như Bến Tre, Chợ Lớn, Gia Định, Gò Công Mỹ Tho, Trà Vinh, Vĩnh Long, Cần Thơ, Sóc Trăng đã khai thác xong, kể luôn những phần đất dòng ở Long Xuyên, Châu Đốc, Tân An, Sa Đéc. Trong các tỉnh này chỉ còn lại chừng 150.000 mẫu đất chưa trồng tỉa ở vùng Đồng Tháp, vùng Láng Linh và phụ cận tỉnh Lị Hà Tiên là nơi đất quá phèn. Từ năm 1880, các tỉnh trù phú như Bến Tre, Chợ Lớn, Gia Định, Gò Công, Mỹ Tho, Trà Vinh, Vĩnh Long đã khai thác xong trên diện tích hơn phân nửa diện tích canh tác vào năm 1992, tức là ở các tỉnh nói trên việc khẩn hoang, xúc tiến rất chậm, trong khoảng 50 năm người Pháp cai trị, chỉ tăng chừng 40%. Cũng từ năm 1880, các tỉnh Châu Đốc, Tân An, Long Xuyên, Hà Tiên, Sa Đéc tính đến năm 1929, tăng thêm 3 phần 4 so với diện tích canh tác cũ. Đối với tỉnh Sóc Trăng, Cần Thơ thì tăng 2 phần 3. Khi mới chiếm cứ, thực dân chỉ chú trọng vào phần đất tốt, đông dân có sẵn đường giao thông ở miền Tiền Giang. Các tỉnh này xem như giải quyết xong từ năm 1910. Tổng số là 651.000 mẫu. Đến năm 1930, tổng số là 705.000 mẫu. Từ năm 1910 trở về sau, thực dân mới chú ý các tỉnh ở xa hoặc đất xấu hơn thuộc Châu Đốc, Long Xuyên, Tân An, Sa Đéc, phía Đồng Tháp. Diện tích đã canh tác ở các tỉnh nói trên cộng lại như sau. Năm 1910, 241.000 mẫu.

1930, 212.000 mẫu. Việc đào kinh đã thúc đẩy công tác khai khẩn ở hai tỉnh Cần Thơ và Sóc Trăng từ năm 1890 đến năm 1920, có hơn 350 km kinh đào thêm nối qua rạch giá và Sóc Trăng. Lúa xạ giúp khai thác phần lớn đất bấy lâu bỏ hoang, nhờ đó mà Châu Đốc có thêm 90.000 mẫu, Long Xuyên 47.000 mẫu năm 1929. Trường hợp đặc biệt ở Bạc Liêu, Rạch Giá, đây là khu vực đào thêm kinh mà diện tích canh tác gia tăng với những con số hùng hồn nhất. Đời tự đức, ít ai chịu tới làm ăn. Lý do tránh là đất quá phèn, đường giao thông chuyên chở khó khăn và quá xa Sài Gòn. Hầu hết mấy con sông lớn này đều đổ ngược qua phía Vịnh Simla. Mãi đến năm 1897, trường hợp Bạc Liêu, và năm 1916, trường hợp Rạch Giá, mới có đường xe nối liền với Sài Gòn trong khi đường xe lửa Sài Gòn-Mỹ Tho đã có từ năm 1883. Việc đào kinh sáng giúp các vùng bạc liêu và rạch giá bán lúa nhanh và có giá hơn trước, đồng thời đất ráo phèn, nước bớt sâu, dễ cày cấy hơn. Diện tích canh tác của hai tỉnh này gia tăng như sau. Năm 1880, 20.000 mẫu. Năm 1890, 83.000 mẫu. Năm 1900, 136.000 mẫu. Năm 1910, 265.000 mẫu. Năm 1930, 600.000 mẫu. Ruộng hai tỉnh này chiếm 1 phần tư trong tổng số diện tích làm ruộng của toàn cõi Nam Kỳ. Ngay khi vừa đào xong những con kinh đầu tiên, dần tứ xứ tới cất nhà, làm ruộng mà nhà nước khỏi cần giúp đỡ về vốn liếng, gia súc hoặc cây lá gì cả. Họ đến cánh đồng bao la giữa Hậu Giang và Vịnh Simla, mạnh ai nấy chiếm, nấy cắm ranh, chỉ trong 3 năm 1927-1930, họ tự động chiếm 17.000 mẫu. Việc chiếm hữu này xảy ra do những nông dân nghèo ở các tỉnh miền trên đến lập nghiệp. Họ muốn làm chủ phần đất tương đối đầy đủ để nuôi sống gia đình. Do những người đem vốn lớn từ các tỉnh khác đến, họ mướn dân địa phương, cắm ranh, khẩn hoang đợt đầu tiên cho họ, rồi họ gom lại, trở thành đại điền chủ. Rồi tình hình hỗn loạn, tranh chấp, tham nhũng lại xảy ra, nhiều người có uy thế nhìn xa và rành luật lệ đã nộp đơn tại sài gòn xin trưng khẩn vì trên bản đồ những phần đất này vô chủ khi thấy đất khai thác xong bắt đầu có huê lợi thì họ đến địa phương để tranh chấp với những người thật sự khai khẩn nhưng không có giấy tờ nhà nước phàn nàn rằng dân đã tự động chiếm đất công thổ không có cách gì ngăn được nhưng một số thân hào nhân sĩ hội đồng cai tổng hoặc đại điền chủ ở những tỉnh khác thì lại vui mừng vì rốt cuộc những vùng đất này rơi vào tay họ. Một số người Pháp cũng lợi dụng tình thế để lập đồn điền. Nhà nước lại xúc tiến việc đạt điền để ghi vào bộ và đánh thuế. Dân địa phương nổi lên tranh chấp, ngăn cản những kẻ chiếm đoạt đang mướn chuyên viên đến đo đạt. Hoặc dân địa phương dùng khí giới bén mà ngăn chặn những người tự xưng là chủ đất hợp pháp đến đòi thâu lúa ruộng. Hoặc họ đứng đơn tập thể, kéo nhau đến tòa bố, tòa hành chánh tỉnh để ngồi lì hoặc tự vệ một cách tuyệt vọng. Luật lệ về trưng khẩn Nhiều luật lệ về trưng khẩn đất ruộng ra đời. Ban đầu, thể thích, dễ giải. Lần hồi thì xiết lại thêm khó khăn. Xin lược kê những nghị định căn bản, với nét chánh. Những nghị định năm 1864-1871 và ngày 22 tháng 8 năm 1882. Ngoại trừ những đất đã canh tác rồi hoặc đất thổ cư đặc biệt là đất thổ cư ở Sài Gòn, chợ lớn, thì đất thổ công cho trưng khẩn không, tức là không bán lại bằng tiền. Muốn khẩn thì làm đơn, ghi diện tích, ranh giới rồi đóng thuế. Những nghị định trên không nêu điều kiện là bắt buộc người trưng khẩn phải khai thác, không được bỏ đất hoang. Về sau, nghị định ngày 15 tháng 10 năm 1890 bổ túc chi tiết này. Tham biện chủ tỉnh được quyền cho trưng khẩn những sở đất nhỏ dưới 20 mẫu, Nghị định ngày 9 tháng 6 năm 1886 rút lại còn 10 mẫu. Nghị định ngày 15 tháng 10 năm 1890 bắt buộc phải canh tác trong thời gian là 5 năm cho xong và định rằng nhà nước có quyền lấy lại đất khi có nhu cầu công ích, đào kinh, đắp lộ, vân vân. Nghị định ngày 15 tháng 10 năm 1893 định rằng đất trưng khẩn không được ăn dài theo mé kinh, mé sông rạch quá 1 phần 4 của chu vi sở đất. Tránh trường hợp người tham chỉ khẩn đất phía mặt tiền kinh rạch. Đất mặt tiền thì luôn luôn có giá hơn đất ở hậu bối. Nghị định ngày 2 tháng 7 năm 1896 quy định những lô đất đã xin tạm khẩn mà người thừa kế không nhận làm chủ. Trường hợp đất quá xấu thì phải hoàn trả lại để nhà nước cấp cho kẻ khác. Nghị định ngày 13 tháng 10 năm 1910 lần đầu tiên quy định đất công thổ được tư nhân trưng khẩn phải bán theo giá thuận mãi, đặc biệt là đất trồng cao su. Nhà nước chánh thức bán đất công thổ cho dân. Nghị định của Phủ Toàn Quyền ngày 27 tháng 12 năm 1913 và của Thống đốc Nam Kỳ ngày 11 tháng 11 năm 1914 định rằng đất ruộng chỉ cấp với điều kiện là đem đấu giá công khai hoặc theo thể thức thuận mãi, không bao giờ cấp cho không, khỏi mua những sở đất trên 300 mẫu như trước kia đã làm. Việc trưng khẩn đất trên 1.000 mẫu phải do Phủ Toàn Quyền Đông Dương cho phép. Nghị định của Phủ Toàn Quyền ngày 26 tháng 11 năm 1918, bổ túc nghị định ngày 27 tháng 12 năm 1913, những người trong một gia đình chỉ có thể xin cấp cho không khỏi mua một lần dứt khoát tối đa là 300 mẫu mà thôi. Chỉ có thể xin cấp cho không lần thứ nhì là 300 mẫu. Nếu đã canh tác xong ít nhất, 4 phần 5 của sở đất đã cấp cho không lần trước và đương sự không được quyền xin cấp cho không một lần thứ ba. Nghị định ngày 4 tháng 10 năm 1928 quy định chặt chẽ việc khẩn đất tuyệt đối không được tắt công thổ theo kiểu tiền trảm hậu tấu làm ruộng rồi sau đó mới xin khai vào bộ Cũng vì nghị định này mà số người xuống đạch giá bạc liêu để lập nghiệp phải giảm bớt, họ chẳng còn cơ hội khai khẩn nơi nào họ thích dành quyền ưu tiên như trước kia Nghị định ngày 25 tháng 6 năm 1930 quy định những vùng còn cho phép và những vùng không còn cho phép trưng khẩn Đại khái sau khi áp dụng nghị định này thì chỉ có khoảng 150.000 mẫu ở Bạc Liêu và 80.000 mẫu ở Rạch Giá là còn được phép cho trưng khẩn mà thôi. Lẽ dĩ nhiên, chỉ còn loại đất phèn, đất nước mặn quá thấp và xấu, thiếu kinh thoát thủy. Hậu quả của những nghị định trên là tạo ra một thực tế bi đát. Người Pháp cho rằng họ cố ý phát triển chế độ tiểu điền chủ mà thôi, nhưng trong thực tế, đại điền chủ lại phát triển. Luật định rằng những phần đất 10 mẫu mà tham biện chủ tỉnh có quyền cấp phát, gọi nôm na là đất công nghiệp, không được phép bán trong thời gian tạm khẩn. Chỉ 3 năm sau khi chánh thức làm chủ sở hữu, chủ đất mới được bán cho người khác. Nhưng thực dân lại cố ý dung túng việc cho vay nặng lời, khiến người tiểu điền chủ không đủ vốn canh tác, mang nợ, vốn lời chồng chất, đến mức giao phần đất công nghiệp của mình cho kẻ khác để trừ nợ một số viên chức thực dân đã bào chữa cho rằng chế độ đại điền chủ ở nam kỳ đặc biệt là các tỉnh miền tây lần hồi tự nó suy sụp về lâu về dài không còn đất trống để khẩn thêm và gia đình người đại điền chủ lại đông con đất chia ra mãi đến đời cháu nội thì chỉ còn là từng mảnh nhỏ nhà nước đã tổ chức những nhà băng canh nông credit aricole nhưng trong thực tế thì chỉ một số nhỏ điền chủ vay được Họ đem về cho tá điền vay lại với tiền lời cao hơn. Người cha chết ti cũng cho vay với tiền lời theo luật định. Năm 1930, phỏng định họ cho điền chủ Nam Kỳ vay khoảng 30 triệu. Nhưng người được vay phải chịu tiền lời cao. Trên giấy tờ, ghi đã nhận 1.000 đồng mà thật sự chỉ nhận có 900. Điền chủ cỡ nhỏ, luôn cả điền chủ cỡ lớn, thường thích vay bạc lúa. Lấy bạc lúa của thương gia Hoa Kiều vì thủ tục giấy tờ gần như không có lấy tiền lời rồi đến mùa thì đông lúa trả lại thương gia huê kiều đưa tiền ra mua lúa chưa tới mùa với giá rất thấp so với giá thị trường lúc gặt hái họ thâu lợi nhiều nhưng họ khéo đối xử với chủ điền tuy giá thị trường do họ tiên đoán tuy sản nghiệp của ông điền chủ con nợ tùy sự tín nhiệm trong quá khứ mà họ cho vay nhiều hay ít nét đặc biệt trong việc cho vay này là nếu con nợ giật thì họ không cho vay nữa gần như chẳng khi nào họ truy tố hoặc nhờ pháp luật tịch thu đất đai trường hợp vay tiền của chà chết ti hoặc của nhà băng canh nông thì trái ngược lại ăn lời rất ít nhưng khi thất hẹn thì đất đai bị tịch ký về địa tô lúa ruộng thì giống như thời đàn cựu thực dân pháp không đưa ra luật lệ nào cả chủ điền cứ thỏa thuận với tá điền giá biểu địa tô cao thấp tùy theo đất tốt xấu tùy theo lòng nhân đạo của chủ điền nhưng ta có thể nắm lấy nguyên tắc. Chủ điền đã tính toán thật kỹ để đến khi lúa chín. Bằng mọi cách, họ thâu 80% sản lượng mà tá điền gặt hái được. Tá điền chỉ còn đủ lúa để mua sắm quần áo, ăn chơi trong mấy ngày Tết. Ra duyên là bắt đầu vay nợ mới. Nhiều chủ điền tỏ ra nhân đạo. Thâu địa tô rất thấp, nhưng bắt buộc tá điền phải vay thêm tiền mặt và lúa để ăn với tỷ lệ lời quá cao. Xin miễn đề cập đến việc tổ chức cho vay của nhà nước. Vì bây giờ trong thực tế, người điền chủ bậc trung không hưởng gì ráo. Cũng như xin bỏ qua việc khuyến nông. Việc nghiên cứu về kỹ thuật trồng tỉa cùng các tổ chức quan sát khí tượng mà trên báo cáo về mặt chính quyền thì rất tiến bộ, đầy đủ. Vào năm 1930, chừng 30 mấy cày trong vòng thí nghiệm ở các điền của người Pháp, lưới cày, vòng gặt, nọc cấy, cây bừa cào, cách thức trị bệnh trâu bò nếu được cải tiến chút ít. So với hồi đời tự đức thì là hoàn toàn do người Việt bày ra mà thôi. Trong tổng số đất đai trồng tỉa ở Nam Kỳ là 2 triệu 700 ngàn mẫu. Người Việt đứng tên làm chủ được chừng 2 triệu 400 ngàn mẫu, tức 8 phần 9 diện tích. Trong đất đai trồng tỉa nên chia ra đất trồng cao su 80 ngàn mẫu của người Pháp. Người Việt chỉ có 5.300 mẫu. Đất làm ruộng, người Pháp đứng bộ 243.000 mẫu, tức là hơn 1 phần 10 diện tích tổng quát trồng lúa. con số này tính luôn đất của người Việt nhập Pháp tịch. Người Pháp chánh gốc đứng bộ khoảng 150.000 mẫu. Các bản thống kê nêu con số hơi khác nhau về chi tiết. Nhưng đại để, các tỉnh Rạch Giá, Bạc Liêu, Cần Thơ là nơi tập trung đại điền chủ vì là đất mới. Vựa lúa miền Nam thành hình trong hoàn cảnh mới đời gia long vùng sản xuất lúa gạo nhiều nhất của đất gia định nói chung là vùng gò công thuộc trấn định tường khi người pháp đến trung tâm điểm của vựa lúa di chuyển lần hồi về miền tây nam muốn có lúa gạo thẳng dư để xuất cảng cần hai điều kiện diện tích canh tác rộng dân địa phương ít mức tiêu thụ tại chỗ không cao sau đây là vài con số về diện tích canh tác của từng tỉnh thời pháp thuộc việc phân chia ranh giới các tỉnh không đồng đều tỉnh thì quá lớn, tỉnh thì quá nhỏ. Số lượng đất đai chỉ là chỉ dẫn, vì đất xấu tốt khác nhau. Năm 1873, chợ lớn 37.340 mẫu. Tỉnh chợ lớn gồm Cần Đước, Cần Duột là nơi sản xuất lúa tốt và nhiều. Mỹ Tho 34.238 mẫu, Vĩnh Long 28.784 mẫu, Gò Công 28.146 mẫu, Gò Công là tỉnh có diện tích tổng quát rất nhỏ nhưng đứng hàng thứ tư về đất canh tác, tức là vẫn còn giữ vị trí bực nhất. Năm 1900, Sóc Trăng, 158.439 mẫu, đứng đầu Nam Kỳ. Cần Thơ, 124.588 mẫu. Trà Vinh, 120.419 mẫu. Mỹ Tho, 91.748 mẫu. Năm 1300, Rạch Giá, 358.800 mẫu, đứng đầu Nam Kỳ, Bạc Liêu, 330.030 mẫu, Sóc Trăng, 212.909 mẫu, Cần Thơ, 205.000 mẫu, Long Xuyên, 186.049 mẫu, đa số lúa xạ, gạo xấu, Mỹ Tho, 154.662 mẫu, dân Đông Đúc, một phần lúa xạ phía Đồng Tháp, Trà Vinh, 152.000 mẫu theo P. Na, Mấy tỉnh Rạch Giá, Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Trà Vinh là vựa lúa thật sự của Nam Kỳ, dễ xuất cảng. Năm tỉnh nói trên bao gồm 966.000 mẫu ruộng. Những năm bình thường cung cấp hơn phân nửa tổng số lúa xuất cảng của Đông Dương. Các tỉnh ấy xuất cảng 986.000 tấn dân số sở tại ở các tỉnh vừa kể khoảng năm 1930 phóng chừng 1 triệu 130.000 người. Tính đổ đồng, mỗi mẫu ruộng là 1,15 người và mỗi mẫu ruộng xuất cản được 1 tấn. Theo bác sĩ Trần Như Lân, ghi chú tạp chí Đồng Nai số 1 bộ mới ngày 6 tháng 11 năm 1932 hết ghi chú, thì buổi bình thường trước khi xảy ra kinh tế khủng hoảng, Nam Kỳ và Cao Miên mỗi năm xuất cản 1 triệu 300.000 tấn gạo. Trong số này có 200.000 tấn gạo của vùng Bát Tam Bang, Cao Miên và 900.000 tấn của miền Hậu Giang. Nhiều tài liệu đề cập đến việc đào kinh xem là yếu tố quan trọng để vừa lúa hình thành với các chi tiết kỹ thuật. Xin ghi lại vài nét chánh. Vùng Cần Thơ đào từ năm 1890 đến năm 1900, kinh Trà Ếch, kinh Sà No, kinh Long Mỹ, Ba Sát, gọi nôm na là kinh Lái Hiếu. Từ năm 1900 đến năm 1920, Kinh Thốt Nốt qua dòng riền Kinh Thới Lai, Ô Môn, Xuân Hòa, Phong Điền, Cái Răng, Trà Lòng, Kinh Cái Vồn, vân vân Vùng Sóc Trăng Đào Từ năm 1890 đến năm 1900 Kinh Bốc Kinh Long Kinh Sai Từ năm 1900 đến năm 1920 Kinh Phụng Hiệp, Sóc Trăng 1905 Kinh Maspero Năm 1911 Kinh Cái Trầu năm 1914-1917 Kinh Quang Lộ Nhu Gia năm 1925 Kinh Cát Trầu Qua Chàng Ré năm 1917 Kinh Nàng Rền năm 1911 Kinh Tiếp Nhật năm 1911 Một phần lớn kinh do sáng đào từng chặn sửa chữa nới rộng và vét tới vét lui nhiều lần Một số kinh thì đào tay bắt dân làm sâu tỉnh đạch giá được ảnh hưởng tốt nhờ mấy con kinh đào từ Cần Thơ và sắp trăng ăn qua để nghiên cứu vựa lúa hậu giang cũng là vựa lúa quan trọng của Nam Kỳ và Việt Nam chúng tôi chọn ba tỉnh Trạch Giá, bạc liêu và Cần Thơ. Trạch Giá và bạc liêu là hai tỉnh rất mới mà việc khai khẩn vẫn chưa hoàn tất mãi đến khi người Pháp rời xứ Nam Kỳ nghiên cứu hai tỉnh này ta thấy rõ việc làm của người Pháp và những nét đặc biệt của vùng đất rộng mà thưa người mà vùng tiền giang không có tỉnh cần thơ điển hình cho sự sung túc của hậu giang nơi gọi là thủ phủ miền tây với nhiều đồn điền của pháp một phần đất của cần thơ đã được khai khẩn từ thời minh mạng tự đức cần thơ là nơi người việt chiếm đa số phong tục thuần thục nước ngọt đất tốt đường giao thông thuận lợi về sài gòn với vùng ngã bảy phụng hiệp một quận thành hình nhờ việc đào kinh thời pháp thuộc ghi chú khi đọc những mục phía sau về ba tỉnh này mong các bạn chú ý vì ngày xưa và ngày nay có thể khác nhau về địa danh, về diện tích canh tác. Cuộc chiến năm 1945 làm đảo lộn nhiều. Có vùng ngày xưa trù phú, nay lại sơ sát. Có vùng ngày xưa nghèo nàn nay lại sung túc. Tài liệu mà chúng tôi sử dụng phần lớn là nhờ Sở Lưu trữ Công văn của Nha văn khố Sài Gòn cho phép tham khảo. Đó là công văn thời Pháp thuộc. Gạn lọc lại để tìm sự thật là khó. Chúng tôi thử phê phán lại. Những con số, ngày, tháng, thì chỉ có giá trị tương đối và quăng lại ngày xưa báo cáo tùy theo tình cảm, quyền lợi, hết ghi chú. Vùng rạch giá, đất rộng, người thưa. Vài nét lớn, những rắc rối đầu tiên trong việc khẩn đất, những nguồn lợi thiên nhiên, thành lập những làng mới, vài nét về điển hình của người Pháp, cuộc đấu tranh của giới đại điền chủ, đời sống của tá điền. Rạch giá là hậu bối khá rộng của bờ biển Vịnh Simla. Bờ biển từ rạch giá, vàm sông cái lớn, ăn về phía nam là khu rừng sát, mangrove, với cây mắm, cây giá, cây cốc, loại cây tạp không đem huê lợi gì đáng kể, trừ huê lợi, sáp và mật ong, hoặc cua, ba khía sống nhung nhúc trong bãi bùn. Khu vực của cây đước chỉ ở về phía cực nam tận mũi Cà Mau. Hậu bối, Ariel Mangrove tức là sau lưng giáp vào rừng sát. Có thể nói đất rạch giá là rừng tràm, mênh mông, nhiều phèn và thấp, xa bờ biển hàng đôi chục cây số, ngày vẫn còn là rừng tràm cầm thủy, trầm thủy. Nổi danh nhất là U Minh Thượng và U Minh Hạ. U Minh Thượng là rừng chồi có từng lõm đất cháy, than bùn tua bia, nằm bên tả ngạn sông Cái Lớn. U Minh Hạ là rừng tràm tốt và mọc dày, dọc ven biển chạy dài tới Cà Mau. Đất rạch giá khi người Pháp đến hãy còn nhiều cọp, khỉ, sấu, heo rừng. Huê lợi chánh vẫn là mật và sáp. Nhờ bông cây tràm, cây giá. Ngoài ra còn cây tràm, làm củi, cột nhà, lá dừa nước để lợp nhà, cá đồng và cá biển. Đáng chú ý là voi thường tới lui cánh đồng nối liền với Cần Thơ mà ăn lâu sậy. Hai con sông đáng kể là cái bé và cái lớn từ đất thấp, phía đông, chảy ra vịnh Simla, hiệp lại ở một vàm khá rộng, hai con sông này chia ra nhiều nhánh nhóc ngọn sông cái bé ăn qua rạch cần thơ về bờ hậu giang sông cái lớn ăn xuống ba xuyên thuộc sóc trăng hoặc xuống phía chợ cà mau nhưng là những đường liên lạc nhỏ bé vào mùa nắng có những chặn cạn và hẹp đầy cỏ dân ở vùng rạch giá trước khi đào kinh sáng phần lớn sống nhờ nước mưa trừ trường hợp chợ rạch giá hứng nước ngọt từ kinh thoại hà đào từ cuối đời gia long nối qua hậu giang giếng có thể đào trên mấy dòng cao ráo chắc thịt bên bờ sông. Vùng ven biển Vịnh Simla định cư được là nhờ nước suối chở từ hòn tre, bên bờ cái lớn, cái bé và các phụ lưu rải rác nhiều dòng, nhiều gò, nơi người miên đến lập từng sóc. Những ốc đảo hoang vắng, chung quanh là rừng che kín chân trời, mũi mồng, rắn và vô số chim cò tha hồ nảy nở. Trước đời Gia Long, dân chúng đã lựa chọn vài gò cao lập được 7 xã theo sông Cái Bé và chợ Đạch Giá, tổng kiên định 4 xã theo sông Cái Lớn, tổng Thanh Giang. Nhưng dân số người miên và diện tích ruộng đất do họ canh tác từ xưa vẫn đáng kể, tuy chưa có con số chánh thức. Ít ra họ cũng dư khả năng tự túc về lúa gạo. Ở Rạch Giá, người miên đứng vào hàng đầu, Rạch Giá 80.000 người, Trà Vinh 80.000 người, Sóc Trăng 50.000 người, Châu Đốc 39.000 người, Bạc Liêu 23.000 người. Vĩnh Long mất, Hà Tiên lại mất, thực dân chiếm huyện Kiên Giang, không tốn một phát đạn. Viên tham biện đầu tiên là Luro. Ghi chú theo danh sách các tham biện ghi ở tòa bố rạch giá thời pháp thuộc mà chúng tôi thấy. Hết ghi chú. Bolinvian đến rạch giá, thanh tra. Nhưng năm sau, Nguyễn Trung Trực đánh một trận thần tình. Giết gần trọn người Pháp, vừa lính vừa viên chức, ở tỉnh lỵ này. Ngày 16 tháng 6 năm 1868, Ghi chú, về sau, người Pháp cũng không tìm ra danh sách tên tham biện bị giết. Chỉ biết hắn có bộ râu, hoe hoe. Hết ghi chú. Dạo ấy, rạch giá là hải cảng tấp nập. Tàu bườm Hải Nam tới mua bán, luân lưu giữa khu vực Cao Miên, thương cảng Campos, Sim, Vọng Cát, Tân Gia Ba và Nam Dương. Nhà cửa san sát ở hai bên, rạch, sát vàm biển, thoạt tiên, hạt rạch giá, bao gồm luôn trọn mũi Cà Mau, tức là huyện Kiên Giang và huyện Long Xuyên thời tử Đức. Sông rạch nhỏ chằng chịt, tháng nắng dùng không được, chỉ thuận lợi cho ghe xuồng cỡ nhỏ, nhiều con đường mòn dành riêng cho dân địa phương sử dụng, ở nơi đi bộ không được, đi xuồng không xong. Đó là đường cộ, dùng cộ có trâu kéo, không bánh xe, kiểu cộ trượt tuyết ở Bắc Âu. Mãi đến năm 1879, vùng rạch giá còn trong vùng thám hiểm của thực dân, bản đồ chưa được chính xác. Nhiều con rạch dân chúng sử dụng được, nhưng chưa ghi, lại còn vị trí nhiều xóm nhỏ ẩn lánh ở ngọn rạch của bọn người đốt củi và lậu thuế hoặc ăn ong, lấy sáp và mật. Bọn thợ rừng sử dụng những con đường quanh co để chở củi lậu thuế. Việc cai trị ở thôn quê, xa tỉnh lỵ chưa thành nền nếp. Theo báo cáo của Tham Biện, thì năm 1879, tỉnh này tuyệt nhiên chưa có địa bộ. Tất cả đất trong tỉnh đều xem như là công điền. Hương chức làng kê khai diện tích tổng quát, chịu thuế rồi gán ép lại cho dân vài người tự nhận là chủ của phần đất đang canh tác vì chính họ khai phá hoặc do cha mẹ để lại. Trường hợp làng Vĩnh Lộc, vùng ngang dừa, còn gọi là ngang gừa, hương chức làng chịu thuế điền là 406 quan để rồi bắt buộc dân làng đa số là cao miên, phải đóng gấp đôi gấp ba, hương chức cứ ở không mà hưởng. Đến độ dân địa phương phẫn nộ, đòi tản cư luôn qua Sóc Trăng nếu họ không được phép lập một làng riêng. Đầu năm 1880, tham biện chủ tỉnh làm tờ trình về tình hình thuế khóa và dự án thâu như sau, rạch giá và Cà Mau. Thuế điền năm 1879, 11.068 quan, tính trên tổng số đất ruộng và rẫy là 2.847 mẫu. Dân đinh gồm người Việt và Cao Miên, 2.744 người, 2.010 người Việt và 734 người Miên, mấy dòng chung quanh rạch giá trồng xoài, vì lâu năm nên hóa xoài rừng người Hoa Kiều và người Minh Hương làm rẫy rau cải, đất ngoại ô cũng như ở chợ đều không có bộ sổ chi cả. Thuế kiểm lâm thất thâu, dân chúng lén đốn cây tràm trong rừng rồi theo đường quanh nẻo tắt mà chở qua sóc trăng thay vì đi ngang qua trạm kiểm soát. Nguồn lợi lớn nhất của ngân sách vẫn là thuế phong ngạn, đấu giá từng lô rừng cho dân khai thác, sáp, mật. Năm 1879 đã thâu 29.546 quan, trong khi thuế điền chỉ có 11.068 quan. Nguồn lợi thứ yếu là đấu thầu sân chim năm 1879 đã thâu 25.000 quan. Tóm lại, năm 1880, rạch giá không được chánh phủ Nam Kỳ chú ý nhiều. Riêng về sân chim thì các viên tỉnh trưởng xem như là kỳ quan. Tuy nhiên, những nguồn lợi sáp mật cùng là sân chim giảm bớt trong những năm sau, dần phá rừng lần hồi để bán cây. Cây tràm tuy không là danh mộc nhưng làm cột nhà rất tốt, bán qua các tỉnh lân cận. Sân chim mỗi lần khai thác là giết cả trăm ngàn con vừa lớn vừa nhỏ để lấy lông kết quạt. Trong khi ấy, ở một tỉnh xưa như tỉnh Sa Đéc, tức huyện Vĩnh An, tỉnh An Giang đời Tự Đức, thuộc trấn Vĩnh Thanh đời Gia Long, dân số và bộ điền đã khá rành mạch. Chúng ta thử so sánh tạm. Diện tích ruộng, vườn và rẫy trong bộ sổ của Pháp mới lập, rạch giá 2.847 mẫu, Sa Đéc 53.386 mẫu Dân Đinh ở Rạch Giá, Cà Mau 2.744 người Sa Đéc 128.902 người Vì là tỉnh xưa Ở Sa Đéc nhiều vùng đông đúc Mật độ cao đến 241 người Mỗi cây số vuông Đất bị cắt manh mún Theo chế độ tiểu điền chủ Những sở đất dưới 5 mẫu chiếm 4 phần 10 của tổng số đất đai và 6 phần 10 của đất đai khai thác là Đất thổ cư và vườn tược. 6 năm sau, năm 1886, tình hình tỉnh Rạch Giá bắt đầu khả quan hơn. Báo cáo của tham biện ngày 8 tháng 8 năm 1886 nêu vài chi tiết, trong bảy người dân, tỷ lệ là bốn người Cao Miên và ba người Việt. Biến cố ở kinh thành Huế, cụ Tôn Thất Thuyết và vua Hàm Nghi năm 1885 chẳng gây xúc động gì rõ rệt trong dân gian. Đường bộ quá ít, dân chúng ao ước đường thủy phát triển thêm mọi việc xe dịch đều dùng đường thủy. Dân ra chợ mua bán thường dùng đường biển cho nhanh hơn. Ở vàm cái lớn, mũi gánh, nạn chìm ghe thường xảy ra. Năm 1883, đã bắt dân sâu đào con kinh, gọi là kinh ông hiển, để đi từ sông cái bé, từ rạch, tà niên, ra chợ mà khỏi vượt biển. Kinh này tiếp tục đào đến năm 1886. Ghi chú, đây là đường nước đã có sẵn thời đàn cựu. Hết ghi chú. Đường liên lạc từ rạch giá đến châu đốc gần như không có. Dân chúng dùng xuồng nhỏ, theo đường quanh len lõi giữa rừng tràm. Đào xong con kinh từ cạnh đền, ăn xuống Cà Mau, kinh Bạch Ngưu dùng dân sâu, làng Vĩnh Lộc. Con lộ chiến lược quan trọng nhất trong tỉnh chạy từ chợ rạch giá vô Minh Lương, khoảng 15 cây số Minh Lương là xóm, sung túc từ lâu đời, gồm đa số người miên. Lộ này vạch sẵn hồi xưa, nay tu bổ lại để đem thơ từ chạy ngựa. Trường học tại tỉnh lỵ Lập Lá, ngưng dạy từ mấy năm qua, đang bắt đầu hoạt động trở lại. Năm 1885, trong toàn tỉnh có 6 trường tổng. Trường ở Minh Lương không đem lại kết quả vì thiếu giáo viên. Dân bộ chịu thuế năm 1883 là 8.000 người. Năm 1886 là 10.000 người. Kết quả này thâu được là nhờ lập bộ kỹ lưỡng hơn trước. Bộ điền năm 1883, 8.000 mẫu. Năm 1886, 10.000 mẫu Đất ruộng khó kiểm soát Vì dân làm ruộng không đều Hệ thất mùa là họ dời chỗ Nhiều vùng đất 3 năm Mới có làm một mùa ruộng Tại chợ, từ 4 năm qua Đã lập một lò gạch Nhưng xấu về phẩm chất Vì chưa cấp bằng khoáng thổ cư Nên chẳng ai dám xây nhà ngói Sợ sau này bị đuổi Việc mua bán xáo trộn Vì giá tiền kém bị sụp Tiền điếu, bằng đồng điếu lại khó xài nhà nước phát ra khi dân lãnh ngân phiếu, nhưng dân đem tiền điếu đóng trở lại cho công si khi mua á phiện và rượu. Tóm lại, tỉnh Đạch Giá, gồm luôn Cà Mau, là miếng mồi khó nuốt so với các tỉnh miền Tiền Giang như Sa Đéc, Mỹ Tho, Vĩnh Long hoặc Long Xuyên, Huê Lợi, Thuế Khóa, quá thấp kém. Các viên tham biện không rành về hành chánh, những bản phúc trình chánh thức gửi về cho giám đốc, nội vụ, director, The interior. về hình thức cũng như nội dung gần như là thơ riêng gửi cho bạn, viết thấu, báo cáo đại khái vài nét, nhận xét tùy hứng, không thứ tự. Trong thực tế, muốn báo cáo kỹ lưỡng cũng không được vì tỉnh này vừa khi mới thành lập đã thiếu người hợp tác. Các tỉnh Tiền Giang, dầu sao đi nữa cũng thừa một số người lịch lãm, biết chữ nho hoặc chữ quốc ngữ, am hiểu địa phương. Sau cuộc đánh úp, đồn chợ rạch giá vào năm 1868, người Pháp nghi kỵ tất cả những người Việt vì đa số lính Mã Tà đến viên quản Mã Tà cũng đều làm nội ứng. Thực dân không muốn xài người Việt ở rạch giá và nhân dịp tu chỉnh lại bộ máy cai trị. Chúng cố ý dùng người miên để trị người Việt, cổ suý chia rẽ. Vài người hữu công được nâng lên làm huyện, bây giờ đóng vai phụ tá của tham biện để cai trị, đi điều tra miền quê. Đây là những người kém văn hóa, háo sát, ham danh vọng. Những người miên hoặc miên lai tàu này đều lấy tên họ như người Việt. Phó Quảng Mã Tà là người Miên, tên là Cao Thiên, gọi nôm na là Phó Quảng Thiên, làm phủ, lập công sau cuộc khởi nghĩa Nguyễn Trung Trực. Bằng cách điềm chỉ, bắt giết, năm 1873, nghỉ việc vì già, 60 tuổi, Pháp cho giữ chức Phó quản là để tưởng lệ công lao, chẳng có năng lực chuyên môn gì cả. Huyện Siêu được làm huyện sau khi Nguyễn Trung Trực rút khỏi đạch giá, kiêu hãnh tới mức Giám tố cáo chuyện xấu của tham biện đạch giá lên quan trên. 8 tháng sau, khi nhận chức, thì bị Pháp cách chức. Huyện Trần Xuân Lương, cũng người miên, được tin cậy cho trấn nhậm vùng Minh Lương, khu vực Đông Dân và Phì Nhiêu, tự xưng trong công văn Kiên Giang huyện, tri huyện Trần Lương Xuân, được giữ một khẩu súng lục, hai khẩu súng hai lòng, một khẩu súng một lòng, bốn cây giáo, một khẩu súng, Le Fosher, Trình Lục Y, người Miên, từng được cựu trào phong chức cai tổng, cư ngụ ở Áp Lục, Rạch Tìa, Thủy Liễu, rồi theo Pháp. Sau thời gian làm cai tổng, dài, dẳng là 48 năm, thấm mệt xin nghỉ, được huy chương bạc hạng nhất. Cai tổng Hà Mỹ Phiến, tên ngoài là Phến, người Tàu Lai Miên, làm vua một cõi ở tổng Kiên Hảo, chữ nghĩa kém, được sắm bốn cây mát, thông, cho bọn hộ vệ khi đi hầu quang vì đường xá còn rừng rậm, con và cháu đều làm cai tổng nối tiếp cho đến năm 1945. Cai tổng Trần Quang Huy, con của cai tổng Trần Quang Sô cũng là người miên, làm phó tổng kiên hảo. Cai tổng Sô tận tụy với thực dân từ buổi đầu, bị nghĩa quân của Nguyễn Trung Trực giết. Sau đó, Pháp ban chức phó tổng cho Huy là nghĩ tới công lao của cha. Ngày trước, Pháp cho tổng Sô hai cây súng, súng này giao lại cho Huy. Người Việt Nam duy nhất được Pháp tin cậy ban chức cai tổng là Nguyễn Văn Ngương, cai tổng kiên định ngủ ở Tân Hội, một làng đông dân bên Kinh Thoại Hà nhân lãnh chức, xã trưởng khi Pháp đến và có công lớn là báo tin trước cho tên tham biện rạch giá về việc Nguyễn Trung Trực sắp tấn công. Nhưng tên tham biện không tin lời. Vì oán xã Ngương nên nghĩa quân của Nguyễn Trung Trực đã giết lây một số người công giáo ở Tân Hội xóm của Ngương cư ngụ. Cai tổng Ngương làm chúa một vùng, được cấp Sáu khẩu súng, đặc biệt là một khẩu thần công mà quân sĩ của Nguyễn Trung Trực bỏ rơi lại. Với bọn cộng sự viên như thế, các tham biện ở giai đoạn đầu tỏ ra chán nản. Chung quanh chợ, ngoài vài xóm đông đúc là rừng rậm, họ không muốn đi thanh tra. Mãi đến năm 1901, viên bếp trạm đi thơ từ công văn, ngặt bếp, còn kêu nài để xin được giữ cây súng vì vùng ngang dừa, làng Vĩnh Lộc là nơi nguy hiểm, khó di chuyển đi trác cho làng nọ làng kia thì đàn đi rừng bụi vắng vẻ quá. Có nhiều lần tôi gặp cọp nó làm dữ với tôi thì tôi cũng nhờ có cây súng tôi bắn nó chết. Có khi nó ra phá sớm phá làng thì người ta tới kêu tôi cùng đi cứu giúp mà bắn cho đặng bình an trong xóm. Vì không thấy có huê lợi dồi dào về thuế má trong tương lai gần nên khoảng năm 1889 hạt rạch giá bị sát nhập vào hạt long xuyên cho đỡ tốn kém về mặt bố trí cơ sở hành chánh cùng là lương bổng nhân viên rạch giá lúc bấy giờ trên con dấu chánh thức là kiên giang huyện của tỉnh long xuyên còn con dấu của tham biện long xuyên ghi aron dismon e long xuyên chính giữa là long xuyên rạch giá nhưng đôi năm sau rạch giá tách trở lại làm một tỉnh như trước chánh phủ đang trù liệu kế hoạch khai thác quy mô vùng hậu giang với ngân sách của chánh quốc cho mượn đào kinh nối liền từ vịnh Simla la lên sài gòn chỉnh đốn tỉnh lỵ rạch giá và các vùng phụ cận chợ rạch giá là cơ sở tốt với dòng cao ráo sát bờ biển lại còn nhiều dòng đất phì nhiêu vùng phụ cận quy chế khẩn đất đặt ra rành mạch các tỉnh miền tiền giang không còn đất tốt vô chủ khiến nhiều người đổ xô về rạch giá là nơi dễ làm ăn đặc biệt là dân từ long xuyên đến Tháng 10 năm 1895, chủ tỉnh báo cáo về thống đốc Nam Kỳ với ý kiến của Hội đồng Địa Hạt đưa ra nhiều đề nghị. Từ vài năm qua, dân số gia tăng gấp đôi, diện tích canh tác tăng hơn 10 lần. Đề nghị vét kinh rạch giá Long Xuyên, Thoại Hà để tàu lục tỉnh Mexagarie, Fluviales, từ Sài Gòn đến chợ rạch giá ít nhất là 3 lần trong mỗi tuần như các tỉnh khác. Bấy lâu, Rạch Giá và Hà Tiên không có chuyến nào trong tuần. Tức là khoảng 10 ngày mới có một chuyến. Bảo vệ bờ biển Rạch Giá, đừng cho lỡ bằng cách cẩn đá mà chặn sóng biển. Đồng thời, xây một con đê bằng đá chạy ra ngoài biển, GT, để vào mùa hạn, tàu bè có thể cất hàng hóa, nhưng không thực hiện được. Bấy lâu đường giao thông từ Rạch Giá lên Sài Gòn khó khăn vì kinh thoại hà quá cạn, nhất là vào mùa hạn hành khách từ sài gòn đến rạch giá dùng xe lửa sài gòn mỹ tho rồi đi tàu lục tỉnh từ mỹ tho đến long xuyên từ long xuyên dùng ghe mà chèo chóng qua rạch giá để thiết kế tỉnh lỵ năm 1896 bốn xã vĩnh lạc vĩnh hòa huề tân lập thanh lương nhập lại gọi là làng vĩnh thanh vân đến năm 1908 mới đặt tên đường xá tại chợ và năm 1910 đưa dự án dùng đèn thắp bằng ga ở đường phố. Tàu bơm Hải Nam ra vào cửa rạch giá tấp nập, vào tháng gió chướng, gió mùa từ Đông Bắc, nhiều khi 20 chiếc cặp bến một lượt, tùy thương chánh hoạt động với quyền hạn không phân định rõ rệt vì cho rằng chỉ chịu sự chỉ huy từ Sài Gòn mà thôi, không can hệ gì đến nhà cầm quyền ở tỉnh. Năm 1887, viên chức thương chánh, xét bắt, huê kiều ở chợ, tha hồ làm tiền, vì quả thật các tàu buôn Hải Nam vào bến chở theo á phiện lậu thuế để bán lén theo hệ thống riêng cho các tỉnh miền Tây là nơi tập trung người Hoa Kiều khá giả. Người Hoa Kiều thì ăn chịu với viên chức địa phương. Ngoài ra, viên chức thương chánh, bây giờ gọi là công si, lại còn bắt buộc người làm nước mắm ở Hòn Sơn Rái thuộc tỉnh Rạch Giá phải đóng thuế nhập cản, lấy cớ trong nước mắm có muối. Xem mấy người làm nước mắm như đã chở muối lậu thuế. Mấy bang Huê Kiều yêu cầu đừng đánh thuế quá nặng. Những hàng hóa chở từ bên Sim vào chợ đạch giá, nhưng không được chấp thuận. Bây giờ, tàu Hải Nam chở vào nhiều nhất là vải, từ Sim hoặc từ Tân Gia Ba, đặc biệt có loại vải thông dụng, gọi là vải Sim, vải Tám Hạ, tức là từ Hạ Châu đem đến. Mặc nhiên, hàng hóa xuất xứ từ Anh Quốc lại cạnh tranh với hàng hóa Pháp mấy viên cai tổng đồng thanh phản đối việc tra xét của mấy ông Tây, công si khi đồng bào đến chợ theo đường biển phải đi ngang qua thương cảng. Năm 1886, hải quan Pháp ra tận hòn, cổ tròn, Pulo Dama để thám hiểm, nhưng ngoài ấy chẳng có nguồn lợi gì về kinh tế. Việc bán gạo từ hải cảng rạch giá đã có từ đời mạc cửu do người Hoa Kiều đảm trách độc quyền. Dịch vụ xây lúa tổ chức theo kỹ thuật cổ truyền dùng loại cối to, mỗi cối có bốn người, cầm dằn say, hai người sàn, một người quạt, một người dần tắm. Năm 1884, chợ có sáu trại xây lúa, sử dụng gần 40 cối to. Khi tàu Hải Nam gần đến để ăn gạo, trại hoạt động suốt ngày đêm, dùng toàn sức người, dọc theo bờ rạch gần mé biển. Người Huê Kiều cất kho dự trữ hàng hóa, tàu Hải Nam đến mua nhiều nhất là gạo, chiếu, tiền kẽm, nước mắm, cá khô, mắm ruốc, cà ròn bao bằng bàn, mật, sáp. Họ chở đến tô chén, bài tứ sắc, vải bô, giấy tiền vàng bạc, mền, thuốc bắc, pháo, nhang, trái cây khô. Lần hồi thương cảng bớt hoạt động, gạo xay máy từ Sài Gòn chở qua hương cảng bằng tàu, máy, ít tốn sở phí hơn là gạo xay bằng sức người, chở bằng ghe bườm ở rạch giá. Về đường xá trong tỉnh, mãi đến năm 1907 chỉ thấy vài khúc lộ dở dang. Theo sáng kiến của tham biện, con lộ từ rạch giá đến hòn đất thành hình bắt dân làm sâu đường trải đá ong biên hòa và trải đất hầm đất ruộng đốt cho chín rồi đập ra từng cục nhỏ dụng ý của bọn pháp ở địa phương là đắp đường theo mé biển ăn tới hòn đất nơi chúng chọn làm căn cứ nghỉ mát sanatorium từ trên hòn nhìn ra vịnh simla khung cảnh khá thơ mộng điều bất lợi là con lộ này chạy ngang vùng còn là rừng tràm người miên sống rải rác trong tương lai Nhà nước hy vọng là nối lên Hòn Chông thuộc Hà Tiên, nhưng công tác này trở thành tốn kém vô ích, khí hậu Hòn Đất không tốt cho lắm. Đất hai bên lộ quá xấu, mở đường mà chẳng ít lợi gì cho việc canh tác. Bọn Pháp ở địa phương cố duy trì kế hoạch, lấy lý do là để tới lui giữ an ninh, đồng thời làm bờ đê chặn nước biển. Lộ bị dẹp bỏ vì rốt cuộc, ai cũng nhìn nhận là lãng phí. Lộ hãy còn di tích, sát theo bờ biển, song song với con lộ rạch giá Hà Tiên đắp xa biển hơn lúc sau này. Con lộ thứ nhì là nền móng của lộ rạch giá Cần Thơ. Năm 1907, nối liền với Minh Lương, khoảng 15 km, trải đá ong và đất hầm. Có kế hoạch nối luôn tới Gò Quao rồi Long Mỹ. Mãi đến năm 1914, lộ rạch giá qua Cần Thơ mới tiếp tục khởi công. Việc chia ra quận, huyện trở thành cấp bách. Tham biện, rạch giá, nếu lý do là dân số gia tăng, nhiều người từ tỉnh khác đến làm ăn nên khó kiểm soát diện tích của tỉnh lại quá rộng. Vùng ở Giáp Ranh Cần Thơ và Giáp Ranh Bạc Liêu, Sóc Trăng cần mỗi nơi một ông huyện để coi sóc. Ngoài ra, cần một quan huyện ở Châu Thành năm 1898, tham biện đạch giá nhắc lại ý kiến nên lập một phân khu hành chánh ở ngọn cái lớn nhằm đề phòng trộm cướp hoặc lập ở làng Long Mỹ một quận mới. Nhưng cấp trên bác bỏ cho là tốn thêm tiền xây cất cơ sở hành chánh, mướn thơ ký, mã tà. Nếu tỉnh quá rộng tham biện chủ tỉnh cứ đi thanh tra bằng tàu máy là đủ rồi. Bây giờ, việc khẩn hoang chỉ mới xúc tiến, thuế má chưa thâu nhiều, nhưng đến năm 1907, quận Long Mỹ thành lập ở ngọn sông Cái Lớn, phía giáp ranh với Cần Thơ, chủ quận đầu tiên là Morel, nắm nhiều quyền hạn quan trọng. Quận Gò Quao thành lập, trên con dấu ghi mấy chữ nho, Đại Hà huyện, tức là huyện lập ở sông Cái Lớn. Quận Dòng Riền ghi là Tiểu Hà huyện, xong cái bé quận châu thành tại chợ thì thêm mấy chữ nho kiên giang phủ việc phân chia ra tổng cũng chưa hợp lý và gây nhiều phiền phức riêng tổng thanh bình năm 1907 rộng đến 250.000 mẫu tây trong khi tỉnh bến tre chỉ có 140.000 mẫu tỉnh gò công 62.698 mẫu diện tích vào năm 1922 ăn từ vịnh sim la đến ranh sóc trăng riêng làng đông thái thuộc về tổng này dài cỡ 30 cây số ngàn từ rạch thứ năm đến rạch mương đào lý do chánh là đất quá rộng quá ít còn nhiều rừng xóm này xa cách xóm kia bấy giờ cai tổng tha hồ sự kiện theo ý thích xã trưởng thì không thèm đi hầu việc quan trên viện lý do là biển động đi sợ ghe chìm hoặc nộp thuế thì sợ bị ăn cướp dọc đường đại khái rạch giá là tỉnh chậm phát triển về đường xá dân trí kém mở mang thua xa các tỉnh miền Tiền Giang hoặc gần Sài Gòn, nơi mà nhà nước thực dân đã chú ý thiết kế từ trước năm 1900 mãi đến năm 1910, năm 1911. Hương chức làng ở Rạch Giá mới bắt đầu có con dấu bằng đồng để đóng vào công văn. Những rắc rối đầu tiên trong việc khẩn đất Chủ tỉnh Rạch Giá báo cáo cho Thống đốc Nam Kỳ ngày 17 tháng 3 năm 1898 trên nguyên tắc mỗi làng phải có địa bộ và điền bộ. Nhưng ở Rạch Giá, trước năm 1891, không nơi nào có địa bộ. Một số hương chức làng tự ý lập địa bộ, vẽ bản đồ chia ra từng sở đất. Ghi tên chủ đất nhưng thường ghi tên ma. Ai đến xin khẩn thì bảo là hết đất. Còn muốn thì làng sẽ đứng làm trung gian mua lại dùm cho. Hương chức làng tự ý sửa chữa, sang tên các sở đất. Hậu quả là địa bộ ở làng trên nguyên tắc là bổn phụ lại không giống với địa bộ, bản chánh nạp ở tỉnh. Ai muốn sao lục địa bộ, có giá trị như bằng khoáng đất, thì làng đòi ăn hối lộ rồi mới chịu sao. Chủ tỉnh nhắc lại nguyên tắc, mọi sửa đổi về ranh giới hoặc tên người chủ sở đất đều phải được phép của chủ tỉnh. Theo nghị định ngày 6 tháng 3 năm 1891, chủ tỉnh là người quản thủ địa bộ. Để cứu vãn tình thế, chủ tỉnh trạch giá yêu cầu thống đốc cho thành lập một ủy ban gồm một chủ tỉnh từ tỉnh khác đến làm chủ tịch một viên kinh lý họa đồ cũng là cai tổng và hương chức sở tại để tu chỉnh lập địa bộ mới cho tỉnh không làm được việc ấy thì dân ở tỉnh khác không xuống đặt giá đông đảo như trước nữa trong hiện tại đa số người chiếm giữ đất để canh tác không có bằng khoản hợp pháp còn những người tranh chấp thì chẳng có giấy tờ gì để chứng minh không lập được địa bộ thì dân làng chỉ làm công cho thiểu số người có thế lực hưởng huê lợi nhiều vụ tranh chấp xảy ra. Dân khẩn hoang thoạt tiên tin rằng nhà nước cho phép họ làm ruộng trước rồi sẽ khai báo để hợp thức hóa về sau, với điều kiện khẩn hoang không quá 10 mẫu, gọi là đất công nghiệp. Làm sao người dân hiểu rằng cách thức làm đơn và dám ra tỉnh lỵ để hầu quan chủ tỉnh, đường xa lắm khi hơn 70 cây số ngàn ra chợ, lại không biết thưa bẩm với ai. Vài người hiểu luật lệ đã chịu khó chạy chọt tìm cách giật đất ở làng Vĩnh Hưng năm 1904, một viên thông ngôn tòa án đang ăn lương lớn lại xin nghỉ việc để tranh chức cai tổng, chưa đắc cử là cho vợ đứng đơn xin khẩn chồng lên mấy sở đất mà người khác đã ruồng phá thành khoản từ trước. Vai trò của cai tổng khá quan trọng khi lập địa bộ cấp đất vì là một ủy viên. Năm 1903, chủ tỉnh rất ấy nấy vì tình trạng chiếm đất do thiểu số nhiều uy thế và rành luật lệ. Ở làng Lộc Ninh, nhiều sở đất có rừng tràm tốt hoặc có người canh tác lại bị kẻ lạ mặt làm đơn xin trưng khẩn. Chủ tỉnh ra lệnh cho cai tổng Thanh Bình cứ ghi tên những người thật sự đang canh tác và cho họ được ưu tiên vào bộ. Theo thủ tục bấy giờ, hễ vô đơn xin tạm khẩn thì mặc nhiên được cấp cho một biên lai. Với tấm biên lai có chữ ký của chủ tỉnh, bọn Giang Hùng cứ đến địa phương mà tranh cản, tự nhận là sở hữu chủ với diện tích rộng hơn. Ai năng nỉ thì họ bán tấm biên lai like với giá cao, bảo đó là tờ bằng khoáng chánh thức. Khi hay tin kinh sáng xà no, sắp đào, nối liền qua rạch giá, nhiều ông hội đồng, cai tổng, thân hào đã vội làm đơn xin khẩn, căn cứ vào bản đồ con kinh mà họ biết trước. Luôn luôn họ dành phía mặt tiền giáp với bờ kinh. Chủ tỉnh bác những đơn ấy không phải vì thương dân, chẳng qua là muốn dành cho bạn bè, hoặc cho kẻ nào dám dân tiền bạc hối lộ. Có người vội cho rằng pháp bày ra việc cử hội đồng quản hạt địa hạt cai tổng chỉ là để mua chuộc một số người việt háo danh mà thôi thật ra những chức vụ ấy đem lại nhiều ưu thế trong việc khẩn đất nhờ chức vụ mà giao thiệp dễ dàng nên họ biết kế hoạch đào kinh qua phần đất nào khi nào trưng khẩn thì họ vô đơn trước lại còn trường hợp nếu cho ai trưng khẩn với diện tích lớn thì họ được hỏi ý kiến chủ tỉnh sẵn sàng cho họ quyền ưu tiên trưng khẩn để bù lại việc họ làm ngơ cho chủ tỉnh chi tiêu phí phạm ngân sách địa phương hoặc tăng thuế hoặc xuất công quỹ tu bổ công sở họ vận động với quan trên lo lót tiền bạc để xin phép sắm súng cho bằng được nhằm mục đích uy hiếp tinh thần dân chúng khi cần chiếm đất khẩn đất cũng là cơ hội cho vài tên đầu cơ mị dân gây uy tín cá nhân để ứng cử chức nghị viên Nam Kỳ vào năm 1912 ký giả thực dân hạng nặng là G. Aren đến quận Gò Quao wow, để hướng dẫn kẻ bị mất đất làm đơn tố cáo điền chủ và quan chủ quận về tội ăn hối lộ. Lấn hiếp dân, một người miên đã khẩn được 108 mẫu từ năm 1907, 1908, vô bộ ở làng rồi. Thế mà điền chủ lại mướn tay em, chừng 70 người đến đánh đập tịch thâu nông cụ lúc họ đang canh tác. Lại còn bọn kinh lý, họa đồ pháp, thừa cơ hội và cậy quyền để giật đất một cách hợp pháp. Năm 1913, ấp thành lợi, sau này trở thành làng Ninh Thạnh Lợi, phần đất cũ của làng Lộc Ninh, được thành lập do ba người xin khẩn 230 công. Trên đất này họ đã cất nhà rồi. Làng đồng ý cho khẩn, nhưng ba năm sau, một viên kinh lý người Pháp đến trưng khẩn bao trùm lên và bắt buộc ba người nọ phải làm tờ mướn đất như là tá điền. Rốt cuộc, theo sự phân xử của chủ tỉnh, ba người này thất kiện. Mỗi người chỉ còn giữ được 10 mẫu đất công nghiệp, còn bao nhiêu đất dư ra đã thành thuộc rồi thì phải giao cho viên kinh lý. Ở tỉnh Lị Rạch Giá, có người chuyên sống bằng nghề trung gian để lo hối lộ. Năm 1916, người nọ xin khẩn 2.000 mẫu ở làng Vĩnh Bình nhờ kẻ trung gian đúc lót trước 200 đồng cho chủ tỉnh. Xong việc, sẽ đưa thêm tiền. Chủ tỉnh trình việc ấy lên thống đốc Nam Kỳ và bảo rằng phần đất ấy chắc chắn có người đang khai thác từ lâu. Chủ tỉnh tố cáo vì số tiền lo hối lộ quá ít hay vì thanh liêm. Để làm điền chủ lớn, nhiều người dùng nhiều chiến thuật khác nhau họ làm đơn với chủ tỉnh lo lót ra mặt công khai chiếm đất rồi khi tới địa phương họ chịu bồi thường chút ít cho người đã khai khẩn từ trước hoặc mua lại giá rẻ lúc người dân cô thế đang tuyệt vọng thấy mình chẳng bao giờ đủ khôn lanh và đủ tiền bạc để kêu nài hoặc hối lộ họ không bao giờ đứng tên khẩn đất trong đợt đầu tránh mọi việc tranh chấp vụn vặt có vẻ vũ phu và bất lương họ đem tiền tới nơi tiền này thường là tiền vay để mua đất trong những năm ruộng thất mùa hoặc họ chuyên sống bằng nghề cho vay nặng lời hoặc chứa cờ bạc để lần hồi bắt con nợ phải bán đất cho họ mà trừ nợ họ công khai đưa con nợ ra tòa với giấy tờ hợp pháp về hình thức người dân quê dốt chữ khi túng thiếu vì đau ốm vì thua cờ bạc đã ký tên điểm chỉ vào sau khi nghe đọc qua loa nội dung tờ giấy nợ chứa đựng nhiều cạm bẫy ngặt nghèo kẻ quyền thế thường vận động các quan lại cao cấp chịu tốn kém về tiệc tùng để được khẩn không tiền. Concession, retreat, theo quy chế mà nhà nước dành cho người hữu công. Tổng đốc Phương hưởng theo quy chế này là 2.223 mẫu ở các làng Hỏa Lựu, Hòa Hưng, Vĩnh Hòa Hưng, Trần Chánh Chiếu, sau này cổ suý cho phong trào Duy Tân ở Nam Kỳ, khẩn hơn 1.000 mẫu. Một nho sĩ họ Trần ở Rạch Giá cũng nhờ Tổng đốc Phương làm trung gian mà khẩn 1.000 mẫu đất tốt một đại điền chủ ở Trà Vinh khẩn trong địa phận đạch giá trên 1.400 mẫu. Những nguồn lợi thiên nhiên Trước khi trở thành ruộng, rừng tràm là nguồn lợi thiên nhiên đáng kể. Vào đời Gia Long, vùng rạch giá được chú ý nhờ sáp ong và cá tôm. Làng Vĩnh Hòa, làng Đông Yên ở hữu ngạn sông Cái Lớn, thành hình từ lâu nhờ nguồn lợi sân chim. Sử chép là điểu đình, những khu rừng mà hàng năm, loại chàng bè, long ô, còn gọi là già sói, marabout, tụ hợp về làm ổ, xanh sôi nảy nở hàng chục vạn con, thợ rừng đến nơi, nơi chim tụ hợp, bao vây và giết sống, để nhổ lông bó lại đem bán cho tàu buôn Hải Nam. Thổ ấy người Việt cũng như người Tàu đều ao ước có cây quạt kết bằng lông chim với đứa tiểu đồng, đứng hầu quạt phe phẩy, tiêu biểu cho nếp sóng phong lưu. Thế triều đình vẫn duy trì Nhà nước thực dân cho đấu thầu nhưng giá thầu ngày càng thấp. Dân giết quá nhiều, không chừa chim con. Gặp khi dông tố thất thường, chim kéo đến khu rừng khác. Người thầu không được quyền truy nã theo để khai thác. Người trúng thầu thường là Huê Kiều. Họ có hệ thống tiêu thụ ở nước ngoài. Giá thầu là 21.000 quang năm 1879, 20.000 quang năm 1880. Việc thầu sân chim có lúc bị bãi bỏ hoặc ngăn cấm. Năm 1908 cho khai thác trở lại, những năm chót, nhà nước cho hương chức làng thầu với giá tượng trưng. Năm 1912, một hội viên của phòng canh nông Nam Kỳ, cũng là tay khai thác đất đai nổi tiếng ở Hậu Giang, lên tiếng xin nhà nước cấm khai thác sân chim vì thuế thâu vào chẳng bao nhiêu mà gây tai hại lớn. Theo bài toán của ông ta, chim có hàng trăm ngàn con bị giết mỗi năm. Mỗi ngày, một con chim già sói, marabout, ăn đến 20 con chuột, mất chim thì hàng triệu chuột tha hồ sinh sôi nảy nở. Đây chỉ là bài toán không tưởng mà thôi. Mật, sáp ong, cá tôm là nguồn lợi lớn và lâu dài hơn. Khi mới chiếm vùng hậu giang, đặc biệt là vùng rạch giá, những huê lợi này đều do nhà nước giao lại với giá thầu tượng trưng cho các ông cai tổng, xem như là hình thức mua chuột rất có hiệu quả. Các ông cai tổng cứ chia ra từng sở nhỏ, giao cho bọn tay sai thân tín thầu lại với giá cao. Kế đến là giai đoạn giao cho Hương chức làng với giá phỏng định. Năm 1895, Hương chức làng thâu lợi quá nhiều đến mức dám hiến lại cho ngân sách tỉnh phân nửa số lời mà họ thu được. 2.785 đồng. Sáp là nguồn lợi làm cho xứ rạch giá nổi danh. Người miên gọi là vùng gramun So, tức là xứ sáp trắng. Vì thời xưa, ổ ong bám vào cây tràm, lâu ngày rụng xuống, rồi trôi trên sông, không người vớt. Thời tự đức, và có lẽ trước hơn, quan lại địa phương chia rừng tràm ra từng ngang, tức là từng lô nhỏ, lấy những con rạch thiên nhiên làm ranh giới. Nay hãy còn dùng làm địa danh, ngang trâu, ngang dừa, ngang rít, ngang vọp. Nghề ăn ông gọi là ăn ngang, lô rừng đem đấu thầu gọi là sở phong ngạn. Phong là ong, ngạn là bờ ranh. Phong ngạn tập trung ở những làng nhiều rừng tràm. Năm 1905, làng Vĩnh Lộc có tới 19 sở, làng Sóc Sơn, 13 sở, làng Đông Thái có 4 sở to chạy theo địa phận làng, dài cỡ 30 cây số ngàn. Chủ tỉnh rạch giá thảo ra điều kiện sách nhằm ưu tiên cho người khẩn đất làm ruộng. Điều 2 ghi rõ, rừng thì lần lần có người khai phá làm ruộng vì việc canh nông có lợi hơn. Nên sự đấu giá này, đấu giá phong ngạn, không buộc 3 năm, buộc 1 năm mà thôi, nhưng mà chủ ngang phải thưa cho nhà nước biết trước ngày 15 tháng 1 kế đó. Nghề khai thác phong ngạn lần hồi trở nên khó khăn vì gặp sự tranh chấp của người làm đơn khẩn ruộng. Thoạt tiên, chủ đất xem khu rừng tràm là của mình, tha hồ đốn cây để lấy huê lợi đầu tiên, hoặc dân làng cứ đốn cây, phá rừng. Báo cáo của làng Mỹ Lân ngày 12 tháng 12 năm 1911 cho biết, năm nay bị thất mùa màng, dân nghèo nàn quá, không có phương thế chi mà làm ăn. Chúng nó cứ việc hạ tràm tươi mà cưa làm củi bán, mà đổi gạo ăn hồ sơ Mie Sire. Diện tích rừng để khai thác mật ong bị thu hẹp vì thỉnh thoảng rừng cháy, ong bỏ ổ đi nơi khác. Nhưng lý do chánh khiến cho nghề phong ngạn suy đồi là trận bão lục năm thìn năm 1904, khiến đa số rừng tràm bị ngã sập, rễ tràm vì ăn bám trên vùng đất sình lầy nên chịu đựng không nổi. Tràm ngã xuống, sau này khi cày cấy, hễ gặp là đào lên, đem về chụm bếp gọi là tràm lục, bảo lục. Đối với ngân sách làng và ngân sách tỉnh, đây là sự hao hụt đáng kể để bù vào số thuế phong ngạn, chủ tỉnh rạch giá, giải quyết bằng cách bắt buộc dân phải chịu thêm một thứ thuế phụ trội cộng thêm với thuế thân mà dân phải đóng. Ở làng Mỹ Lâm, trước kia ngân sách dồi dào nhờ thuế phong ngạn, nhưng vì dân bộ quá ít nên chia ra thì mỗi đầu người phải đóng đến 4 đồng. Sáp là sản phẩm quý theo lệ xưa và mãi đến khi người pháp đến đó là món dùng để lo hối lộ thông dụng nhất gọi khôi hài là đúc sáp thủy lợi theo nghĩa là huê lợi cá tôm ở sông rạch được chú ý từ thời xưa người pháp lúc ban đầu cũng dùng chánh sách mua chuột cai tổng và hương chức làng bằng cách cho họ mua lại tức là thầu với giá phỏng định rừng tràm phát triển ở nơi đất thấp vào mùa mưa thì nước ngập tràn. Rừng ở Rạch Giá và luôn cả rừng tràm ở Hà Tiên, Châu Đốc, Cà Mau có thể so sánh với vùng biển hồ ở Cao Miên về phương diện sinh hoạt của tôm, cá. Nước dâng lên, cá lên rừng mà xanh đẻ di chuyển. Rừng rậm với con lăng quăng do trứng mũi nở ra là thức ăn lý tưởng của cá. Khi mùa nắng vừa bắt đầu, gió chướng thổi thì cá biết là nước sắp cạn. Từng bày tìm cách ra sông, xuống rạch để khỏi chết khô. Bởi vậy, rạch ở rừng Tràm là nơi tập trung cá. Loại cá đồng đắt giá như cá lóc, cá trê chở đem bán nơi xa được, không chết dọc đường. Dân địa phương từ lâu đã biết cách đào đìa ở vùng cỏ hoang hoặc giữa rừng Tràm, cá rút xuống đìa mà sống. Và khi đã quen thói, hàng năm, cá lên rừng vào mùa mưa, trở về rạch, về đìa khi mùa nắng bắt đầu. Nhiều đìa cá của dân làng đào sẵn trong rừng hoang lại trở thành đìa của điền chủ vì phần đất ấy đã bị trưng khẩn. Địa đào ở trong rừng thì nhiều cá, nhưng khó đem cá về, lắm khi phải gánh cá hàng năm bảy cây số. Nếu địa ít cá thì bỏ luôn, chẳng ai thèm tác. Địa ở xa trong rừng gọi là địa u minh, theo nghĩa là nơi u u minh minh, tối tâm như địa ngục, mặc dầu không nằm trong rừng u minh. Nhà nước bày lệ đấu thầu để thâu thuế nhiều hơn. Mỗi lần đấu cho phép khai thác trong 3 năm, điều kiện sách ghi rõ là sự lợi ích của nông nghiệp phải trọng hơn các điều khác nhưng trong thực tế việc đấu thủy lợi làm giàu cho một số trung gian họ chia ra từng phần nhỏ rồi cho mướn lại với giá cao gấp đôi hoặc gấp ba để bắt hết cá kỹ thuật hữu hiệu nhất là xây rọ với đăng sậy tùy theo hình thể con rạch mà lựa chọn kiểu rọ thích hợp nhiều cuộc tranh chấp xảy ra người đấu thủy lợi nếu có thế lực thì cứ phá đập giữ nước của kẻ khác đang làm ruộng để cá trên ruộng chạy xuống rạch gây nạn lúa háp vì ruộng bị cạn quá sớm hoặc người khai thác thủy lợi làm cản trở lưu thông ngăn cản không cho câu cá khiến người địa phương ăn uống khổ cực thiếu cá làm mắm dự trữ để làm mùa nhiều làng đã xin quan trên bỏ việc cho thầu thủy lợi để dân làng tự do bắt cá về ăn nhưng khoản dự thâu ngân sách về thủy lợi hàng năm không thể bỏ được quan trên thường giải quyết bằng cách bắt buộc mỗi đầu dân đóng thêm 5 cắt hoặc 1 đồng để bù trừ lại. Chủ đất có thế lực thường ngang nhiên, đắp đập ở ngọn rạch, không cho cá xuống, khiến người xây rọ chịu thất thâu. Dân châu đốc xuống rạch giá dạy nghề xây rọ, dân gò công tới vàm biển sông cái lớn, phổ biến việc đóng đáy trước năm 1912. Việc thành lập làng mới Người nhiều vốn để mộ dân đi khẩn hoang, mà dám đảm bảo sẽ đóng đầy đủ thuế thì được nhà nước chấp thuận cho lập làng mới. Đây là nguyên tắc từ thời vua chúa nhà Nguyễn mà thực dân cho áp dụng trở lại để thâu thêm thuế điền và thuế thân. Năm 1894, việc thành lập làng Vĩnh Hưng cho thấy sự xuất hiện của bọn cường hào mới. Vùng đất này ở phía nam tỉnh Rạch Giá, giáp tranh Sóc Trăng. Hai người giành nhau lập làng. Cả hai đều là bá hộ nổi danh thời bấy giờ. Tuy là người Việt nhưng gốc Hoa Kiều Phan Hộ biết, tục danh là Bá Hộ Bì, ở Bạc Liêu xin lập làng mới. Dân do ông ta quy tụ sẽ lần hồi đóng thuế cho nhà nước. Ông ta đã xuất tiền túi ra xây cất xong một nhà Việt công sở làng trị giá 200 đồng. Bành Trấn thì đưa kế hoạch đào kinh do chính ông xuất vốn, mướn nhân công, lại cam kết rằng sau khi được chấp thuận lập làng thì sẽ có 150 dân công do ông quy tụ đóng thuế ngay, thuế này do chính ông xuất ra cho dân mượn trước. Và tuy đất chưa thâu hoạch thuê lợi, ông sẵn sàng chịu thuế điền, 1.500 mẫu, đóng ngay cho nhà nước. Nếu nhà nước chịu cho đứng tên làm chủ 1.000 mẫu đất, thì ông ta hứa sẽ bảo đảm đóng thuế cho 300 người trong những năm tới. Theo lời trong đơn, vùng này còn nhiều voi và trộm cướp, lập làng thì đất trở thành tốt, thú rừng và bọn bất lương không còn lai vãng. Kế hoạch của Bành Trấn được Thống đốc Nam Kỳ chấp thuận vì bành trấn vào đơn trước hơn Phan Hộ biết nhưng lý do vẫn là vì Bành Trấn chịu đóng thuế ngay làng Vĩnh Hưng trở thành một tiểu quốc của Bành Trấn ông ta bèn bắt buộc bọn tá điền trả lại tiền thuế thân đã ứng trước rồi cho vay nặng lời rốt cuộc tất cả dân trong làng trở thành tá điền chẳng ai làm chủ mảnh đất lớn nhỏ nào cả đến năm 1911 nhà nước mới can thiệp và lập làng như vậy là thất nhân tâm có lợi cho cá nhân đứng lập làng nhưng hại cho nhà nước. Bởi vậy, khi cho lập làng Ninh Quế vào năm 1913, viên phó tham biện đặc trách quận Long Mỹ đã tổng kết kinh nghiệm và nhận định về việc bầu cử các hương chức hội tề. Trong ban hội tề, chức vụ xã trưởng là quan trọng hơn hết. Viên chức này giữ mộc ký chuyện của làng. Xã trưởng lựa người thân tín cho làm chức hương cả rồi đến chức hương thân, hương hào. Những chức còn lại thì do xã trưởng nêu điều kiện ai muốn làm thì cứ thương thuyết lo hối lộ cho ông ta đây là tình trạng lập làng mà không có bầu cử về hình thức nếu bày ra hình thức bầu cử chỉ một thiểu số điền chủ được ứng cử và có quyền bầu mà thôi dân làng không được tham khảo ý kiến và dân chỉ muốn cuộc bầu cử diễn ra thật nhanh ai làm cũng được để họ biết ai là người nhận tiền thuế mà họ phải đóng khi lập làng mới công việc đầu tiên của hương chức là bắt buộc dân phải ký giấy nợ trả lại cho họ những sở phí lập làng tiền mua sổ bộ, tiền mua tặng phẩm để hối lộ cho quan trên, dân không dám cải lệnh vì họ được khai khẩn vài mảnh đất nhỏ. Bởi vậy, theo ý kiến của Marcel Rocher, phó tham biện đặc trách quận Long Mỹ, thì nên lưu ý việc sắp đặt hương chức hội tề ở làng mới lập. Nếu xã trưởng và hương cả thuộc một phe với nhau, thì nhà nước nên cho người thuộc về phe khác. Lẽ dĩ nhiên, hai phe này đều tham nhũng, làm những chức vụ còn lại trong ban hội tề để khi hai phe nói xấu, tố cáo nhau, thì nhà nước có lợi là biết được sự thật. Nếu chỉ một phe cường hào, nắm trọn một ban hội tề, thì dân càng khổ. Cũng theo ý kiến viên phó tham biện này, những người đứng ra sáng lập làng thường đem lá đơn được chấp thuận về địa phương mà dằn mặt dân, rồi bắt đầu lên, ngai vàng mà thống trị như vua chúa. Trường hợp một làng khác ở quận Long Mỹ, có viên chức cho 17 người miên đến khẩn đất. Họ lo bắt cá, đốn củi, sau bão lục năm thìn, cây rừng ngã xuống mới bắt đầu làm ruộng. Khi đất dọn xong, thì mới hay rằng viên chức nói trên đã làm đơn xin khẩn chồng lên phần đất ấy từ trước. Có biên lai. Cũng may là vụ này được giải quyết êm đẹp, dành ưu tiên cho người miên vì họ chịu cực khai phá từ trước. Trường hợp làng quá rộng như làng Đông Thái dài 30 cây số dân đến cư ngụ lần hồi, khi đủ số thì những ấp ở xa trở thành làng mới, tách ra lập thêm ba làng là Đông Hưng, Đông Hòa và Đông Thạnh từ năm 1914. Lắm khi, vì muốn kiểm soát an ninh ở mấy ấp hẻo lánh, nhà nước chấp thuận cho tạm lập một làng mới. Trong giai đoạn sơ khởi, lúc quan kinh lý chưa đến phân ranh, thì hương chức không được thâu thuế, chỉ được xử kiện những vụ nhỏ và sắp đặt dân canh phòng mà thôi. Làng Thạnh Lợi tách ra khỏi làng Thạnh Hưng, tháng 11 năm 1912. Ở những làng quá đông người miên, hương chức hội tề có thể ký tên bằng chữ miên và điều kiện để làm hương chức không cần là phải biết chữ quốc ngữ. Quan trọng nhất là chức xã trưởng chỉ dành cho những người hằng sản để có thể bồi thường cho nhà nước trong trường hợp làm sổ sách sai lạc hoặc gian lận thuế, lấy tiền công nho để cho vay nợ riêng hoặc cờ bạc thua, người biển làng, thơ ký, nhân viên riêng của xã trưởng, lãnh trách nhiệm viết lách, thảo đơn từ, phúc bẩm, báo cáo, việc lựa chọn vài người háo danh và khờ khạo để làm hương chức lắm khi là dụng ý của những tay có thế lực để dễ dàng thao túng tệ đoạn lớn ở mấy làng xa quận lỵ là nạn cờ bạc chứa chấp bọn trộm cướp do hương chức làng chủ mưu và chia phần nhiều ông điền chủ không thèm vào ban hội tề khi cần thế lực thì dựa vào quan trên hoặc đứng ngoài sắp xếp tay em của họ vào làm hội tề là đủ rồi trong những làng mà đất đai đều do người pháp làm chủ về mặt hình thức thì người việt nam vẫn cai trị lẫn nhau nhưng hương chức chỉ là tay sai khôi hài nhất là những báo cáo của làng gửi lên cấp trên nếu là trên lãnh thổ của điền tây thì phải có chữ ký của chủ điền hoặc người quản lý thì mới có giá trị người chủ điền tây có quyền thị thực chữ ký hoặc xác nhận sự kiện trong công văn của làng trong điền của pháp việc cử hương chức hội tề chỉ định thì đúng hơn không theo tiêu chuẩn là có hàng sản vì tìm đâu ra một người có hàng sản năm 1911 vào tháng 9 hương chức làng báo cáo khi chủ quận ra lệnh cử một người thay thế cho vị hương chủ vừa chết ông ai acido mới lập làng dân làng là người nghèo nàn và các nơi tới mướn đất làm ruộng cấy lúa tốt thì nó ở lúa xấu thì nó trốn đi dân không có vườn đất tại làng xin đình lại tháng December nhằm mùa lúa trổ. Làng xét lại lúa ai tốt, là người khá trong làng và lựa người xứng đáng, làng mới dám cử. Vài nét lớn về điền của Pháp Cần nhớ là bây giờ, ở Nam Kỳ, danh từ đồn điền không được xài tới vì gợi ý nghĩ không tốt. Trùng hợp với những đồn điền đàn cựu mà Pháp chánh thức giải tán, dân đồn điền thường là dân làm loạn khi người Pháp mới đến, gọi là điền kèm theo tên người chủ thí dụ như điền ông la bách hoặc tên tục như điền ông kho gessier hoặc khôi hài hơn điền tây mập điền tây tàu tên này có tàu riêng để chở lúa hoặc điền tây đầu đỏ tóc đỏ nếu là chủ công ty thì gọi là điền hãng người làm chủ đất thì gọi là điền chủ gọi địa chủ nghe không thanh tao theo lối nói lái của người miền nam Chủ ruộng là người đang canh tác trên đất mướn của người khác. Tá điền là người mướn đất làm ruộng, không gọi là dân cày. Vì dân chúng bấy giờ cho là trâu mới cày. Người đâu phải trâu mà cày. Thoạt tiên, nhà nước định hễ người Pháp hoặc người Việt có quốc tịch Pháp khai thác trên 10 mẫu thì được hoàn toàn miễn thuế trong 5 năm liền. Đến năm thứ 6 là bắt đầu đóng 1 phần 5 số thuế. Cứ như vậy đến năm thứ 10 là đóng trọn. Nghị định ngày 4 tháng 11 năm 1894 sửa đổi lại không miễn thuế 5 năm đầu. Ngay trong năm đầu, đóng số 1 phần 5 thuế, đến năm thứ 5 là đóng trọn. Nghị định ngày 13 tháng 4 năm 1909 cho phép những người Pháp có trên 80 tá điền và khai thác một diện tích ít nhất là 400 mẫu được quyền lập riêng một làng mới. Nếu chủ điền yêu cầu, dân trong điền được hưởng quy chế, dân điền Tây. Với nhiều ưu đãi vừa kể, thực dân Pháp tha hồ làm mưa làm gió, Trước khi có nghị định trên, từ năm 1906, ở Rạch Giá đã xảy ra một vụ lập làng mới lấy tên là Vĩnh Báu trên địa phận của làng Vĩnh Viễn. Chủ điền là trạng sự Duvre cho người quản lý gọi nôm na là cặp rằng đem 70 dân đến lãnh thổ vừa được phép trưng khẩn để lập làng mới. hơn chức hội tề địa phương can thiệp vì chưa có lệnh chánh thức của quan trên. Người quản lý này, người Việt cứ ra lệnh tiếp tục cất công sở mới và Xúi dục tá điền cầm dao rượt chém hương chức làng sở tại. Thực dân khuyến khích cho người ở xa cũng khẩn đất. Trường hợp Nam Tước, Protiakop, Baron de Protiakop, cư ngụ ở Ba Lê, làm đơn xin khẩn ở vị thủy, trạch giá, phần đất 1.357 mẫu. Vào năm 1911, vì nghe tin sắp đào kinh ở vùng này, nhưng chỉ được cấp 642 mẫu, để rồi không nhận lãnh. Phần đất tốt này lại được dân địa phương canh tác mà không làm đơn trước vì họ tưởng là vô chủ. Hai người Pháp là Duvan và Guerry đã có đất ở Cần Thơ, lấn qua đó 80 mẫu. Đến năm 1911, tên La Bas, xin trưng khẩn. La Bas, nổi tiếng là lãnh chúa với những phần đất ở Sóc Trăng. Vài người Pháp lanh lợi và thực tế đã khéo lợi dụng sự ưu đãi để giật đất của dân hoặc giật tiền trợ cấp của chính phủ thuộc địa. Điển hình là Beluguan, Kinh Lý, Hữu Thệ. Năm 1911, ông ta trưng khẩn 500 mẫu đất ở làng Hưng Điền, Mộc Hóa, xin trợ cấp cho 500 đồng để thí nghiệm việc cơ giới hóa nông nghiệp theo một kiểu máy do chính ông sáng chế và ráp tại chỗ. Đến nông trại, ông ta nhờ tham biện, nhờ hương chức làng, giúp mướn cu ly, mướn trâu và cất chòi Khi lãnh tiền, ông ta cho bọn cu ly cày bừa, lại báo cáo láo từng đợt để hưởng thêm trợ cấp. Sau rốt, ông ta bỏ căn tròi sơ sát nọ, bỏ mấy bộ phận sắt vụn đầy xét, giật luôn tiền mướn trâu và mướn cu ly. Đến mùa, ông ta hưởng phần huê lợi do bọn cu ly canh tác theo lối cổ truyền chừng 30 mẫu. Năm 1913, Belugat đến trạch giá, mở văn phòng lãnh đo đạt ruộng đất. Bây giờ, muốn xin bằng khoáng thì phải có bản đồ do chuyên viên được chánh phủ thừa nhận lập ra dịp tốt để Beluguat đòi tiền thêm cao hơn giá mà nhà nước quy định. Về sau, khi đo xong, chủ đất phải lo hối lộ thêm 500 đồng thì mới có bản sao của bản đồ. Trước đó, năm 1909, ông ta tìm cách giao thiệp với các người giàu ở rạch giá, nhận tiền rồi bảo là để vận động dùm với quan trên. Ai muốn khẩn đất to thì cứ đưa nhiều tiền, dân địa phương tin lời, vì ông ta là người Pháp. Năm 1913, thấy phần đất giữa làng Lộc Ninh và làng Vĩnh Bình đã có dân khai thác từ lâu nhưng chưa được cấp phát chính thức. Ông ta làm đơn xin khẩn 1.000 mẫu với dụng ý bắt buộc dân đang canh tác phải nạp địa tô cho ông ta. Một tay khác là Bouville Eno làm chức cầm mi ở Rạch Giá đã quá chú trọng vào việc khẩn đất. Khi thấy nhà nước soạn kế hoạch đào kinh sáng giữa rạch ngang dừa và cạnh đền Ông ta xin trưng khẩn 1.300 mẫu đất, khẩn xong lại khai là mất mùa và không thèm đóng thuế. Nhiều người Pháp nhờ bạn bè đứng tên giùm để khẩn thêm đất. Hoặc có những viên chức Pháp không thích canh tác nhưng cứ khẩn để bán lại cho người Việt. Lại còn trường hợp tên Ernest Aubrey, sau này là thống đốc Nam Kỳ, lợi dụng danh nghĩa là nghị viên, debuté của Nam Kỳ, can thiệp với chủ tỉnh để cho bạn bè ông ta được khẩn đất. Nói đúng hơn là chiếm phần đất mà dân quê đã khai thác từ buổi đầu đời sống trong điền tây điền của người pháp là một tiểu quốc người tá điền của điền tây được hưởng quy chế đặc biệt về thuế thân họ được chủ đất bảo lãnh dùng giấy đỏ carte de Gare in trên giấy cứng màu đỏ thuế thân đóng một đồng bạc thôi trong khi dân ở thôn xóm làm lụng cho chủ điền việt nam phải đóng cỡ năm đồng họ chỉ đóng thuế chánh khỏi những thuế phụ trội, khỏi làm sâu, khỏi đóng tiền canh gác. Để đề phòng trường hợp trốn, loại giấy đỏ này phải được chủ đất hoặc người thay mặt ký tên xác nhận cứ 3 tháng gia hạn một lần. Ai ra khỏi đồn điền mà không có giấy phép đặc biệt của chủ thì bị bắt, xem như chưa đóng thuế thân. Kẻ ở điền Tây phải làm giấy giao kèo, ở mướn cố công với chủ, tùy theo điền mà giá cả khác nhau, mượn tiền, mượn lúa với số lời khá cao, nhưng trong giao kèo thì ghi thấp người làm ruộng nhiều thì được vay nhiều tùy theo sự tiến triển của mùa màng mà chủ đất lần hồi cho họ vay thêm điền tây là nơi chứa chấp đủ thứ tội ác cờ bạc hút á phiện lậu đặt rượu lậu thuế hương chức làng lính mã tà nhân viên thương chánh khó bề đột nhập để tra xét nếu không được phép của người chủ điền tây trong những điền lớn chủ thường vắng mặt quanh năm việc quản lý giao cho hai ba người pháp gọi là Angricon được phép mang súng lắm khi họ là người Pháp dốt nát lính sơn đá nghỉ dài hạn hoặc đã giải ngủ lại còn những cặp răng bổn xứ chuyên nghề tuần tra với cây cù ngéo có thể đánh đập dân chẳng khác nào mấy ông hương quản cai tổng Điền Tây còn là nơi chứa chấp trộm cướp bọn này hành nghề ở địa phương khác rồi trở về ẩn náu làm ruộng cho có hình thức đôi khi Điền Tây lại vô tình thâu nhận những chánh trị phạm những tay phiến loạn bị tập nã từ các tỉnh miền tiền giang mùa lúa chính thì chung quanh điền tây việc canh phòng bố trí nghiêm ngặt như một cơ sở quân sự bọn cặp rằng đánh mỏ canh tuần ghe xuồng di chuyển gần điền phải bị tra xét phiền phức mục đích là đề phòng bọn tá điền lưu lúa ra ngoài bán trước lấy tiền xài riêng rồi khi chủ điền tới đông tá điền nói gạt là ruộng thất mùa người trong điền muốn chở lúa đem bán nơi khác hoặc cho bà con thì phải xin giấy chứng nhận là đóng đủ địa tô rồi nơi trạm kiểm soát bọn cặp rằng treo lá cờ to làm hiệu tùy sở thích của chủ điền mà cờ này màu đỏ hay màu trắng bởi vậy dân địa phương căn cứ vào màu cờ mà gọi là điền tây cờ đỏ điền tây cờ trắng vân vân. về mặt trị dân vài tên chủ điền tây hoặc cặp rằng tỏ ra đầy đủ bản lĩnh thí dụ như họ dám hòa mình với dân việt ăn mắm, uống rượu đế, ăn thịt chó, cởi trâu kình, trâu đua, có tay còn gian hùng hơn, rước thầy về, để làm lễ tống ôn, tống gió, ăn lễ hạ điền, tụng kinh, cầu cho quốc thái dân an, với dụng ý, cầm giữ dân, và phát triển mê tín ốc xôi thịt, hoặc là ông tay chủ điền già nua, lại mặc áo dài xanh, đội khăn đóng, cúc cung bái, khi cúng đình thần, với chức vụ là đại hương cả. Bọn chủ điền Pháp thế lực khá mạnh, thường đưa ra nhiều yêu sách với chính phủ thuộc địa như đòi tham gia hội đồng địa hạt để bàn bạc hàng năm về giá biểu thuế khóa trong tỉnh trong một bài báo Debit đòi được miễn thuế bách phân phụ trội đánh vào thuế điền vì thuế này do chủ tỉnh đặt ra tham khảo với hội đồng địa hạt An Nam chớ chủ điền pháp không được hỏi ý kiến Debit bảo rằng thuế ấy chỉ dành cho người Việt đóng mà thôi nhà nước thực dân nhận định rằng nếu đưa người Pháp vào hội đồng địa hạt thì quá đáng Đa số điền chủ Pháp không cư ngụ tại địa phương thì làm sao họ đại diện cho dân trong hạt được? Vả lại, đa số điền chủ Pháp đều là công chức hoặc chức sắc của công giáo, đều khoe khoang rằng chủ điền Pháp đã góp công lớn vào việc xây dựng một thuộc địa Nam Kỳ. Trong vòng 40 năm, họ đã khai khẩn đến 247.417 mẫu do 300 người chủ đất, cao hơn diện tích mà suốt 15 thế kỷ qua người Miên và người Việt đã khai khẩn.

Trạch giá là tỉnh mà người Pháp có nhiều đất ruộng nhất. 12.304 mẫu đã canh tác cộng với 26.121 mẫu đang trên đà khai thác, sắp có huê lợi. Đứng nhì là sắp trăng với 11.246 mẫu đã canh tác của người Pháp và 4.308 mẫu khác đang trên đà khai khẩn thêm. Hạng 3 là Cần Thơ với 8.127 mẫu đã khai thác, cộng với 21.931 mẫu đang trên đà khai thác của người Pháp. Tỉnh rạch giá cũng đứng đầu về số người Pháp làm điền chủ, 23 người. Trong số này có 11 vị chức sắc công giáo, sống trong điền của Tây hay điền của người Việt sướng hơn? Câu hỏi này là cái vòng lẫn quẩn. Nếu gặp năm thất mùa thì đâu cũng là cực khổ. Chủ đất nào cũng đưa giá biểu địa tô tùy hứng, gồm góp ít nhất là 80% tổng số lúa thu hoạch. Vì ở đâu cũng cho vay nặng lời, công khai hoặc trá hình. Cuộc tranh đấu của giới đại điện chủ Từng lớp đại điện chủ bổn xứ, thành hình, nhờ khẩn đất nhiều và đất tốt, nhất là phần đất có nước ngọt từ hậu giang dẫn qua, nhờ kinh đào, đặc biệt ở phía sông Cái Bé. Một mẫu đất trị giá bằng 5, 7 hoặc 10 mẫu ở phía Cái Lớn, nơi nước mặn. Kinh đào biến nhiều vùng thành ra phì nhiêu, dễ xanh sống nước ngọt mãn năm. Điền chủ cho vay nợ để khẩn đất. Trong vài năm đầu, nếu gặp gió thuận mưa hòa thì lấy vốn được. Hệ thấy đất tốt, tá điền ít chịu dời chỗ. Đất tốt, dầu thất mùa vẫn thu hoạch tương đương hoặc cao hơn nơi đất xấu vào những năm trung bình. Trận bão lục năm thìn 1904 gây thiệt hại nặng nề cho mùa màng ở rạch giá. Bấy lâu, ta chỉ biết rằng thiệt hại to lớn là ở Mỹ Tho, gò công mà thôi. Chủ điền lo ngại vì không kiếm ra tiền để đóng thuế điền. Mặt khác, số vốn khá to mà họ đưa cho tá điền vay lại bị mất luôn một số tá điền ngang nhiên bỏ đất, dời qua vùng khác. Trong trường hợp chánh đáng mà điền chủ không có lý lẽ để truy tố được, tại Rạch Giá, Năm Thìn, 1904, xảy ra hai trận bão lớn, ngày 1 tháng 5 và 3 tháng 11. Năm sau, 1905, lại thêm lục, rồi nắng hạn bất ngờ. Trong điền của Gilbert Trần Chánh Chiếu, mức tổn thất được kê khai như sau với nhà nước. Đất ruộng ở làng Thạnh Hòa, tràm chẹt nhỏ, 1.000 mẫu bị ngập suốt 2 tháng liên tiếp, rồi trận dông ngày 2 tháng 11 năm 1904, làm sập nhà cất cho tái điền ở, lẫm lúa bị tóc nóc, đất khẩn ở phía Hòa Hưng gồm 200 mẫu, hư trọn. Trong hiện tại, cần cấp dưỡng cho 200 tái điền sống lây lất. Từ 4 năm trước, lúa trong lẫm gom từ 20 tới 25.000 dạ lúa năm 1904, chỉ còn thâu được từ 1.000 đến 1.500 dạ. Sự lỗ lã ước lượng là 15.000 đồng xin nhà nước cho vay trợ cấp để tiếp tục khai thác. Đơn kêu nài gửi lên, chủ tỉnh cho cai tổng tới điều tra. Thấy phần đất ở Thạnh Hòa của Trần Chánh Chiếu, trước kia có 125 gia đình tá điền thì nay 42 gia đình đã đào tẩu, còn lại 83 gia đình. Nhà cất cho tá điền ở gồm 93 cái, cộng là 232 căn đã bị sập hết 72 cái, tức là 177 căn. Năm 1904 đất này canh tác 645 mẫu. Riêng về phần đất Hòa Hưng gồm 14 người tá điền, còn lại 3, trốn hết 11. Nên nhớ là ở Rạch Giá chỉ làm ruộng mỗi năm một mùa, người cai quản ruộng đất của ông Chiếu trình bày trong đơn. Thiệt tội nghiệp, trong dân tá điền ai ai cũng đều nghèo khổ, đói khát, rách rưới, ở ruộng thì nhờ ruộng. Một năm làm ruộng có một lần, trong đợi có bấy nhiêu, xong chẳng đặn. Bây giờ phải đợi qua năm khác, lâu không biết bao xa mà nói cho cùng. Và hiện tại, dân chỉ biết hy vọng cái lúa dáng ăn đỡ, kiếm chút ít mạ hồi mùa rồi còn sót lại, chặt bớt rễ mạ mà cấy tạm khi nước giật xuống. Một linh mục ở họ đạo Trà Lòng gửi thơ lên chủ tỉnh xin miễn thuế, cho biết vì đường giao thông khó khăn nên trong điền lúa hạ giá quá thấp dân không bán được, trong khi những sản phẩm cần thiết thì mua với giá gần gấp đôi ngày thường phong trào tranh đấu chống thuế điền nổi lên. Khi chủ tỉnh rạch giá hâm he truy tố vài người chủ điền ra tòa và mặt khác, gửi trác đòi từng người để hối thúc, cảnh cáo. Nhưng chủ tỉnh cho riêng thống đốc Nam Kỳ biết là không thể nào đòi được số thuế điền trong tỉnh còn thiếu lại là trên 135.000 đồng. Lại báo tin rằng điền chủ lớn đang xúi dục điền chủ nhỏ đừng đóng thuế điền năm 1905 rồi theo đà ấy không đóng thuế luôn qua năm 1906. Tòa án rạch giá đã xử làm gương hai vị điền chủ thiếu thuế. Lúc đầu, hương chức làng mời tới công sở, họ không thèm tới gặp. Ra trước tòa, họ tỏ thái độ ngạo mạn hơn. Khi được hỏi tại sao mà không tới gặp hương chức làng, họ nói thẳng là chỉ vì họ không muốn đóng thuế mà chẳng có ai được quyền bắt buộc họ đóng. Nếu nhà nước đem phát mãi đất của họ, nhất định là chẳng ai dám mua. Ngụ ý là nếu mua thì sẽ bị họ trả thù. Chủ tỉnh rạch giá còn đưa ra đề nghị nên chia những tổng có diện tích quá rộng ra làm đôi để có thêm cai tổng đi thúc thuế, đồng thời cương quyết phạt tù kẻ thiếu thuế, đem đất họ ra phát mãi, dán yết thị ở những làng lân cận để người giàu ở tỉnh khác đến đấu giá. Để đối phó lại, 81 người điền chủ lớn ở rạch giá đồng ký tên vào đơn trình cho chủ tỉnh để xin tha thuế năm 1905 đứng đầu là hai ông Trần Chánh Chiếu và Huỳnh Thiện Kế, đơn ngày 29 tháng 4 năm 1906, với lập luận sắc bén, muốn trở thành điền, tức canh tác, một mẫu đất phải nuôi tá điền 20 dạ lúa và vài ba đồng bạc là tối thiểu. Năm rồi, năm thìn, 1904, chủ điền phải vay bạc của nhà băng Đông Dương mà nuôi nhân điền, tá điền, như hạt xa đét là chỗ điền thổ đã khai mở lâu năm, thành khoảnh mà nhà nước còn chuẩn cho các chủ điền đóng thuế hạng nhất, sụp hạng nhì, hạng nhì, sụp hạng ba, còn hạng ba thì tha thuế trọn. Huống chi là hạt rạch giá, là hạt mới khai mở không đặng 10 năm, và phần nhiều trong số điền thổ khai phá không đặng 4 năm nay. Nhà nước đã hứa miễn thuế cho điền chủ nghèo, còn điền chủ lớn thì đợi lúa thóc gặt rồi, cho đóng 1 phần 3. Nay xin tha trọn thuế, vì đất ruộng ở phía sông Cái Bé, thất bát 7 phần 10. Lúa vừa giật xuống là bị nắng hạn, yêu cầu nhà nước áp dụng luật Gia Long về tỷ lệ miễn thuế. Luật này được nhà nước Lan Sa phê ưng và cho thi hành từ năm 1871. Theo đó, hễ ruộng thất mùa 1 phần 10, không giảm thuế, ruộng thất 2 phần 10, giảm 1 phần 10. Khi thất mùa đến mức 8 phần 10 hoặc hơn nữa thì miễn trọn thuế. Kết quả là thống đốc Nam Kỳ chịu miễn thuế cho những ai chưa đóng thuế năm 1904 mà thôi, tức là cho mùa gặt cuối năm 1903. Còn về hậu quả của bảo lục Nam Thìn thì đóng y như cũ, nhưng điền chủ ở rạch giá chưa chịu thua. Họ loan tin rằng nhà nước đã hoàn toàn miễn thuế, khiến cho một số điền chủ bấy lâu rụt rè lại hăng hái lên không thèm đóng. Theo đề nghị của chủ tỉnh, thống đốc Nam Kỳ cách chức viên cai tổng và phó tổng Kiên Tường, cả hai đều là người miên, về tội phao tin thất thiệt là hoàn toàn miễn thuế. Thật ra, nhà nước chỉ chấp nhận miễn thuế, quản hạt, Local. mà thôi, chớ vẫn thâu trọn phần địa hạt và bách phân phụ trội. Sentiment Eisenel Thống đốc lại cho một viên chủ tỉnh nhiều năng lực là Albert Lorin nghiên cứu vấn đề. Lorin Phúc trình rằng rạch giá có 6 tổng. Mỗi tổng đều quá rộng nên khó theo sát từng điền chủ để làm áp lực. Trong vòng 2 năm mà ở rạch giá lại thay đổi 4 lần chủ tỉnh nên chính sách không được liên tục. Theo ý kiến của Loring, chỉ nên giảm thuế cho điền chủ nhỏ, chớ điền chủ lớn thì vẫn dư tiền để mua đất, khẩn đất thêm. Hiện tại, ở tòa bố rạch giá còn đến 439 đơn xin khẩn một diện tích là 14.031 mẫu chứng tỏ điền chủ bổn xứ hãy còn hăng hái trong việc làm ăn. Năm 1911 tính đạch giá trải qua một cơn mất mùa trầm trọng, nhà nước đành cứu xét miễn thuế. Tuy miễn ít nhưng những ai lì lợm thì cũng bỏ luôn. Cuộc tranh đấu trên đã bộc lộ một sự thật khách quan Vào năm 1905 giai tầng điền chủ đã thành hình có tinh thần chống pháp nhất là vào những năm kế tiếp khi đa số điền chủ lớn ở Nam Kỳ đều hưởng ứng cuộc minh tân phong trào duy tân do bùi chi nhuận và trần chánh chiếu điều khiển ủng hộ ông phan bộ châu và ông cường để điền chủ trong nước thấy rõ là thực dân pháp ngăn cản không cho họ tiến xa hơn để họ tự do kinh doanh trở thành những chủ xưởng những thương gia như ở bên nhật thực dân pháp thương gia huê kiều nắm độc quyền về mua bán thao túng giá lúa gạo ấn kiều cho vay đều là những chướng ngại mà họ muốn san bằng còn vài chi tiết cần ghi nhớ về vai trò của giới điền chủ không riêng gì cho tỉnh rạch giá mua nhiều trâu bò từ cao miên đem về từ tỉnh tà keo nhờ đó mà việc cày cấy thêm phát triển mua sắm nhiều ghe độc mộc từ sông lớn cao miên lào giúp phương tiện vận tải thích sống xa hoa theo lối pháp tiêu thụ rất nhiều hàng hóa nhập cảng nhất là rượu tây vào những năm lúa có giá và giá lúa được vững năm 1928 1929 luôn cả năm 1930 mức sống lên cao tột bực điền chủ bực trung ở hậu giang dư sức cho con qua pháp học có gia đình đi cả hai ba đứa học siêng năng thì thành bác sĩ bác vật ăn chơi thì trở thành công tử một số không nhỏ điền chủ ở rạch giá là người minh hương hoặc huê kiều người huê kiều nếu làm điền chủ thì bị đồng hóa trở thành người việt nam trong vài năm khăn đóng áo dài khi làm hương chức hội tề cúng đình riêng người huê kiều ở chợ chuyên nghề buôn bán thì giữ nếp sống riêng về đời sống của tá điền tá điền chẳng có quyền tham dự sanh hoạt chính trị nào cả hương ấp phó hương quản gọi là hương chức nhỏ do hương chức hội tề chỉ định hương chức làng thì do bọn hương chức lựa chọn lẫn nhau giới thiệu bà con vây cánh sau đó được cai tổng và chủ quận chuẩn y cai tổng và phó tổng ban biện được cử do một số thừa sai người thay mặt tùy theo số dân bộ mà mỗi làng được gửi nhiều hay ít đổ đồng 50 dân bộ có một người các vị thừa sai thay mặt cho dân làng phải là hương chức làng trừ xã trưởng hương thân hương hào phó xã hoặc điền chủ hội đồng canh nông hội đồng địa hạt và hội đồng quản hạt là chuyện riêng của một số hương chức làng và điền chủ đi bầu tóm lại người dân nghèo chẳng bao giờ được đi bầu cử ai cả hai gánh nặng cho tá điền là thuế thân và sâu sưu thuế thân thời pháp thuộc được quy định đồng đều trừ những năm sau cùng của một chế độ thực dân chia ra người có hàng sản và người không có hàng sản thuế chánh chỉ là một đồng bạc nhưng dân phải đóng thêm một số tiền gọi là bách phân phụ trội cho ngân sách số bách phân này thay đổi tùy theo năm để cho ngân sách được quân bình chi tiêu ngoài ra mỗi người phải chịu 5 ngày làm sâu, có thể chuột bằng tiền, lại còn phụ thâu về thủy lợi, về rừng. Nếu là dân ở xa tới, chưa vào bộ thì đóng thêm một số tiền gọi là thuế dân ngụ. Tính trung bình vào những năm đầu thế kỷ, thuế thân cộng thêm các khoản linh tinh vừa kể là 5 đồng. Làng này đóng nhẹ nhưng làng kia lại đóng nặng. Nên nhớ là lúc bấy giờ, lúa bán vài cắt một dạ, một đứa trẻ chăn trâu suốt năm chỉ được khoảng 10 đồng thôi. Có làng lại đặt ra thuế nóc da hoặc quy định tiền chuột công sư, đóng tiền để khỏi đi làm sưu với giá quá cao. Thí dụ trường hợp làng Vĩnh Hòa Hưng, tổng cộng là 8 đồng, 3 xu về thuế thân, năm 1914. Số đông tá điền không đóng nổi thuế thân hoặc không muốn đóng vì suốt năm họ không có việc gì để ra khỏi làng. Thỉnh thoảng, lính mã tà vào làng xét hỏi, dân lậu thuế, gọi là trốn sâu lậu thuế, chạy trốn ngoài ruộng hoặc vô rừng mà ẩn nấu bị bắt về tội thiếu thuế thân là ở 5 ngày tù với 15 quan phạt vạ. Khi mãn tù phải đóng thuế, ai không tiền thì làm cu ly cho nhà nước tại chợ lấy tiền mà bù vào. Người nào trốn thuế quá lâu mà muốn vô bộ thì hương chức giải quyết bằng cách ăn hối lộ rồi cấp cho một giấy thuế thân mà làng đã xin cho người khác. Nhưng người ấy đã trốn, bỏ làng. Trường hợp thay tên đổi họ như thế thường xảy ra. Gặp năm thất mùa, thể không đóng nổi thuế thân và không trả được địa tô cho chủ điền thì cứ trốn sang xứ khác mà làm ruộng lưu động để rồi tiếp tục dời chỗ gọi nôm na là làm ruộng dạo làm ruộng hàng sáo ngao ngán nhất cho người dân là việc làm sâu sưu trong những năm cần đào kinh hoặc đắp đường nhà nước trưng dụng quá thời hạn 5 ngày mà luật đã định cai tổng và hương chức lợi dụng để bắt nạt tống tiền ai muốn ở nhà thì lo hối lộ mãn hạn thì người làm sâu được về nhưng hương chức thường bắt buộc làm thêm vài ngày. Trường hợp làm đường lộ rạch giá hòn đất năm 1905. Năm 1911, khi bày việc đào kinh từ rạch Cái su đến rạch thứ nhất, dân phải làm đến 20 ngày, tự túc đem theo kỳ, cuốc, xuống gạo, nhà nước không cấp phát gì cả. Trong vài trường hợp nhà nước có cấp phát tượng trưng bằng tiền mặt, người ở gần sông, đặc biệt là phía sông Cái Lớn hoặc Cái Bé, tiếp giáp qua Cần Thơ lại phải làm sâu vớt lục bình đề phòng sông rạch bị chặn nghẹt ghe thuyền khó qua lại thời thực dân thể gom dân làm sâu trong văn kiện làng công khai gọi là đuổi dân sâu ra nhà việc khi phóng lộ hoặc tiếp tay với nhân viên công chánh đắp lộ dân phải làm cu ly với giá rẻ nhiều người trốn người miên khổ cực hơn người việt trong những địa phương người miên quá đông hương chức làng đa số là người miên họ cai trị theo lối phong kiến đặc biệt khi bị đòi tới làng tới quận là họ sợ bị tù khi cần hợp thức hóa đất ruộng mà họ dày công khai phá họ lại vắng mặt họ ít khi dám đòi hỏi quyền lợi chánh đáng thà chịu thua thiệt mà được ở nhà thực dân pháp khinh người miên ra mặt trừ một số ít người mang họ sơn thạch do ông bà truyền lại từ đời tự đức hoặc lai tàu họ trần họ lý nhưng không có chữ lót thì tất cả đều không họ trong bộ sổ cứ gọi là tên này tên kia danh đàn bà thì gọi là thị. Trong công tác khẩn hoang, người miên góp công lao đáng kể. Họ làm công hoặc làm tá điền cho người Việt. Dầm mưa giải nắng rất dẻo dai. Sở trường của họ là chèo ghe, đốn tràm, đào mương, tác địa bắt cá. Đàn bà miên giỏi về cấy và gặt lúa. Gặt cấy rất kỹ lưỡng và vén khéo tuy chậm chạp. Gia đình miên nào nghèo thì khó tả. Ngủ nóp hoặc ngủ trần với bếp ung ở nơi mũi mồng mà nhiều đứa trẻ từ khi lọt lòng đến tuổi 12, 13 vẫn ở trần, ở truồng, không biết áo quần là gì, ăn uống quá đạm bạc. Vài người đã mất đất vì ham cờ bạc, quá cao hứng lúc uống rượu say nên sẵn sàng điểm chỉ vào bất cứ giấy nợ hoặc giấy bán đất. Về thuế thân thì 10 người trốn hết 7, 8, đặc biệt là ở rạch giá, người Hoa Kiều lại tích cực khẩn hoang với sở trường là làm rẫy ở đất dòng ven sông cái lớn và cái bé. Những dòng này gọi là thanh lang. Họ có mặt tại xứ rạch giá từ đời mặt cửu nhưng con cháu số người cố cựu ấy đã trở thành Việt Nam từ lâu rồi. Đợt người sang cư trú khi Pháp đến gồm đa số là Triều Châu. Theo bản kê khai, vào tháng Giêng năm 1906, tỉnh Rạch Giá có Quảng Đông 266 người, Hệ, Akas 17 người, Hải Nam 331 người, Phước Kiến 108 người, Triều Châu 876 người. Người Triều Châu làm rẫy cư ngụ thành xóm đông đúc, siêng năng không ai bị kịp ăn ít, làm việc thì nhiều, bất chấp giờ giấc, khóm, thơm, ở tắc cậu, khoai lang ở ngã Ba Đình, khoai lang ở Trà Bang, Long Mỹ, ổi ở Bến Nhất, một dạo nổi danh, toàn cõi Hậu Giang. Đa số đều nghèo khó, không được quyền làm thừa sai để bầu cử ông bang. Vì muốn làm thừa sai, phải có hàng sản, đứng bộ điền hoặc đóng thuế môn bài. Họ cưới vợ việc gặp năm rẫy thất mùa, đời sống nói chung là cơ cực vì còn phải trả tiền mướn đất rẫy Thuế thân của Huê Kiều cao gấp 3 lần thuế của người Việt. Người nào làm ăn khá, còn sức khỏe thì ban trưởng đứng ra bảo đảm đóng thuế dùm, sau này trả lại. Nhưng gặp trường hợp quá nghèo, đau yếu thì chẳng ai dám bảo lãnh dùm cả. Thiếu thuế nhiều năm liên tiếp. Theo luật là bị trục xuất về Trung Hoa. Người thiếu thuế 4 năm nếu bị bắt thì phải đóng 62 đồng cộng thêm 30 đồng tiền phạt. Một số làm ăn thất bại, trốn xuống tàu bường Hải Nam mà đến xứ khác như qua Sim, Mã Lai, rủi bị trục xuất về tàu thì xảy ra cảnh chồng bắt vợ nam huê lợi về rẫy không được bền sau năm bảy năm họ trồng các loại khác kém huê lợi hơn vì đất lần lần mất chất màu mỡ người quá nghèo không còn bà con bên tàu thì cố gắng ở lại xóm rẫy trong trường hợp thiếu thuế họ đành tự giam hãm trong làng lo hối lộ từng chập cho hương chức hội tề để khỏi bị bắt hoặc dời chỗ cải trang như trường hợp của người mang tên là trần văn sơn 60 tuổi, người Triều Châu, để búi tó, mặc quần áo như người Việt Nam, bị bắt vào tháng Chạp năm 1914 ở Gò Quao vì bị tình nghi là theo thiên địa hội. Ông này khai thật rằng qua Việt Nam hồi năm 38 tuổi, ở Bạc Liêu làm ăn 3 năm, ở Cần Thơ 8 năm, ở Cà Mau 3 năm, ở Rạch Giá từ 3 năm qua, nhưng rốt cuộc, làm ăn không khá, đành mua tấm giấy lão của người Việt, tên Phạm Văn Lê, vì sợ tung tích bị lộ, nên ông ẩn lánh ở sóc người miên. Về tình trạng của nông dân nghèo năm 1908, nhà yêu nước Trần Chánh Chiếu, cũng là điện chủ lớn ở Rạch Giá, đã viết bài đăng trên tờ Lục tỉnh Tân Văn số 42 tháng 9 năm 1908. Hai tháng sau là ông bị bắt vì việc vận động Đông Du. Bài lấy hai câu thơ Nhị ngoạc mại tân ti, ngũ ngoạc khiếu tân cốc làm nhan đề người nhiếp di trung làm bài thơ mãn nông có câu thơ rằng tháng 2 bán tơ mới tháng 5 bán lúa sớm cắt thịt và ghẻ nghĩa là đỡ ngặt vậy chứ khổ cũng hoàn khổ thương hại cho dân nghèo ra thân đi làm tá điền vì trong tay không có nghề sản nên mới chui đục đỡ giấc nói tiếng làm ruộng chớ kỳ trung đi kiếm ăn cho qua ngày tháng làm ruộng gì mà mãn nhất đại không có dư một hộp lúa dính tay, lẽ thì ba năm, làm, mới có một năm thiếu ăn. Có đầu, hụt trước, thiếu sau, lúa gặt vừa rồi đã đi, lãnh ruộng giao, làm công cấy công phát. Ghi chú, một hình thức cho vay, đầu mùa con nợ lãnh tiền trước rồi cày, bừa, dọn cỏ. Sau khi cấy xong thì giao lại, để cho chủ nợ gặt hái huê lợi. Tùy theo số tiền nợ mà số ruộng giao nhiều hay ít, hết ghi chú. Một năm 12 tháng, làm ruộng thiệt sự có 4 năm tháng, còn 7 8 tháng dư linh làm nghề chi, vì không có nghề trong tay nên mới rủ nhau đánh cờ chó hoặc đi coi đánh bạc, chà lết mòn quần rách áo. Thương ôi, dốt đặc hơn cá tôm, vụng về hơn trùng dế, dân nước khác tiếc tới giờ tới phút như tiền bạc, dân nước mình phí ngày tháng như nước trôi. Uổng thay, từ già tới trẻ, từ nam tới nữ đều luống những đêm ngày nghe ai cho vay thì mừng hớn hở. Hỏi rồi, nào lo trong trả? Vì vô nghề nghiệp nên mới sanh tệ trong xứ như thế. Làm người phải biết thương cái thể diện của mình. Kẻ thương quê hương phải hết sức giúp cho nền công nghệ thì có ngày trừ đặng việc tình tệ mới bày tỏ trước đó. Hơn 20 năm sau, vài học giả Pháp nghiên cứu tình hình kinh tế, tình hình đất đai miền Nam, cách khẩn hoang ở Hậu Giang, vấn đề cho vay việc phân phối đất đai rồi đưa ra vài biện pháp xây dựng. Nhưng gẫm lại, việc nghiên cứu của họ chỉ là thương vay khóc mướn, không tiến bộ bằng bài báo nói trên. Vấn đề chánh là tá điền sống trong tình trạng bán thất nghiệp, ruộng một mùa, độc canh, kỹ thuật thì không hơn thời vua tự đức. Nếu không nói là thời tích quan, nhâm viên, sĩ nhiếp, bi thảm nhất là năm mất mùa, bao nhiêu lúa phải gom lại để trả địa tô, để rồi xuất cảng trong khi những người mạnh khỏe nếu tìm được công việc làm làm mướn trong xóm cũng khó đủ tiền để mua gạo ăn trong ngày vì giá lúa cứ tăng lên tại địa phương vùng bạc liêu cà mau xa xôi và phức tạp những nét lớn tiến triển của nền cai trị vài nét về tình hình từ năm 1902 trở về sau cà mau là đất có dân từ thời mạc cửu qua đời gia long thì những dòng cao ráo ở ven sông Ông Đốc, sông Gành Hào, sông Bãi Háp và vài phụ lưu đã thành xóm. Lúc tẩu quốc, Gia Long nhờ dân ở Cà Mau giúp nhiều về tài lực, nhân lực vài người nổi danh, như Dương Công Trần. Mũi Cà Mau là vùng rừng đước, rừng vẹt còn lại là rừng tràm. Phía Nam Hải, nhiều nơi có bãi cát đen, phần mũi Cà Mau gần như nước mặn tư niên. Trừ khi mưa già, dân sống được là nhờ nước ngọt từ hòn khoai chở vào bờ. Từ xưa, Cà Mau là nơi người Hoa Kiều sống rải rác với người Miên, nhằm mùa đánh cá, ngư phủ ở Gò Công, đến ven biển, cất tròi ở tạm rồi trở về xứ. Đợt Hoa Kiều vào lập nghiệp, khiến cho Bạc Liêu, Cà Mau trở thành khá phồn thịnh, là đợt cuối thế kỷ 19. Khi người Pháp đến, họ đi bằng tàu bườm vào Cà Mau, khỏi ghé qua Sài Gòn. Lại còn một số người từ Sài Gòn, chợ lớn đến lập nghiệp. Nghề làm ruộng muối do người Hoa Kiều nắm trọn. Vào thời Gia Long, nghề dịch chiếu thành hình với kỹ thuật cao, cùng là nghề khai thác sáp ong, mật ong và sơn chim. Người Pháp nhận xét lệch lạc về vùng Cà Mau, Bạc Liêu vì họ so sánh với các tỉnh Tiền Giang. Dân địa phương đã khéo léo, nhắm vào nhu cầu thị trường, làm ruộng vừa phải, dư quá nhiều cũng không ít lợi gì. Họ làm thêm rẫy khoai lang, nhất là nghề đánh lưới và đóng đáy để thu hơi lợi to hơn, tôm khô, cá khô. Các viên thăm biện đầu tiên đến Cà Mau, Bạc Liêu ghi lại khung cảnh hoang vắng thưa thớt. Họ quên rằng lúc ấy, thể nghe tiếng máy tàu là ai nấy chạy trốn. Nhà cửa thường cất khuất lấp ở những ngọn rạch. Nơi đất cao, vàm rạch là bãi bùng đầy cây cỏ. Chạy tàu ngoài sông cái, nơi nước sâu, thì khó bề nắm được tình hình. Lại còn sự kê khai sai lạc về đất ruộng và dân số của hương chức làng. Người Huê Kiều thì tỏ ra ương ngạch, không muốn nơi mà họ đã nắm ưu thế lại bị xáo trộn. Về mặt hành chánh, thực dân lúng túng không biết nên tổ chức thế nào cho hợp lý. Thoạt tiên, sau khi chiếm ba tỉnh miền Tây, vùng Mũi Cà Mau nhập vào hạt Rạch Giá với tỉnh lỵ là chợ Rạch Giá. Vùng Bạc Liêu thì nhập qua hạt Sóc Trăng. Vào tháng 6 năm 1871, vùng Mũi Cà Mau nhập qua tỉnh Sóc Trăng, tách khỏi Rạch Giá, nhưng 6 tháng sau, hoàn lại tỉnh Rạch Giá như cũ. Đến ngày 18 tháng 12 năm 1882, chính phủ mới dứt khoát lập ra một tỉnh mới, lấy một phần vùng Bạc Liêu thuộc hạt Sóc Trăng và vùng Cà Mau thuộc hạt Rạch Giá nhập lại đặt ra tỉnh Bạc Liêu. Đây là hạt thứ 21 của Nam Kỳ thuộc tỉnh. Nên phân biệt rõ về trường hợp tỉnh Bạc Liêu tuy gom vào chung một đơn vị hành chánh nhưng gồm hai phần đất khác nhau về địa chất và về mức khẩn hoang. Một, vùng Bạc Liêu theo địa danh đời tự Đức ăn từ ranh Bạc Liêu trở về phía đông tiếp giáp qua Sóc Trăng mãi đến những năm 1930 Người lớn tuổi trong giới bình dân còn gọi vùng này của Bạc Liêu là hạt ba xuyên. Bài về nọc nạn, lục tỉnh có hạt ba xuyên, Bạc Liêu chữ đặt bình yên dây rày. Gọi như thế vì vùng này, từ thời tự đức nằm trong địa phận phủ ba xuyên, rồi tách ra lập thành huyện phong thạnh, do phủ trực tiếp, kiếm nhiếp. Khu vực này, thoạt tiên được người Pháp cho nhập vào tỉnh Sóc Trăng, gồm phần lớn là đất dòng tốt cao ráo nhà cửa sung túc với ruộng gò rẫy vườn nhãn ruộng muối vùng bạc liêu này là đất khai thác từ xưa vùng mũi cà mau tức huyện long xuyên thời tự đức với rừng đước rừng tràm phần lớn là đất thấp giống như khung cảnh phía nam vùng rạch giá vùng cà mau này đáng nói hơn vì là đất mới điểm khó khăn cho vùng cà mau về mặt hành chánh là sự liên lạc với tỉnh lỵ tham biện rạch giá cho biết là phải dùng đường biển dọc theo vịnh Sim la nhập Cà Mau qua Sóc Trăng thuận lợi hơn vì Cà Mau đến chợ Sóc Trăng tương đối gần. Nhưng đó là nhìn trên bản đồ mà suy luận thôi. Tham biện Sóc Trăng đưa ý kiến vào tháng 12 năm 1869 rằng từ Cà Mau qua tỉnh Lị Sóc Trăng đường liên lạc quá khó khăn vào mùa nắng. Nhiều đoạn đường phải dùng trâu mà kéo ghe qua vũng lầy. Mùa mưa thì từ Cà Mau qua Sóc Trăng đi và về tốn 6 ngày. Mùa nắng thì lại tốn đến 10 ngày. Thật vậy, trên bản đồ ta thấy nhiều con rạch có thật, nhưng lại cong queo và quá cạn. Mùa mưa thì nước nổi nhưng không đủ sâu để ghe thuyền lui tới dễ dàng. Muốn di chuyển, từ lâu đời rồi, dân địa phương dùng xuồng nhỏ mà chống bằng xào hoặc dùng trâu để kéo cộ hay kéo ghe. Qua mỗi mùa mưa, cỏ và bụi lầm ở hai bên bờ rạch cứ mọc cao hơn trước, che khuất lối đi. Nhiều vùng đất ở Cà Mau thuộc loại khó định nghĩa. Có thể nói là một thứ đất lỏng bỏng, hoặc là một thứ nước đặc sệt. Hai năm sau, Tham Biện Rạch Giá cho biết, lúc trước vì có quyết định giải tán tỉnh Rạch Giá, Rạch Giá nhập qua tỉnh Long Xuyên, nên đành các vùng Cà Mau nhập qua Sóc Trăng. Nay đã duy trì tỉnh Rạch Giá, thì nên cho Cà Mau trở về Rạch Giá như cũ, để cho số dân Rạch Giá thêm đông đảo hơn. Rạch Giá và Cà Mau nhập lại, được 100 làng. Sóc Trăng và Cà Mau nhập lại, được 203 làng. Ý kiến nhập trở lại Rạch Giá được cấp trên, nghe theo, vì tham biện rạch giá là bernois là tay có uy tín tàn ác với dân bổn xứ ông ta sợ mất thuế phong ngạn sáp và mật mất thuế bến đánh vào tạo bờm hải nam và đưa ý kiến là đường liên lạc từ cà mau đến rạch giá không xa cho lắm sau rốt tỉnh bạc liêu hình thành lấy tên là bạc liêu vì ngay chợ của tỉnh lỵ có con rạch bạc liêu có giả thuyết cho rằng do Poan liêu mà ra tức là nơi có đạo quân Lào trú đóng thời xưa. Lý do chánh để lập tỉnh Bạc Liêu do Thống đốc Nam Kỳ nêu ra cho Tổng trưởng thuộc địa Pháp là vấn đề an ninh, sự khuấy rối ngấm ngầm của thiên địa hội. Giám đốc nội vụ trình bày với Hội đồng Quảng Hạt ngày 28 tháng 8 năm 1882. Nếu cái đầu của thiên địa hội ở chợ lớn, thì thân hình của thiên địa hội ở Bạc Liêu. Ngoài ra, dưới mắt người Pháp, Cà Mau, Bạc Liêu là nơi bấy lâu chưa được ổn định đúng mức nhiều kẻ bất lương từ bên Tàu, từ các tỉnh lân cận tụ họp lại, lập xào huyệt. Tham biện đầu tiên của tỉnh Bạc Liêu là La Motte de Carrier, báo cáo tổng quát vào năm 1882. Trong hiện tại, Bạc Liêu chưa ra gì, nhưng trong tương lai sẽ nhanh chóng trở nên thành phố lớn nhất của Nam Kỳ, sau Sài Gòn. Chỉ cần đào một con kinh nối liền Bạc Liêu xuống Cà Mau và cất một cây cầu nối liền hai bờ rạch Bạc Liêu Cây cầu này giúp cho 6.000 người qua lại mua bán mỗi ngày. Theo báo cáo trên thì giữa Bạc Liêu và Cà Mau là đồng cỏ bao la che kín chân trời, không một bóng cây cao, cỏ mọc dày, rễ bám vào bùn, mùa nắng, cỏ vẫn không chết. Mùa mưa nước ngập, cỏ lên cao đến một mét rưỡi. Trong đồng cỏ, ai muốn đi hướng nào thì đi, mũi mòng vô số kể. Mùa mưa, xuồng nhỏ tha hồ di chuyển, nhưng ghe to thì phải đi theo con đường cong queo hơn, gọi là đường láng. Đường này đầy cỏ, khi di chuyển phải có người phát cỏ ngã rạp xuống cào sang một bên rồi đẩy ghe trên khoảng đất vừa dọn trống trải ấy nếu gặp nơi cỏ quá rậm rạp ghe chở nặng thì chỉ di chuyển một ngày có một cây số ngàn viên tham biện đề nghị cho đào con kinh bạc liêu cà mau rồi lấy đất đào ấy mà đắp đường lộ xe đồng thời ông ta cho biết là dân số không quá ít oi nếu kiểm tra lại kỹ lưỡng hơn Riêng về người Hoa Kiều ở phía Bạc Liêu trước kia khai 1.900 người, nay lại khai thêm 3.000 người nữa, cộng lại 4.900 người. Chưa kể một số Hoa Kiều làm bạn chèo ghe hoặc ẩn nấu ở ruộng muối. Ghi chú, người Pháp bấy giờ phàn nàn về số người Hoa Kiều sống lưu động, trốn thuế, gọi là chẹt cà ròn. Nay hãy còn danh từ cà ròn khị, tiếng dùng chế diễu, tức là những người buôn bán lẻ, đi bộ vào sóc miên mang theo cái cà ròn đựng nào trà bánh kẹo kim chỉ thuốc cảm mạo hết ghi chú cũng trong năm 1882 dân bộ trong tỉnh phỏng chừng 25.000 người có thể là 30.000 người tức là bằng số dân ở tỉnh Tây Ninh cao hơn số dân rạch giá diện tích toàn tỉnh là 810.000 mẫu tay canh tác chừng 14.761 mẫu tổng số thuế dự thâu năm 1882 là 36.183 đồng. Trong đó tiền thâu to nhất là tiền thuế thân của Huê Kiều. Kế đến là thuế điền 6.585 đồng. Đến thuế thân của người Việt là 4.792 đồng. Chợ Bạc Liêu nằm trên địa phận làng Vĩnh Hương, vùng ngoại ô ăn qua các làng Vĩnh Hinh, An Trạch, Tân Hưng, năm 1890, nhập lại gọi là làng Vĩnh Lợi. Hương chức các làng An Trạch và Tân Hưng kêu nài vì trong tên Vĩnh Lợi không có dấu vết tên làng của họ. Đề nghị quan trên sửa Vĩnh Lợi ra làng Tứ Hòa nhưng không được chấp thuận. Từ năm 1873, đất làng Vĩnh Hương đã đem ra đấu giá với giá một cắt hai xu một thước vuông. Năm 1880, khai trong bộ ở chợ Bạc Liêu là 2.757 người nhưng năm 1882 là 6.000 người. Việc thành lập tỉnh Bạc Liêu gây khó khăn cho ngân sách Nam Kỳ. Năm 1882, phỏng định tốn kém chừng 45.000 đồng để xây cất dinh thự, công sở, cộng thêm chừng 8.000 đồng lương bổng cho nhân viên. Thuế phỏng định chắc chắn sẽ thâu được là 35.000 đồng. Nhưng nếu thiếu tiền, cứ dùng bàn ghế cũ từ tòa bố sóc trăng gửi tặng và còn dự thu thêm một số tiền phạt những người nào theo thiên địa hội thoạt tiên nhà lòng chợ cắt bằng lá năm 1885 làng Vĩnh Hương xin cất chợ lợp ngói hy vọng rằng tiền chợ sẽ tăng gấp đôi và xin vay trước của nhà nước 6.100 đồng để xây cất lại. Làng sẽ trả lại cho nhà nước cả vốn lẫn lời trong vòng 12 năm. Năm 1892, tham biện bắt buộc những nhà lá ở chợ phải dỡ bỏ để cất lại phố ngói có lầu. Tiến triển của việc cai trị Bộ máy hành chánh khá chặt chẽ, vừa thiết lập, làm cho người Huê Kiều và người Minh Hương bực bội vì họ đã quen với quy chế tự trị tương đối rộng rãi hồi thời đàn cựu. họ xem vùng bạc liêu như đất riêng của họ. ngoài ra còn nhiều người từ Rạch giá đổ xuống. đa số là người lãnh bằng cấp của quân khởi nghĩa để chuẩn bị âm thầm giấy binh giữa vùng đạch giá và châu đốc. nhưng cuộc này không xảy ra được. năm 1885 lập được năm trường tổng với 326 học sinh ghi tên. đa số đều vắng mặt khi bắt đầu mùa ruộng hoặc đau ốm vì bệnh rét rừng tất cả đều là trường lợp lá, thiếu bàn ghế. Nhiều trường không có sách gì cho học trò, học, ngoại trừ tờ gia định báo, tức là công báo, do làng phát cho. Còn đường láng, tức là đường kéo ghe từ Bạc Liêu qua Cà Mau, vẫn còn sử dụng vì chưa đào kinh được. Nhà nước giúp đỡ người đi ghe bằng cách cắm nọc làm dấu hai bên đường, mỗi năm hai lần, cắm vào lúc đầu mưa và lúc dứt mùa mưa. Kinh Mương Điều, nối rạch đầm, qua sông Gành Hào, đào gần sông nhờ bắt dân làm sâu chỉ còn lại 480 thước chót trong mùa 1884-1885 ghe chở ra khỏi tỉnh 174.693 tạ lúa và 79.349 tạ muối việc khẩn đất thì đang tiến hành dân ở miền trên đến tha hồ khai khẩn để mong được làm điền chủ nhỏ ở vùng đất sinh lầy vô chủ về đất đai năm 1885 chưa phân khoảnh để làm bằng khoáng được, ngoại trừ Tổng Thạnh Hưng và Tổng Thạnh Hòa. Quận Cà Mau còn nguyên vẹn, chưa đo đạt. Nhờ điều tra lại nên chủ tỉnh biết thêm về vùng Cà Mau. Dân không giàu nhưng ai nấy đều đủ ăn, có chùa, có đình làng, có nhà ngói. Nhưng đi về phía mũi Cà Mau thì chạy tàu nhiều tiếng đồng hồ mà không gặp một căn tròi nào cả. Nghề đóng đáy, làm tôm khô bán cho ghe Hải Nam càng phát triển. Chiếu Cà Mau được giá nhiều người bỏ nghề ruộng để dệt chiếu và vô rừng khai thác mật ong, sáp. Mùa mưa, đường vận tải dễ dàng, họ đốn cây mà bán lậu qua Sóc Trăng hoặc lên chợ Bạc Liêu. Theo sự phỏng định lạc quan của chủ tỉnh Cáp Phò, thì trong vòng 2 năm tới, Bạc Liêu sẽ là vùng giàu có. Chỉ cần cho người từ Bắc Kỳ vào canh tác với kỹ thuật cổ truyền là đủ làm cho huê lợi tăng lên gấp 10. Tỉnh Bạc Liêu phía Giáp, Sóc Trăng là nơi huê kiều và người cao miên đông đúc, ruộng tốt, dân chúng thích nói tiếng Triều Châu riêng về quận Cà Mau, người Việt đông hơn, gần như là thuần túy, chỉ trừ hai làng có sóc miên mà thôi. Năm 1887, La Morte de Carrier trở lại Bạc Liêu làm chủ tỉnh và nhận định rằng tình hình thay đổi khả quan so với nhiệm kỳ trước của ông ta. Việc kiểm tra cho biết ở Bạc Liêu, sau người Việt thì đông đảo nhất là người cao miên, kể đến người Minh Hương gốc Triều Châu. Trong 2.500 hơi kiều, người Triều Châu chiếm đến 2.000. Ở Tổng Thạnh Hưng, nhiều gia đình chỉ nói toàn tiếng Triều Châu và các ông hương chức hội tề cũng không biết nói tiếng Việt. Nạn thiên địa hội, ăn trộm trâu, ăn trộm ghe, nhất là buôn lậu á phiện còn đầy rẫy. Dân hút thêm á phiện, nhưng nhà nước bán ra ít hơn trước. Năm 1884, nhà nước bán ra 56.000 đồng. Năm 1886, nhà nước bán ra dưới 40.000 đồng vì nạn á phiện lậu thuế. Viên chủ tỉnh này lại báo động. Điền chủ trong tỉnh mượn của Đông Dương Ngân hàng trên 35.000 đồng để làm mùa. Nhưng có lẽ họ thua cờ bạc hết rồi. Đề nghị cho dân ngoài Bắc vào, cấp đất cho họ. Năm 1882, phỏng định 36.000 dân. Nay được hơn 50.000. Đang làm đường nối qua Sóc Trăng, đường ở chợ Bạc Liêu, có tráng đá. Để kiểm soát vùng đất rộng, giao thông khó khăn và dân số phức tạp, thực dân đã cố ý đưa về bạc liêu và cà mau một số công thần với tác phong kiêu binh và hách dịch phủ đức từng góp công dẹp loạn trước ở mỹ tho đến làm mưa làm gió ở cà mau cai mã tà tên là cang người đã trực tiếp bắt thủ khoa huân ở chợ gạo được về bạc liêu làm chức phó quan mã tà lính tập hữu công đã từng viễn binh ở bắc kỳ dẹp loạn ở cao miên cũng trở về bạc liêu làm chức quan trọng một viên thông ngôn từng trấn đóng cướp giật ăn hối lộ ở hạ lào đã về tận bạc liêu rồi mà chủ nợ ở hạ lào vẫn năn nỉ xin nhà nước can thiệp vì số nợ quá nhiều lại còn viên chức pháp chuyên ăn hối lộ làm ở sở tào cáo thương chánh đã từng có thành tích xấu ở tỉnh khác nhà nước chọn người đáng tin cậy để làm hương chức làng nhưng bọn này lại xài thăm công quỷ đánh bài và hút á phiện đến mức chủ tỉnh nổi giận đề nghị với thống đốc Nam Kỳ đầy họ ra côn đảo để làm gương. Vụ Phủ Đức ở Cà Mau là điển hình nhất. Năm 1897, chủ tỉnh Bạc Liêu nhận định Cà Mau là quận xa xôi và nghèo nàn nên không cần đưa ra một phó tham biện đến cai trị. Vả lại, cơ sở quận lỵ thiếu tiện nghi. Phủ Đức đổi tới Cà Mau rồi gặp rắc rối với một công chức Pháp làm nhân viên công chánh. Tên bồi của viên chức này ra chợ mua đồ. Cứ theo thói quen là nửa mua nửa giật dân trong chợ phản đối tên bồi đánh luôn người thầu góp chợ rồi chửi luôn phủ đức tên bồi này bị bắt chủ tỉnh giải hắn ta lên khám lớn sài gòn để rồi hắn được tha tội viên chức pháp hồ nghi phủ đức đã yêu cầu bắt giam người bồi nên trả thù bằng cách công khai tố cáo phủ đức là kẻ tiểu tốt vô danh không biết nói tiếng pháp mà đòi cai trị cà mau với những luật lệ theo quy chế thổ trước tức là muốn giam ai thì cứ giam theo viên chức Pháp này, thì chợ Cà Mau là nơi hỗn loạn, dân chúng mở sòng bạc ngay ở ngoài đường. Phủ Đức thì tưởng mình nhiều oai quyền như thời đàn cựu, tha hồ ăn hối lộ, chợ phố thì chẳng lo chỉnh trang, đến mức không còn tìm đâu ra một quán cà phê, một tiệm tạp hóa cho ra hồn. Một số thơ rơi gửi đến thống đốc Nam Kỳ để tố cáo Phủ Đức. Đây là do viên Pháp xúi dục hay dân chúng thừa cơ ra tay tranh đấu những khoản tố cáo giúp ta thấy lối cai trị thời ấy ở nơi xa mặt trời. Phủ Đức xây cất nhà hầu mới, nhà hầu tức là dinh quận, rồi bắt buộc cai tổng. Các ông ban huê kiều và hương chức làng dân lễ, gồm sáp ông, bốn tấm hoành phi, mỗi tấm đáng giá 20 đồng, ngoài ra còn một số bạc mặt. Gọi người huê kiều và hương chức làng tới nhà hầu để đánh bài với ông ta, để ông ta lấy sâu. Nếu thua thì ông ta xin luôn cho chứa cờ bạc trong xóm, me và bài tây, bài cào, sau một ngày một đêm năm đồng, mỗi người dân phải chuột công sưu nhỏ, tức là phần làm sâu cho tỉnh là hai ngày, theo quy định hai ngày là năm cắt, nhưng phủ đức bắt buộc dân phải đóng một đồng bạc, năm cắt dư bỏ túi. Ngày chánh chung, lễ 14 tháng 7 của Pháp, lại chứa cờ bạc sau nhà, ông ta lấy sâu 15 đồng một ngày, bốn ngày là 60 đồng. Trong vòng một năm mà phủ đức tổ chức kỵ cơm, cho ông bà cỡ năm sáu lần. Mỗi lần như thế, một làng phải đi bốn nang sáp và bốn đồng, làng nghèo thì hai nang, quận Cà Mau gồm ba mươi làng cả thảy. Đem về quận hai ghe hát, hát bội, bắt buộc các làng phải mướn hát, bao vàng một ngày đêm là mười đồng. Con của Phủ Đức là kép hát, đến từng nhà mà mượn tiền mỗi nhà một đồng. Phủ Đức, lục lạo thùng thơ trước khi cho gửi. Vì vậy các đơn tố cáo đều bị xem trước. Mỗi tháng Phủ Đức chở sáp đem về xứ một lần. Mỗi lần chở hai thùng đầy, thùng dài một thước rưỡi, cao một thước. Lại còn đơn tố cáo Phủ Đức có thành tích xấu, hồi trấn nhậm ở Sắp Trăng, Trạch Giá, Bạc Liêu. Chủ tỉnh Bạc Liêu binh vực Phủ Đức cho là vu khống. Phải chăng vì có ăn hối lộ của Phủ Đức, nhưng chủ tỉnh không nhượng bộ, yêu cầu cấp trên cho một người Pháp đến thay thế, vì Phủ Đức đã quá 60 tuổi rồi. Vài nét về tình hình năm 1902 trở về sau. Thiên địa hội được tổ chức, lan tràn khắp Bạc Liêu, khiến người Pháp báo động. Một số đông người Việt và hơi kiều gia nhập, ăn thề với nhau, nhưng rốt cuộc, dường như hội chỉ còn hoạt động trong phạm vi cứu tế. Vài người lại lợi dụng hệ thống bí mật của hội để buôn bán á phiện lậu thuế. Tuy nhiên, còn nhiều cán bộ trung kiên của thiên địa hội biết kiên nhẫn chờ thời để phối hợp hành động với toàn Nam Kỳ vào năm 1913 ở Cà Mau vào khoảng năm 1910, ông hội đồng Trần Đắc Danh và ông Lâm Mẫn Huệ hoạt động mạnh, bị tù. Thực dân cứ xét bắt, phạt tiền kẻ vô tội mặc dầu chẳng tìm được. Bằng cớ nào chứng tỏ người Huê Kiều ở Bạc Liêu theo đuổi mục đích chính trị chống Pháp. Thực dân cũng cố gắng kiểm soát hàng ngũ, lính mã tà và hương chức làng. Những người Việt quá hăng hái thì lén trốn lên vùng thất sơn, gia nhập những nhóm thiên địa hội mang tính chất Việt Nam hơn, nhằm mục đích đánh đổ thực dân phong trào đấu tranh đáng kể của đồng bào bạc liêu cà mau là việc chống làm sâu con đường từ chợ bạc liêu nối xuống cà mau đã thành hình nhưng nhiều nơi cần phải đắp cao lên khó khăn nhất là trải đá nhà nước không giao cho nhà thầu vì quá tốn kém thay vào đó bắt dân đốt đất ruộng cho chính rồi đạp nát đem trải mặt đường xài tạm thay cho đá thực dân bấy lâu chỉ chú ý tu bổ con lộ ăn từ bạc liêu qua sóc trăng theo hệ thống giao thông thời ấy thì công văn thư từ qua từ bạc liêu đến sắp trăng để rồi từ sắp trăng qua đại ngãi vàm tấn bờ hậu giang đến đây mới dùng tàu thủy đưa về sài gòn làm xong con lộ bạc liêu cà mau là kiểm soát thêm dân thâu thêm thuế lúa gạo đem về tỉnh lỵ nhanh hơn và ở hai bên bờ lộ đất hoang sẽ có người tới khẩn nhà nước tha hồ bán đấu giá lộ xe làm từng khúc ngang tổng nào thì dân tổng ấy làm sâu kinh đạo cũng vậy Thoạt tiên khi có lệnh thì một số đông người đi làm lấy lệ để rồi phản đối ra mặt. Nhà nước bắt buộc mỗi người đắp lộ 14 mét bề dài, bề cao 5 tấc và mỗi người đốt đất 7 thước khối hầm chín. Ở làng Vĩnh Mỹ, hương chức làng bắt mỗi người dân sâu đắp đến 28 thước lộ và cung cấp 7 thước khối đất. Làng Hòa Bình và làng Vĩnh Mỹ trở thành trung tâm tranh đấu. Ngày 15 tháng 4 năm 1902, Dân làng Vĩnh Mỹ làm đơn trình bày là họ chỉ đồng ý làm trọn 2 ngày công sưu theo luật định mà thôi. Còn việc đốt đất hầm để trải đường thì chúng tôi không biết làm chi mà đốt cho đủ đặng trả cho nhà nước. Nay chúng tôi đang ở tù. 58 người ký tên dưới lá đơn. Hương chức làng đánh trống ở công sở gọi dân tập hợp đi làm sâu. 32 người đến và ra mặt chống đối. Hương chức làng hâm he. Họ đưa yêu sách sẵn sàng làm sâu cho nhà nước 5 ngày, nhưng việc đốt đất thì không. Ngày 15 tại làng Hòa Bình thì không ai chịu đi cả. Viên phó tổng đánh trống thì 39 người tới công sở bảo rằng họ cương quyết không chịu làm sâu. Một số khác không thèm tự lại công sở. Hỏi thì họ trả lời rằng sợ bị trả thù. Vì bọn chống đối hâm he đốt nhà rồi giết những ai đi làm. Viên phó tổng yêu cầu chủ tỉnh phạt bọn chống đối mỗi đứa 8 ngày tù và 10 đồng tiền vạ. Ông hội đồng quản hạt thuộc đơn vị Trà Vinh, Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu là Hồ Bảo Toàn trình bày với thống đốc Nam Kỳ. Theo luật định, mỗi người dân chỉ phải làm hai ngày công sưu nhỏ, phần địa hạt mà thôi. Nhiều người đã chuột công sưu, chịu đóng hai ngày là năm cắt, cộng vào tiền thế thân rồi, nay bắt họ đi làm sâu thì nhà nước phải trả lại năm cắt ấy cho họ. Việc đắp lộ và hầm đất vượt quá khả năng của người dân, vì tốn nhiều công để đào đất, đốt đất, đập đất cho nhỏ, chở đến lộ rồi trải ra với mớ tro đã hầm, tro than củi. Tóm lại, chủ tỉnh Bạc Liêu đã quá sốt sắn. Hội đồng quản hạt can thiệp chỉ vì dân hai làng nói trên gồm 150 người đứng đơn kêu nài, gửi thẳng đến thống đốc Nam Kỳ. Một việc làm táo bạo lúc bấy giờ vì họ dám trực tiếp chống viên chủ tỉnh Pháp là Chapier. Dân đưa ra lý lẽ. Làm sâu chỉ có hai ngày theo luật mà nay nhà nước lại bắt hầm đất đắp lộ làm hai tháng chưa chắc rồi. Hơn nữa, muốn đốt cho xong bảy thước khối đất, dân phải xuất tiền túi ra mà mua củi. Năm ngoái, 1901, nhà nước đã bắt làm sâu mỗi người hai tháng, mà theo luật định thì chỉ có hai ngày, để đào kinh Bạc Liêu, Cà Mau, mà chẳng thấy nhà nước trả thêm đồng bạc nào. Làng Hòa Bình là nơi thiếu củi để hầm đất, hầm xong phải chở 10 cây số ngàn, mới tới lộ xe. Cai tổng và hương chức làng đòi hối lộ, Ai lo lót 15 đồng thì khỏi làm sâu. Người nghèo phải đi làm vì không tiền lo. Ngày 18 tháng 4 năm 1902, dân trong ba làng kéo nhau đến trước cửa tòa bố. Họ bị viên phó tổng và bọn lính mã tà đàn áp, đánh đuổi. Dân làng gửi liên tiếp ba lá đơn đến thống đốc Nam Kỳ để tố cáo. Vã chăng quan chánh bố là quan trong địa hạt mà hiệp với tổng mà khắc khổ dân tình lắm. Dưới đơn có 83 người ký. Rốt cuộc, chủ tỉnh là Chabria bị thống đốc rây ra vì việc làm sâu đã vượt mức luật định và xa thực tế. Từ rầy về sau, phải tránh những việc tương tự. Việc đắp đường cứ tiếp tục. Chủ tỉnh nhượng bộ hạ mức 7 thức khối đất hầm, còn lại hai thức khối và khoe rằng mỗi ngày đã huy động từ 10.000 đến 12.000 dân sau đắp lộ. Theo ông ta thì việc làm sâu quá luật định cũng đã từng xảy ra ở tỉnh Sóc Trăng. Và Bạc Liêu chỉ có hai làng là phàn nàn thôi. Chưa xong việc đắp lộ, nhà nước lại thúc đẩy việc đào kinh Bạc Liêu, Cà Mau. Dân làm sâu được nhà nước phát cho rượu đế, vì là thức uống hợp vệ sinh. Việc làm sâu đã từng là tai nạn lớn cho dân ở Cà Mau. Từ khi người Pháp mới đến, năm 1877, Phủ Hòa bắt dân ba tổng ở Cà Mau, Long Thủy, Quảng Long, Quảng Xuyên, đào kinh Bạch Ngưu, nối qua phía Nam Rạch Giá, đánh đập dân năm 1881, tự ý cho dân mướn thủy lợi trong kinh này nhân dịp bắt dân sâu lần thứ nhì. Năm 1895, mùa màng thất bát quá mức tưởng tượng. Bạc Liêu và Sóc Trăng chỉ còn một phần mười hoa màu. Mưa quá nhiều rồi gặp đại hạn. Vì mức thâu hoạch chỉ còn một phần mười, nên Hội đồng Quảng Hạt đề nghị Thống đốc Nam Kỳ miễn thuế điền ở Bạc Liêu năm 1896 cho 46.000 mẫu ruộng. Thuê lợi súp kém chỉ còn đủ nuôi sống dân trong tỉnh là 46.498 người. Trong số này, có 11.484 dân bộ được bớt thuế thân để tiếp tục làm sâu đào kinh Bạc Liêu, Cà Mau. Năm ấy đào được 46 cây số ngàn, con kinh dự định đào dài 72 cây số. Cuối năm 1895, cai Tổng Thạnh Hưng báo động, làm đơn xin miễn thuế với Thống đốc Nam Kỳ. Bây giờ dân không biết đi đâu hết vì nội tổng tôi không có lúa, nó đi kiếm ăn đỡ đói đất ruộng nói chung thì tập trung về phía đông giáp qua Sóc Trăng, nơi đã có người làm chủ từ lâu, dân mới đến lập nghiệp, chỉ còn vùng đất gần biển hoặc đất quá thấp phía mũi Cà Mau. Năm 1902, vài người khẩn đất lại phá sản, trả lại cho nhà nước vì đất không huê lợi, không sao đóng thuế được. Người nọ khẩn 160 mẫu ở Tân Hưng, thiếu thuế rồi bị bỏ tù, hương chức làng gián yết thị, rao bán đất ấy để bù tiền thuế, nhưng chẳng ai thèm mua. Làng Tân Thuận phía Cà Mau khai với quan trên. Đất đồng không có, làm đất ráng, tức là sình lầy, có ráng mọc. Theo mé sông, nước mặn tràn vô làm hư lúa, nước không tràn khi nào mưa muộn. Ở Tân Duyệt, trừ số đất cao ráo, có người khẩn từ xưa, thì dân nó làm ruộng đất rẫy là đất dừa nước, trà và và ráng ở gần biển. Đa số đất ở gần biển vùng mũi Cà Mau đều là nê địa ủng tắc, theo giá thị trường, một mẫu đất tốt ở Mỹ Tho, Gò Công trị giá từ 200 đồng đến 300 đồng. Nhưng khi đất gọi là tốt ở vùng Cà Mau trị giá không hơn 100 đồng. Nhờ quy chế mỗi người được khẩn 10 mẫu gọi là đất công nghiệp nên dân tứ xứ luôn cả những người đã thất bại ở rạch giá trong đợt khai thác đầu tiên đều rủ nhau đến Cà Mau. Nói chung thì đất hoang ở tỉnh Bạc Liêu quá thấp, có chân nước mặn, 3-4 năm đầu khó thâu hơi lợi mức trưởng thành của Bạc Liêu, Cà Mau khi chuyển mình góp phần lớn vào vựa lúa miền Nam có thể đánh dấu vào khoảng năm 1914 khi nhà nước cho nghiên cứu đào kinh Quang Lộ nối liền Phụng Hiệp xuống Cà Mau gọi Quang Lộ vì kinh này khởi đầu từ rạch Quang Lộ nhờ đó mà trong tương lai gần lúa gạo vùng Bạc Liêu, Cà Mau được trở về Sài Gòn theo đường thủy ngang qua rạch giá, Cần Thơ rồi Trà Ôn, Vĩnh Long, Mân Thích Năm 1927, người Pháp chỉ làm chủ ở Bạc Liêu chừng 30.000 mẫu. Bạc Liêu tiến sau các tỉnh khác, nhưng theo tốc độ nhanh. Năm 1893, bán ra 316.000 tạ gạo. Năm 1921, bán ra 2.733.330 tạ. Năm 1927, diện tích canh tác lúa gạo ở Bạc Liêu đứng hạng nhì ở Nam Kỳ, chỉ sau rạch giá. Nhưng Bạc Liêu còn thêm nguồn lợi than đước, ruộng muối, nhất là rừng tràm và hải sản. Đến năm 1927, đất ruộng đã chiếm 34% diện tích của toàn tỉnh Bạc Liêu và chiếm 49 phần diện tích của toàn tỉnh Rạch Giá. Trong thực tế, với trình độ kỹ thuật và cơ cấu xã hội kinh tế thời ấy, khó mà khai thác nhiều hơn. Ở Bạc Liêu năm 1927, nhiều làng rộng 20.000 mẫu Tây, to hơn một tỉnh bực trung ở Nam Kỳ, đứng đầu là làng Khánh An rộng đến 140.000 mẫu Tây. Tuy nhiên, ta không nên có ảo tưởng là dễ tạo nên ruộng lúa phì nhiêu. Đây là rừng tràm nê địa, dân khẩn hoang đến ở. Tuy gan lì nhưng rốt cuộc phải ra đi, vì chỉ thâu được hoa lợi duy nhất là đốn củi lậu thuế. Bán từng xuồng nhỏ mà đổi gạo ăn ngày qua ngày, một vài dòng đất cao thì đã có chủ từ thời Gia Long tổ quốc rồi. Cần Thơ Đầu Cầu và Thủ đô miền Hậu Giang Vài nét lớn Đào Kinh Sáng Xà No Cuộc tranh đấu của trí thức Cần Thơ Lộ xe, chợ phố và trung tâm ngã bảy Vùng Cần Thơ thời Mạc Thiên Tứ mang tên là Trấn Giang vào năm 1739 mãi đến khi người Pháp xâm chiếm Cần Thơ là vùng không quan trọng Ngọn rạch Cần Thơ ăn thông qua cái bé rồi ra vịnh Simla không rõ rệt Đời tự đức Đại Nam Nhất Thống Chí mô tả khúc đường ấy cuối đông qua xuân nước khô bùn cứng ghe thuyền qua lại không được từ mùa hạ qua đông nước mưa tràn bờ thì ghe thuyền cởi lên trên cỏ và bèo mà đi cứ trông theo phía tả hay phía hữu rừng cây mà nhận dấu đường nơi đây không có bóng người có rất nhiều mũi và đĩa người qua lại rất khổ sở tóm lại cần thơ chỉ đông đúc ở phía sát bờ hậu giang về giao thông và kinh tế từ đời họ mạc đến lúc người pháp đến lúa gạo ở rạch giá và cà mau thì xuất cảng cho những ghe hải nam vào chợ Cà Mau và đạch giá. Lúa gạo ở Sóc Trăng và Ba Thắt thì bán theo cửa Ba Thắt. Bản đồ Pháp ghi là cửa Tranh Dê, chắc là do chữ Trấn Di đập trại rồi âm lại. Vùng Cần Thơ chỉ là những xóm sung túc bên rạch Cần Thơ và rạch Bình Thủy. Phía bắc là vùng Ô Môn có đất dòng khá tốt. Đời Gia Long, Cần Thơ thuộc về huyện Vĩnh Định. Năm Minh Mạng thứ 13, 1832, nhập qua Phủ Tân Thành do Sa Đéc cai quản vùng ô môn thời tự đức có lẽ từ các đời trước là khu vực ít nhiều tự trị của người miên nên đại nam nhất thống chí gọi là thổ huyện thoạt tiên người pháp đặt cần thơ vùng rạch cần thơ và ô môn là hạt Inbesson nhưng không quan trọng bằng hạt long xuyên đông xuyên hoặc sóc trăng nghị định ngày ba mươi tháng bốn năm một nghìn tám trăm bảy mươi hai lại đặt ra hạt trà Ôm Phần đất của Cần Thơ nhập qua Trà Ôm. Hạt Trà Ôm lại bị giải tán để rồi ngày 23 tháng 2 năm 1876, tái lập hạt Cần Thơ với chợ Cần Thơ là tỉnh lỵ. Trà Ôm chỉ còn vai trò quận lỵ, nhưng là quận lỵ quan trọng nhất nhì của tỉnh. Pháp không lầm khi chọn Trà Ôm làm trung tâm quan trọng. Việc bán lúa gạo ra nước ngoài lần hồi không còn do các hải cảng Cà Mau, Rạch Giá, phía Vịnh Simla hoặc Bãi Sầu, bờ Hậu Giang đảm nhận như trước nữa. Ghe bường Hải Nam tuy to, chở nặng, nhưng làm sao cạnh tranh nổi với những tàu sắt, chạy máy của Tây Phương tại bến Sài Gòn. Tàu máy chở gạo qua hương cảng, với giá vốn nhẹ hơn. Dầu muốn hay không, lúa gạo miền Sóc Trăng cũng phải mượn đường trà ôn để đem bán tại chợ lớn. Rạch trà ôn nối qua sông Mân Thích bên Tiền Giang, con đường mà trước kia Nguyễn Ánh và Tây Sơn dành nhau quyền kiểm soát. Quan cai trị Pháp biết nhìn xa, dời tỉnh lệ về rạch Cần Thơ thì chợ cần thơ trở thành ải địa đầu quan trọng nắm luôn nẻo thông thương thứ nhì cũng nối từ hậu giang qua tiền giang để lên sài gòn chợ lớn đó là con đường từ rạch cái vồn qua rạch nha mân phía sa đéc lại còn phía tây cần thơ là vùng rạch giá cà mau bao la với nhiều triển vọng về lúa gạo đất hoang chưa khai phá cần thơ có khí hậu tốt đất hoang tuy chưa được khai thác đúng mức nhưng là rừng chồi thưa thớt không như rừng tràm ở nước mặn phía rạch giá cà mau giữa Cần Thơ, Sóc Trăng và Ranh tỉnh Rạch Giá còn một cánh đồng bát ngát, nước ngọt không quá thấp như đồng tháp 10 không quá sinh lầy và nhiều phèn đó là cánh đồng sau này trở thành quận Phụng Hiệp đầy lâu sậy, có voi voi ăn sậy và lau thoạt tiên người Pháp gọi đó là đồng sậy nhưng vì khai phá xong nên địa danh này không còn thông dụng như trường hợp đồng tháp 10 hay rừng tràm U Minh rạch Cần Thơ chạy dài tới Phong Điền nhà cửa đông đúc Rạch Cái Răng là nơi đất tốt. Đất ở Rạch Bình Thủy không đâu sánh bằng. Rạch Cần Thơ và Rạch Bình Thủy như nối tiếp nhau ở cuối ngọn. Tuy không là văn vật như miền Tiền Giang, nhưng dân ở hai con rạch này khá thuần thục, thông hiểu lễ nghĩa, trai nhân ái, gái long xuyên. Thực dân Pháp nhắm mục đích biến Cần Thơ thành trung tâm quan trọng, nắm diện mối, đường giao thông về Sóc Trăng, Bạc Liêu, Rạch Giá, Cà Mau trong giai đoạn đường thủy nắm ưu thế. Về sau, sau trận thế chiến, 1914-1918, những con lộ xe cũng nhằm phục vụ mục tiêu chiến lược này phải qua Cần Thơ mới lên Sài Gòn được. Đa số lúa gạo gom về Cần Thơ vì đây là con đường vận tải ngắn nhất. Khi Pháp đến, vùng Ba Láng, nhánh của rạch Cần Thơ, là nơi khởi nghĩa của Đinh Sâm Đinh Sâm thất bại, nhưng vào tháng 3, dương lịch năm 1870, chừng 200 nghĩa quân tụ tập lại ăn tiệc, chuẩn bị đánh tòa tham biện Cần Thơ. Thực dân phát giác kịp bắt giam 111 người. Trong số này chừng 55 người mà thực dân cho là nguy hiểm bị đề nghị đầy ra công nôn hoặc đảo Réunion. Tham biện lúc bấy giờ là Alexander dùng dân địa phương làm sâu cất nhà lá chung quanh nhà lòng chợ để bán hoặc cho mướn lại. Theo báo cáo thì ở Cần Thơ việc kiện thưa đất đai xảy ra quá nhiều chứng tỏ người dân thấy tương lai sáng sủa của nghề nông. Chủ tỉnh ra lệnh lập bộ điền cho kỹ hơn để thâu thuế. Năm 1887, đất canh tác là 85.000 mẫu, so với năm trước, khai để đóng thuế, tăng thêm 17.000 mẫu, diện tích của tỉnh là 205.000 mẫu, tức là còn lại 110.000 mẫu có thể canh tác. Dân ghi trong bộ để chịu thuế trong toàn tỉnh là 26.500 người. Đào Kinh Sáng Xà No Kinh Sáng Xà No là công trình lớn lao đầu tiên của Nam Kỳ về đường Thủy. Có thể so sánh với việc thiết lập đường xe lửa Sài Gòn-Mỹ Tho về đường bộ. Kỹ thuật Tây Phương đã biểu diễn với tất cả sức mạnh của hiệu năng. Đời Gia Long và Minh Mạng, vua và các quan đã nhận rõ vai trò quan trọng của Kinh Đào đối với miền Tiền Giang và Hậu Giang. Kinh Thoại Hà, Kinh Vĩnh Tế là những công trình chiến lược đúng đắn nối Vịnh Sim La qua Hậu Giang để rồi lên Mỹ Tho, chợ lớn, Sài Gòn. Ai cũng biết Đào Kinh, thì đất ráo phèn, ruộng nương dễ khai phá, dân chúng thích quy tụ ở nơi, sông sâu nước chảy. Kinh Sáng Xà No nối Hậu Giang qua Vịnh Sim La xuyên qua vùng đất tốt và to rộng giữa nhánh sông cái lớn và rạch Cần Thơ. Nhánh sông cái lớn nơi ấy gọi là rạch cái tư. Từ năm 1866, nhà nước dùng sáng mà vét lại rạch bến Lức và kinh Bảo Định, nhưng kết quả chưa được như ý muốn. Năm 1875, đô đốc Dupere cho đào lại kinh chợ gạo và kinh trà ôm dùng dân sâu. Năm 1893, quan toàn quyền De La Nessan, cho đấu thầu ở Paris công ty Montvenus trúng thầu với giá là ba cắt rưỡi một thước khối. Trong tháng đầu phải đào 60.000 thước khối đất và năng suất tăng thêm. Trong tháng thứ 25 phải đào 200.000 thước khối. Sáng kiến đào kinh xà no trước tiên do hai người Pháp là Duvan và Rieri nêu ra vì quyền lợi ích kỷ. Họ thấy đất tốt và rộng nên xin trưng khẩn. Và khi chưa được giấy phép trưng khẩn, chánh thức là họ đã vận động với quan toàn quyền Paul Mê, ngày 17 tháng 5 năm 1900. Chủ tỉnh Cần Thơ cho biết là trước đó, năm 1896 đã đào kinh Ô Môn, nối ngọn sông Cái Bé từ rạch giá qua Ô Môn, dùng dân sâu nhưng tạm ngưng vì ở vùng đào kinh xảy ra nạn dịch khí. Kinh Sà No nếu đào được thì lợi ích vô cùng, giúp khai thác được hàng mấy chục ngàn mẫu đất tốt phía địa phận Cần Thơ. Nhưng Van và Guiari lại muốn nhà nước đào thật gấp trong vòng một năm cho xong và bắt đầu đào ở phần đất mà họ đang xin trưng khẩn, tức là khởi đầu từ khoảng giữa, để họ thâu lợi sớm. Vì kinh xà no ăn qua địa phận tỉnh Rạch Giá, nên viên chủ tỉnh Rạch Giá khi được tham khảo ý kiến trả lời rằng kinh này rộng và dài, khó đào bằng dân sâu. Ở địa phận Rạch Giá, kinh này dài 22 cây số ngàn, nếu đào sâu 3 mét, rộng ở trên miệng 10 mét, ở dưới đáy 5 mét, thì phải có ít nhất 13.000 dân sâu và phải tốn thêm 26.000 đồng. Kinh vừa khởi đào là Guiri được Nghị định Toàn quyền Đông Dương Pondume cấp cho không một sở đất tốt với diện tích khổng lồ là 25.000 mẫu trong vùng đào Kinh tọa lạc tại làng Nhân Nghĩa Tổng Đinh Bảo, tỉnh Cần Thơ Nghị định số 338 ngày 14 tháng 2 năm 1901 Kinh Sà No đào từ năm 1901 đến tháng 7 năm 1903 là xong. Bề ngang trên mặt rộng 60 m dưới đáy 40 m tổng phí 3 triệu 680 ngàn quan. Lần này, nhà thầu sử dụng loại sáng lớn, chạy bằng hơi nước, với những dàn gầu bằng sắt. Máy của sáng mạnh 350 mã lực, mỗi gầu sắt múc được 375 lít, thổi bùng ra xa đến 60 m Dàn gầu của sáng chạy theo vòng tròn, như xa đạp nước. Từ xa, chiếc sáng giống như chiếc chiến hạm, máy chạy vang rền suốt năm ba cây số ngàn, mang theo một số chuyên viên nhân công hàng trăm người, dọc theo hai bên phải chở củi đem tới sẵn. Vì sáng đốt nồi xuất dê bằng củi, vài chuyện khôi hài xảy ra. Một số dân chạy theo sáng, dùng thúng mà hứng bùng để tìm vàng, nhưng chỉ gặp xương người và xương thú. Nhiều người cho rằng cứ cắm dùi là đất ấy về phần mình. Vì mình đến trước nhất, cu ly của hãng sáng tụ tập, bày ra đá đánh bài, uống rượu hoặc đi ăn cướp. Bọn cặp rằng, đo đất, thì hăm dọa những chủ nhà ở gần con kinh sắp đào để tống tiền. Ai cho tiền thì nhà cửa vườn tược khỏi bị đào ngang. Bọn chuyên viên người Pháp đứng cao trên sáng, hò hét như các vị chỉ huy chiến hạm. Khung cảnh trầm hùng này đã in sâu vào giai thoại thời ấy, trở thành ca dao Chiếc sáng của Tây là sức mạnh cơ khí vô địch. Lễ khánh thành kinh xà no là ngày trọng đại. Có lẽ đó là lần đầu tiên mà toàn quyền Đông Dương chịu đặt chân đến miền Hậu Giang. Hoàng lại địa phương, thân hào nhân sĩ từ các tỉnh lân cận đến tề tựu đón rước. Ban quân nhạc từ Sài Gòn đến, lại có tổ chức giả vũ. Phần đất mà Duvan và Guiri trân khẩn thuộc vào loại tốt nhất nhì của Nam Kỳ. Những năm 1908 -1909, và 1910, trong khi ở tỉnh Cần Thơ, Điền chủ bổn xứ và Điền chủ Pháp rầu lo vì nạn lục, nước dâng cao, thì phần đất của Duyvan và Ri chẳng bao giờ bị lỗ lã nhờ ở sát bờ kinh. Điền của Ri mướn bọn cựu quân Pháp làm cai điền, với súng ống hẳn hòi xét bắt ghe xuồng qua lại. Ai chở lúa lậu thì bọn cai điền được chủ tỉnh cho phép lập biên bản, giải tòa. Dân ở gần chủ điền và các chủ điền lân cận đều bực dọc về thể thức xét hỏi. Lúa của họ bị kiểm soát khi cần mượn đường nước để đi ngang qua điền. Kinh đào là của nhà nước, nhưng bọn điền Tây xem như là khu vực quân sự riêng của họ. Vào những năm đầu thế kỷ, ở Cần Thơ, người Pháp và người Việt có pháp tịch làm chủ 36.000 mẫu năm 1910. Dường như chỉ có Duyvan và Guillery là thành công nhất. Vài công ty khác như Société de Vizieres Franco Anamis hoặc Michel Villa e đều lỗ lã hoặc có những tư nhân như Banman đã phá sản. Công ty Association Risicole Indochinois thành công vào năm 1910 gửi chuyên viên qua Mỹ Quốc nghiên cứu các loại máy cày thích hợp rồi cho một kỹ sư canh nông là Alaza đến Thới Lai, ô môn mang theo máy cày, máy bừa, máy gieo mạ, xin Chánh phủ thuộc địa trợ cấp để thí nghiệm cải tiến kỹ thuật nhưng không đạt kết quả khả quan. Tên Ducat thử thí nghiệm việc cày máy vào mùa nắng đầu năm 1911. Tư nhân Pháp sẵn sàng góp tay với nhà nước để trong điền đất xấu của họ có kinh đào cho riêng họ thủ lợi, dân sâu phải tiếp tay. Trường hợp Sambue và Berlin trợ cấp 8.600 đồng nhân dịp Đào Kinh Thới Lai. Năm 1907, để phục vụ cho mùa 1907-1908, nhà nước thiết lập ở Cần Thơ một phòng dinh điền Bureau de Colonisation de Cần Thơ nhằm mục đích tìm nhân công cho các điền của người Pháp ở Cần Thơ, mộ dân nghèo ở Bắc Kỳ vào. Nhưng tết dân mộ này vì bị quan lại ở quê xứ Cưỡng Bách nên khi đến Cần Thơ lại lãng công, thiếu thiện chí Rốt cuộc nhà nước trả họ về quê Để khỏi chịu tốn kém về cơm gạo Phòng Vinh Điền bàn kiên nhẫn thí nghiệm lần thứ nhì Nhờ quan công sứ tỉnh Thái Bình Chọn lựa kỹ lưỡng hơn Nhằm khẩn hoang vùng Phụng Hiệp Người ứng mộ phải ký giao kèo chịu ở Nam Kỳ ít nhất là 3 năm Mỗi gia trưởng khi đến Cần Thơ Được tạm cấp 4 mẫu đất 5 năm sau trở thành sở hữu chủ trong giai đoạn khai thác đầu tiên được miễn 5 năm khỏi đóng thuế điền và thuế thân. Sau này đất bán lại với giá rẻ cho người khai thác, lại còn giúp đỡ cụ thể về tiền bạc để sắm quần áo, nông cụ. Đích thân viên đầu phòng dinh điền ra tới tỉnh Thái Bình để ký giao kèo với các gia trưởng chịu vào cần thơ. Nhưng làm sao viên chức này biết rõ cách thức tuyển mộ của quan công sứ tỉnh Thái Bình? Đợt người vào Nam này gần như bị quan trên bắt buộc phải đi gồm có tám mươi bốn gia đình tổng cộng hai trăm tám người chia ra 84 bốn người cha 85 người mẹ một trăm hai mươi hai trẻ con ba người lớn tuổi cuối tháng năm năm 1908, họ vào Cần Thơ đưa đến vùng Phụng Hiệp bấy giờ còn hoang vu cứ tám ngày là phát gạo mười lăm ngày là phát tiền họ lãng công một số chịu làm lụng nhưng không quen kỹ thuật làm ruộng ở địa phương một số đông thì trốn, bỏ vợ con. Theo báo cáo của quan huyện ở Rạch Gòi, thì tất người ứng mộ này chỉ gồm chừng 5 hay 6 người là nông dân, còn bao nhiêu là dân mà viên chức ngoài Bắc cứ lùa vào Nam, tạp nhạp theo kiểu Bắc Phu. Vì thế mà cuộc di dân không thu được kết quả gì ráo. Từ tháng 12 năm 1908 đến tháng 4 năm 1909, họ lần lượt bị đưa về Bắc, còn sót lại 19 người đang ở tù vì bất hảo phúc trình hàng năm về tình hình tổng quát tỉnh Cần Thơ, niên khóa 1908-1909 của Chủ tỉnh L. De Natra. Trong đợt di dân đầu tiên, 50 người gọi là cu Ly Bắc Kỳ tới điền của Duyvan và Guiari với một viên đội và hai người cai canh chừng. Nhà nước yêu cầu chủ điền cho lãnh lương hơi cao một tí để họ siêng năng làm việc. Nên hiểu cuộc dinh điền của Pháp chỉ là mô phỏng vụng về hình thức lập ấp đời tự đức đây là hình thức nô lệ trá hình bị thất bại vì thiếu chính nghĩa câu hát cái răng ba láng vàm sáng phong điền anh thương em cho bạc cho tiền đừng cho lúa gạo sớm diền họ hay phản ảnh tâm trạng lạc quan của người dân thời ấy vàm sáng vàm của kinh sáng là nơi kinh xà no khởi đầu bên phía cần thơ xà no sạc no xóm có nhiều cây điên điển ngã ba này trở nên tấp nập ghe xuồng đậu để chờ con nước thuận lợi qua rạch giá hay ra chợ Cần Thơ. Năm 1908, hương chức làng nhân ái đứng đơn, xin lập chợ, gọi là chợ vàm sáng để thâu huê lợi cho làng. Một thân hào tình nguyện cho làng khoảnh đất để cất chợ, nhà canh và phố. Về sau, nhà nước tách địa phận này qua làng nhân nghĩa, hương chức làng nhân ái lại phản đối, lấy lý do. Làng nhân ái này là của ông bà cha mẹ chúng tôi lập ra hơn 100 năm nay nên luôn luôn rất bình an. Nếu cắt đất chợ mà nhập qua làng khác, e hư phong thủy, nhưng thật ra hương chất làng mất dịp làm ăn. Năm 1913, một thân hào khác lại tặng cho làng sở đất 880 thước vuông để cất nhà trường, làng, dạy trẻ con học hành phong hóa. Lúa từ phía rạch giá theo kinh xà no chở qua chợ cái răng. Do người Huê Kiều mua về, mướn nhà máy xây gạo tại chỗ trước khi đem về chợ lớn mà xuất cảng. Nhờ đó chợ cái răng trở thành kho lúa gạo to lớn với nhiều dịch vụ mua bán mà người Huê Kiều thao túng trên thị trường nội địa. Năm 1908, chợ cái răng đã sung túc đến mức hương chức hội tề sở tại bán sườn nhà lòng chợ cho làng Thới Thạnh để mua cái sườn nhà chợ khác, to và chắc chắn hơn. Vào đầu năm 1911, nhiều người bày ra sáng kiến lập chành, thoạt tiên chành cất bằng lá, và cũng năm này, công ty Asiatic Petroleum xin phép cất cây cầu sắt dài 15 mét tại bến Cái Răng cho tàu chở dầu cập bến dễ dàng hơn. Cuộc tranh đấu của trí thức Cần Thơ Đây là phong trào Duy Tân, gọi là cuộc Minh Tân, do Gilbert Trần Chánh Chiếu cầm đầu. Cần Thơ là nơi mà giới điền chủ Việt có truyền thống văn hóa cao, tuy kém các tỉnh miền trên như Mỹ Tho, Tân An, nhưng đứng vào hàng đầu các tỉnh Hậu Giang người ở cần thơ liên lạc dễ dàng với các tỉnh miền trên đặc biệt là giới công chức cần thơ có tinh thần dân tộc đến mức khiến thực dân pháp phải khó nghĩ lo ngại phong trào đông du lôi cuốn con nhà khá giả ở bình thủy và trà ôn nơi giáp ranh vùng tam bình lão sư nguyễn giác nguyên ở chùa nam nhã chùa minh sư bình thủy được ông cường để phong cho chức chủ tỉnh cần thơ nếu việc lớn được thành về mặt công khai phong trào duy tân khá rầm rộ nhân sĩ yêu nước lúc bấy giờ lập hội khuyến học Cần Thơ vào ngày 23 tháng 3 năm 1906. Trên điều lệ, mục đích của hội là giúp cho hội viên học hỏi trau dồi kiến thức về ngôn ngữ, văn hóa của nước Pháp bằng mọi phương tiện. Hội trưởng hội này là Võ Văn Thơm, hai ông phó hội trưởng là Hồ Hưng Nhường và Nguyễn Háo Văn. Vì chê thành phần hội khuyến học Sài Gòn, lúc bấy giờ kém tích cực và cũng vì muốn hoạt động riêng nên hội Cần Thơ không tán thành vào việc gia nhập hội khuyến học Sài Gòn. 20 phiếu chống, 2 phiếu thuận. Ông Nguyễn Háo Văn là chiến sĩ đắc lực của phong trào Duy Tân. Về sau, khi vụ án Gilbert Chiếu phanh phui ra, ông bị cách chức vào ngày 19 tháng 4 năm 1909. Ông là thơ ký hạng nhất và ba ngày sau thực dân cũng cách chức các ông tri phủ Nguyễn Công Luận ở Sa Đéc, ông Huỳnh Công Bền tri phủ Cai Lậy, ông Phạm Văn Bảy tri huyện ở chợ Mỹ Tho bị can đồng một tội. Tuy nhiên vì không dám khuấy động quá mức thực dân lúc bấy giờ có thái độ tương đối hòa hưởng ông Nguyễn Háo Văn rút đứa con trai đang du học bên Nhật về cho tiếp tục học tại St. Joseph English College Hồng Kông đấy là ông Nguyễn Háo Vĩnh có công trong việc chấn hưng ngành xuất bản sách ở miền Nam trong bài diễn văn đọc kỳ đại hội của Hội Khuyến học Cần Thơ vào ngày 10 tháng 1 năm 1908 ông hội trưởng Võ Văn Thơm công khai đề cao tinh thần dân tộc cổ suý người Việt Nam nên hăng hái bớt lười biếng đứng lên tranh thương với hoa kiều và ấn kiều và trong hiện tại họ đã nể nang người việt lời lẽ trong diễn văn này không dính dấp gì với mục đích của hội là phổ biến văn hóa pháp cả khi báo cáo với thống đốc nam kỳ về tình hình trong tỉnh lần lượt các viên chủ tỉnh ở cần thơ thú nhận như sau báo cáo năm 1908 1909 của l denatra chủ tỉnh cần thơ hồi năm ngoái nhận định rằng vụ án Gilbert chiếu và đồng bọn không gây phản ứng gì rõ rệt đối với nhân tâm trong tỉnh. Tuy nhiên, ta phải nhìn nhận rằng một số đông kẻ liên can trong vụ án đều là quê quán ở Cần Thơ. Họ đang bị giam để chờ ngày ra tòa án ở Mỹ Tho. Chủ tỉnh Đờ nói là những biến cố năm 1908 chứng minh một cách khá rõ rệt rằng dân Nam Kỳ bấy lâu chỉ lo làm ăn và cầu mong được yên ổn, lại bị xúi dục. Đa số người xúi dục đều là những kẻ thọ ơn nhà nước Pháp. Người bổn xứ mà ta có thể tin cậy là trung thành với chế độ đã tìm mọi cách mà họ có thể có được để chuẩn bị khởi loạn. Báo cáo năm 1909-1910 Từ khi xảy ra vụ án Gilbert Chiếu tới nay chẳng có sự việc gì nổi bật, đáng ghi nhưng khi tiếp xúc với người bổn xứ ngay đến những người đã từng phục vụ nhà nước Pháp một cách hữu ích ta phải giật mình về thái độ chỉ trích của họ đối với tất cả những gì liên quan đến chính quyền thuộc địa. Một lối chỉ trích mỉa mai, cây cú. Báo cáo năm 1910-1911 Không có cuộc biến loạn, không có sự bộc lộ cụ thể nào xảy ra. Tuy nhiên, dưới bề ngoài yên ổn này, ta nhận ra một cách dễ dàng là còn một phần của dân chúng. May thay, số người này không đông đảo cho lắm. Họ có thái độ đối lập và thái độ chỉ trích không nhân nhượng, tận gốc Đối với tất cả những gì mà chánh quyền, những gì xuất phát từ phía người Pháp, Gilbert Chiếu được tòa xử, miễn tố, vì vậy mà họ càng lấy lừng hơn. Còn lại một số người đồng lõa trong vụ án cũng được miễn tố. Dân trong tỉnh đủ sức đóng thuế, nhưng tình hình bên Mãn Châu đã có ảnh hưởng. Ở toàn cõi Viễn Đông, cầm đầu, nhóm chống đối chánh quyền, có nhiều viên thơ ký hoặc quan lại đã bị cách chức. Họ đang sống ngày qua ngày thiên địa hội phát triển đặc biệt ở vùng rạch gòi. Tháng 5 năm 1909, nhà nước phát giác từ 300 đến 400 người gia nhập hội. Chừng 15 người cầm đầu bị đưa ra tòa. Năm 1910-1911, chủ tỉnh Cần Thơ lại bực mình vì sau 50 năm thống trị của người Pháp mà những hội như thế ấy sao lại có thể tồn tại và phát triển theo viên chủ tỉnh này. Lý do chánh là sự bất lực của các tòa án đã xử phạt quá nhẹ nên dân không sợ một tài liệu khám phá tổ chức thiên địa hội ở vùng Cần Thơ thuộc về nghĩa hòa đoàn, gọi theo giọng tàu là dì hóa. Về cách tổ chức thì giống như các nhóm thiên địa hội khác, với chủ soái, phó chủ soái, chánh chủ hương, phó chủ hương. Hội viên lấy bí danh theo họ của các vị ngũ tổ thời trước như Vạn Vân Long, Hồng Vạn Chương, chỉ trừ một số hoa kiều làm chánh chủ soái, còn bao nhiêu đều là hương chức đặc biệt là chức vụ Thảo Hài, Hồng Côn, Bạch Phiến. Có riêng một người là Võ Bạch Phiến, một người là Văn Bạch Phiến, Văn Thảo Hài, Võ Thảo Hài. Phải chăng họ chú trọng đến vấn đề quân sự để khởi nghĩa trong ngày gần nhất? Vào những năm 1907, vùng biên giới tỉnh Cần Thơ xảy ra nạn cướp bóc, chuyên đánh ghe buôn và những chủ điền ở nơi hẻo lánh. Cần Thơ gồm đất đai ở hai bên bờ Hậu Giang, giữa sông lại có Cù Lao, bọn cướp hoành hành nơi giáp ranh với Sóc Trăng, Vĩnh Long Long Xuyên, Rạch Giá cầm đầu bọn cướp gồm những tay khét tiếng đầy đủ bản lãnh, nổi danh nhất là Sáu Nhỏ theo lệnh của cấp trên, các làng được phép truy nã bọn cướp qua làng bên cạnh mặc dầu khát tỉnh vì bọn chúa đảng lần hồi, xa lưới nên các vụ cướp giảm lần từ 43 vụ khoảng năm 1906-1907 sụp còn 14 vụ khoảng năm 1908-1909 lộ xe chợ phố và trung tâm ngã bảy phụng hiệp nhiều con kinh tiếp tục đào nối liền các rạch nhỏ trong tỉnh quan trọng nhất là công trình mở mang đường giao thông ở cánh đồng phụng hiệp mà trước kia người pháp gọi là Plaine de rosso đất cần thơ phía tả ngạn hậu giang đã có dân cư từ lâu phía hữu ngạn là đất tốt tuy hoang vu đầy lâu sậy nhưng dầu sao đi nữa về địa thế tương đối cao so với châu đốc hoặc rạch giá với phù sa nước ngọt dễ trồng hoa màu phụ nhất là gần đường giao thông về sài gòn lúa bán có giá thì vẫn là nơi lý tưởng mà ai cũng muốn bám vào không xong thì mới xuống rạch giá cà mau nhiều mũi mòng liệt kê việc đào kinh ở tỉnh cần thơ là điều rắc rối vì nhiều con kinh đào đợt đầu rồi đợt nhì nối dài rồi mở rộng rồi vét lại cho sâu nhiều lượt nên chú ý là số dân sâu dùng vào việc đào kinh nhỏ khá nhiều. Cực khổ nhất là dân vùng rạch gòi. Về sau quận lỵ dời về ngã bảy Phụng Hiệp, chuyên viên thủy nông nghiên cứu không chính xác. Lắm vùng đất làm ruộng được, nhưng bỗng nhiên lại trở thành đất thấp, bị ngập lụt triền miên vì ảnh hưởng của mấy con kinh đào lân cận. Trong trường hợp ấy, dân làng và địa chủ xin làm sâu, đào thêm kinh phụ để cứu nguy cho ruộng đất của mình. Đào kinh Trà Ếch năm 1902, đào kinh Bà Thậm qua Tân Lược năm 1899, vét lại năm 1904 đào kinh từ ngọn cái bé qua thốt nốt từ năm 1908 đến năm 1910, vét kinh nhiêu sự để nối liền bò hút qua sa đét năm 1909, vét kinh vàm bi 1909-1910, điều chỉnh lại kinh ô môn qua ngọn sông cái bé năm 1911-1912, đào kinh xẻo vong năm 1908-1912, năm 1911, vào ngày 9 tháng 4, rạch gọi có đến 2.150 dân sâu làm việc thường trực để đào kinh. Riêng về rạch ông rầy, nối qua rạch giá, dùng đến 1.230 dân sâu. Năm 1910, quận Ô Môn cung cấp 3.200 dân sâu, định thới 1.130 người, thới bảo 2.120 người. Việc đào kinh không theo nguyên tắc mà luật lệ đã định, 5 ngày, nhưng là làm khoáng, trung bình mỗi chuyến làm sâu. Mỗi người phải đào cho xong chừng 15 thước khối đất. Năm 1909, một kế hoạch có lợi ích thực tế được thực hiện, đó là đào kinh ngắn, cắt ngang cù lao mây, để ghe chở lúa từ phía Phụng Hiệp đi tắt qua vàm trà ôn, khỏi đi vòng quanh, phân nửa cù lao như trước. Lộ xe từ Cần Thơ đi Sóc Trăng, đi Long Xuyên, đi Vĩnh Long, cứ đắp từ từ. Dùng dân sâu và cu ly mướn rẻ tiền. Từ năm 1908 về sau, bấy giờ chưa có hũ lô, chạy máy, nên dân phải thay phiên nhau đẩy ống cán, để cán đá. Đá đã tới bến, thì dùng sức người để đẩy xe rùa lên đường rầy, bằng sắt mà đưa tới chỗ cán, hao tổn sức lực. Khi làm đường lộ, có cai và đội lục lộ trong coi. Ai lười biếng thì bị rầy la, ai muốn trốn về nhà thì cứ lo hối lộ. Nhà nước phát chừng bốn cắt bạc mỗi ngày, nhưng tiền này thường bị ăn bớt. Cánh đồng Phụng Hiệp lần hồi có nhiều kinh quy tụ về một trung tâm gọi là ngã bảy. Voi rừng bị bắn chết, một mớ thì bị mấy thầy ngải từ Nam Vang tới Bắc. Nhà nước đã xuất ra 241 đồng để thưởng mấy thầy ngải này. Có thể nói khoảng năm là những năm lạc quan nhất về mặt phát triển, xây dựng cơ cấu kinh tế, cất xong nhà chợ, chợ cá tại chợ Cần Thơ, ráp nhà lòng chợ mới ở Cái Răng, nhà lòng chợ Cái Răng thì bán cho chợ Ô Môn, nhà lòng chợ Ô Môn thì bán cho chợ nhỏ hơn là chợ Rạch Gòi. Cuối năm 1910, nhà thầu đã cẩn xong bờ sông Cần Thơ, chỗ vàm rạch cái khế, cẩn bằng cừ cây, lót vĩ sắt, tráng xi măng bên ngoài, cho nước không làm lỡ và đồng thời cẩn đá luôn bờ sông tại chợ năm 1911, chỉnh đốn lại mấy mũi tàu, rạch cái vùng lớn, cái vùng bé và bờ rạch trà ôm. Mấy nẻo ít hầu này là đường chở lúa gạo từ Hậu Giang qua Tiền Giang, dùng kỹ thuật đặc biệt, cẩn từng cục xi măng cứng để khỏi bị nước xoáy làm lỡ bờ. Năm 1908, chủ tỉnh U đưa kế hoạch biến Phụng Hiệp trở thành một gian cảng, sáng đào thêm con kinh nối Phụng Hiệp với Sóc Trăng năm 1901. Bấy lâu, Lúa từ Cà Mau trở lên Mỹ Tho rồi lên Sài Gòn theo con đường quanh co, không thuận lợi. Từ Cà Mau theo kinh Bạc Liêu, qua Cổ Cò Sắp Trăng, ra Đại Ngãi, vượt Hậu Giang rồi theo con rạch Tiểu Cần đến Láng Thế, rồi qua Tiền Giang đến Mỏ Cày, đến Bến Tre rồi Mỹ Tho. Năm 1914, kế hoạch đào kinh Quang lộ được nghiên cứu và thi hành gấp, nối liền Cà Mau thẳng lên Phụng Hiệp, để từ đó qua Cái Côm rồi qua Trà Ôm, con đường rút ngắn hơn nhiều. Ngoài ra, hai bờ kinh quan lộ sẽ quy tụ dân đến khẩn đất, nhà nước thêm lợi. Năm 1915, quận Lị Rạch Gòi giờ đến ngã bảy Phụng Hiệp, gọi là quận Phụng Hiệp. Đây là quận thành hình giữa vùng lau sậy hoang vu, sau 10 năm đào kinh sáng, nằm trên đường thủy từ Cà Mau ra Hậu Giang, đem lúa và sản phẩm lên Sài Gòn. Trên những nét chánh, việc khẩn hoang được hoàn tất khi đường thủy nắm ưu thế. Qua trận thế chiến thứ nhất, đường bộ bắt đầu phát triển, Cần Thơ vẫn nắm diền mối của các tỉnh giàu có như Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau. Đồng thời phân nửa tỉnh Rạch Giá cũng nhờ Cần Thơ mà đến Sài Gòn theo đường bộ ngắn nhất. Nhờ dân đông đúc nên việc giáo huấn ở Cần Thơ phát triển mạnh hơn các tỉnh khác ở Hậu Giang. Năm 1903 đã lập trường nữ tiểu học với một giáo viên người Pháp cai quản. Trường dạy thêm môn theo thùa với các bàn máy may biểu diễn cho học sinh và cha mẹ học sinh xem. Từ năm 1910, dân ở Cần Thơ và ở Trà Ôn được xem chiếu bóng, chiếu bóng câm do nhóm Batisu lưu chiếu lưu động những phim ngắn khôi hài hoặc thời sự. Năm 1917, An Hà Nhật Báo ra đời tại Cần Thơ. Đó là ấn bản chữ Việt của tờ Curia de Lucet cũng ra mắt tại Cần Thơ. Năm 1926, trường trung học Cần Thơ, College de Cần Thơ nhận học sinh năm đầu tiên, lớp thứ nhất. Những triệu chứng bất ổn của chế độ thực dân Pháp phụ lục vụ án ninh thạnh lợi ở rạch giá vụ án nọc nạn ở bạc liêu việc khai thác đất ở nam kỳ đem lại nguồn lợi đáng kể cho thực dân bán đất công thổ thâu thêm thuế điền thâu thuế xuất cảng lúa gạo dân tiêu thụ thêm hàng hóa nhập cảng sau thế chiến thứ nhất địa vị người pháp ở thuộc địa được củng cố hơn nước pháp thắng trận các nước ở đông dương góp phần để giúp mẫu quốc với con số khá cụ thể trong một ngàn dân Đỗ Đồng có 5 người sang Pháp. Cỡ hai người làm lính chiến, hai người làm lính thợ. Tính Đỗ Đồng, mỗi người ở Đông Dương gửi giúp sang Pháp là hai cắt. Trích trong quỹ của ngân sách Đông Dương còn dư lại. Năm 1916, quan toàn quyền, sát lê, cho Pháp bằng tiền và bằng gạo trị giá 3 triệu bạc. Gần hồi đình chiến, Đông Dương cho Pháp vay lối 30 triệu. Tiền nguyên trợ cho Pháp lối 600 triệu bạc sau năm 1919, nền kinh tế Đông Dương thêm dồi dào nhờ chính sách đầu tư. Năm 1921, Pháp cho một tập đoàn tài phiệt, trong đó có Đông Dương Ngân hàng, thử nghiên cứu việc nối liền đường xe lửa từ Sài Gòn lên Bát Tam Bang. Bát Tam Bang là tỉnh nhiều lúa gạo dư để xuất cảng và đường xe lửa nối liền từ Mỹ Tho đến Bạc Liêu, nhưng chỉ là kế hoạch dở dang trên giấy. Mức sản xuất ở Nam Kỳ từ năm 1920 năm 1927 trung bình trên 2 triệu tấn mỗi năm và cao nhất là năm 1927 với 2 triệu 291.330 tấn. So với năm 1926 thì mùa năm 1927 ở các tỉnh miền Tây diện tích canh tác tăng thêm 72.440 mẫu Vĩnh Long, Sa Đéc, Long Xuyên, Châu Đốc, Trà Vinh, Cần Thơ, Sóc Trăng, Rạch Giá, Bạc Liêu. Các tỉnh còn lại của Nam Kỳ chỉ tăng chừng 16.000 mẫu. Mức tăng này đạt được nhờ sự thành công lớn của giống lúa xạ đem kết quả tốt ở Long Xuyên. Riêng tỉnh Châu Đốc tăng thêm đến 5.000 mẫu lúa xạ và 9.500 mẫu lúa ba trăng. Ghi chú, những con số này trích từ con say là Colonial năm 1926-1927, Albert teo Sài Gòn năm 1927. Theo báo cáo này của chính phủ thì giống lúa xạ du nhập từ Simla vào Châu Đốc từ khoảng 15 năm trở lại, tức khoảng năm 1910. Lúa xạ chiếm 9 phần 10 diện tích ruộng, trang 205. Về tài liệu khác, ghi lúa xạ du nhập từ Cao Miên. Người địa phương cho rằng lúa xạ đem vào Long Xuyên, Châu Đốc là do sáng kiến cá nhân. Hết ghi chú. Con kinh cái sắn đã đào xong, lộ xe rạch giá Long Xuyên, thành hình, bắt đầu cho lưu thông vào năm 1929, giúp cho cánh đồng cái sắn dễ khai thác suốt 60 cây số ngàn. Tại khu vực Bình Đông, Bình Tây, người Huê Kiều lạc quan tới mức lạm phát nhà máy xây lúa gạo. Năm 1925 có 46 nhà máy cỡ lớn, năm 1927 đến 66. Cuộc khủng hoảng kinh tế bắt đầu có ảnh hưởng đối với Đông Dương vào năm 1930. Đặc điểm của cuộc khủng hoảng này là lúa gạo vẫn có thể bán ra được, có nơi tiêu thụ, nhưng với giá quá rẻ. Giá gạo tại Sài Gòn sụp dần 13 ,10 đồng 10 mỗi 100 kg vào tháng 4 năm 1930, còn 3 đồng 20 vào tháng 11 năm 1933. Theo B. Pernan, gạo mất giá từ 72 đến 76% so với lúc trước, nhưng trong thực tế ta thấy khác hơn. Năm 1928, lúa bán một dạ 40 lít là 1 đồng 20. Theo bài về nọc nạn, lúa thì một dạ bán thì đồng 2. Năm 1933, vào tháng 12 Phái bộ Nam Kỳ ở Đại hội đồng Kinh tế Lý Tài Đông Dương đánh điện cho Bộ Thuộc Địa rằng dân chúng đói khát làm than, lúa bán một cắt, một dạ ở Nam Kỳ. Nguy cơ lớn lại xảy ra cho Điền Chủ Việt và cả luôn Điền Chủ Pháp, đặc biệt là Điền Chủ Việt bấy lâu thiếu nợ quá nhiều của nhà băng hoặc của trà chết ti. Với giấy tờ và những điều kiện đặc biệt, vay bằng tiền thì phải trả bằng tiền, chớ không trả bằng lúa. Ngày trước, khi chưa có kinh tế khủng hoảng, muốn thanh toán 1 hai đồng bạc để trả tiền lời nợ, chỉ cần bán 1.000 dạ lúa. Năm 1933, muốn thanh toán số nợ trên, phải bán đến 12.000 dạ lúa, tức là 12 lần nhiều hơn, một số lúa mà không bao giờ chủ điền có dư nổi. Tiểu điền chủ đã vay nợ của đại điền chủ với điều kiện ngặt nghèo hơn, họ đành chịu mất đất để trừ nợ. Một số lớn điền chủ đành chịu phát mãi đất. Theo bác sĩ Trần Như Lân, cũng là hội đồng quản hạt, quê ở Rạch Giá, nên am hiểu tình thế khá cụ thể. Thì vào năm 1933, nợ của điền chủ thiếu nhà băng và trà chết ti lên tới 65 triệu đồng. Nhưng nhà nước chỉ cho vay lại, trong thực tế có 5 triệu. Số 5 triệu này, nhà nước không đưa ra bạc mặt, nhưng cho điền chủ mượn trên nguyên tắc để trả số nợ mà điền chủ đã thiếu nhà nước khi mua đất công thổ trong khoảng năm 1921 đến năm 1930. Chánh phủ bán cho điền chủ 4 triệu 987 ngàn 167 đồng về đất công thổ. Ở Hậu Giang, ngay trong khi nền cai trị còn vững mạnh, hai biến cố lớn đã làm lung lay chánh sách khẩn đất của thực dân Pháp. Vụ Ninh Thạnh Lợi ở Rạch Giá và vụ Nọc Nạn ở Bạc Liêu vào những năm 1927 và 1928. Báo chí Sài Gòn nói nhiều và chánh khách quốc gia thuộc đảng Lập Hiến cũng lên án thực dân. Vụ Ninh Thạnh Lợi làm cho 17 người miên chết vì thực dân tàn sát. Vụ nọc nạn khiến cho 4 người Việt Nam chết. Họ là những tiểu điền chủ. Họ tự động chống cự với thực dân. Tuyệt nhiên không ai xúi dục. Lúc bấy giờ ở miền Nam chưa có đảng Cộng sản. Khuyết điểm căn bản của nước ta hồi thời tự đức là chánh sách bế quan tỏa cản. Vì vậy mà lúa bán không được giá. Người dân chỉ làm ruộng trong mức đủ ăn. Điền chủ thì cho vay lấy địa tô để đóng thuế cho triều đình và dành dụm tiền mà ăn xài hưởng thụ cá nhân sắm vàng để lại cho con cháu lập vườn tược để hưởng già nếu dư thì đầu tư vào việc mua thêm đất ruộng thực dân pháp cho áp dụng chính sách thông thương phát triển xuất cảng tìm thị trường mới cho lúa gạo nam kỳ với những tàu máy chở chuyên nhanh và nhiều giá gạo tăng gấp năm lần so với thời tự đức đó là lý do chánh yếu khiến cho dân chúng lần hồi sống an phận và có phần vui vẻ với tân trào các lãnh tụ cầm đầu nghĩa quân với mục đích phò vua lần hồi chẳng còn ai theo nhưng việc mở mang thương cảng sài gòn và phát triển thương mãi thâu vét tài nguyên và lợi dụng nhân công rẻ của thực dân pháp đã gây thêm nhiều mâu thuẫn trong nước phong trào hội kín thành hình theo kiểu thiên địa hội đã liên kết được một số nông dân có kỳ thị với văn hóa phương tây phật giáo bửu sơn kỳ hương ở vùng thất sơn phát triển thêm một lực lượng đáng kể cũng tập hợp ngay trong thành phố sài gòn gồm những nông dân chưa thích ứng được với hoàn cảnh mới, vì vậy mà xảy ra hai cuộc khởi loạn năm 1913 và 1916 ở Nam Kỳ, Sài Gòn, chợ lớn và nhiều tỉnh. Phong trào Duy Tân, gọi là cuộc Minh Tân, cùng việc vận động Đông Du đã đánh dấu giai đoạn tranh đấu phối hợp với toàn quốc. Nam Kỳ là nơi có nhiều điền chủ và công chức giàu sang. Họ không muốn bị thực dân Pháp kềm hãm bằng một chính sách bế quan tỏa cảng mới về mặt tinh thần hoàng thân cường đế có lẽ được người ở nam kỳ ái mộ nhiều so với miền trung hay bắc nhưng người nhật đã phản bội nhân sĩ và điền chủ nam kỳ thấy rằng vọng ngoại là bất thành ngày nào còn thực dân pháp thì họ không thể nào phát triển kỹ nghệ bổn xứ hoặc nắm việc nội ngoại thương được phong trào bị dập tắt nhưng dư âm cứ vang dậy thực dân rất lúng túng về việc xuất hiện của đại đạo tam kỳ phổ độ đàn áp thì khó vì đây là một tôn giáo đã được hiện đại hóa nhưng để cho phát triển thì e có hại vì trong tôn giáo có nội dung dân tộc này vài cựu chiến sĩ của phong trào duy tân lại đóng vai trò quan trọng việc đầu tư của thực dân pháp khiến phát triển thêm một vài hãng xưởng nhưng quan trọng nhất là những công ty đồn điền cao su với số công nhân cực khổ thua súc thân phận người tá điền đây là lực lượng lớn tập trung khó kềm hãm việc khai hóa của pháp về hình thức là cho du nhập những tư tưởng tự do dân chủ và tư tưởng xã hội của Tây Phương, đồng thời cũng chấp nhận việc cho phép thanh niên Việt Nam du học sang Pháp. Nếu ngăn cấm, không cho họ sang Nhật, đám thanh niên này về nước, tuy một số đã hủ bại, nhưng còn một số khác trở thành tai họa không nhỏ. Họ tranh đấu, dùng những phương tiện mới, thấp nhất là hình thức ra báo chí. Ngày xưa, khi cử trị chăm biếm tân trào, khi ông Đồ Chiểu làm thơ ca ngợi hào khí đất nước, thì chỉ một số ít người biết, nhưng với hai vụ Ninh Thạnh Lợi và nọc nạn vào năm 1927 năm 1928 lần đầu tiên dân ở toàn Nam Kỳ và các nhà khảo cứu Pháp phải giật mình nhờ vai trò của báo chí hai biến cố trên là việc bộc phát tự động chứng tỏ người dân ở Rạch Giá Cà Mau tuy xa xôi trình độ văn hóa kém nhưng đã trưởng thành cả người Việt lẫn người miên lịch sử khẩn hoang ở miền Nam ít ra cũng giúp ta thấy được thực tế ý thức dân tộc phát triển mạnh khi sinh hoạt, hàng xóm, thành nền nếp và sinh hoạt vật chất được tạm ổn định. Nếu khi người Pháp chiếm Nam Kỳ vào cuối thế kỷ 19, vùng ba dòng được nổi danh là nhờ đất xưa, gọi là địa linh, thì kể từ cuộc kinh tế khủng hoảng năm 1930 năm 1933, người bình dân ở Rạch Giá, Cà Mau cũng bắt đầu theo dõi chuyện Nhật đánh Mãn Châu, vụ Thượng Hải, Ngô Tùng qua báo chí, qua lời thuật lại của một thầy giáo, làng, từ Sa Đéc. Tam Bình thuyền chuyển xuống. Họ thấy chế độ của Pháp quả là không hợp thời. Họ hiểu rõ khi cho đào kinh sáng, mở mang lộ xe, thực dân có dụng tâm gì. Và biện pháp hữu hiệu nhất là để cho người ở trong vựa lúa miền Nam được hạnh phúc, không phải là các Nam Kỳ ra để lập một tiểu quốc, để rồi không lấy tiền thuế của dân Nam Kỳ mà đem tài trợ cho ngân sách Đông Dương, dành tiền thuế của người Nam Kỳ cho riêng người Nam Kỳ xài, như một chánh khách của đảng lập hiến đề xướng cho pháp việt đề huệ các chiến sĩ phan bội châu phan châu trinh nguyễn an ninh đưa ra biện pháp tích cực hợp với thực trạng của dân tộc hơn phụ lục người pháp cố tình ém nhẹm những rắc rối xảy ra trong việc phân phối đất đai Thổ ấy người dân thấp cổ bé miệng chỉ có thể kêu nài và nếu đem phân xử thì người dân không rành luật lệ luôn luôn bị thất kiện hội đồng phái viên đi xét đất gồm toàn là viên chức thân hào của tỉnh quận tổng và làng lề lối làm việc của hội đồng này tuy nói là quan sát tại chỗ ghi vào biên bản rành mạch nhưng họ chỉ ngồi tại công sở làng với lính mã tà bảo vệ làng mạc ở hậu giang quá rộng giàu đủ thiện chí các quan chức cũng khó lội bùng sình phơi nắng dầm mưa hằng đôi ba cây số dưới ruộng để xem đâu là ranh giới từng sở đất theo nguyên tắc nhà nước pháp tự hào là dành nhiều dễ dãi cho dân phát triển chế độ tiểu điền chủ hơn là chế độ đại điền chủ, nhưng trong thực tế lại khác. Dư luận của mọi giới, kể cả dư luận của những tay sai thực dân Pháp, đã xúc động khi ở Hậu Giang xảy ra hai biến cố quan trọng về quyền sở hữu đất ruộng. Vụ Ninh Thành Lợi năm 1927 ở Rạch Giá, vụ Nọc Nạn năm 1928 ở Bạc Liêu. Lúc bấy giờ, từ những tờ báo thân chánh phủ, ủng hộ thực dân, đến báo có xu hướng ung hòa đều lên tiếng vì những lý do sau đây. Nạn nhân là những người có chí thú làm ăn, tuyệt nhiên không có những người làm chánh trị xúi dục. Họ chỉ muốn bảo vệ phần đất ruộng mà họ đã khai thác từ lâu. Những người phạm tội đã tìm đủ mọi cách để kêu nài trong mức cố gắng tối đa của họ. Thành phần xã hội của những bị can là điền chủ lớn hoặc nhỏ, không phải là tá điền hoặc bần cố nông. Họ không bao giờ nêu khẩu hiệu chống chế độ thực dân Pháp hoặc đưa yêu sách dùm cho người khác nhằm mục đích khuấy động thành một phong trào lan rộng. Bộ máy đàn áp của thực dân Pháp đã quá sốt sắn, trừng phạt quá đáng thay vì dùng biện pháp khác ít tốn xương máu hơn. Luật lệ mà thực dân bấy lâu đưa ra về vấn đề khẩn đất chỉ là những cạm bẫy cho kẻ lương thiện sụp xuống dễ dàng. Thực dân đành thú nhận sự thiếu sót về mặt nghiên cứu tâm lý dân Việt cũng như tâm lý người miên. Hai vụ nọc nạn và ninh thành lợi vi phạm đến những nguyên lý thấp nhất về lòng nhân đạo. Có thể nói là chẳng một ai dám binh vực thái độ của thực dân mặc dầu một ít người đã tán thành ngấm ngầm chế độ ấy trong một mức nào đó. Nhờ báo chí tường thuật và quảng bá tin tức, dư luận xúc động mạnh, các chiến sĩ quốc gia dùng dịp này mà chỉ trích chánh sách của thực dân, ôm hòa như ông Bùi Quang Chiêu mà cũng phải lên tiếng. Các tài liệu hoặc sách nghiên cứu của người Pháp sau này không dám bỏ quên hai biến cố nói trên, nhưng họ chỉ đề cập vắng tắt trong vài hàng hoặc có ý giảm thiểu tầm quan trọng nhiều giai thoại được phổ biến truyền khẩu, nên hai vụ án trên lần hồi trở thành chuyện truyền kỳ. Người thuật lại có thể vô tình hay cố ý thêm thắt chi tiết hoặc sửa đổi nội dung. Chúng tôi thử ghi lại những nét chánh. Vụ án Ninh Thành Lợi Người Pháp thường gọi trong sách khảo cứu hoặc công văn là La Fé Ninh Thành Lợi. Thông dụng nhất là Le Chauffeur de Ninh Thành Lợi giới bình dân ở địa phương gọi là giặc chủ chọt. Tài liệu căn bản mà chúng tôi sử dụng là bản phúc trình của thống đốc Nam Kỳ, Blanchard de la Proce, gửi lên toàn quyền Đông Dương, đề ngày 28 tháng 5 năm 1927. Làng Ninh Thạnh Lợi, quận Phước Long, tỉnh Rạch Giá, trước kia là vùng đất thấp và phèn, cỏ mọc hoang vu, trên mấy dòng cao thì người miên đã làm ăn lâu đời. Từ khi đào kinh quang lộ, phụng hiệp, nối Cà Mau đến ngã Bảy, Cần Thơ, dân tới khẩn hoang hai bên bờ ngày càng đông đúc, lập ra quận Phước Long. Khi trước làng này thuộc về quận Long Mỹ. Thời đàn cựu, tuy là dùng chánh sách đồng hóa, nhưng vua chúa nhà Nguyễn dành cho người miên ở Nam Kỳ nhiều quyền tự trị. Đất đai của họ thì họ gìn giữ, thủy lợi, huê lợi cá tôm dưới sông Rạch, thuộc về họ hưởng. Người Pháp lúc mới xâm chiếm đã gặp nhiều sóc miên khá đông đúc, vội kết luận là người Việt không có tài thực dân về những vùng chung quanh xóm miên hãy còn nguyên vẹn, hoang vu. Theo luật thông dụng của người cao miên từ xưa, thì người dân được quyền tự do canh tác nơi nào họ muốn. Họ cứ đến cày cấy nơi vùng đất hoang. Nếu có người canh tác từ trước, phải đợi khi nào đất bỏ hoang trong 3 năm liên tiếp, kẻ khác mới được chiếm hữu. Luật lệ phiền phức về khẩn đất mà người Pháp ban hành đã làm đảo lộn tình thế. Vài cường hào thừa cơ hội lập bộ mới để chiếm đoạt, lấn đất người miên, nhưng người Việt Nam vẫn thua người Pháp về phương diện này. Năm 1922, một người Pháp là Beauville Eno dùng thủ đoạn hợp pháp nhưng biệt bợm cho tay em đứng tên xin khẩn đất trong làng Ninh Thạnh Lợi rồi hắn mua lại những biên lai xin khẩn ấy. Kết quả là hắn trở thành người điền chủ lớn chiếm 9 phần 10 diện tích của làng. Nhưng trước lời tháng oán của dân miên, tên Ino đã phải trả đất lại. Dân làng lúc bấy giờ đã kêu nài tận quan thống đốc Nam Kỳ và hội đồng quản hạt. Nhưng một người xã trưởng, Huê Kiều Lai, vẫn giữ nhiều thế lực trong làng. Ông ta vốn là tay sai thân tín của tên Bô Ville Eno, chiếm đất dạo nọ. Ngoài ra, xã trưởng này cũng là người thân tín của cai tổng TR. Kế hoạch chiếm 9 phần 10 đất đai của làng Ninh Thạnh Lợi thất bại, nhưng lần sau tiếp tục kế hoạch ấy là cai tổng TR. Viên cai tổng này làm việc chậm rãi và thâm hiểm hơn. Cho tay em là xã trưởng làm giấy tờ để trưng khẩu từng sở đất nhỏ, do đó mà một phần đất của ông chủ trọt bị sức mẻ. Ông chủ trọt bèn kiện viên xã trưởng và thắng kiện. Ông chủ trọt người cầm đầu cuộc khởi loạn là điền chủ gốc tàu Lai Miên. Trong làng có tất cả chừng 900 dân đinh, đại đa số là người miên. Chủ chọt đứng bộ 300 mẫu đất ruộng, góp địa tô cho vay ăn lời. Mỗi năm thâu ước 15.000 dạ lúa. Vào đầu tháng 5 năm 1927 dương lịch, chủ chọt, người Pháp, phiên âm là chóc bắt đầu ra tay. Hương chức làng lân cận và lính mã tà ở quận lỵ Phước Long cùng chủ điền Pháp đều chú ý đến những cuộc họp bất thường. Trong đó có chủ chọt, móc, em rể của ông ta và một người thầy bùa tên là Cồ Cui mà nhiều người cho rằng em của chủ chọt. Họ tụ họp chừng 40 người làm lễ cúng phát bùa, khoe rằng hễ đeo vào người là súng bắn không lũng. Bọn tay em mặc quần áo trắng, mấy người lãnh tụ thì mang cờ xí nhiều màu. Họ cử hành liên tiếp nhiều cuộc lễ khác, thay đổi địa điểm trong làng hoặc ở làng giáp ranh, phải chăng với mục đích củng cố tinh thần bọn tay em và thâu nạp thêm người mới. Mọi việc diễn ra êm thấm, không xúc phạm đến tài sản hay tánh mạng ai cả một biến cố nhỏ lại xảy ra. Khi chủ chọt và bọn tay em làm lễ trên phần đất của đồn điền Mezin, tên thực dân nổi danh về khai thác rừng tràm, gần như độc quyền, thì tên cai điền của Mezin bèn thủy oai, cầm súng lên, như hăm dọa bắt buộc bọn chủ chọt phải giải tán. Cai điền của Pháp được quyền giữ súng, bọn chủ chọt và tay em liền phản ứng ngay, bắt sống bốn người tá điền trên phần đất của Mezin, rồi đem về lãnh thổ của mình. Tên cai điền hoảng hốt, bèn đánh điện cho chủ tỉnh trạch giá mà báo nguy. Đây là làng gần quận lỵ. Trong khi ấy, chủ trọt và đồng bọn trở về xào huyệt. Đó là căn nhà lớn của ông ta. Hai bên là lẫm lúa và nhà cho bọn làm công ở. Ngoài ra còn tích trữ sẵn nào dao mát, nào phản phát cỏ, kéo cổ, thẳng trở thành loại gươm bén. Một cuộc lễ khác diễn ra. Cô cui làm phép cầu khẩn với thần linh. Bấy giờ đạo cao đại bắt đầu phát triển đến hậu giang. Hương chức mấy làng lân cận suy luận qua sắc phục trắng của bọn Tây Em cho là hình thức giống như đạo cao đài. Có lẽ chủ chọt và đồng bọn muốn lập một tôn giáo mới. Thế thôi, bức điện tín của người cai điền đến tay chủ tỉnh rạch giá vào lúc chủ tỉnh hội thường lệ với các chủ quận, chủ quận Phước Long và viên cai tổng được lệnh trở về địa phương để xem xét tình hình và ứng phó gấp. Bây giờ tình hình như căng thẳng hơn. Sau cuộc lễ lớn, chủ chọt bước qua giai đoạn mới cho dân tứ phía một sợi chỉ màu trắng tượng trưng cho ranh giới bất khả xâm phạm, cấm không cho ai bước qua. Quan chủ quận Phước Long đi ghe đến công sở làng Ninh Thành Lợi vào chiều ngày 6 tháng 5 năm 1927. Ông lên bờ, thấy vài người miên mặc quần áo trắng đứng lãng vãng gần đó. Ông ra lệnh gọi họ lại để hỏi chuyện. Trong công sở cũng có một vài người miên nhưng tất cả đều không thèm trả lời. Và như theo một hiệu lệnh, họ kéo ra chạy về phía quan chủ quận quan chủ quận hoảng sợ, chạy trở xuống ghe trong khi bọn tay em của chủ chọt rượt trên bờ và liện đất theo ghe để khiêu khích. Hôm sau, ngày 7, theo lệnh chủ quận, hai người lính kính, mật thám, bốn lính mã tà và viên cai tổng đến nơi để tái lập trật tự. Họ mang theo loại súng bắn đạn chài. Khi gặp tay em của chủ chọt, lính bắn vài phát, bọn tay em dùng dao mát và phản mà rượt theo, chẳng ai bị thương cả. Bọn lính mã tà và lính kính hoảng chạy về dinh quận để báo động. Ngay trong đêm ấy, bọn chủ chọt liền đến bao vây nhà cai tổng TR ở ngã tư Phó Sinh và nhà của viên xã trưởng Ninh Thành Lợi ở Cỏ Thâm. Viên cai tổng vắng mặt, họ rút lui, không phá hoại gì trong nhà cả. Nhưng mặc dầu không có xã trưởng ở nhà, bọn người hăng máu nọ ra tay hạ sát cha của ông này. Viên cai tổng và xã trưởng vì quá khôn ngoan nên không dám ngủ ở nhà Điều này chứng tỏ rằng chủ chọt hận về chuyện bị giật đất, uy thế của chủ chọt càng lấy lừng. Bọn tay em càng tin rằng với bùa phép thì súng bắn không lũng như lần bị bắn đạn chài hôm trước cho thấy rõ. Chủ tỉnh rạch giá bèn đích thân vào quận Phước Long để đàn áp. Cùng đi với ông có viên thanh tra mật thám và một số lính mã tà. Khi đến Phước Long thì đã 8 giờ tối và ông ta đành trở về rạch giá vào lúc hừng đông hôm sau. Ông ta thấy không nên ở lại Phước Long vì toán quân gồm lính Mã Tà và tên Cò Tây đã bị loạn quân đánh đại bại Tên Cò Bu Chét bị thương khá nặng Ba lính Mã Tà thì chết khi lâm trận Trận này xảy ra trước khi viên chủ tỉnh đến Phước Long Vì ông ta đi bằng tàu đò sung công Còn tên Cò Bu Chét thì lại dùng chiếc tàu khác Mượn của ti kiểm lâm Số là viên Cò Bu Chét quá khinh địch Khi tàu chạy ngang vùng cấm địa bọn chủ trọt Thì dừng lại rồi ra lệnh cho 10 tên Mã Tà mang súng trên vai tìm vài tên phiến loạn mà bắt sống làm con tin để dằn mặt và điều tra. Dọc đường, lính mã tà gặp bọn tay em của chủ trọt đang nghinh chiến với giao mát. Bọn lính dỗ dành, mời họ đi theo để gặp mặt viên cò tay mà kêu nài trình bày nổi oan ức. Bọn tay em chủ trọt chịu nhận lời nhưng với điều kiện là họ được đi thông thả phía sau, bọn lính phải đi phía trước, bọn lính chấp thuận và lại khinh địch, mang súng trên vai đi trước. Khi còn chừng 100 mét đến công sở tức là chừng 120 mét, thì tới chiếc tàu mà viên cò tay đang chờ đợi. Thì nghe hiệu lệnh bằng tiếng miên, bọn tay em của chủ trọt xông tới, đâm bọn lính mã tà từ phía sau lưng, khiến chẳng ai đề phòng kịp. Hai ba người lính mã tà đủ thời gian nạp đạn bắn trả lại, làm cho đối phương bị thương và chết sáu người, một viên cai mã tà và hai người lính, có lẽ là lính kín, bị loạn quân giết tại trận. Viên cò bu chết, bấy giờ đang đứng trên bờ, thấy chuyện náo động thì hoảng sợ, mặc dầu bên cạnh ông ta còn 15 người mã tà. Bèn chạy lên tàu và trốn vào cabin riêng. Nhưng một tay em của chủ chọt lanh tay, giật cây súng của tên mã tà tử trận. Trong ấy có sẵn đạn. Bèn nhắm vào viên cò mà bắn gây thương tích trầm trọng. Phát đạn thứ nhì bắn lên tàu, trúng tên cai mã tà gây thương tích. Lại còn một tên lính bị chém đứt ba ngón tay. Thế là tàu chạy nhanh để tẩu thoát, bỏ sót lại một tên lính mã tà. Tên này nhảy xuống kinh sáng, lẫn trốn dưới cỏ, để rồi lội nước qua bờ bên kia. Sau này, giới hữu quyền Pháp chê tên cò bu chết quá vụng về và quá sợ chết. Bây giờ, trên bờ chỉ có chừng 30 loạn quân với vỏ khí thô sơ và ba cây súng mà họ vừa giật được. Nếu từ trên tàu mà bắn cho khéo tay, thì hàng chục người lính còn lại đủ sức giải tán và gây tổn thất nặng cho đối phương, chứ không rút lui một cách thảm hại. Riêng chủ tỉnh gặp toán quân của tên cò bu chết trên đường về Phước Long, lính mã tà của chủ tỉnh và của tên cò cộng lại cỡ 30 người đủ sức trở lại ăn thua với bọn làm loạn nhưng viên chủ tỉnh không làm chuyện đó được vì ông ta đi tàu đò từ Long Mỹ đến và chủ tàu này không chịu chạy đến nơi bất an vả lại chủ tỉnh còn muốn đưa tên cò bu về Sài Gòn để điều trị gấp quả thật là thắng lợi lớn cho phe chủ trọt về phương diện tâm lý chủ quận rút lui chủ tỉnh cũng rút lui tên cò bị thương vì vậy dân trong vùng hoảng sợ. Trong một đêm, ai nấy đều vội vã tản cư trong khi chủ trọt treo bản ra lệnh không cho bất cứ tàu bè nào qua lại khu vực của ông ta kiểm soát. Đồng thời, mấy tiệm buôn hoa kiều phải mua bán như thường lệ. Bằng không thì sẽ bị phá cửa. Chủ tỉnh đạch giá bèn đánh điện cầu cứu với tỉnh Cần Thơ. Hôm ấy, khi nhận được điện văn là vào lúc xế trưa, các quan ăn lễ kỷ niệm nữ anh hùng Zenedia. Chủ tỉnh Cần Thơ vắng mặt nghỉ phép, Phó Chủ tỉnh bèn ra lệnh cho Trung úy trinh sát tên là Tu Cốt, tức tốc qua rạch giá với 30 lính mã tà của tỉnh Cần Thơ. Họ đi xe hơi tới Long Mỹ. Nơi đây, Trung úy Tu Cốt gặp viên thanh tra lao động từ Sài Gòn đến. Viên thanh tra này biết nói rành rẽ tiếng miên. Khi bàn về chuyện bạo động ở Ninh Thạnh Lợi, viên thanh tra hỏi về cách ứng phó sẽ áp dụng, thì Tu Cốt bảo rằng khi đến nơi sẽ bắt Bọn làm loạn. Nếu bọn này chống lại thì lính mã tà sẽ dùng súng đạn không cần dè dặt. Toán lính của Trung Ý tu cót đến tấn công ngay vào sao huyệt. Lẽ dĩ nhiên chẳng một ai chịu ra đầu hàng khi viên Trung Ý ra lệnh. Súng nổ bọn tay em của chủ chọt chống cự hăng hái. Họ dùng khí giới bén và bốn khẩu súng giật được của lính mã tà hôm trước. Họ bắn tất cả 80 viên đạn. Tức là đến viên đạn cuối cùng. Bên chủ chọt 14 người chết tại trận gồm chủ chọt tên thầy bùa và con gái của chủ trọt. Cô gái này đứng hàng đầu, xung phong khi nghinh chiến. Ngoài ra còn khoảng 20 người bị thương, bị bắt giam. Tài liệu không nói rõ bên lính Mã Tà tổn thất ra sao. Theo lời thuật lại sau này của người địa phương, thì lính Mã Tà bị thương hơi đông, nhưng nhẹ thôi. Những người thuộc phe chủ trọt, luôn cả chủ trọt được chôn vào địa điểm mà đến nay người dân địa phương còn gọi là Mã Chủ Trọt ở giữa ruộng đến vùng Phước Long hỏi ai cũng biết. quan thống đốc Blanchard de la Proce chứng minh rằng cuộc thảm sát xảy ra là tất yếu. Không có cách nào khác hơn, ông ta muốn binh vực bọn thuộc hạ. Nhưng nhìn nhận rằng, tên cò Buchet bị thương lần trước và bọn lính mã tà đều quá dở. Người dân địa phương thì khen ngợi viên xã trưởng, thầy cai tổng và quan chủ quận Phước Long là khôn ngoan và am hiểu tình hình. Thà rằng trốn hoặc rút lui còn hơn sông pha vào vòng giáo mát. Khôn ngoan nhất là viên chủ tỉnh đạch giá đã rút lui về chợ mà ở cho yên thân, để rồi chụp mũ cho cuộc khởi loạn có tánh cách chống pháp, chủ quận và hương chức làng Ninh Thạnh Lợi cũng muốn chụp mũ như vậy để khỏi gánh trách nhiệm về những bất công mà họ đã gây ra. Hoàng thống đốc không đồng ý rằng cuộc khởi loạn nhằm mục đích lật đổ ách thực dân Pháp. Vì người miên ở các vùng phụ cận tuyệt nhiên không hay biết, chủ chọt không ngu dại gì mà cử đồ đại sự với lực lượng võn vẹn 40 người lập luận thứ nhì do một số đông báo chí pháp ngữ đưa ra lại thiên về khảo cứu chủng tộc người miên vào mùa nắng thường nổi cơn say máu ngà giống như trường hợp người ma lai say nắng nổi cơn khùng kêu là a mốc trở nên cuồng dại hung hăng bất cần thực tế lý trí kiểm soát không được hành động chẳng qua là dân ở ninh thạnh lợi chưa được khai hóa còn mang tính chất thời cổ sơ của chủng tộc Ấn Độ Mã Lai. Họ bảo rằng đây là vấn đề bệnh thần kinh thuộc về y học. Lập luận thứ ba của báo chí Việt ngữ ở Sài Gòn lúc bấy giờ, đây là cuộc khủng hoảng của chính sách điền địa bất công do người Pháp bày ra, viên chức địa phương tham nhũng giành đất của dân. Tuy không nói rõ rệt mình theo lập luận nào, nhưng quan thống đốc Nam Kỳ lại trình bày với quan toàn quyền rằng, theo ông ta thì lịch sử của các tỉnh miền Tây Nam Kỳ trùng hợp với lịch sử của cách tổ chức về quyền tư hữu ruộng đất và sự phản ứng của dân bản xứ của người miên đối với quy chế về đất đai mà chính phủ sắp đặt cho họ rốt cuộc quan thống đốc chứng minh rằng mục tiêu đầu tiên của chủ trọt chỉ là ăn thua với cường hào địa phương xã trưởng và cai tổng vì hai cá nhân này lấn đất của ông ta đây không phải là vụ khởi loạn có tính chất chánh trị nhưng là một vụ thường phạm tuy nhiên vẫn theo ý kiến của viên thống đốc này chính phủ nên chú ý hơn đến các sóc miên hẻo lánh ở miền tây ông ta cũng hứa với quan toàn quyền là sẽ cứu xét với tinh thần rộng rãi một số nguyện vọng của người miên như việc đóng thuế quy chế miễn đi lính cho sư sãi đồng thời thử nghiên cứu việc tách ra vài vùng đất ruộng dành đặc biệt cho người miên làm chủ và sẽ cứu xét một cách công bình những vụ khiếu nại về ruộng đất ở làng ninh thạnh lợi ít ra giặc chủ trọt cũng làm cho thực dân pháp và cường hào giật mình trong nhiều năm. Vụ án nọc nạn Người Pháp gọi Lafay de Phong Thạnh, ta gọi nôm na là vụ đồng nọc nạn hoặc vụ nọc nạn. Cánh đồng nọc nạn thuộc làng Phong Thạnh, quận Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu thời Pháp thuộc. Về nguồn gốc, hai tiếng nọc nạn thì chưa ai giải thích thỏa đáng, hoặc là nơi đây đất thấp, dân muốn cất nhà thì phải sóc nạn theo kiểu nhà sàn. Hoặc là tiếng miên, nói trại lại, cánh đồng này nằm trên đường bạc liêu cà mau với con rạch nọc nạn vùng này đất cao ráo và tốt những chiến sĩ quốc gia bấy giờ lên tiếng và theo dõi vì đây là cuộc tranh đấu giữa người tiểu điền chủ chống cường hào để giữ lại phần tư hữu tài sản của chính ông bà họ đã tạo ra không có gì chứng minh rằng họ hành động vì có người xúi dục để khuấy động trong địa phương cuộc tranh đấu xảy ra chỉ vì cường hào địa phương được che chở bằng những luật lệ quanh co và phức tạp của thực dân pháp nhiều giai thoại truyền khẩu vẫn còn được nhắc nhở. Chi tiết lần hồi có thể sai lạc. Chúng tôi căn cứ vào hai nguồn tài liệu căn bản. Bài về nọc nạn do tác giả vô danh được truyền tụng, lời lẽ mộc mạc từ những năm 1930-1931. Loạt bài do ký giả Lê Trung Nghĩa, tự Việt Nam, đăng trên báo La Tribune Indochinoise do Bùi Quang Chiêu là chiến sĩ quốc gia tiến bộ. Ký giả Lê Trung Nghĩa lấy vợ quê ở Phong Thạnh Chuyện xảy ra tại quê quán vợ nên ông hiểu rõ và đến địa phương nhiều lần giúp gia đình nạn nhân bằng mọi cách. Khác hơn trường hợp một vài ký giả khác chỉ tường thuật đại khái để bán báo. Báo La Tribune Indochinois từ ngày 17 tháng 8 đến ngày 24 tháng 8 năm 1928 đặc biệt dành cho vụ án này với những bài chiếm trọn cả trang nhất những số trước đó cũng đã nhắc nhở từng chập. Bài về nọc nạn chúng tôi không sưu tầm được phần sau nên ghi phần đầu mà thôi. Trời nam thiên hạ thái bình, kẻ lo nông nghiệp, người dình bán buôn. Ngàn năm gió thuận mưa tuôn, lúa thì một dạ, giá thì đồng hai. Nhân dân ai nấy mừng thay, rủ đi làm mướn giá rày đặng cao. Dưới sông ca nốt đò tàu, lộ thì xe chạy, rước thì khách thương. Lục tỉnh có hạt ba xuyên, bạc liêu chữ đặt bình yên dân rày. Mậu thìn vốn thiệt năm nay một hai tám tiếng rầy nói vang phong thạnh vốn thiệt tên làng giá rai là quận chợ làng kêu chung anh em mười chức công khùng bị tranh điền khổ rùng rùng thác oan hai lăm tháng chạp rõ ràng lúc bảy giờ sáng xe quang đến liền chợ đông đương nhóm tự nhiên thấy cò lính lại người liền đến coi thuốc đạn súng ống hẳn hoi hai cò lính bảo đòi làng đến đây có trác biện lý bằng nay sai ta xuống rầy đâm lúa đương tranh thị trân là vợ huyện lành lãnh án đành rành mướn bọn ta đi biện toại nhà ở chốn ni làng phải dẫn lộ ta đi đến liền hai cò bước xuống đò nghiêng bảo làng với lính đi liên một đò phong thanh hương quản tên cho ngồi trước mũi đò bàn luận gần xa xuống đây ắt bọn nó ra giữ lành chưa biết việc mà làm sao Nước rong đò xuống đi mau Tám giờ đã tới lao sao lên liền Cò bảo lính đứng liên liên Còn làng phải đứng ra riêng một hàng Trong nhà mười chức luận bàn Thang cùng Từ mẫu hai hàng lâm ly Dầu con thác xuống âm ti Về những bài báo do Lê Trung Nghĩa viết Chúng tôi sử dụng với sự dè dặt Bây giờ có những sự thật mà ký giả biết rõ Nhưng không thể viết ra được Vì là cuộc vận động công khai trên báo chí Để cứu nạn nhân Lời khai trước tòa án của những nhân chứng hoặc của người trong cuộc phải được hiểu qua khía cạnh riêng. Lắm khi họ phủ nhận sự thật vì sự thật ấy bất lợi cho họ trước tòa, hoặc họ biết nhưng lại khai rằng không biết. Chưa kể đến những người làm chứng bị mua chuộc bằng tiền mặt. Trước năm 1900, một nông phu đến khai phá rừng ở Nọc Nạn trên diện tích non 73 mẫu tây. Năm 1908, ông này chết để lại đất cho con là Hương Chánh luôn. Đất thì rộng, sức người và vốn liếng có hạn. Năm 1910, anh em Hương Chánh luôn bắt đầu làm việc tích cực hơn. Đất khai phá 2-3 năm đầu không có huê lợi, vì cây cỏ còn nhiều, nào gốc cây, nào đất trũng quá thấp, nạn chuột bọ, heo rừng. Lúc đầu khai phá, thì vùng này hoang vu thưa thớt dân cư, chẳng thấy ai đến tranh giành cả. Tỉnh Bạc Liêu hẻo lánh, việc đo đạc ruộng đất để lập bộ rất chậm trễ so với các tỉnh miền trên. Năm 1910, Hương Chánh luôn làm đơn xin khẩn chánh thức 20 mẫu và chịu đóng thuế trên diện tích này. Đơn ấy được chấp thuận và được cấp biên lai. Năm 1912, họ làm ruộng thêm. Trên khoảnh đất ấy, canh tác trọn và xin rước kinh lý, trường tiền, đến đo đạt theo luật định để xin bằng khoáng chính thức. Viên trường tiền, tên là Akboratia, đến đo đạt, làm phúc trình và chủ tỉnh Bạc Liêu trao cho ông Hương Chánh luôn bản đồ phần đất nói trên năm 1916, một người tên là Tăng Văn Đê đứng ra ngăn cản viện lý do phần đất mà Hương Chánh Luân và gia đình đang canh tác là công lao của y một phần nào. Tăng Văn Đê được chủ tỉnh đòi đến xử và thất kiện. Tuy nhiên, viên chủ tỉnh lại cho Tăng Văn Đê một sở đất nhỏ cắt ra từ phần đất của ông Chánh Luân. Phần đất của ông Chánh Luân gồm 72 mẫu 95 bị cắt cho đê 4 mẫu rưỡi tức là chỉ còn lại 68 mẫu 45 mà thôi. Để giải quyết vụ này, viên chủ tỉnh nói trên cấp cho Hương Chánh Luân một tờ bằng khoáng tạm số 303 đề ngày 7 tháng 8 năm 1916. Hương Chánh Luân mất. Biện toại là con trai lớn của gia đình và các em đành nhường nhịn và chấp nhận. Mặc dù đất của tổ phụ để lại mất hết 4 mẫu rưỡi. Nên nhớ rằng bằng khoáng cấp cho biện toại là bằng khoáng tạm. Tưởng rằng công việc canh tác được yên ổn. Về đầu năm 1917, xảy ra một biến cố khác sự can thiệp của một người Hoa Kiều giàu khét tiếng trong tỉnh. Ông Ban Tắc, tên thật là Mã Ngân. Ông Ban này muốn khẩn đất bằng con đường quanh co nhưng hữu hiệu. Ông ta rành luật lệ và biết rõ những sơ hở. Số là giáp ranh với phần đất của gia đình Hương Chánh luôn do biện toại là con trai đứng thay mặt, có phần đất khác, do Phan Văn Được làm chủ. Sau khi chết, đất của Phan Văn Được để lại cho vợ hưởng. Người vợ này, tên Nguyễn Thị Dương, ông Ban Tắc, Mã Ngân, chú ý nhiều vào phần đất của Nguyễn Thị Dương đến gặp bà này mà trả giá và tìm đến hương chức làng phong thạnh để xem xét lại kỹ hương chức làng phong thạnh tiết lộ rằng phần đất của anh em biện toại giáp ranh với phần đất của nguyễn thị dương đã khai thác xong nhưng chưa có bằng khoán chính thức là người rành luật lệ ông ban làm giấy tờ mua đất cho thêm bà dương chút ít tiền để trong tờ bán đất ghi rằng bán phần đất với ranh giới bao trùm luôn khoảnh đất mà anh em biện toại đang khai thác lập tức ông ban tắc tìm cách hâm he cho anh em biện tội biết rằng đất mà họ đang canh tác là của ông ta vì ông ta đã mua lại của bà Nguyễn Thị Dương. Lẽ dĩ nhiên anh em biện tội phản ứng ngay, tìm cách kêu nài lên quan trên rằng bà Nguyễn Thị Dương đã bán phần đất mà họ đã có bằng khoáng tạm do ban tắc và ban tắc đã lấn đất. Đơn đã gửi bốn lần đến chủ tỉnh Bạc Liêu và bốn lần lên thống đốc Nam Kỳ, luôn cả quan toàn quyền Đông Dương để kêu nài, nhưng việc khác lại xảy ra năm 1919 ban tắc lại suối dục tá điền của ông ta xông qua phần đất của anh em biện tội đốt một căn tròi ruộng và giết một con trâu để dằn mặt nhưng anh em biện tội vẫn không nao núng tin nơi công lý bây giờ chủ quận ở Giá Rai là ông H theo lời tự thuật của quan phủ này thì khi đến trấn Nhậm tại Giá Rai hay tin có cuộc tranh chấp giữa ông ban tắc và anh em biện tội ông ta đã đòi ông ban tắc đến để phân xử đề nghị với ông Ban là nên nhân nhượng chia đất ra hai phần đồng đều. Ông Ban phân nửa, anh em biện toại phân nửa. Như vậy là trong thực tế, ông Ban đã lấn thêm một phần đất đôi chục mẫu. Quan Phủ Hắc cũng phân trần rằng chính ông đã nhờ hương cả trong làng để đưa đề nghị ấy với anh em biện toại. Nhưng anh em này không chấp nhận sự chia hai đồng đều ấy. Trong vụ án nọc nạn, dư luận đã đổ lỗi cho quan phủ Hắc. Phải chăng quan phủ này nhận số tiền của ông Ban nên đưa đề nghị này. Nếu là người vô tư, tại sao ông không mời anh em biện tội đến dinh quận để phân giải mà chỉ mời có một mình ông Ban? Hoàng Phủ Thanh Minh với dư luận như vậy thì ta tạm tin như vậy. Cũng năm ấy, năm 1919, Quan Phủ Hắc được làm chủ tịch hội đồng phái viên để xác nhận sở hữu chủ của từng sở đất ở làng Phong Thạnh với diện tích chính xác, ranh giới để tránh thức cấp bằng khoáng. Mặc dầu anh em biện tội khiếu nại, nhưng với thế lực của ông bang, với sự hậu thuẫn của một số người, phần đất của anh em biện tội lại bị chính thức xem như là phần đất của ông bang tắc. Về sau, trước tòa đại hình, biện tội vẫn cả quyết đây là vụ ăn hối lộ. Luôn cả viên họa đồ là Rousseau cũng ăn vì thoạt tiên khi đo đạt tên Pháp này cho rằng đất ấy là của biện tội. Nhưng khi đã nhận tiền của bang tắc Hắn nói ngược lại, đó là của ban tắc. Mặc dầu vậy, anh em biện tội vẫn cương quyết chống đối. Đất đã mất rồi. Họ ở đó mà chờ đèn công lý của thực dân Pháp. Ban tắc cứ tiếp tục lo hợp thức hóa phần đất chiếm cứ mà hội đồng phái viên. Có ông chủ hát làm chủ tịch, xác nhận là của chính bà Nguyễn Thị Dương, ưu tiên khai khẩn, rồi bán lại cho ông ta. Ngày 13 tháng 4 năm 1926, Thống đốc Nam Kỳ ký nghị định bán thuận mãi sở đất 50 mẫu với giá 5.000 đồng cho Mã Ngân, tên thật của Ban Tắc. Ban Tắc cứ hăm dọa, buộc anh em biện tội đâm lúa ruộng. Vì với nghị định trên và với tờ bằng khoáng chính thức, anh em biện tội đã trở thành tá điền trên phần đất của họ. Anh em biện tội chống đối ra mặt. Ban Tắc không dám làm to chuyện, vì ông ta đã từng dính líu vào vài chuyện rắc rối về pháp lý. Nếu sanh sự thêm, thì nhà nước thực dân lúc bấy giờ có thể dùng luật lệ mà trục xuất ông ta về tàu. Cộng với mấy tội trạng trước, ông ta nghĩ ra một biện pháp rất có lợi và rất ôn hòa để thắng đối phương. Ông ta bán sở đất trên cho một bà có ưu thế. Bà Hà Thị TR, mẹ vợ của ông anh Phủ H. Vì vậy mà sau này dư luận cho rằng vụ giật đất là do Phủ H tiếp tay với ban tắc một cách đắc lực. Bà này mua xong bèn đòi thâu địa tô trên phần đất mà anh em biện tội đang canh tác. Ngày 6 tháng 12 năm 1927, bà TR xin một án lệnh của tòa cho phép tịch thâu tại chỗ tất cả lúa mà anh em biện toại gặt được. Anh em biện toại nghe tin ấy bắt đầu lo sợ. Ngày 13 tháng 2 năm 1928, lính Mã Tà tới gặp anh em biện toại để thi hành lệnh thâu lúa. Anh em biện toại kháng cự. Ngày 14, tức là ngày hôm sau, lính Mã Tà lại vô làng thứ nhì. Anh em biện toại cũng chống cự. Lính Mã Tà lại rút lui. Ngay trong đêm ấy, anh em biện toại đoán chắc ngày mai lính Mã Tà sẽ đến với lực lượng đông đảo và thái độ cứng rắn hơn. Vì là lần thứ ba, sau hai lần cảnh cáo, anh em trong gia đình tập hợp lại, làm lễ lại ông bà. Mẹ là bà Hương Chánh Luôn cũng được mời ngồi để các con lại, gọi là báo hiếu lần chót. Anh em bèn trích huyết vào cái tô, thời ăn thua, không sợ chết, để thi hành kế hoạch. Anh em bày ra chuyện, bắt thăm, để nhờ vong linh ông bà chỉ định, ai là người đứng ra hy sinh đầu tiên. Lần thứ nhất, đứa em gái tên trọng lại rút nhầm thăm anh em không muốn thấy đứa em gái lại đảm nhận sự hy sinh quá lớn lao nên đồng ý cho bắt thăm lần thứ nhì và lần thứ nhì này cũng cô trọng được lá thăm ấy cô trọng bình tĩnh đứng dậy bảo các anh ông bà đã dạy em xin liều chết nên nhớ một chi tiết trước đó khi được tòa án và thấy thái độ quá cứng rắn của anh em biện toại Hương chức làng tự ý bắt giam 24 giờ bà Hương Chánh luôn để hăm dọa. Biện tội vì thương mẹ nên hứa sẽ không chấp cự. Nhờ đó, bà Hương Chánh được về nhà để các con lại lần chót. Lúc đến công sở, thái độ của biện tội rất buồn rầu. Lại còn một chi tiết khác. Thầy hương thân trong làng đã mướn người gặt lúa của anh em biện tội. Vì lịch tịch thâu đưa tới nhằm lúc lúa chín, mười chức em biện tội đã xin phép vị hương thân để được tự mình gặt lúa, nhưng bị hương thân từ chối. Hồ nghi rằng nhân cơ hội ấy, mười chức có thể giấu bớt lúa khi ra tòa. Viên trưởng lý thắc mắc, tại sao số lúa mà hương chức làng mướn gặt chỉ có 2.080 dạ, thay vì 3.500 dạ như phỏng định? Phải chăng hương chức làng đã lén ăn cắp bớt số lúa này để xài riêng? Và nếu lúa gặt được nhiều, sau khi đông lúa ruộng theo án lệnh tòa, mà còn dư lại đủ ăn trong mấy tháng đầu năm, thì anh em biện toại chưa ác tuyệt vọng đến mức để rồi thảm trạng lại xảy ra. Biện toại sống với mẹ và các em trong một đại gia đình. Số lúa thu hoạch chia ra vẫn là ít. Ở xứ Bạc Liêu, mỗi năm gia đình nào cũng phải dư nhiều lúa để bán mà sắm quần áo, thuốc men. Chứ không như ở miền Tiền Giang, chỉ cần lúa đủ ăn. Còn bao nhiêu món khác trong gia đình đều mua sắm nhờ hoa màu phụ như vườn chuối, dừa hoặc chăn nuôi thảm trạng xảy ra vào sáng ngày 16 tháng 2 năm 1928 tìm lại sự thật nhất là các chi tiết thì hơi khó khăn lính mã tà thì cương quyết đổ tội cho đám anh em biện tội trong giấy thuế thân ghi sai là tại những nạn nhân trong cuộc thì muốn chứng minh rằng họ chỉ tự vệ một số người trong cuộc đã chết nếu còn sống thì họ sẽ đưa ra nhiều bằng chứng khác đại khái những nét lớn như sau Khoảng 7 giờ sáng, hai tên cò Tây là Tunia và Buzu cùng bốn người lính Mã Tà từ Bạc Liêu đến Phong Thạnh để tiếp tay với hương chức làng mà thi hành lĩnh án của tòa. Đồng số lúa hiện ở trên phần đất của anh em biện tội. Hai viên cò, gạt đa Me. Này, tưởng là chuyện thông thường. Họ không được cho biết là sẽ gặp khó khăn. Tên cò Tunia vừa mua được cây súng săn nên đem theo. Dọc đường anh ta còn lạc quan bắn thử một phát chết một con cò. Cùng đi với họ đến đóng lúa có hương thân, hương hào và hương quản làng sở tại. Anh em của biện toại cất nhà rải rác hơi xa, sát bờ rạch, đồng lúa thì ở ngoài ruộng, cách nhà họ chừng 500 thước. Dọc đường, khi đi ngang qua nhà biện toại, hương hào bèn kêu réo để mời chứng kiến việc đông lúa, nhưng không ai trả lời. Nhà cứ đóng cửa, lập tức Hương Hào bèn đến nhà biện toại và đến nhà bà mẹ là bà Hương Chánh luôn. Chẳng ai chịu đến cả. Đến gần đóng lúa, tên cò Tunia yêu cầu Hương chức làng phải mời một người trong gia đình, thí dụ như một người em của biện toại đến để chứng kiến việc đồng lúa. 15 phút sau, một cô gái đi ra, hướng về đồng lúa, cô Nguyễn Thị Trọng, em của biện toại. Theo sau là đứa cháu gái của Trọng, đứa bé này tên là Tư, 14 tuổi. Thoạt tiên, tên cò, Tunia đuổi cô Trọng, bảo rằng con gái còn nhỏ, làm sao hiểu đầu đuôi cuộc tranh chấp đất ruộng này được. Viên cò nói là đến đây để trợ giúp hương chức làng đông số lúa theo lệnh tòa. Cô Trọng phản đối bằng lời lẽ khẳng khái, trong đó có câu, Chết sống ở đây, viên đội mã tà thông dịch lại. Tên cò Tunia ra lệnh đuổi lần thứ nhất, cô Trọng cứ đứng đó, yêu cầu khi đông lúa xong thì hương chức phải giao cho cô một giấy biên nhận ghi rõ bao nhiêu dạ. Tunia trả lời rằng không có chuyện trao biên nhận. Rồi thì Tunia tát tay cô Trọng. Cô Trọng rút trong áo một cây dao nhỏ, loại dao có ngạnh sắt, chận ở trước cán. Cò Tunia đập một bá súng khiến cô té xỉu. Cò Buzu bèn tiếp tay, giật cây dao của cô, và Buzu lại vụng về, khiến lưỡi dao đâm tay ông ta một vết xoàn không đáng kể. Rồi thì lính mã tà trói cô Trọng để đó. Đứa cháu nãy giờ đứng ở ngoài xa khi thấy cô Trọng bị ngã gục và bị trói bèn chạy về nhà báo động. Từ trong xóm nhà, anh em biện tọa chạy ra, mang theo nào là dao mát gậy gọc. Họ chia ra hai tớp. Tớp thứ nhất do 10 chức, em ruột biện tọa cầm đầu. Tớp thứ nhì do Thị Nghĩa, vợ 10 chức cầm đầu. Tên cò Tunia ra lệnh cho lính chuẩn bị ứng phó. Tunia bảo một tên lính ra lệnh cho 10 chức đừng dùng vỏ khí. 10 chức chạy đến quá gần. Cò Tunia bèn bắn chỉ thiên một phát, nhưng 10 chức cứ tiến tới và tên cò lại nhắm ngay 10 chức mà bắn. Tuy bị thương rất nặng, 10 chức vẫn cầm mát gượng nhau tới, đâm trúng bụng tên Tunia rồi cả hai đều ngã xuống. Anh em của 10 chức tấn công bọn lính Mã Tà và tên cò Buzu. Cò Buzu rút súng lục, bắn làm bị thương nặng 4 người. Cò Tunia tuy bị thương nặng, nhưng cũng bò lết lại gần cò Buzu. Vì hắn công còn một viên đạn, Buzu bèn giật khẩu súng lục của Tunia mà bắn tiếp một số người bị thương, bị chết. Miêu là em rể của biện toại, giật được khẩu súng mút cơ tông của Buzu. Với khẩu súng ấy, Miêu chạy ra xa bắn về phía bọn mã tà, nhưng không gây thương tích cho ai. Lính mã tà cũng rút lui một lượt. Nhân viên công lực đến điều tra, được biết trong số người làm loạn có 5 người đàn ông, hai người đàn bà và ba người đàn bà khác không biết tên. Ngay buổi sáng hôm ấy, 10 chức và vợ, tên Nghĩa, đều chết. Luôn cả người anh tên Nhẫn cũng chết nhịn trong giấy thuế ghi sai là nhịn Anh của mười chức liễu em gái út của mười chức đều bị thương nặng được đưa tới nhà thương liễu còn sống ba ngày sau nhịn chết tóm lại về phía gia đình biện toại thì có bốn người chết ba đứa em ruột và một người em dâu là vợ mười chức nên chú ý là vợ mười chức đang mang thai bài về nọc nạn ở đoạn chót kể lại với giọng trầm hùng là năm người đổi một thằng tây tức là kể luôn đứa hài nhi trong bụng mẹ. Về phía đối phương, chỉ có tên cò Tunie chết ngày 17 khi nằm ở nhà thương Bạc Liêu. Bọn hương chức hội tề đã nhanh chân bôn tẩu từ khi thấy tình hình quá căng thẳng. Cô Trọng bị bắt, biện toại với con trai là Tia thì ra chợ Bạc Liêu với khẩu súng mà miều đã giật được. Ông Biện nộp súng và thưa với nhà nước về chuyện các em bị cò tay giết, ông Biện và đứa con bị bắt luôn, miều thì hôm sau bị bắt. Còn một người duy nhất trốn thoát là dậu. Hoàn cảnh của bà Hương Chánh Luôn thật đáng thương hại. Các con của bà đều bị nạn. Không chết thì bị bắt. Bà ở nhà một mình. Báo chí Sài Gòn lúc bấy giờ đua nhau khai thác vụ nọc nạn. Ký giả xuống tận nơi điều tra. Dư luận từ mọi giới, luôn cả giới thực dân đều thuận lợi cho gia đình biện toại. Họ bị áp bức quá lộ liễu. Họ là tiểu điền chủ siêng năng, nhưng bọn cường hào kết cấu với quan lại tham nhũng đã đưa họ đến đường cùng. Hơn nữa, bây giờ phong trào quốc gia sôi nổi, xu hướng chống thực dân đang lan tràn. Đám tang cụi Phan Châu Trinh vừa xảy ra vào hai năm trước, 1926, đảng lập hiến ra đời. Thủ lãnh đảng là ông Bùi Quang Chiêu, còn đang hăng hái. Tuy theo chủ trương Pháp Việt đề Huệ ông cũng cố gắng làm một chuyện gây giận, mặc dầu ông Phủ Hắc, nối giáo cho ban tắc là người của đảng ông. Ngoài ra còn có sự giúp đỡ tận tình của ký giả Lê Trung Nghĩa là cây bút phóng sự của tờ La Tribune Indochinoise do chính Bùi Quang Chiêu chủ trương. Trong giới trí thức pháp, nhiều người tiến bộ đã bực mình vì biến cố nọc nạn. Ký giả Lê Trung Nghĩa nhờ hai luật sư rất tận tâm là Tri Con và Zevaco biện hộ cho gia đình nạn nhân, cãi không ăn tiền. Người có chút lý trí phải nhận rằng anh em biện tội chẳng mảy may, thù oán gì, cá nhân, tên cò Tunie cả. Tòa đại hình Cần Thơ xử vụ án này vào ngày 17 tháng 8 năm 1928. De Rosario ngồi chánh án. Công tố viên là Moro. Ông Moro khá tốt và công bình. Ngoài ra còn một ông hội thẩm là ông sự, rất tốt. Người Pháp đứng trước tình thế gây go. Mặc nhiên họ đem ra xử những hậu quả của luật lệ bất công do chính phủ họ ban hành. Tức là họ xử cái chế độ của họ. Tha bổng tất cả nạn nhân thì không được. Nhưng lên án thì lên án làm sao? Chuyện này cả nước đều biết. Trừ báo là Depeche Indochine, thì tất cả các báo chí ở Sài Gòn đều có mặt, theo dõi phiên tòa. Báo Lecho Anamit, Đông Pháp Thời Báo, Limbatio, L'Opinion, Le Courier, Saigon Nice, Le Price, La Tribune Indochinoise Tòa tuyên án như sau, Biện Toại, Nguyễn Thị Liễu, em út của Toại, và Tia, con trai của Toại, được tha bổng. Cô Nguyễn Thị Trọng, 6 tháng tù, nhưng đã bị giam 6 tháng rồi. Miêu, chồng của Liễu, em rể của biện toại, 2 năm tù vì có tiền án ăn, ăn trộm. Đây là bản án rất nhẹ so với những bản án khác thời thực dân. Qua lời khai của can phạm và những người làm chứng, ta biết thêm những chi tiết quan trọng sau đây. Từ năm 1910, biện toại đã vào đơn xin trưng khẩn phần đất mà về sau xảy ra tranh chấp. Bây giờ chủ tỉnh có cấp biên lai, nhưng biên lai ấy bị ăn cướp đánh lấy mất. Toại làm đơn xin bổn nhì, điều rất lạ là bộ sổ ghi đơn xin khẩn đất ở bạc liêu vào năm ấy lại bị mất ai làm mất phải chăng là sự cố ý đánh cắp thủ tiêu hồ sơ trong văn khố cũ để cường hào tha hồ tung hoành viên chức ở tòa bố bạc liêu lúc vụ án xảy ra là ông phủ tâm nhưng ông này xác nhận rằng tài liệu cũ bị đánh cắp từ lâu rồi trước khi ông nhận chức ông hội thẩm sự đã nhấn mạnh cho tòa nhớ rằng tiếng việt rất khó dịch thí dụ như mấy tiếng chết sống ở đây mà cô Trọng trả lời với tên cò Tunia. Nếu tên đội thông dịch sai, thì viên cò có thể nổi giận. Sống chết ở đây có hai nghĩa. Một là, giàu sống hay chết, tôi vẫn đứng tại đây, tôi không đi đâu hết. Hai là, mạng đổi mạng tại đây. Hương thân Hồ Văn Hy xác nhận rằng tên cò Tunia bắn trước. Sau đó, 10 chức mới đâm tên cò. Chi tiết này xác nhận lời đồng bào địa phương đồn đãi cho rằng Mười Chức là người đầy đủ tiết tháo và chí khí anh hùng. Bị đạn rồi, nhưng còn đủ thần lực và bình tĩnh để ngã về phía trước mà đâm kẻ thù cho bằng được. Đâm rất trúng, rồi mới chịu chết vì bị thương quá nặng. Công tố viên Moro lưu ý với tòa, có thể là viên thơ ký lãnh trách nhiệm ghi nhận đơn xin khẩn đất. Hồi năm 1910 đã trao cho biện tọa một biên lai, like, nhưng không có đánh số, với dụng ý dành phần đất ấy cho người khác. Lâm Văn Kiết từng có chân trong hội đồng phái viên xác nhận với hội đồng. Phần đất tranh chấp là của biện tội khai khẩn trước tiên. Công tố viên bèn nói tiếp. Lâm Văn Kiết chỉ là hương chức làng. Làm sao dám cãi lại với ông Phủ? Ám chỉ ông Phủ Hắc, người theo phe của ban tắc. Tri Phủ Ngô Văn Hắc khai rằng, mặc dầu thấy có tranh chấp về đất đai, nhưng hồi năm ấy với danh nghĩa là chủ tịch hội đồng phái viên, ông ta đành buông trôi vì đo lại ranh đất là vấn đề phiền phức. Viên họa đồ đã tốn công đo đất ở làng Phong Thạnh suốt năm rồi. Công tố viên bèn quở trách cho rằng vì công lý không thể viện lý do mà mất thời giờ. Nếu thấy bất công là phải đo đạt, xem xét ranh đất trở lại. Công tố viên nói thẳng, lề lối của Phủ Hắc trong lúc làm chủ tịch hội đồng phái viên thật là bừa bãi. Vì Phủ Hắc bừa bãi nên xảy ra vụ án bi thảm này. Bị luật sư chất vấn, Phủ Hắc đành thú nhận rằng chính anh của ông ta chứ không phải ông ta là người đang hùng vốn với ban tắc để khai thác hai chiếc tàu đò đang chạy trên đường Bạc Liêu Cà Mau mang tên là tàu Hồ Nam và Hồ Bắc. Khi ban tắc Mã Ngân ra làm chứng, ông ta bảo rằng không hối hận gì. Viên hội thẩm hỏi Mã Ngân. Dân chúng cho rằng đáng lý ra, ông phải chết thay cho viên cò Tunia. Mã Ngân nín không trả lời. Trước khi buộc tội, công tố viên là Moro yêu cầu tòa nên thận trọng trước khi phán quyết. Công tố viên nhắc lại rằng vụ này xảy ra sau vụ án Ninh thuận lợi. Hồi năm ngoái, vụ này chứng tỏ dân chúng đang sống trong tình trạng căng thẳng và vấn đề đất đai là chuyện nghiêm trọng. Người ta có thể xúc phạm bất cứ chuyện gì nhưng nên tránh phạm tới điền thổ. Mã Ngân chỉ là người mua đất để cho tá điền mướn lại, trong khi biện tọa là người đích thân canh tác. Công tố viên trách cứ bà Hồ Thị TR là giàu có, tài sản ước từ 2 đến 300 ngàn đồng lúc bấy giờ mà quá nhẫn tâm đòi tịch thâu Tất cả lúa gặt hái được Của biện tội Lại còn đòi thêm một số tiền khác Công tố viên bảo rằng hoàn cảnh của biện tội Thật là khốn nạn Những người không tình cảm Đến giật đất Rồi bọn có quyền thế Tiếp tay với bọn người sang đoạt Công tố viên Moro yêu cầu tòa Tha bổng biện tội và con là tia Cho cô Trọng được hưởng trường hợp Giảm khinh ra tức tòa cô Trọng cứ chối là không cầm dao mặc dầu đủ chứng cớ cho miều em rể của biện toại được hưởng trường hợp giảm khinh mặc dù miều đã ba lần can án ăn trộm tha bổng cô liễu em biện toại vợ của miều vì thiếu bằng cớ luật sư tri con đứng lên biện hộ đại ý nhận định đây chỉ là vấn đề điền địa ông cho rằng chánh sách trưng khẩn ruộng đất hồi thời nhà nguyễn thật là công bằng và thích hợp với thực tế trong khi những luật lệ về trưng khẩn đất đai do người Pháp đặt ra chưa được hoàn hảo, có thể gây nhiều rắc rối lúc áp dụng vào thực tế. Thời gian quá kéo dài, từ khi đương sự được tạm cấp đất cho đến khi được cấp vĩnh viễn, vì vậy mà xảy ra cưỡng đoạt, gian dảo. Những người trong hội đồng phái viên chỉ ngồi tại chỗ, không chịu bước chân xuống bùng, mà tới sở đất xem xét. Họ quyết định theo ý kiến do những người lương thiện hoặc kém lương thiện báo cáo lại. Luật sư Tricon kết luận đại để biện tội đã tranh đấu với rừng rậm để khai phá và tranh đấu với tử thần sau một ngày làm lụng khổ nhọc anh em trở lại tròi. sau khi ăn cơm họ cho rằng có lẽ sướng thân hơn là sống trong hoàn cảnh nhọc nhằn sau khi tranh đấu với tử thần có lẽ trạng sư muốn nói đến bị rét rừng anh em trong gia đình lại còn phải tranh đấu với bọn người nói trên họ còn phải tranh đấu với thủ tục pháp lý chúng ta những người pháp nên xây dựng ở xứ này một chế độ độc tài không phải độc tài bằng sức mạnh của súng đạn, nhưng là sự độc tài của tình cảm cao đẹp. Luật sư Zevaco đứng lên biện hộ, ca ngợi lời buộc tội của công tố viên, vì công tố viên đã lưu ý đến sự thật, đến công lý và cả lòng nhân đạo. Luật sư phân chia ra hai vụ án, vụ tranh chấp điền thổ và vụ giết người. Luật sư cho rằng chính sách của nhà nước thì tốt, nhưng nhiều người thừa hành xấu đã làm cho chính sách trở nên xấu đối với dân chúng. Việc cai trị trở thành xấu nếu các quan phủ, chủ quận là người ác độc, sau khi xảy ra thảm trạng, có lẽ nhà nước nên nói thẳng với Mã Ngân, chúng tôi trả lại cho ông số tiền 1080 mà ông đã xuất ra theo giá của nhà nước để mua phần đất của biện toại và xin ông để nhà nước được yên. Luật sư nhắc lại ý kiến của công tố viên là muốn cho bộ máy cai trị có lời lỗi đúng đắn thì phải sa thải những kẻ bất lương. Luật sư nói thêm rằng đuổi những tên bất lương ở cấp dưới cũng chưa đủ, phải đuổi những người ở cấp cao hơn mà bấy lâu nhà nước đã tin cậy nên sa thải vài ông phủ, ông huyện bất hảo. Chúng ta đã thấy rõ hành động của cặp bài trùng. Mã Ngân cấu kết với một ông phủ chủ quận. Tên chánh phạm của tấn kịch đẫm máu này chính là Phủ Hắc. Trạng sư Zevaco cũng xin tòa tha thứ cho các bị can và lên tiếng. Xin quý ngài đừng đưa một bản án nghiêm khắc, một bản án được luận ra vì phẫn nộ. Bởi vì những người nông phu khốn nạn mai đây cũng sẽ bị trừng phạt khá đầy đủ rồi khi họ trở về tới nhà thừa phát lại sẽ tới để tịch thâu số lúa của họ và lần này quý tòa tin rằng không bao giờ xảy ra vụ nổi loạn nữa đâu thưa quý tòa lần này sẽ có một bà lão khóc về cái chết của bốn đứa con bốn người này đã chết vì họ tưởng rằng có thể tự lực gìn giữ phần đất ruộng mà họ đã từng rưới mồ hôi và máu của họ trên đó một số người pháp ở cà mau và vài tỉnh lân cận đã đến xem phiên tòa gây cấn này họ tỏ ra hài lòng với bản án vài người ở phong thạnh xin gặp những người bị tội và xin phép cho tội nhân ăn bữa cơm với thức ăn đem sẵn cuộc tiệc bày ra tại cà mau để thết đãi hai vị luật sư và ký giả của các báo pháp và việt do một số đồng bào ở phong thạnh và các nhân sĩ như các ông huỳnh minh trí nguyễn duy biện nguyễn viết trọng ở giá rai ông bùi văn túc ở long điền nên hiểu đây là thói trung hậu và hào hoa cố hữu của dân bạc liêu xưa nay một đại diện đứng lên cảm ơn hai luật sư và bà Hương Chánh luôn cũng đến cảm ơn họ. Ghi chú, đây là những nét tóm lược đại khái. Xin tham khảo thêm, báo La Tribune Indochinoise từ số ngày 20 tháng 8 năm 1928. Sau vụ này, ông Phủ Hắc của đảng Lập Hiến xin từ chức hội đồng quản hạt với lời trần tình cũng trên báo này. Chúng tôi biết bạn có nhiều sự lựa chọn. Cảm ơn bạn đã chọn nghe Mưa Radio ngày hôm nay. Để giúp cho mưa radio có thể duy trì công việc thực hiện sách nói, chúng tôi rất cần sự ủng hộ kinh phí từ các bạn. Mọi sự quyên góp xin gửi về số tài khoản được mô tả bên dưới mỗi video. Mưa radio xin chân thành cảm ơn. Mưa radio